Đô thị trí tôn hệ thống, tô chiết. Tập 1 Lúc này đã trời vừa dạng sáng hơn nhiều, nhưng ở nào đó cái gian phòng vẫn như cố thỉnh thoảng truyền ra bàn phím chuột gõ thanh âm, tại yên tĩnh này hoàn cảnh có vẻ đặc biệt rõ ràng. Căn phòng mờ tối, chỉ có màn hình tỏa ra ánh sáng, chiếu ra chính là một tấm hơi hơi gầy gò mà mặt, nhìn lên mới 20-21 tuổi niên kỷ, thanh tú tuấn lãng mặt tràn đầy không che giấu được vẻ mệt mỏi. Người trẻ tuổi này gọi tô chiết, miễn cưỡng có thể tính là nửa game thủ chuyên nghiệp. Hắn ban ngày trong tiệm hoa hỗ trợ, đã đi làm 3 tháng, xem như là so sánh an ổn công tác. Mà buổi tối hắn thì sẽ lợi dụng một ít nhàn rỗi thời gian, tiếp một ít trò chơi người chơi đại luyện hoặc là trò chơi phòng làm việc bên ngoài phát nhiệm vụ đến thu được một ít thù lao. Có lúc cũng sẽ đi bên ngoài kiêm chức một ít bổng lộc, hoặc là tiến một điểm thành phẩm không lớn tiểu vật phẩm, đi bên ngoài bày sạp bán ra. Trên căn bản chỉ cần không phạm pháp mà lại có thể kiếm được tiền công tác, hắn đều sẽ kế đó làm, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi cơ bản đều rất ít. Mà hắn sở dĩ như thế nỗ lực làm việc kiếm tiền, là vì tôi chiết ngoại trừ cần cung muội muội lên đại học ở ngoài, mỗi tháng còn cần hướng về ngân hàng giao nộp một bút không ít phòng vay, cho nên mỗi tháng đều hơi có chút đã vào được thì không ra được rồi. Hắn hiện tại ở cái này hai tầng nửa đồng hào bằng bạc phòng, gộp lại có hơn 200 bình phương lại tăng thêm gần 100 bình phương hậu viện. Mỗi tháng phòng vay nhưng là khiến cho tôi chết sứt đầu mẻ chán, mỗi tháng tiền kiếm được có hơn nửa là dâng hiến cho này đồng hào bằng bạc phòng. Này dĩ nhiên không phải tô chiết chính mình không tự lượng sức cung xuống, mà là hai năm trước phát sinh tai nạn xe cộ qua đời cha mẹ của Lưu Lại, bởi vì lúc đó tai nạn xe cộ chủ yếu trách nhiệm là ở cha mẹ một phương này. Cho nên cha mẹ Lưu Lại tiền đa số dùng để thường cho đối phương sau, đã còn thừa không có mấy, cho dù lễ tang dùng tiền vẫn là tô chiết đông tập hợp tây tập hợp mà đến. Đã làm để muội muội cùng mình có cái an ổn đặt chân chi địa, cho nên Tô Chiết liền khẽ cắn răng đem phòng vay đỡ xuống, chưa hề đem phòng ở chuyển bán đi. Thời gian liền ở Tô Chiết hết sức chăm chú đánh quái bên trong bất chi bất giác đi qua, lúc này sắc trời càng tối sầm. Nguyên bản vẫn là an tĩnh bên ngoài, thỉnh thoảng mà vang lên một loạt tiếng sấm. Hô, rất lâu, Tô Chiết mới thở phào nhẹ nhõm, bận rộn một buổi tối, rốt cuộc muốn kết thúc. Hiện tại chỉ cần đem nhiệm vụ đưa ra cho trò chơi NPC, cái này thời đại luyện nhiệm vụ coi như là hoàn thành, cũng có thể đi nghỉ ngơi. liền ở tô chiết yếu điểm kích xác nhận thời điểm, một đạo tia chấp màu tím quỷ dị xuyên qua cửa sổ bổ vào không hề chuẩn bị tô chiết trên người của. Lập tức một luồng điện lưu liền tại tô chiết trên người tán loạn, bên cạnh máy vi tính cũng không thể may mắn thoát khỏi, tản ra một trận đốt cháy khó nghe mùi vị khác thường. Giờ khắc này cả người điện quang lập lè tô chiết bị điện ngã trên mặt đất, thần kỳ là chấp giật thật giống nhìn lên cũng không có đả thương được hắn hắn thân thể nhìn bề ngoài một điểm tổn thương đều không có, lông tóc không tổn hại. Chỉ là bị điện tê giải khó chịu tô chiết không thể động đậy. Kèm theo tia chất màu tím mà đến còn có một cỗ tin tức đều tràn vào tô chiết trong não, bị tô chiết cấp tốc tiêu hóa. Không lâu, tô chiết liền không chống cự nổi uể oải, chầm chầm ngủ rồi. Trong cơn mông lung nghe thấy một trận đồng hồ báo thức tiếng chuông, tô chiết mới từ trong giấc mộng sâu kín tỉnh lại, sắc trời đã mở sáng. Vỗ vỗ đầu, hắn cũng chưa thức dậy, mà là tiếp tục nằm trên đất thu dọn hỗn loạn dòng suy nghĩ, tựa hồ trí tôn hệ thống. Sùng vật hối đoái thương thành, đủ loại đủ kiểu tin tức không ngừng bị kêu gọi, tô chiết càng là xem lướt qua càng là chấn động, não hải tin tức đã lật đổ hắn dĩ vãng nhận thức, trí tôn hệ thống khởi động một ý nghĩ mới vừa vặn bay lên, trong đầu đột nhiên hiện ra một chuỗi máy móc thức thanh âm của. Tô chiết trong đầu óc lập tức liền xuất hiện một bộ lập thể giới diện. Ký chủ, tô chiết thể chất, 8 thần lực, 80 tích phân, 10 từ hệ thống, sủng vật hối đoái thương thành làm giới diện sau khi xuất hiện, Tô Chiết liền theo bản năng mở ra sủng vật hối đoái thương thành. Trong nháy mắt, giới diện lên liền xuất hiện phàm thú hai chữ, Tô Chiết điểm xuống đi, nhất thời đủ loại đủ kiểu động vật hiện lên ở Tô Chiết não hải. Có thể hình so với châu Phi giống như lớn, so với con kiến nhỏ bé động vật đều có thể hối đoái. Liền ngay cả tuyệt diệt động vật cũng có thể hối đoái, chỉ cần có đầy đủ tích phân, kiếm sỉ hổ đều có thể cho người hối đoái đi ra, đủ loại đủ kiểu động vật nhìn đến tô chiết hoa cả mắt. Cứ việc rất muốn đem bên trong động vật hối đoái đi ra, thế nhưng Tô Chiết vẫn là bình tĩnh lại, hiện tại tích phân mới chỉ có 10 phân, tại không biết tích phân thu được phương thức trước tuyệt đối không thể tùy tiện dùng xong, nhất định phải cần hối đoái đến mang đến lợi ích động vật. Xem một hồi, Tô Chiết liền đem sủng vật hối đoái thương thành đóng lại, nhìn lên giới trên mặt cái khác thuộc tính. Đầu tiên là thể chất, từ trong tin tức biết được là đại biểu thân thể tổng hợp tố chất, bình thường thành niên thể chất của con người là 10. Ở phương diện này tới nói rất chính xác, bởi vì tôi chiết thời gian dài cường độ cao công tác lại tăng thêm nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng theo không kịp, thể chất hơi chút nhược điểm thật là bình thường. Mà trong đó thần lực là lấy ra thân thể một loại nào đó thần bí vật chất mà đến, cho nên cùng thể chất một cái thuộc tính cùng một nhịp thở. Chủ yếu tác dụng là có thể dùng để trị liệu, cường hóa cùng với gia tốc động vật sinh trưởng. Nên rõ ràng thần lực tác dụng sau, tôi chiết không nhịn được nhìn về phía trên bàn để máy vi tính, ánh mắt của hắn cũng không tại trong máy vi tính, vào lúc này bộ này kiếm tiền công cụ tốt xấu, hắn đã không có tâm tư đi để ý đến nó rồi. Tô chiết mục tiêu là màn hình bên cạnh hồ cá nhỏ, bên trong chứa một con nhỏ cỏ quy, con này tiểu thảo quy là mấy ngày trước tại hạ lớp trên đường nhặt được. Lúc đó phát hiện thời điểm đã sắp muốn chết đi rồi, cho dù mang về nhà nuôi mấy ngày cũng không thấy tốt hơn, nếu không phải tô chiết phát hiện nó thỉnh thoảng sẽ nhẹ nhẹ nhúc nhích một cái, hiện lên tiểu gia hỏa còn ngoan cường sống sót. Hắn đều sẽ tại hậu viện tìm một chỗ đem nó chôn Hiện tại cái này chỉ tiểu thảo quy dùng để thí nghiệm thần lực tác dụng là không thể thích hợp hơn, tôi chiết đem tiểu thảo quy nhẹ nhàng từ trong hồ cá lấy ra, một mắt liền có thể nhìn thấy chỉ có nắp bình lớn nhỏ mai rùa dĩ nhiên xuất hiện một cái không nhỏ vết nứt, hẳn là bị vật nặng ép đến, tiểu thảo quy nhìn lên thoi thóp. Bị tôi chiết nắm lúc thức dậy, hai mắt nhắm nghiền, chỉ là tứ chi khẽ động, tựa hồ liền thu về mai rùa đều làm không đến rồi. Suy nghĩ một chút rồi, tôi chiết liền đem thần lực độ hướng về trong tay tiểu thảo quy từ nơi sâu xa cảm giác thật giống từ chỗ nghi tâm chảy ra một cỗ năng lượng thông qua bàn tay chảy về phía tiểu thảo quy. Lập tức mai rùa vết nứt liền tại mắt thường tốc độ rõ rệt càng hợp lại cùng nhau, tiểu thảo quy cũng biến thành có sức sống lên, tứ chi nhích tới nhích lui thập phần mạnh mẽ, đồng thời còn thập phần thân mật tại tô chiết thủ trưởng cọ tới cọ lui, chỉnh thể còn lớn hơn một vòng, trước đó mai rùa vẫn chưa tới 3cm, bây giờ nhìn lại có tới 5cm, vốn là lờ mờ mai rùa cũng có lộng lấy, xem toàn thể lên xinh đẹp hơn. Toàn bộ quá trình nhìn đến Tô Chiết trợn mắt ngoác ngồm, này hoàn toàn biến dạng tiểu ra hỏa nếu không phải một mực tại Tô Chiết ngay dưới mắt, hơn nữa tay còn một mực cầm lấy lời của nó, Tô Chiết cũng sẽ không tin tưởng đây chính là trước đó con kia thoi thóp, bất cứ lúc nào ngủm tiểu thảo quy. Từ giờ khắc này Tô Chiết mới biết mình lấy được năng lực là cường đại cỡ nào, dụng thần dấu vết để hình dung đều không quá đáng, nội tâm thật lâu mới bình ổn lại Tô Chiết phát hiện lần này trị liệu cùng cường hóa tiểu thảo quy dùng 4 điểm tinh lực hơn nữa tích phân cũng so với trước kia gia tăng rồi một phần. Suy nghĩ kỹ một chút hẳn là trị liệu tiểu thảo quy có được, tạm thời có thể xác định xuống trị liệu động vật là thu được tích phân khởi nguồn một trong, đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Nhiệt môn nếu phát hiện thu được tích phân phương pháp sau, tôi Chiết lập tức mở ra hối đoái sủng vật thương thành, muốn hối đoái bên trong động vật đi ra thử xuống đến. Đương nhiên cực kỳ tiết kiệm hắn đương nhiên sẽ không đi tùy tiện đi hối đoái động vật, lãng phí quý báu tích phân, Hối đoái động vật nhất định phải thỏa mãn hai điểm, hai giờ. Một hối đoái động vật cần thiết tích phân nhất định muốn thiếu. Hai hối đoái đi ra ngoài động vật có thể nhanh chóng đổi lấy tiền tài. Xem trong tay rùa đen, Tô triết chợt nhớ tới mấy ngày trước nhìn đến đưa tin, bên trong chủ yếu đều là đang giảng giải các loại bế xác quy, mà ở trong nhắc tới một loại bế xác quy liền để Tô triết ấn tượng thập phần sâu sắc, đại cảm giác hứng thú Tô triết vì thế còn chuyên môn vào internet biết một chút tình huống cùng giá cả. Không nhìn không biết. Nhìn hắn mới phát hiện mình nhọc nhằn khổ sở một tháng kiếm được tiền khả năng còn chưa đủ mua một chỉ vừa mới phá xác nhau nhỏ ấu quy, mà một con thành niên quy giá trị cơ bản liền đầy đủ chính mình phấn đấu mấy năm. Kim đầu bế sắc quy là ta nước đặc hữu chủng loại, thuộc về quy bên trong quý tộc. Bởi vì phần đầu hắn, tứ chi các bộ vị đều hiện lên màu vàng óng mà đặt tên, xem xét giá trị khá cao, rất được quy kẻ yêu thích yêu ái, không tiếc trăm phương ngàn kế bỏ ra nhiều tiền muốn lấy được kim đầu bế sắc quy nhưng là vì phân bố khu vực chật hẹp, cho nên hoang dại số lượng rất thiếu, bắt giữ bán ra có khối người, giá cả so với ba mặt bế xác quy, cũng chính là tục xương tiền tài quy còn cao hơn ngang nhiều lắm. Mà Tô Chiết quyết định cái thứ nhất hối đoái động vật chính là kim đầu bế xác quy rồi, bởi vì kim đầu bế xác quy giá cả cao, số lượng lên còn rất ít ỏi, hiện nay nhu cầu thị trường số lượng cũng rất lớn, muốn muốn bán ra lời nói tự nhiên không lo không tìm được nguồn tiêu thụ. May là hối đoái thương thành có thể trưng bày ra bản thân cần động vật đi ra, không phải vậy chỉ dựa vào chính mình tìm, vậy cũng không biết phải tìm đến lúc nào rồi. Hối đoái thương thành giới diện sắp xếp suốt vài loại bế sắc quy, tôi chiết chọn trong đó kim đầu bế sắc quy. Sau đó giới diện một đổi, nhảy ra mấy bức tranh, theo thứ tự là quy trứng, quy miêu, á thành niên quy, thành niên quy bốn loại. Hối đoái cần thiết tích phân cũng đều không giống nhau, trong đó quy trứng một tích phân là có thể đổi được một cái, mà một con rùa miêu cần 2 tích phân, á thành niên quy 3 tích phân một con, thành niên quy cần 4 tích phân một con. Suy tư dưới, tổ chức cuối cùng vẫn là lựa chọn hối đoái quy trứng, bỏ ra 6 tích phân hối đoái 6 viên quy trứng, bởi vì ở trước mắt tích phân tương đối ít dưới tình huống, chính mình có thần lực có thể giúp quy trứng ấp, đồng thời có thể cam đoàn ấu quy tỷ lệ sống sót. Cho nên lựa chọn ấp quy trứng bỏ ra bán, lợi ích dù sao mới là sử dụng tốt nhất. Xác định hối đoái đối tượng cùng với số lượng sau, Tô Chiết cảm giác nghi tâm của mình xử trí tốt như nứt ra rồi một đạo khe hở, từ đó bắn ra vô số đạo thần bí tia sáng, chỉ trong chốc lát qua đi, liền biến mất không còn tâm tích, trên mặt đất liền có thêm 6 viên quy trứng. Tô Chiết đem trong tay tiểu thảo quy thả lại hồ cá nhỏ bên trong, tùy tiện tìm cái thu dọn hòm tại hậu viện trang một chút bùn đất, sau đó hướng về mỗi viên quy trứng độ vào một điểm thần lực sau, liền thận trọng nửa chôn ở trong đất bùn. Hắn cũng không có xem xét tỉ mỉ quy trứng, đi nghiệm chứng thật xấu, bởi vì hắn đối kiến thức của phương diện này là một chữ cũng không biết, cho dù nhìn cũng vô dụng, vẫn là sớm một chút để quy chứng mộ yên mà đẹp mới là chính sự. đây cũng không phải là phổ thông quy chứng, đối tôi chiết tới nói không thua gì là quả trứng vàng. nếu như chờ một chút bởi vì chính mình không cẩn thận cho rằng vặt hỏng rồi, đến lúc đó liền hối hận cũng không kịp. làm đệ sáu viên quy chứng cũng trôn xuống sau, tôi chiết liền cảm giác mình thể lực hạ thấp rất nhiều, cảm giác lại như mới vừa quyên xong huyết như thế, có chút ngất lắc lắc đầu, Tô Chiết cũng không có nhiều quá để ý, bởi vì hắn biết đây là tiêu tan tốn thần lực phản ứng bình thường, có thể thông qua nghỉ ngơi ăn uống khôi phục như cũ. Hết bận những này, phát hiện giờ làm việc đã sắp đã tới rồi, Tô Chiết liền đem thu dọn hòm tiện tay đem thả ở trong góc, tùy tiện rửa giấy mặt mũi liền ra cửa. Hắn công việc bây giờ tiệm bán hoa địa điểm cách Tô Chiết nhà cũng không tính quá xa, ngồi xe buýt lời nói, chừng nửa canh giờ là đến. Đối với công việc này, Tô Chiết vẫn là rất quý trọng, bởi vì đối văn bằng không cao hắn tới nói, tìm tới công tác nhưng là không dễ dàng. Tại tiệm bán hoa đi làm trong vòng 3 tháng, Tô Chiết mỗi ngày đều sẽ sớm ra ngoài, tận lực làm được sớm chừng nửa canh giờ đi làm, tránh khỏi đến muộn, chính là vì cho tiệm bán hoa bà chủ lưu cái ấn tượng tốt. Hôm nay bởi vì hệ thống mà làm trễ nãi không ít thời gian, cho nên coi như là tô chiết vội vội vàng vàng ra ngoài, vừa đến đợi xe đứng lại vừa vặn có một chiếc xe công cộng, mà trên đường cũng rất khó được khoan khoái không có kẹt xe nhưng đã đến tiệm bán hoa sau cũng đã chậm rồi. Đã đến tiệm bán hoa sau, bà chủ không có cho Tô Chiết cơ hội giải thích, trực tiếp khiến hắn về nhà. Tình huống như vậy, Tô Chiết sớm đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Bởi vì trước tháng thời điểm, bà chủ bà con xa đến nương nhờ nàng, nàng liền sắp xếp tại tiệm bán hoa hỗ trợ. Đối với kích thước không lớn tiệm bán hoa tới nói, 12 người liền có chút lãng phí tư nguyên. Tính toán tỉ mỉ bà chủ đương nhiên sẽ không như vậy làm cho nên nàng vừa bắt đầu đã nghĩ từ trước tô chiết nhưng là vì mỗi ngày tô chiết công tác đều tận tâm tận lực lại không phạm sai lầm như vậy nàng có chút liền khó với mở miệng ngầm đã nhiều lần ám chỉ tô chiết để chính hắn chủ động rời đi điểm này tô chiết trong lòng tự nhiên biết hắn cũng có rời đi ý tứ chính vì như vậy đi xuống sẽ chỉ làm song phương đều cảm thấy lúng túng chính mình chủ động rời đi cũng tránh khỏi bà chủ không nể mặt mũi không dễ nhìn làm tiệm bán hoa có thêm cái nhân viên cửa hàng sau hắn cũng đã bắt đầu ở bên ngoài lưu ý công tác. Vốn là dự định khi tìm thấy khác công việc sau, mình mới chủ động đi từ trước rời đi. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì đến muộn, bà chủ liền thuận lý thành trương khiến hắn rời đi, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hắn cũng không có cầu tình, bởi vì hắn biết bà chủ chờ cơ hội này đã chờ thật lâu, cầu tình chỉ sẽ để cho mình lúng túng, kết toán tiền lương liền đi. Có lẽ là bởi vì băn khoăn, hay hoặc giả là sợ hắn gây sự. Bà chủ cũng không hề cắt xén hắn tiền lương. Đương nhiên tính rất rõ ràng bà chủ cũng sẽ không nhiều phân phát ngươi. Lên bao nhiêu ngày liền phát bao nhiêu ngày tiền lương. Tô chít rời khỏi tiệm bán hoa sau. Nhớ tới phòng vay vừa vặn đến kỳ. Liền đem tiền cầm nộp. Lập tức liền lung tung không có mục đích ở trên đường đi tới. Hắn hiện tại gần như là người không có đồng nào. Vừa mới phát tiền lương thêm vào tiền còn lại. Nhiều vô số gộp lại vừa vặn đủ còn phòng vay. Hiện tại nộp phòng vay sau mình và muội muội tháng này sinh hoạt phí liền không có tin tức rồi. Lẽ nào thật sự muốn đem phòng ở bán, cái ý niệm này mới vừa vặn thăng lên liền lập tức bị tô chiết hủy bỏ. Phòng ở hắn tuyệt thế thì làm sao cũng sẽ không đi bán, bởi vì cái này phòng ở là để dành cho muội muội. Cho nên hiện tại nhất định phải lập tức tìm một công việc đến đẩy, trong lòng còn tại tính toán muốn trước đi tìm công việc gì hắn, bên tai truyền đến các loại tiếng kêu, có chó sủa, chim hót, con ếch gọi. Tô Chiết mới phát hiện mình bất chi bất giác đi tới hoa và chim thị trường. Nhìn hoa và chim thị trường mua bán đủ loại đủ kiểu sủng vật, Tô Chiết mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này mới nhớ tới tại tối ngày hôm qua bị chớp giật đánh chúng bắt đầu từ giờ khắc đó, vận mạng của hắn đã bắt đầu cải biến. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là trong nhà đang tải ấp 6 viên trứng, ấp đi ra sau, chỉ cần cầm bán đi là có thể giải quyết hắn hiện tại khổ não sinh hoạt phí vừa nghĩ tới trong nhà còn có sáu viên quy chứng còn tại ấp trong tôi chiết liền không dằn nổi chạy về nhà sau khi về đến nhà hắn đã đầu đầy mồ hôi khẩn trương đi tới thu dọn trong dương nhìn một chút xác nhận bên trong quy chứng tất cả bình thường sau tôi chiết mới thở phào nhẹ nhõm không phải do hắn không khẩn trương có thể hay không giải quyết hiện nay sinh hoạt phí hiện tại liền toàn bộ hy vọng này sáu viên nho nhỏ quy chứng thu dọn trong dương sáu viên quy chứng mai rùa trên căn bản cũng đã hơi nứt ra rồi. Nhìn kỹ, còn lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy mai rùa bảo vệ tiểu sinh mệnh. Tiểu quy đã bắt đầu muốn phá xác ra đời, lần nữa chứng minh rồi thần lực tác dụng, vẹn vẹn mới dùng một cái sáng sớm thời gian cũng chưa tới, tiểu quy cũng đã sắp ấp rồi. Vì bảo đảm quy chứng ấp tốc độ cùng tỷ lệ sống sót, tôi chiết hướng về mỗi viên quy chứng đều trọng mới độ vào một điểm thần lực. Tổng cộng dùng đi rồi 6 điểm thần lực sau, tôi chiết sắc mặt càng lộ vẻ trắng xanh, hắn hiện tại tràn đầy cảm giác đói bụng cùng buồn ngủ cảm giác. Hắn vội vã đem ngày hôm qua còn dư lại bánh mì ăn, uống liền vài chén nước sôi, khiến người ta khó chịu cảm giác đói bụng mới biến mất một ít. Ăn ít thứ sau, thần lực của hắn cũng khôi phục hai điểm. Nếu quy chứng đã có thần lực phụ trợ, ấp đi ra tiểu quy đến cũng chỉ là thời gian dài ngắn rồi, đã không cần tại mọi thời khắc cần phải đi chú ý. Tô Chiết liền thừa dịp thời gian này, nằm trên ghế salon dự định nghỉ ngơi một hồi tiêu hao không ít thể lực hắn tại chỉ chốc lát sau liền chìm chìm vào giấc ngủ rồi ngủ được mơ mơ màng màng tô chít là bị chuông điện thoại di động đánh thức miễn cưỡng mở mắt ra cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là một cái số điện thoại lạ hoác vốn là không muốn tiếp có thể là điện thoại di động một mực vang lên không ngừng vừa tiếp xúc với nguyên lai like là cái đưa chuyển phát nhanh người đánh tới nói có một cái gần kiện muốn đưa tới cửa hỏi có người ở nhà tiếp thu a AH. hát tô chít lúc này mới nhớ lại Chính mình mấy ngày trước còn tại trên lưới mua một ít gì đó. Có thể là bởi vì chuyển phát nhanh viên vừa lúc ở phụ cận phái kiện quan hệ, cũng không lâu lắm, phát chuyển nhanh liền đưa tới cửa. Là hai cái lớn thùng giấy, tôi chiếc ký nhận sau liền không dằn nổi mở ra cái dương. Cái thứ nhất thùng giấy bên trong chứa chính là từng cái trong suốt plastic giữ tươi hộp, số lượng vừa vặn là 10 cái. Ngoại trừ giữ tươi hộp bên ngoài, cái dương dưới đáy còn để đó một bao lớn quy lương thực. Tôi chiết dùng kéo cắt ra giữ tươi hộp bịt lại băng dính, lấy ra nắp hộp. Đầu tiên nhìn đến là rêu. Đem phía trên rêu lấy đi một ít, nguyên lai giữ tươi hộp bên trong chứa chính là từng con từng con tiểu quy mầm. Tôi chiết đi lấy cái thủy sản hòm tiếc một chút nước, đem chứa những này tiểu quy. Nước này sản hòm là tôi chiết sớm liền chuẩn bị tốt, hắn đem giữ tươi hộp toàn bộ mở ra, đem trong hộp rêu toàn bộ lấy đi, sau đó đem tiểu quy toàn bộ nước vào sản trong dương. Một cái nhìn lên cũng không lớn giữ tươi hộp chứa 10 con nhỏ quy mầm gộp lại tổng cộng có 100 con tiểu quy. May là hắn chuẩn bị thủy sản hòm rất lớn, tuy rằng thả 100 con tiểu quy sau khi tiến vào, thủy sản hòm có vẻ hơi chen chúc, nhưng trong thời gian ngắn đến nuôi nên vấn đề không lớn. Nhiều như vậy tiểu quy, tôi chiết dĩ nhiên không phải mua đến mình nuôi. Hắn cũng không có nhiều như vậy tinh lực tới chiếu cố những này tiểu quy. Này 100 con tiểu quy chủng loại là Trung Hoa thảo quy, bình thường mọi người thường thường nói rùa đen kỳ thực chỉ chính là loại này Trung Hoa thảo quy. Bây giờ là 3 tháng phần, chính thức tiến vào mùa xuân tháng ngày. Lúc này cũng là rùa đen bắt đầu kết thúc ngủ đông thời gian, rùa đen từ từ hoạt bát lên. Mùa xuân mùa là rùa đen tỷ lệ sống sót cao mùa, rất thích hợp mua quy đến nuôi. Những này trung hoa thảo quy là hắn tại trên lưới tìm đến, giá cả rất rẻ. Bởi vì là một lần mua 100 con, giá cả mới hai 6 khối một con, khác một cái dương giả bộ là 100 cái mini sủng vật hòm, tôi chiết lấy ra kiểm tra một chút, là plastic, dáng vẻ ngược lại là thật đẹp mắt chính là cảm giác rất mỏng chất lượng nhìn lên tương đối kém bất quá tô chiết yêu cầu không cao đối loại này sủng vật hòm đã thật hài lòng rồi bởi vì giá cả mới hai khối một cái hắn cũng không thể yêu cầu quá nhiều hắn mua những ngày tiểu thảo quy dự định chính là tại buổi tối tan việc sau dự định thử đi bảy quán vỉa hè bán tiểu quy tô chiết đem quy lương thực đóng gói xé ra sau đó đem quy lương thực chứa ở số nhỏ tự phong trong túi Mỗi túi đại khái đều giả bộ 100 khắc khoảng chừng. Hắn mua quy lương thực là 2 kg giả bộ, đại khái giả bộ hơn 100 bao, quy lương thực gần như còn sót lại một nửa. Hôm nay hắn vừa vận thất nghiệp, liền dự định thừa dịp hiện tại đi bày sạp, bán tiểu quy kiếm tiền đến chợ giúp gia dụng. Hắn đem những thứ đồ này toàn bộ đặt ở xe đẩy nhỏ bên trong, liền đẩy xe đẩy nhỏ ra ngoài. Tô chiết tại công viên phía ngoài ven đường, tìm cái so sánh dâm mắt địa phương bày lên quán đến hắn không có đi người đến người đi hoa và chim thị trường cũng không có lựa chọn đi lượng người đi lớn đường dành riêng cho người đi bộ bầy sạp bởi vì những địa phương kia đều không cho phép vì tiện bầy sạp cho dù có thể ở nơi đó bầy sạp cạnh tranh dù sao cũng rất lớn hắn chọn chỗ này không bao xa chính là tiểu khu hơn nữ yến vân đại học ở ngay gần lượng người đi cũng rất tốt mấu chốt nhất là nơi này thành quản cũng rất ít đến xua đuổi tiểu phiến nơi này cũng có không ít nhân hòa tô chiết có ý tưởng giống nhau phụ cận vụn vật lẻ tẻ cũng có hơn 10 người ở nơi này bày quán vỉa hè. Hắn đại khái nhìn một chút, có bán đồ trang sức phẩm, bán quần áo. Chỉ có một nhà tại bày sạp bán chó con, đối với hắn ấn tượng không lớn. Tô chiết đem chứa rùa đen thủy sản hòm chuyển đến trên mặt đất, đem chuẩn bị xong bảng đen lập ở mặt trước. Mặt trên dán là một tấm thủ công chế luyện áp phích, là chính bản thân hắn vẽ. Bên trong vẽ là một con rất khả ái rùa đen nhỏ, trên poster còn viết, manh manh trung hoa tiểu thảo quy đến lạc, mua tiểu quy còn đưa sủng vật hòm thêm quy lương thực. Còn mặt khác đưa nuôi quy gợi ý nhỏ nha. Quán vỉa hè liền đơn giản như vậy bầy sau khi đứng lên, tô chiết mới chú ý tới tiểu thảo quy. Vừa nhìn mới phát hiện những này tiểu thảo quy bây giờ trạng thái đều thật không tốt, rõ ràng thiếu hụt sức sống. Hẳn là trải qua chuyển phát nhanh một đường sóc này thêm vào không thích ứng mới sẽ như vậy. Tình huống này dưới, tô chiết liền khẩn trương. Chính vì như vậy rùa đen nhỏ, mọi người vừa nhìn thì sẽ không mua hơn nữa bán không được còn không có gì mấu chốt là sợ những này tiểu thảo quy chống đỡ không đi xuống liền chết như vậy dùng thần lực cứu tiểu quy cái này tô chiết không phải chưa nghĩ tới nhưng mấu chốt là mỗi lần thần lực sử dụng đều là một điểm làm đơn vị tiểu thảo quy số lượng nhiều lắm hắn căn bản cứu không được nhiều như vậy bỗng nhiên tô chiết đem bàn tay vào trong nước xác định chu vi không có ai quan tâm tới đây sau thử đem thần lực trực tiếp độ hướng về trong nước thử nghiệm có thể hay không thông qua dùng thần lực đến thay đổi chất nước, do đó để nước có thêm trị liệu tác dụng. Vốn đang ở trong nước vô tinh đả thải tiểu thảo quy, trải qua thần lực gia trì, tiểu thảo quy bắt đầu từ 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 hoạt động. Tô chiết ý nghĩ không sai, thần lực là có thể trực tiếp cải thiện nước. Trải qua thần lực gia trì sau nước, hiển nhiên đối tiểu thảo quy có trợ giúp. Mặc dù không có trực tiếp hiệu quả trị liệu được, thế nhưng thắng ở có thể đồng thời trị liệu nhiều con, cái này thử nghiệm thành công để tôi chiết nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. bất quá nghĩ đến hiện tại liền điền đầy bụng cái này vấn đề sinh tồn đều vẫn không có giải quyết. ý nghĩ nhiều thêm cũng không có năng lực lực đi làm đến. hắn liền đem ý nghĩ thu hồi lại, chuyên tâm buôn bán bán lên hắn tiểu thảo quy. audio điện tử võ tấn bền. ông chủ, người này tiểu quy bán thế nào? hay là tôi chiết chính mình vẽ áp phích hấp dẫn người, cũng hay là trong nước rùa đen nhỏ khả ái vẻ ngoài tạo tác dụng không bao lâu liền có một cái mua thức ăn trở về lão thái thái tới hỏi giá tiền. Tiểu quy 10 khối một con, đưa quy lương thực, hơn nữa hiện tại mua hai vẫn còn đưa sủng vật hòm. Nhìn thấy khách tới cửa, tô chiết khẩn trương nói ra. Lão thái thái vẫn có chút do so dự, tiểu quy có khó không nuôi a hát, đừng mua về tiểu chết rồi a hát. Làm sao sẽ, ta đây tiểu quy có thể thật là tốt nuôi. Người xem này tiểu quy nhiều tinh thần a hát, hơn nữa ở chỗ này của ta mua quy còn đưa gợi ý nhỏ. Chiếu vào mặt trên làm, bảo đảm có thể sống cho thật tốt. Tô Chiết tại Thủy Sản Hồng vì tiện cầm lấy một con nhỏ Quy, đưa cho Lão Thái Thái xem. Tiểu Quy rất phối hợp, cũng không sợ người. Tại Lão Thái Thái trong tay liều mạng giấy ruộng, muốn tránh thoát thu được di yêu. Vậy được, cho ta nắm hai chỉ, nhớ phải giúp ta chọn hai chỉ so với so sánh tinh thần. Nuôi không tốt ta về tới tìm ngươi. Lão Thái Thái tại trong bao tiền lấy ra hai mươi khối giao cho Tô Chiết, vẫn chưa yên tâm dặn dò hai câu. Tô Chiết tiếp nhận tiền đến, được, ta lấy cho ngươi hai cái tối tinh thần tiểu quy. Sau đó chọn hai chỉ ở trong nước dầm lợi hại nhất tiểu quy chứa ở sủng vật trong dương, nắm lấy quy lương thực cùng gợi ý nhỏ giao cho lão thái thái. Này nuôi quy gợi ý nhỏ chủ yếu viết là giới thiệu hoa thảo quy lai lịch, tiểu thảo quy chủ yếu ăn cái gì, tiểu thảo quy tập tính vân vân. Là tô chiết mình ở internet diễn đàn cùng diễn đàn lên tìm, sau đó căn cứ từ bản thân kinh nghiệm tổng kết ra, ở bên ngoài dùng giấy A cho in ra tuy rằng dạy không phải cao thâm cỡ nào nuôi quy phương pháp. Thế nhưng chỉ cần dựa theo phía trên làm, trên căn bản dưỡng cho tốt thảo quy đã không thành vấn đề. Tô chiết tặng kèm nuôi quy gợi ý nhỏ nguyên nhân, tăng cường bán quy sức hấp dẫn ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất vẫn là hy vọng mua quy người có thể thật tốt tìm hiểu một chút rùa đen. Có thể đem quy dưỡng cho tốt, chớ đem rùa đen nhỏ dần vặt chết rồi. Rất nhiều người mua quy đều là nhất thời hứng khởi, căn bản cũng không có đi tìm hiểu qua rùa đen cần phải thế nào nuôi hứng thú đi lên, muốn mua liền mua, mua sau khi về nhà, liền bắt đầu rằng co, cho tiểu quy ăn thật ngon, một ngày cho tiểu quy đổi nước tắm rửa nhiều lần. Cứ như vậy đại đa số rùa đen nhỏ, tại chủ nhân kinh hiểu lòng liệu dưới chết đi. Cuối cùng phần lớn tiểu quy chủ nhân còn oán giận, là rùa đen nhỏ sinh mệnh quá yếu đuối rồi. Chính mình tận tâm tận lực, phí hết tâm tư chiếu cố nó, rùa đen nhỏ vẫn là chết không rõ ràng. Chưa bao giờ suy nghĩ dưới, ngươi cho là chiếu cố là đúng hay sai. Ngươi cho rằng ăn ngon có dinh dưỡng, có thể hay không không thích hợp rùa đen ăn. Ngươi thường thường đổi mới, có thể hay không để rùa đen không thích ứng hoàn cảnh cùng nước ấm. Thanh khiết rùa đen là chuyện tốt, thế nhưng mọi việc quá mức rồi liền sẽ hại chết rùa đen nhỏ. Tuy rằng rất nhiều người mua quy đều là nhất thời hứng thú mới mua, thế nhưng đại đa số người mua sau khi về nhà. Vẫn là rất nhiều người dùng rất nhiều kinh lực đi nuôi quy, chỉ bất quá dùng sai rồi phương pháp cho nên tôi chiết đưa gợi ý nhỏ còn là hy vọng các vị người mua có thể chính xác nuôi quy, không nên đem thật tốt tiểu sinh mệnh dần và chết rồi. Rùa đen chỉ cần thích ứng hoàn cảnh chung quanh, thật là tốt nuôi động vật tới. Lão thái thái đi rồi không bao lâu, liền lại có người nhìn lên quy, là một nam một nữ, xem huống hẳn là nam đang tại truy nữ hài. Soái ca, cho bạn gái mua con rùa nhỏ đi, người xem một chút này rùa đen nhỏ nhiều đáng yêu ah, mười khối liền có thể mua một con còn đưa quy lương thực. Tô Chiết đối Nam Hải nói ra, còn hết sức cầm con rùa nhỏ cho nữ Hải xem. Hắn biết rất nhiều nữ Hải tử đối nhỏ như vậy động vật là không có sức đề kháng. Hay là Tô Chiết cái kia bạn gái ba chữ để Nam Hải rất tâm động, đúng vậy a, à, nana, này rùa đen nhỏ khả ái như vậy, ta mua được đưa cho ngươi nuôi có được hay không à? Nữ Hải đối rùa đen nhỏ cũng rất tâm động, gật gật đầu biểu thị tiếp thu. Tốt nhất là hai người đều nuôi một con, đồng thời nuôi có thể nuôi dưỡng cảm giác mua hai vẫn còn đưa một mình ngươi sủng vật hòm tô chiết đánh sắt khi còn nóng nói ra vậy thì tốt ta muốn bốn chỉ na na chúng ta một người nuôi hai chỉ nhìn xem ai nuôi tốt nam hài nghe được đồng thời nuôi quy có thể nuôi dưỡng cảm giác đối rùa đen nhỏ là càng xem càng yêu thích này rùa đen nhỏ nhưng là so với mua hoa tươi đưa người tiện nghi có thêm a hát hư so với liền so với ta khẳng định so với ngươi nuôi được ta nhất định sẽ đem rùa đen nhỏ nuôi béo trắng Nữ hài không phục nói một tiếng, ngồi trồm hốm xuống trong miệng còn nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, ta muốn chính mình tự mình chọn rùa đen nhỏ, muốn cho của ta rùa đen nhỏ tại đường xuất phát lên liền dẫn trước của ngươi. Nam hài đương nhiên sẽ không đi ngây ngốc phản bác lời của cô gái, chính hắn cũng chọn hai chỉ, sảng khoái trả tiền. Xuất hiện ở trong lòng hắn đã sớm tâm hoa nổi giận, mấy người đồng tiền liền để nữ hài bất chi bất giác cùng hắn đến gần rất nhiều. Cứ như vậy tô chiết lại ung dung làm thành chuyện làm ăn, bán đi bốn con rùa nhỏ xuất hiện tại 5 giờ 30 chiều, chính là tan tầm giờ cao điểm, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Người một hơn nhiều, tôi chiết chuyện làm ăn tự nhiên đi theo khá hơn, không ngừng có người đi tới hỏi giá tiền. Bởi vì giá cả không mắc, rùa đen nhỏ nhìn lên lại như vậy hấp dẫn người, cho nên hỏi đa số người mấy đều sẽ mua lấy hai, ba con trở lại nuôi. Buổi tối gần như 7 điểm thời điểm, tôi chiết liền bắt đầu thu quán rồi. Hiện tại người đã thiếu, không có người nào đến mua rùa đen rồi kỳ thực chủ yếu nhất là hắn tại chuyện làm ăn tốt thời điểm, còn không có cảm giác gì. Người một ít, không có người nào tới hỏi giá tiền, rảnh rỗi sau mới cảm giác được chính mình nhanh chết đói. Sáng sớm hôm nay đến bây giờ, hắn mới ăn mấy cái bánh bao. Cho nên hắn dự định hiện tại không có người nào mua hãy thu quán đi ăn cơm, ngày mai lại tiếp tục đến bầy sạp bán. Thu quán thời điểm, hắn thống kê một cái, tổng cộng bán đi năm một con rùa nhỏ, nhận được 510 khối hai con nhỏ quy thêm vào sủng vật hòm cùng quy lương thực, hắn bán 20 đồng tiền. Mà hai con nhỏ quy nhập hàng giá mới năm, hai khối, mini sủng vật hòm một cái hai khối, một bao nhỏ quy lương thực thêm vào photocopy gợi ý nhỏ thành phẩm đại khái là không. Bốn khối, tổng cộng gộp lại là 7, 6 khối. Tính toán một chốc, nói cách khác tô chiết hắn bán một con rùa nhỏ liền ít nhất có thể kiếm được 6 khối, hơn nữa đơn tuần mua một con rùa nhỏ không tiễn sủng vật hòm lời nói hắn kiếm được còn có thể càng cao hơn một chút. Này hơn một giờ hắn liền kiếm được gần như 300 khối khoảng trừng, lợi nhuận là có thể nói vượt qua 100%. Này làm cho tô chiết cao hứng đồng thời âm thầm hối hận, trước đây hắn làm sao lại không hữu hiện này bán rùa đen nhỏ lợi nhuận là cao như vậy. Bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, hắn biết nếu như trước đây làm lời nói, khả năng vài phút đồng hồ sẽ thường hắn mất hết vốn liếng bởi vì liền chỉ dựa vào hắn tại trên lưới học được những kia nuôi quy tri thức, nuôi vài con lời nói còn có thể. Lượng lớn nuôi rùa đen nhỏ lời nói, xuất hiện các loại vấn đề sẽ để cho hắn sứt đầu mẻ chán. Một khi dày đặc nuôi quy lời nói, xảy ra vấn đề lời nói, rùa đen sẽ rất dễ dàng rất nhiều số lượng cảm hóa. Lại như buổi chiều mới vừa bán quy thời điểm, rùa đen nhỏ vấn đề xuất hiện liền để hắn không có biện pháp chút nào. Cũng may là khiến hắn đạt được thần lực trợ giúp, chữa tốt rùa đen nhỏ nếu không, hôm nay đừng nói kiếm tiền, khả năng lỗ vốn bán ra cũng không ai muốn, càng kéo dài, còn có thể hại chết rùa đen nhỏ. Tô chiết thu rồi quy quán sau, liền xe đẩy tại phụ cận tìm cái quán cơm nhỏ, tùy tiện điểm một ít gì đó. Bụng đói cồn cào hắn trọn vẹn ăn mấy gạo sau khi ăn xong, cái bụng mới không có cảm giác đói bụng. Thần lực cũng hoàn toàn khôi phục thành thì ra là 80 điểm. Hắn phát hiện hiện tại chỉ cần thần lực không có hồi phục xong trước đó, hắn ăn bao nhiêu đều ăn dưới này làm cho hắn cảm khái về sau chính mình không sống được nữa thời điểm cũng có thể đi tham gia đại dạ dày vương thi đấu, khẳng định có thể được vô địch. Ăn uống no đủ hắn liền đẩy xe đẩy nhỏ, chậm rãi tản bộ về nhà. Về đến nhà, hắn đem bày sạp đồ vật thu thập để tốt sau, liền đi xem thu dọn hòm kim đầu bế xác quy ấp đi ra không. Không ngoài dự đoán, sáu con tiểu kim đầu bế xác quy toàn bộ đều ấp đi ra, nhìn lên rất khỏe mạnh, còn rất tinh thần tại trong đất bùn bò tới bò lui tô chiết đơn giản chắc lượng dưới. Mỗi cái kim đầu bế sắc quy chính lưng lột sắc tại 40mm khoảng trừng, đại khái nặng 12 khắc khoảng trừng. Bởi vì không có chính xác chắc lượng công cụ, cho nên chỉ có thể đại khái chắc lượng một cái. Bất quá tô chiết cũng không cần cỡ nào chính xác, chỉ cần biết rằng cái đại khái là được rồi. Tô chiết suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng nước đến nuôi kim đầu bế sắc quy. Hắn đem 6 con tiểu kim đầu bế sắc quy toàn bộ bắt lại, sau đó đem thu dọn hòn bùn đất toàn bộ đổ đi đem thu dọn hòm rửa sạch sẽ sau đổ nhất điểm thủy đi vào cuối cùng mới đem kim đầu bế xác quy bỏ vào nước rất ít mực nước chỉ miễn cưỡng tràn qua tiểu kim đầu bế xác quy chính lưng lột xác sáu con tiểu kim đầu bế xác quy rất nhanh sẽ thích ứng ở trong nước sinh hoạt tôi chiết quan sát một cái xem chúng nó ở trong nước cũng không có gì phản ứng liền dự định tạm thời như vậy nuôi tiểu kim đầu bế xác quy rồi hắn xoay người xem trên bàn để máy vi tính tiểu thảo quy phát hiện hắn nhặt về tiểu thảo quy chính tại ngơ ngác nhìn hắn không biết có phải hay không là ảo giác, tôi chiết cảm giác được tiểu thảo quy nhìn ánh mắt của hắn tràn đầy khát vọng, hắn có thể cảm giác được tiểu thảo quy bức thiết muốn rời đi pha lê vải cá. bất quá cũng đúng, tiểu thảo quy vừa mới kiếm lúc trở lại sau còn rất nhỏ một con, khi đó này hồ cá nhỏ còn có thể nuôi hắn. hiện tại tiểu thảo quy sáng sớm trải qua hấp thu thần lực, không chỉ đem tiểu thảo quy cứu trở về, còn khiến hắn lớn hơn đến tận nghiêm chỉnh vòng. Hiện tại cái này cái hồ cá nhỏ đối sau khi lớn lên tiểu thảo quy tới nói là có chút nhỏ, tại hồ cá nhỏ bên trong, tiểu thảo quy đã không có cái gì hoạt động không gian. Tô chiết xem tiểu thảo quy tại hồ cá nhỏ bên trong rất khó chịu, liền đem tiểu thảo quy bắt lại đặt ở thu dọn trong dương, dự định cùng tiểu kim đầu bế xác quy đồng thời nuôi. Dù sao thu dọn trong dương còn có không gian rất lớn, nuôi 6 con tiểu kim đầu bế xác quy cùng một con nhỏ thảo quy tới nói, tô chiết cho là nên là không thành vấn đề. Bỏ vào sau, rõ ràng có thể cảm giác được tiểu thảo quy sung sướng hơn nhiều. Tô chiết xem tiểu thảo quy cũng không hề chủ động chiêu trò công kích tiểu kim đầu bế xác quy, hắn mới yên tâm nuôi cùng nhau. Mấy người các ngươi không cho phép đánh nhau, muốn hảo hảo ở chung. Biết không, tô chiết cũng mặc kệ chúng nó có thể hay không nghe hiểu. Nói xong rồi, liền đem quy lương thực lấy ra, hướng về thu dọn trong dương ngược lại một chút đi vào. Bất kể là tiểu thảo quy vẫn là tiểu kim đầu bế xác quy đều không kén ăn, vừa nhìn thấy quy lương thực, liền toàn bộ sông lên giành ăn, để Tô Chiết rất hài lòng. Trong chốc lát, bảy con tiểu quy liền toàn bộ đem ngã xuống quy lương thực, toàn bộ cho giải quyết hết, ăn được sạch sành xanh. Trong đó tiểu thảo quy ỉ vào của mình kích cỡ khá lớn, khí lực cũng so với tiểu kim đầu bế xác quy lớn, ăn nhiều nhất. Quy lương thực sau khi ăn xong, bảy con tiểu quy cũng đều mắt long long nhìn Tô Chiết, tốt muốn biết Tô Chiết có ăn. Bất kể là Trung Hoa Thảo Quy vẫn là kim đầu bế sắc Quy, thật giống đang hấp thu qua thần lực sau, ngoại trừ so với phổ thông tiểu quy cường tráng bên ngoài, rõ ràng đều so với phổ thông quy thông minh hơn nhiều. Tô Chiết không chống đỡ được chúng nó làm bộ đáng thương ánh mắt, tốt như chính mình rất tội ác như thế. liền lại ném một chút quy lương thực đi vào, hắn cũng không dám nhiều thả quy lương thực, sợ tiểu quy ăn no rồi. Xem chúng nó ăn no rồi, Tô Chiết mới hướng về sáu con kim đầu bế sắc quy đưa vào một điểm thần lực. Hy vọng có thể tăng nhanh tiểu kim đầu bế sắc quy sinh trưởng. Quan sát một cái, xem tiểu thảo quy cùng với kim đầu bế xác quy bình an vô sự an tâm tôi triết cầm quần áo thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ sau khi trở lại phòng hắn ngồi ở trên giường bắt đầu suy nghĩ cả ngày hôm nay phát sinh việc đạt được hệ thống hồi đoái kim đầu bế xác quy quy chứng đi làm trễ bị tiệm bán hoa bà chủ mượn cơ hội này xào cá mực thu được thảo quy mầm đi bày sạp bán quy nếu như hôm nay không có được hệ thống hắn hôm nay liền sẽ rất không may bị cuốn gói sau liền đại biểu mất đi ổn định nguồn kinh tế. Mất đi công tác cũng đã khiến hắn rất buồn phiền, cho rằng đi bán tiểu thảo quy có thể giúp một cái, kết quả lại không nghĩ rằng tiểu thảo quy sẽ mất đi sức sống suýt chút nữa chết rồi. Nếu không phải hắn có thần lực, không đơn thuần cứu lại tiểu thảo quy. Còn nhân hỏa đắc phúc đã nhận được hai điểm tích phân, đồng thời tiểu kiếm một chút trô nên thần lực tác dụng rất lớn, có thần lực rất nhiều chuyện mới có thể đi làm. Muốn tăng lên thần lực, liền đầu tiên muốn rèn luyện thân thể của mình, tăng lên thể chất, tăng cường thân thể mình cường độ. Tô Chiết bày ra tư thế, ở trong phòng trên giường chậm rãi lên quyền pháp. Thời điểm vừa mới bắt đầu động tác chậm chậm, nhìn lên rất mới lạ. Theo Tô Chiết không biết mệt mỏi đánh một lần lại một lần, động tác của hắn càng ngày càng thuần thục. Trước đó tiêu hao thần lực cũng đang từ từ khôi phục, Tô Chiết là càng đánh càng tinh thần. Bộ quyền pháp này là Tô Chiết lần thứ nhất đánh. Tô Chiết quyền pháp này là nương theo hệ thống mà đến luyện thể thuật, là trong đó thức thứ nhất. Luyện thể thuật tổng cộng có 18 thức, đối rèn luyện thân thể, tăng lên thể chất đều có trợ giúp rất lớn. Ngoại trừ thức thứ nhất bên ngoài, cái khác 17 thức đều cần tương đối thể chất mới có thể đi luyện. Mê muội quyền pháp hắn bắt đầu theo bản năng, đi điều động trong cơ thể thần lực. Dẫn dắt thần lực theo quyền pháp lưu động toàn thân, vốn là liên miên không dứt động tác cũng chậm chạp, vốn là càng đánh càng nhẹ nhóm quyền pháp, tại thần lực ra chỉ dưới, mỗi một cái động tác trở nên cực độ vất vả. Tô Chiết khuôn mặt thanh tú bắt đầu trở nên đỏ chết lên, mồ hôi như bi như thế chảy xuống. Hắn hiện tại cảm giác mình, khắp toàn thân giống như bị liệt hỏa thiêu đốt như thế, nóng rực cực kỳ. Mỗi một cái động tác đều phải dựa vào ý chí kiên cường lực mới có thể làm đến. Mỗi một cái động tác đều cho Tô Chiết, toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều đang run rẩy, hắn cắn răng nghiến lợi kiên trì, cũng không có dừng lại đến, trong cơ thể hắn thần lực đồng thời tiêu hao cũng hết sức nhanh chóng, tại quyền pháp vẫn không có đánh xong một nửa, thần lực liền đã tiêu hao sạch sẽ. Tô Chiết cũng đã đến cực hạn, một đầu cắm ở trên giường, người cũng bởi vì đem thần lực tiêu hao hết mà rơi vào hôn mê. Nhiệt môn Tô Chiết tỉnh lại thời điểm, đã là giữa trưa. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời trói mắt, hắn đã rất lâu không có ngủ được đã chế thế như vậy, ấm áp ánh mặt trời vẩy lên người, khiến hắn cảm giác được toàn thân thả lòng. Xuống giường sau, hắn hoạt động một chút thân thể, phát hiện mình ngày hôm qua trải qua cực hạn sau khi rèn luyện, cũng không hề quá độ vận động sau tác dụng phụ. Trước đây hắn tình cờ rèn luyện dưới, ngày thứ hai, bắp thì toàn thân đều sẽ đau nhức vô lực. Hiện tại hắn không chỉ có không cảm giác được đau nhức, còn cảm giác mình hiện tại sức mạnh 10 phần, toàn thân rất dễ dàng, trước nay chưa có ung dung. Hắn đánh một quyền, cảm giác mình so với trước kia lực giận dữ rất nhiều. Tô Chiết nhìn một chút thuộc tính của mình, phát xuất hiện thể chất của mình đã gia tăng rồi hai điểm, đạt đến 10 điểm rồi, thần lực cũng nhiều 20 điểm, đạt đến 100 điểm. Hắn bây giờ thể chất đã có thể cùng một cái khỏe mạnh cường tráng thành niên nam tính tương đương, hắn không nghĩ tới, luyện thể thuật hiệu quả lớn như vậy. Vẹn vẹn mới luyện một buổi tối thức thứ nhất, liền có thể nhìn thấy như thế hiệu quả rõ ràng rồi. Kỳ thực chính xác nói, hắn tối ngày hôm qua một lần quyền pháp đều không có đánh xong, thể chất liền nhiều hai điểm. Bởi vì nếu như không có thần lực phụ trợ, luyện thể thuật thức thứ nhất hiệu quả tuy nói là có rèn luyện thân thể hiệu quả, nhưng là sẽ không có rõ ràng như vậy hiệu quả. Tô Chiết chờ ở trong phòng đánh một lần quyền pháp, hoạt động một chút gân cốt, mới đi rửa mặt. Đơn giản sau khi rửa mặt, hắn mở ra trong phòng bếp tủ lạnh, trong tủ lạnh chỉ còn dư lại mấy cái sinh trứng gà, còn có ngày hôm qua còn lại một ít cơm tẻ. Hắn liền chính mình đơn giản làm một bàn cơm rang trứng. Giải quyết xong sau bữa cơm trưa, hắn liền trực tiếp đến xem tiểu quy sáu con tiểu kim đầu bế sắc quy cùng một con nhỏ thảo quy đều tốt mà dừng lại ở thu dọn trong dương, nhìn lên đều bình an vô sự. Hơn nữa sáu con tiểu kim đầu bế sắc quy, bởi vì tối ngày hôm qua đều hấp thu một điểm thần lực, hôm nay kích cỡ đều hơi chút lớn rồi một điểm. Tuy rằng biến hóa không phải rất rõ ràng, cần phải cẩn thận quan sát qua năng lực nhìn ra. Tô Chiết xem sáu con tiểu kim đầu bế sắc quy hấp thu thần lực sau, mọc phi thường hài lòng, đều rất khỏe mạnh hơn nữa không hề có một chút nào bởi vì quá độ trưởng thành, dẫn đến lớn lên dị hình quái trạng, mỗi cái tiểu kim đầu bế xác quy chính lưng lột xác đều rất đều đều, cũng rất đối xứng. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tôi chỉ còn sợ tiểu kim đầu bế sắc quy trường trật, cho nên mỗi lần mới từng điểm từng điểm dùng tiểu kim đầu bế xác quy trên người. Quy phẩm tương là rất trọng yếu, đặc biệt là giống như kim đầu bế xác quy quy chú trọng hơn phẩm tương. Dù sao ai cũng không muốn chính mình bỏ ra tiền mua một con không phải toàn bộ phẩm quy về nhà quy lớn lên nhìn có được hay không nhưng là trực tiếp cùng bán ra giá cả móc nối. Hiện tại thử mấy lần, không có nỗi lo về sau hắn, hôm nay dự định lần này trực tiếp để mỗi một con tiểu kim đầu bế xác quy đều hấp thu 3 điểm thần lực có thể là bởi vì tối ngày hôm qua gia tăng rồi 20 điểm thần lực quan hệ. Hiện tại một lần dùng 18 điểm thần lực, khiến dùng thần lực mang tới tác dụng phụ đã không có trước đó lớn như vậy. Khiến dùng thần lực qua đi, tôi chiết chỉ là cảm giác được ngắn ngủi không khỏe mà thôi cảm giác khó chịu rất nhanh liền biến mất rồi, không cảm giác được. Tô chiết hướng về trong nước ngược lại một chút quy lương thực đi vào, tiểu kim đầu bế sắc quy nhìn thấy quy lương thực, rất nhanh sẽ cùng nhau tiến lên, mà tiểu thảo quy cũng liều mạng sông lên giành ăn. Sáu con tiểu kim đầu bế sắc quy nhiều lần hấp thu thần lực, trở nên càng thêm hùng hổ rồi, hiện tại đã có thể cùng tiểu thảo quy thế lực ngang nhau, hoàn toàn sẽ không thua tiểu thảo quy. Tuy rằng chúng nó giành ăn rất xanh mẽnh, thế nhưng may là không có phát sinh lẫn nhau cắn các loại tình hình. Tô Chiết liền an tâm mà tiếp tục đem chúng nó trả trộn nuôi cùng nhau. Dù sao hắn hiện tại nhất thời cũng không nghĩ ra, lấy cái gì đến nuôi quy, hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên như vậy nuôi. Hắn vừa ăn một chút quy lương thực cho tiểu thảo quy mầm ăn, tiểu quy mầm mặc dù không có kim đầu bế sắc quy tranh nhau chen lấn cướp đồ ăn, thế nhưng ăn được cũng thật mau. Toàn bộ cho ăn xong sau, Tô Chiết liền dọn dẹp một lần thu dọn hòm cùng thủy sản hòm, đổi một chút mới nước đi vào, Nguyên lai dùng nước trải qua tiểu quy bài tiết vật cùng đồ ăn cho cặn ô nhiễm, hiện tại đã trở nên rất bẩn rồi. Kỳ thực hơi chút chuyên nghiệp nuôi quy người, bọn hắn nuôi quy nước phần lớn đều sẽ không trực tiếp chọn dùng thẳng đến nước đến nuôi quy, bọn hắn ít nhất đem hệ thống cung cấp nước uống đặt ở dưới thái dương bạo chiếu 2-3 ngày, hoặc là tại chỗ bóng mát, thả cái 5-6 ngày mới sẽ đưa cho quy dùng. Bởi vì hệ thống cung cấp nước uống trải qua phơi nắng nước, có thể mang tiêu độc còn sót lại lục tản ra đến, hơn nữa còn có thể tăng cường nước thể cho dưỡng số lượng. Phơi nắng hệ thống cung cấp nước uống đối quy rất có ích lợi, mà trực tiếp dùng hệ thống cung cấp nước uống, thể chất yếu tiểu quy rất dễ dàng sẽ bị mắc bệnh bệnh tật, tỉ như hủ giáp bệnh cùng khinh thường bệnh vân vân. Thế nhưng tô chiết cho quy dùng nước, bất kể là tiểu thảo quy mầm, vẫn là tiểu kim đầu bế sắc quy dùng nước, đều là trực tiếp dùng thẳng đến nước. Bởi vì hắn cho rằng có lúc thô nuôi đối quy càng tốt hơn, Internet có rất nhiều người đối quy sẽ không có để ý nhiều như vậy, thế nhưng như thế nuôi được thật xinh đẹp. Kỳ thực chủ yếu nhất Tô Chiết còn là chính bản thân hắn ngại phiền phức, không muốn đi phơi nắng nước. Thay xong nước sau, Tô Chiết đem bầy sạp công cụ thu thập sau, liền lần nữa xuất phát. Hắn dự định hôm nay tranh thủ đem còn dư lại hơn 40 con tiểu thảo quy mầm bán đi. Mà 6 con tiểu kim đầu bế xác quy, hắn dự định lại nuôi nhiều mấy ngày, sau đó lại cân nhắc lúc nào bán ra, dù sao kim đầu bế xác quy là càng đáng giá. Ngày này là trong năm nay nóng nhất một ngày, hơn nữa xuất hiện đang đến gần buổi chiều 2 điểm, càng là trong một ngày nóng nhất thời gian. Sóng nhiệt cuồn cuộn, mặt trời tận tình tùy ý nhiệt tình của hắn. Tô Chiết đi tới ngày hôm qua bầy sạp địa phương, chọn dưới một cây đại thụ làm bầy sạp địa điểm. Cho dù Tô Chiết tuyển tại dưới bóng cây bầy sạp, ánh mặt trời không cách nào trực tiếp chiếu rọi đến hắn, nhưng trong không khí nhiệt độ cao vẫn để cho hắn rất nhanh mồ hôi đầm đìa, chảy ra mồ hôi rất nhanh liền thấm ướt xiêm y của hắn. May là tại lúc ra cửa, hắn mang đủ nước uống, bây giờ còn có thể thông qua uống nước đến hóa giải một chút thân thể nhiệt độ, xua tán đi một ít oi bức. Đối với so với hôm qua được mùa lớn, hắn bây giờ chuyện làm ăn liền có chút không tận nhân ý. Buổi trưa hôm nay thời tiết thực sự quá nóng, nóng bức xâm lấn dưới, đa số người cũng không muốn ở trên đường dừng lại chịu tội. Đều là vội vội vàng vàng mà qua, rất ít người dừng lại xem tiểu quy. Cho nên tự nhiên tô chiết chuyện làm ăn liền thiếu rất nhiều, nếu không phải tình cờ còn có thể bán ra một, hai con tiểu thảo quy mầm, Tô Chiết đã sớm đều muốn thu quán về nhà. Bất quá nghĩ đến hắn hiện tại chủ yếu sinh hoạt phí là dựa vào bầy sạp bán tiểu thảo quy mầm, hắn liền tiếp tục ở đây nhiệt độ cao thời tiết dưới kiên trì bày sạp. Từ 2 giờ chiều không tới thời điểm bắt đầu bầy sạp, đến bây giờ 4 giờ chiều. Ngày hôm nay nóng nhất đoạn thời gian bên trong, Tô Chiết tổng cộng bán ra 10 chỉ tiểu thảo quy mầm. So với hôm qua mới hơn 1 giờ liền bán ra hơn 50 con tiểu thảo quy mầm, hôm nay chiến tích có thể nói là rất vô cùng thê thảm bất qua 4 giờ chiều bắt đầu, bởi vì khí trời bắt đầu từ từ hạ nhiệt độ rồi, dòng người cũng bắt đầu tăng lên. Tô chiết quy quán chuyện làm ăn bắt đầu tốt lên, mà tiểu thảo quy mầm nhân cơ hội bán đi không ít. Lúc này nhiệt độ đã bắt đầu hạ thấp, khí trời đã không có buồn bã như vậy nóng, rất nhiều so sánh nhàn nhã người cũng bắt đầu đi ra đi tản bộ một chút rồi, mà những người này chính là tiểu thảo quy mầm tiêu phí chủ lực. Tiểu thảo quy một con một con mà bị tô chiết tiêu thụ ra đi, hắn quét qua lúc trước phiền muộn. May mắn chính mình kiên trì không có thu quán, đến buổi tối 6 điểm thời điểm, Tô Triết tiểu thảo quy mầm đã hầu như đều bán đi rồi. Tô Chít bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn tiểu thảo quy mầm chỉ bán còn lại một con. Hắn dự định chờ thêm chút nữa còn không người mua đi, hắn hãy thu quán đi ăn cơm, không bán rồi, dù sao chỉ có một con, chẳng qua liền chính mình nuôi. "Ca ca, người có thể hay không giúp bảo bảo nhìn xem tiểu Quy Quy? Bảo bảo tiểu Quy Quy sắp chết." Tô vang lên bên tai bé gái thanh âm non nớt rất lanh lảnh êm tai. Tô Chiết ngẩng đầu nhìn lên, một người mặc màu đen váy công chúa bé gái, nhìn lên mới năm, sáu tuổi khoảng chừng. Bé gái hai tay còn nâng một cái sủng vật hòm, bên trong chứa một con rùa ở bên trong. Sủng vật hòm đối bé gái tới nói thoáng hơi lớn, thêm vào bên trong có nước, cho nên bé gái nâng nhìn lên rất phí sức. Tô Chiết đã sớm chú ý tới cô bé này rồi, bé gái rất sớm đã đứng cách hắn bảy sạp cách đó không xa, một mực mắt lom lom nhìn hắn bé gái cật lực nâng sủng vật hòm, nhưng vẫn không có buông ra, vừa đứng liền đứng 2 giờ, có thể là xem tô chiết muốn thu quán rồi, hiện tại mới rốt cuộc lấy dũng khí đã tới. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết đối cái này tinh xảo khả ái bé gái cũng không để ý nhiều, cho rằng bé gái tại đứng đấy nơi đó chờ ba ba mụ mụ. Bất quá lâu như vậy đi qua, cũng không thấy bé gái ra trưởng lại đây. Hắn đang định thu quán đi hỏi một chút, nhìn xem có thể không thể giúp được bé gái. Bảo bảo một đôi thiên chân vô tà mắt to khát vọng nhìn tô chiết, trong miệng còn tại nói ra, ca ca, giúp một chút bảo bảo chị chị tiểu quy quy, có được hay không? Tiểu quy quy chết rồi, sẽ không có người cùng bảo bảo. Tô chiết tiếp nhận sủng vật hòm liếc mắt nhìn, bên trong là một con nhỏ sun kata giống như quy. Rõ ràng nhất chứng bệnh là nhanh cũng bị chết đuối dưới sông, hắn bất đắc dĩ nhìn chứa đầy nước sủng vật hòm. Sun kata giống như quy, là hoạt động tính thập phần mạnh một loại lục quy, cũng được người gọi là Suncata lục quy, thuộc về cỡ lớn lục quy, là thế giới thứ ba voi lớn quy. trưởng thành cấp tốc, chuyển động cùng nhau tính mạnh, hoang dại Suncata giống như quy thậm chí có thể đạt đến 80cm dài. Là một loại bị người phổ biến chăn nuôi lục quy, nhân công nuôi nấng Suncata lục quy khá là yêu thích ăn trái cây rau dưa, Suncata giống như quy cần sinh sống ở so sánh khô giáo hoàn cảnh. Bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, Suncata lục quy cũng không thích hợp ở trong nước sinh hoạt. Cho nên như bảo bảo như vậy trực tiếp dùng nước đến nuôi sun kata lục quy, rất dễ dàng liền sẽ sạc dìm nước chết. Hắn đem sủng vật hòm nước toàn bộ đổ đi, sau đó lại bại bởi sun kata giống như quy một điểm thần lực, tại cứu lại sun kata lục quy đồng thời cũng đã nhận được một điểm tích phân. Hắn đem sủng vật hòm trả lại bảo bảo, được rồi, không sao rồi. Bảo bảo, về sau không thể đem tiểu quy thả ở trong nước rồi. Biết không? Bảo bảo rất nghiêm túc chỉ trỏ, Mừng rỡ nhìn khôi phục sức sống mà Sun Kata giống như quy. Bảo Bảo, ngươi làm sao một người đi ra, nhà ngươi ở nơi nào, ba ba mụ mụ của ngươi? Tô chít xoa xoa Bảo Bảo nhu thuận tóc dài, nói ra. Bảo Bảo vừa nghe thấy lời ấy, vành mắt lập tức liền đỏ lên, Bảo Bảo không có ba ba, mụ mụ hiện tại cũng không cần Bảo Bảo. Thanh âm của nàng còn làm bộ khóc thút thít, Bảo Bảo không ai muốn, chỉ có tiểu Quy quy cùng Bảo Bảo. Bảo Bảo, về sau cùng ca ca đồng thời sinh hoạt được không? Bảo bảo oan ức khổ sở vẻ mặt để tô chiết rất đau lòng, bảo bảo khiến hắn phảng phất nhìn thấy muội muội khi còn bé thân ảnh của, cũng làm cho hắn nhớ tới chính mình khi còn bé lẻ lo hưu quạnh sinh hoạt. Cái kia ca ca có thể hay không một mực bồi tiếp bảo bảo chơi, có thể hay không không nên bảo bảo. Bảo bảo dương lên khuôn mặt nhỏ nhìn tô chiết, làm bộ đáng thương hỏi. Làm sao sẽ không muốn ngươi, chỉ cần bảo bảo nguyện ý, ca ca sẽ bồi tiếp bảo bảo chơi cả đời. Đáng yêu như thế ngây thơ bảo bảo, có bao nhiêu người có thể nhẫn tâm đi làm lừa dối nàng, dù sao tô chiết là không làm được. Nghe nói như thế, bảo bảo hóa bi là vui mừng, hỉ tư tư đồng ý. Cái kia bởi vì mỉm cười mà hiển lộ ra lúng đồng tiền, để tô chiết nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bảo bảo cũng không ghét hắn động tác như thế, trái lại hai con mắt to đều cười thành trăng lưỡi liềm. Bảo bảo, đến, chúng ta đi ăn cơm, người muốn ăn cái gì? Tại bảo bảo đáp ứng thời điểm, tô chiết liền quyết định, vĩnh viễn bảo vệ tốt bảo bảo, không tiếp tục để bảo bảo được nửa điểm oan ức. Về phần bảo bảo mụ mụ, Tô Chiết mới sẽ không đi tìm, hắn cho rằng nếu bảo bảo mụ mụ có thể nhẫn tâm vứt bỏ bảo bảo, đi tìm tới làm gì. Bảo bảo muốn đi ăn cây FC, ca ca người có thể hay không mang bảo bảo đi ăn. Được, hiện tại chúng ta liền đi ăn cây FC, bảo bảo muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, có được hay không. Tô Chiết rất dễ dàng đáp ứng bảo bảo. Quá tốt rồi, ca ca đối bảo bảo quá tốt rồi nghe đến có thể đi ăn cây FC, bảo bảo mặt mừng rỡ lại như một cái quả táo đỏ như thế, tiểu hài tử rất dễ dàng liền thỏa mãn. Tô chiết dọn dẹp bầy sạp đồ vật, bảo bảo ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Thu thập xong, tô chiết muốn lôi kéo bảo bảo thủ đi, nhưng là bảo bảo nhưng không có đi theo hắn, hắn ngồi trồm hốm xuống, nghi hoặc nhìn bảo bảo, bảo bảo, làm sao vậy? Có hay không không muốn đi ăn cây FC sao không phải, ca ca, là bảo bảo đi không được rồi, bảo bảo có thể hay không ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Bảo bảo lời nói để tôi chiết càng là đau lòng, bảo bảo nâng nặng như vậy cái dương đứng lâu như vậy, hiện tại khẳng định bàn chân nhỏ rất đau xót rất mệt mỏi, hơn nữa khoảng thời gian này cũng không biết bảo bảo ngậm bao nhiêu đắng. Tôi chiết thầm mắng mình, tại sao chính mình không sớm hơn một chút đi hỏi bảo bảo, để bảo bảo đứng lâu như vậy. Hắn đem bảo bảo sun kata lục quy cùng sủng vật hòm đồng thời đặt ở xe đẩy lên, sau đó đem thân thể xoay qua chỗ khác, lưng quay về phía bảo bảo, bảo bảo, ca ca cóng lấy ngươi đi ăn cây FC. Bảo Bảo nghe được tô chiết lời nói, vui vẻ leo lên tô chiết lưng, song tay ôm lấy tô chiết cổ. Tô chiết dùng tay phải thật chặt nâng Bảo Bảo, phòng ngừa nàng trượt xuống đến, tay trái đẩy xe đẩy nhỏ chậm rãi đi tới. Kaka, tại sao Bảo Bảo Tiểu Quy Quy không thể ở trong nước à? Bởi vì Tiểu Quy Quy không biết bơi ah, à nó ở trong nước chết chìm. Cái kia Bảo Bảo Tiểu Quy Quy quá vô dụng. Kaka Tiểu Quy Quy nhỏ như vậy đều biết bơi. Tô chiết chỉnh lý lại một chút ngôn ngữ. Mới cùng bảo bảo giải thích sun kata giống như quy tại sao không biết bơi Kaka, của người tiểu quy quy có phải hay không là người chính mình sinh ra được Dĩ nhiên không phải á, kaka làm sao sẽ sinh tiểu quy, tiểu quy là rùa lớn sinh Bảo bảo cổ quái kỳ lạ vấn đề để tô chiết cảm thấy không chịu nổi Nha, cái kia rùa lớn quy phải hay không kaka sinh Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng vang lên bảo bảo thanh âm non nớt, như chuông bạc thanh âm của rất dễ nghe nghe khiến người ta cảm thấy rất hưởng thụ. Bất quá bảo bảo hỏi vấn đề càng ngày càng để tô chiết không chống đỡ được, hắn từng cái kiên trì cùng bảo bảo giải đáp, đặc biệt cường điệu giải thích hắn sẽ không sinh tiểu quy cái này vấn đề nghiêm túc. Làm tô chiết mang bảo bảo ăn xong khi về nhà, hắn là cõng lấy bảo bảo về nhà. Khả năng bảo bảo thực sự đã mệt muốn chết rồi, tại tô chiết trên lưng sâu vài câu sau, bảo bảo liền bất chi bất giác ngủ rồi. Phát hiện bảo bảo ngủ sau, Tô Chiết mỗi một cái động tác trở nên càng thêm mềm nhẹ chậm chậm, hắn từ từ đi về nhà. Bình thường chỉ cần hơn 10 phút lộ trình, hắn dùng gần như thời gian một tiếng mới đến nhà. Làm khi về nhà, hông của hắn đã đau lưng, đều nhanh muốn không thẳng lên được rồi. Tô Chiết đem bảo bảo lưng đến một cái trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng đem nàng đặt lên giường. Đây là hắn muội muội căn phòng, phòng của hắn thì ở cách vách. Bảo bảo ngủ rất say, một đôi như đá quý màu đen ánh mắt, hiện tại thật chặt nhắm, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt mỉm cười, bên cạnh còn chảy ra một giọt óng ánh nước miếng. Tô Chiết cười cười, đưa tay ra giúp Bảo Bảo nhẹ nhàng lau đi, vì nàng sửa sang xong chăn. Hắn mở rộng thân thể một cái, cõng lấy Bảo Bảo thời điểm còn không có bao nhiêu cảm giác, buông ra sau, mới cảm giác xuất hiện tại chính mình toàn bộ phần lưng đều nhanh tê dại, hai cái tay giờ khắc này đau nhức cực kỳ. Hắn đi ra khỏi phòng, ở trong phòng khách làm dáng, đánh mấy lần quyền, thân thể mới buông lỏng hắn phát hiện không dụng thần lực phụ tổ thời điểm, luyện tập thức thứ nhất mặc dù không có rõ ràng tăng cường thể chất hiệu quả, thế nhưng đối khôi phục thể lực cùng thần lực đều có cực tốt tác dụng, trên căn bản luyện tập một lần là có thể đem thân thể bất lương bệnh trạng thanh trừ sạch sẽ, luyện tập mấy lần đi qua thì có thể làm cho hắn đem tiêu hao thể lực khôi phục lại đỉnh phong. Đánh xong quyền, Tô Chiết trở về phòng cầm bộ quần áo, đơn giản xông tới cái tắm nước lạnh sau, liền nằm ở trên giường rồi. Thời gian từng giọt từng giọt di chuyển rồi, mà ở trên giường tô chiết lại làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn nhớ tới một người, một cái bị hắn hết sức quên nữ hài. Não hải thỉnh thoảng nhớ tới cái kia thanh thuần nữ hài một cái nhíu mày một nụ cười, cùng với nàng sung sướng tháng ngày, từng hình ảnh ký ức từng cái tránh qua, Phản phất như mới vừa xảy ra không bao lâu, cuối cùng dừng lại ở nàng lạnh tuyệt rời đi hình ảnh. Nửa năm rồi, một ngày kia nữ hài theo như lời nói, vẫn như cũ một câu một chữ đều bị hắn nhớ rõ 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 ràng ràng, càng muốn muốn quên lại càng nhớ rõ cái kia vô tình lời lạnh như băng, giống như là hóa thành một cái kiếm sắc bén sâu đậm đâm vào trong lòng hắn, thỉnh thoảng còn có thể bị quấy động một cái, ngăn cản vết thương khép lại. Bốn năm rồi, ta bắt đầu rõ ràng ta muốn, ta muốn chính là áo cơm không lo sinh hoạt, mà ngươi không cho được, quên ta đi, chúng ta ngay ở chỗ này tản đi. Một ngày kia, là bọn hắn khó được có thời gian tụ tập cùng một chỗ, khi hắn đầy cõi lòng tâm tình vui thích đi đến hẹn thời điểm. Không chờ hắn lên tiếng, cô bé kia liền trước kiên quyết mở miệng, nàng nói xong liền xoay người rời đi. Tô Chiết ở phía sau một mực nhìn chăm chú vào nàng rời đi bóng người, hắn cái gì cũng chưa nói, không có đi giữ lại, chỉ là tại cái kia trong lặng lẽ nhìn kỹ nàng. Hắn nhìn thấy nữ hài lên cách đó không xa ô tô, không lâu xe kia liền khởi động rời đi. Đại lý xe chạy nhanh càng ngày càng xa, làm Tô Chiết lại cảm giác xe cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng thẳng tắp pha về phía hắn, đem trái tim hắn đụng phải phá thành mảnh nhỏ mới rời đi. Cuối cùng một mình hắn trốn ở góc phòng uống say mềm, đó là hắn lần thứ nhất uống rượu, cũng là lần đầu tiên uống say. Nhân tạo nữ hải uống say rồi, phá nát lòng của lại không say. Hắn điên cuồng cười to, thế nhưng nước mắt lại không cầm được lưu. Hắn khóc, ngoại trừ cha mẹ qua đời thời điểm, hắn đã khóc một lần, thời điểm khác xưa nay không đã khóc hắn khóc. Khi còn bé lưu lạc đầu đường thời điểm, một mình hắn lẻ loi hưu quạch, no một bữa đói một bữa sinh hoạt, hắn không khóc bị kẻ ác hành hạ đánh gãy mài thời điểm, hắn không khóc. Mười tuổi năm ấy mùa đông, hắn bị người oan uổng ăn cắp, bị một đám người vây tại một chỗ hành hung, bị người quyền đấm cước đá, dùng tảng đá nện hắn, thậm chí đem đá nện tay của hắn, ngón tay của hắn bị nện máu thịt be bét, vết thương không ngừng chảy máu thời điểm, hắn không có khóc. Tay đứt ruột sót, cái kia đau nhức sâu tận xương tủy, che giấu thân thể hắn đau sót của nó, hắn vẫn không có thừa nhận ăn cắp càng không có khóc hay là hắn thừa nhận ăn cắp cầu xin tha thứ hắn sẽ không bị đánh cho thê thảm như vậy nhưng hắn không có cuối cùng đám người kia có lẽ là đánh mệt nhân tài tản ra buông tha hắn ăn mặc đơn bạc hắn bị người tùy ý ném ở trong góc chảy máu quá nhiều lại tăng thêm quá độ đói bụng hắn nằm trên mặt đất liền lật người đến đều làm không đến hắn nhớ rõ năm ấy mùa đông đặc biệt lạnh nước cũng bắt đầu kết băng khí trời càng lạnh vết thương trên người hắn lại càng đau nhức trên đường người đến người đi rất nhiều người trải qua lại làm bộ không nhìn thấy hắn, có mấy người còn rất chán ghét liếc mắt nhìn hắn, hay là những người kia cho rằng sự tồn tại của hắn điếm ô bọn hắn cao quý con mắt đi, không có một người đi lên hỗ trợ, quản chi đem hắn tư thế vịn được, khiến hắn đừng khó chịu như vậy đều không người nào nguyện ý đi làm. Trái tim hắn càng ngày càng lạnh, so với thân thể còn lạnh. Hay là người bình thường đã sớm chống đỡ không nổi nữa, nhưng hắn cầu sinh ý niệm khiến hắn từ ban ngày một mực dựa vào ngoan cường chống đỡ đến tối ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, từ từ không cảm giác được thân thể đau đớn. Hắn bắt đầu chống đỡ không nổi nữa, muốn cứ như vậy đã ngủ. Hắn đang nghĩ, dù sao sống sót cũng là chịu tội, cứ như vậy giải thoát rồi trái lại càng thêm ung dung. Liền ở hắn từ bỏ cầu sinh thời điểm, hắn cảm giác được một tia ấm áp, nghe được một đời đều cho rằng là đẹp nhất thanh âm của. Hắn liều mạng mở mắt ra, muốn nhìn một chút mang đến cho hắn ấm áp người. Tuy rằng rất mơ hồ, thế nhưng hắn vẫn là nhìn thấy, là một cô gái, rất nhỏ bé gái. Nàng đem hắn lật người đến, còn đem áo khoác thoát, che ở trên người hắn, vì hắn xua đuổi một chút lạnh giá. Bé gái còn rất nhỏ, nàng không biết cần phải thế nào đi làm, chỉ là đem hắn ôm ở nho nhỏ trong lồng ngực. Khuôn mặt nhỏ áp sát vào trên mặt của hắn, còn một mực ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Sau đó nàng đem hắn buông ra, hắn cho rằng, nàng phải đi, bất quá hắn không có trách nàng, nàng đã làm rất nhiều, tối thiểu còn tại hắn trước khi chết có thể cảm nhận được thế gian khó được nhất ấm áp. Chỉ bất quá trong lòng hắn rất mất mát, rất khó vượt qua. Thế nhưng vẹn vẹn một lát sau, hắn cảm giác thân thể của mình bị lần nữa di động, bên tai lần nữa chuyển đến thanh âm non nớt, hắn nghe không rõ ràng, chỉ là mơ hồ nghe được về nhà hai chữ. Nguyên lai like bé gái không hề từ bỏ hắn, mà là phải đem hắn mang về nhà. Bé gái tuy rằng còn nhỏ, nhưng nàng biết còn tiếp tục như vậy, hắn liền sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại bé gái khí lực rất nhỏ rồi nàng rất gian nan kéo hắn đi trên đường không có ai đi giúp nàng cũng không có xe nguyện ý tải bọn hắn hay là sợ hắn chết ở trên xe không may mắn hoặc là sợ chọc phiền toái gì trong lúc bé gái còn ngã sắp xuống mấy lần tay đều bị trên đường hạt cắt sát chảy ra thiên lạnh như vậy vết thương càng lộ vẻ đau đớn thế nhưng nàng bò lên sau cứ tiếp tục kéo hắn đi mà hắn tuy rằng không nhìn thấy nhưng có thể cảm giác được có người đang vì hắn cố gắng nàng lây nhiễm hắn hắn bắt đầu khôi phục ý thức. Mà hắn ý niệm duy nhất là ta không thể chết được, ta chết đi, nàng sẽ rất thương tâm. Cứ như vậy hắn chống đỡ xuống, một mực bị bé gái mang về nhà, bị bé gái cha mẹ của mang tới bệnh viện. Hắn bị đưa đến bệnh viện thời điểm, y sinh đã phán đoán không cứu sống nổi, chỉ là làm hết sức mà thôi. Không nghĩ tới hắn nếu ngoan cường sống lại, để y sinh gọi thẳng là kỳ tích. Khi hắn thoát ly nguy hiểm đến tính mạng lúc tỉnh lại, nhìn thấy người thứ nhất liền là tiểu nữ hài, Nàng nằm nhoài tại bên cạnh hắn ngủ rồi. Hắn nhìn nàng, âm thầm phát xuống trong đời cái thứ nhất thề, muốn một đời một kiếp vĩnh viễn bảo vệ nàng. Ngày đó sau, hắn có muội muội, có cha mẹ, còn có một cái nhà, một cái khiến hắn từ đây không cần lang bạt kỳ hồ nhà. Năm ấy, hắn 10 tuổi mà bé gái 8 tuổi. Hắn cùng nữ hài nhận thức là ở hắn trường cấp 3 thời điểm, bọn hắn đúng dịp đọc cùng một trường học, chung lớp cấp, hơn nữa còn làm ngồi cùng bàn. Bởi vì trước kia trải qua hắn ở bên ngoài trầm mặc ít nói, ngoại trừ muội muội cùng cha mẹ, không cùng bất luận người nào giao lưu. Là thiện giải nhân ý nữ hài khuyên giải hắn, cuối cùng ở cấp 3 cuối cùng một năm thời điểm, hắn hướng về nữ hài biểu bạch, nàng đáp ứng rồi hắn, hơn nữa còn ước định thi cùng một trường học. Nhưng không nghĩ tại thi đại học qua đi, cha mẹ hắn phát sinh tai nạn xe cộ. Vì chống đỡ xuống cái nhà này, vì để cho muội muội có dựa vào. Hắn từ bỏ học đại học cơ hội, quản chi khi đó hắn và nàng đều thi đậu. Nhận được đại học thư thông báo trúng tuyển, năm đó, hắn vì muội muội từ bỏ đi học tiếp tục, bắt đầu làm công sinh hoạt. Mà nàng vì hắn buông tha cho trọng điểm đại học, lựa chọn tại Bổn Thị đại học, chính là vì có thể cùng với hắn. Tuy rằng nàng tại Bổn Thị đến trường, nàng và gặp mặt hắn vẫn như cũ rất ít. Bởi vì hắn mỗi ngày đều muốn đánh rất nhiều một công việc, mà nữ hài cũng cần đi kiêm chức. Cho nên bọn hắn đều cực kỳ quý trọng ở chung với nhau, quản chi chỉ là tại trên đường nắm tay tản bộ cũng làm cho nàng cảm thấy rất thỏa mãn, rất hạnh phúc rồi. Nữ hài mẫu thân cũng không có phản đối với bọn họ cùng nhau, không có ghét bỏ hắn bần cùng. Bất kể là bạn học của nàng, tất cả mọi người cho rằng bọn họ tương lai nhất định sẽ ở chung với nhau, hắn lúc đó cũng là nghĩ như vậy, hắn cho là hắn sẽ cùng nữ hài cả đời ở chung với nhau, lại không nghĩ tới nữ hài lại đột nhiên đưa ra biệt ly. Buổi tối ngày hôm ấy, uống say hắn vì nàng khóc, nàng không thấy, đó là hắn lần thứ hai khóc, lần thứ nhất vì cha mẹ khóc, lần thứ hai, là vì nàng mà khóc. Trước đây bất luận ăn bao nhiêu khổ, được bao nhiêu khó, hắn cũng sẽ không khóc. Duy nhất cái này hai lần hắn khóc, bởi vì trước đây thương chỉ là trên thân thể đau nhức hắn có thể nhịn xuống đến. Mà cha mẹ mất cùng nữ hài rời đi đều là trực tiếp thương tổn được trái tim hắn, trong lòng đau nhức hắn không nhịn được. Tô Chiết không có đi trách nàng, cũng không có tư cách đi trách nàng, cảm tình vốn là là người tình ta nguyện. Hơn nữa nữ hài nói rất đúng, hắn không có năng lực, không cho được nàng hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Cùng nhau 4 năm, hắn đều không đưa cho nàng, nàng giải hắn tất cả, mọi việc đều đầu tiên vì hắn cân nhắc, khắp nơi nhân nhượng hắn, mà hắn nhưng lại ngay cả đều không vì nàng từng làm. Hắn chỉ trách không có bản lãnh, liền nữ đều không giữ được. Khi hắn ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, hắn càng thêm liều mạng công tác, mỗi ngày đều đem làm sức cùng lực kiệt, như vậy hắn nằm ở trên giường là có thể rất nhanh ngủ, không cần mơ mộng nàng. Hắn đang trốn tránh, sợ sệt nhớ tới của nàng tất cả. Tô Chiết càng nghĩ càng là buồn bực, càng là không ngủ được. Lúc này, hắn nghe được dưới sàng khác thường thanh âm, hắn xoay người nhìn xuống phía dưới, nguyên lai là bảo bảo Sun Kata Lục Quy. Có thể là sủng vật hòm không có để tốt nguyên nhân, bị Sun Kata Lục Quy mượn cơ hội vượt ngục trốn ra được, còn bò đến phòng của hắn đến. Tâm tình buồn bực Tô Chiết, không có suy nghĩ làm như vậy có hậu quả, hắn đem bàn tay hướng về Sun Kata Lục Quy, đặt ở mai rùa lên, giận dỗi đem sở hữu thần lực toàn bộ đổ tại Sun Kata lục quy trên người. Đem thần lực tiêu hao sạch sẽ sau, Tô Chiết được như nguyện hôn mê. Mà hấp thu 100 điểm thần lực Sun Kata lục quy, vào lúc này xảy ra thay đổi to lớn. Tại tia sáng kỳ dị bao vây, Sun Kata lục quy thể thích tại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lớn, đáng tiếc ngất Tô Chiết không có thấy cảnh này. Ngày thứ hai, ngủ hỗn loạn Tô Chiết là bị bảo bảo tiếng hoan hô đánh thức hắn đè lại huyệt thái dương xoa xoa, mới rời giường đi bên ngoài xem chuyện quan trọng. Đi ra khỏi phòng tô chiết, lập tức bị tình cảnh trước mắt cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nguyên lai bảo bảo đang ngồi ở một con cự quy chính lưng lột sắc lên, cự quy còn tới nơi bỏ tới bỏ lui. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết còn giật mình, chuẩn bị xông lên, sợ sệt cự quy xúc phạm tới bảo bảo, bất quá nhìn thấy cự quy thập phần nghe bảo bảo lời nói. Bảo bảo chỉ ở nơi đó, nó liền bò đi nơi nào, hắn liền yên tâm. Tô Chiết đi lên trước, đem bảo bảo ôm, chơi bị điên bảo bảo mới chú ý tới Tô triết đến, hiến vật quý nói ca ca, người mau nhìn, bảo bảo tiểu quy quy lớn rồi, biến thành đại đần quy rồi. Nghe nói như thế, Tô Chiết nhìn về phía dưới chân cự quy, nhìn kỹ, quả nhiên cùng bảo bảo Sun Kata lục quy rất giống, bất quá thể hình cách biệt gấp trăm lần. Ngày hôm qua Sun Kata lục quy giáp bụng, Tô triết đoán chừng tại năm, 6 cm tuyệt đối không cao hơn 7 cm, mà bây giờ Sun Kata lục quy giáp bụng, nhìn ra có ít nhất hơn 60cm. Lúc này hắn bắt đầu nghĩ tới, tối ngày hôm qua hắn làm việc, không nghĩ tới vô ý trong lúc đó, nếu liền làm ra lớn như vậy quy đi ra. Hơn nữa tôi chiết xem con này Sunkata lục quy mai rùa màu sắc cùng hình dạng, cùng ấu tướng rùa không kém là rất lớn, đoán chừng con này Sunkata lục quy còn có rất giàu dư trưởng thành không gian. Tương lai con này kata tướng quy chân chính trưởng thành, cùng hình thể đệ nhất thế giới lớn lục quy Galapago tượng tướng rùa so với khả năng cũng không kém bao nhiêu. Tô chiết mũi lúc này giật giật, hắn lúc ẩn lúc hiện nghe thấy được một luồng mùi thối. Dọc theo mùi thối, một phen tìm tòi, hắn mới ở phòng khách bên trong góc tìm tới mùi thối khởi nguồn, mấy tờ báo nắp ở phía trên. Nhìn thấy bị tô chiết rồi, bị tô chiết ôm bảo bảo vội vàng giải thích, đây không phải bảo bảo, là đại đần quy. Nói xong, còn cúi đầu hướng về Sunkata lục quy nói đại đần quy, xin lỗi, Bảo Bảo không giúp được ngươi Nguyện ra tạp khâu phù hộ ngươi Tô Chiết bị Bảo Bảo làm dở khóc dở cười Hắn vạch trần báo chí Phía dưới quả nhiên có một đại đống quy phân Đoán chừng là Sun Kata lục quy gảy phân sau Bảo Bảo sợ bị Tô Chiết sinh khí Liền xây mấy tờ báo đi tới Mà dưới chân con này Sun Kata lục quy Thật giống cũng Tô Chiết tức giận rồi Còn dùng đầu chậm chậm Tô Chiết ống quần Thật giống như tại lấy lòng hắn như vậy Ngươi này đần quy Đi theo ta Tô Chiết ôm bảo bảo đi tới trong nhà vệ sinh, chỉ vào ngồi sổm chậu đối Sun Kata Lục Quy nói ra lần này liền bỏ qua ngươi, về sau sắp xếp liền nhất định phải ở nơi này. Sun Kata Lục Quy thật giống nghe hiểu, còn gật gật đầu. Tô Chiết đem bảo bảo thả ở phòng khách trên ghế sofa, sau đó bắt đầu thu dọn phòng ở, thanh lý Sun Kata giống như quy bài tiết Phật. Bận biểu sau khi xong, hắn dùng cái chén nhận chút nước, chen một chút kem đánh răng tại bàn chải đánh răng lên, sau đó đưa cho bảo bảo dùng. Nhà bọn họ phòng rửa tay, có hai cái bồn rửa tay, một cao một thấp. Thấp bồn rửa tay cho bảo bảo dùng vừa vẫn thích hợp. Hai người cùng nhau đánh răng, tại phòng rửa tay chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn giúp bảo bảo sửa sang xong đầu tóc rối bời, sau đó cho tiểu kim đầu bế xác quy cùng hai chỉ tiểu thảo quy này một chút quy lương thực đi vào. Trước khi đi, trả lại sáu con tiểu kim đầu bế xác quy độ năm điểm thần lực đi vào. Sau hắn liền mang theo bảo bảo ra cửa, về phần sunkata giống như quy bị tô chiết lấy giữ nhà vì lý do cho lưu lại sunkata giống như quy quá lớn mang đi ra ngoài quá bắt mắt audio điện tử võ tấn bền tô chiết mang bảo bảo ở nhà phụ cận hàng quà sáng ăn bữa sáng sau đó mang theo bảo bảo ngồi xe đi nội thành nhi đồng chuyên bán thương thành giúp bảo bảo mua mấy cái váy cùng áo ngủ lúc đó bảo bảo ngoại trừ một con sunkata lục quy những vật khác đều không mang quần áo chỉ có mặc trên người một bộ này tuy rằng mua quần áo không phải là cái gì đại nhãn hiệu nhưng vẫn là đem hắn hai ngày nay bày sạp bán tiểu thảo quy tiền gần như đã xài hết rồi mua xong sau khi về đến nhà hắn đem bảo bảo quần áo mới dùng nước trong đơn giản rót một cái sau đó dùng máy giặt mất nước sau đem quần áo mới toàn bộ gà tại trong ban công hắn tại chỉnh lý trong dương tùy ý chọn hai con kim đầu bế xác quy đi ra hắn dự định trước tiên xuất đi hai chỉ kim đầu bế xác quy đổi chút tiền dùng, không phải vậy hắn và Bảo Bảo đều phải chịu đói rồi. Bảo Bảo, người muốn cùng đại đần quy ở nhà các loại ca ca, vẫn là cùng ca ca cùng đi ra ngoài. Hắn đối với đang cùng Sun Kata lục quy chơi kỹ quy trò chơi Bảo Bảo nói ra, nhìn thấy Bảo Bảo khuôn mặt tươi cười, hắn đột nhiên cảm thấy đem Sun Kata lục quy trở nên lớn như vậy, cũng là kiện rất không tệ việc. Xem Tô Chiết muốn đi ra ngoài, Bảo Bảo vội vàng từ quy học thuộc lòng, chạy đến Tô Chiết bên người, hướng về rũi ra hai tay, rõ ràng cho thấy muốn cùng Tô Chiết ra ngoài, còn đối trong nháy mắt đã bị nàng vứt bỏ Sun Kata Lục Quy nói, Đại Đần Quy, người muốn hảo hảo giữ nhà, đừng có chạy lung tung, bảo bảo trở về liền mang cho người ăn ngon, biết. Nhiễm nhiên là một bộ dáng cụ non. Tô Chiết sờ sờ đầu của nàng, ôm lấy nàng ra cửa. Hắn mục tiêu là hai ngày trước hoa và chim thị trường, hắn và bảo bảo không có ngồi xe, hoa và chim thị trường cách hắn nhà không phải rất xa. Đại khái đi rồi hơn 10 phút khoảng chừng, ôm bảo bảo tô chiết liền đến hoa và chim thị trường. Hoa này chim thị trường toàn xưng gọi long phượng hoa và chim thị trường, lại yến vân thị quy mô lớn nhất hoa và chim thị trường, tại toàn bộ tỉnh đều là đứng hàng đầu, cũng là yến vân thị đặc sắc phong cảnh một trong, rất nhiều người đến yến vân thị du ngoạn đều sẽ tới một chuyến. Bên trong bán sủng vật đủ loại, nhà bình thường sủng, cổ quái kỳ lạ, giá cả giá rẻ đến giá trên trời sủng vật, có thể nói chính là bên trong động vật gì đều có bán. Không mua cũng tới xem một chút, được thêm kiến thức, mở mang tầm mắt cũng là lựa chọn không tồi. Tuy rằng tô chiết nhà liền tại Long Phượng Hoa và Chim Thị Trường phụ cận, thế nhưng hắn rất ít đến, cho nên đối với Hoa và Chim Thị Trường cũng không phải rất quen thuộc. Hoa và Chim Thị Trường thật sự là quá lớn, hắn ôm bảo bảo ở bên trong đi dạo rất lâu, đều không có tìm được quy loại cửa hàng. Ly kỳ sủng vật ngược lại là nhìn thấy không ít, để bảo bảo hết sức hưng phấn rồi. Bất quá bảo bảo ngược lại là rất hiểu chuyện, không có biểu thị muốn mua ý tứ. Cuối cùng, vẫn là Tô Chiết đi hỏi cửa hàng ông chủ, mới tìm được nơi cần đến. Linh quy nhà, Tô Chiết tiến vào cửa hàng thời điểm tùy ý liếc mắt nhìn tên tiệp, bên trong quy chủng loại cũng không ít, tiểu quy, rùa lớn, thủy quy cùng lục quy đều có. Hắn vừa đi vào đến, liền lập tức có nhân viên cửa hàng lại đây chiêu đãi, Tô Chiết lắc lắc đầu, biểu thị mình không phải là đến mua quy, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, xin hỏi các ngươi thu quy sao. Ta có quy muốn bán. Nghe được Tô Chiết không phải đến mua quy, nhân viên cửa hàng hứng thú rõ ràng thiếu rất nhiều, bất quá cũng kiên trì đem tô chiết mang tới trong điếm đi tìm ông chủ. Này Linh Quy nhà ông chủ nhìn lên 30 tuổi xuất khoảng chừng hình thể thiên mập. Nghe được nhân viên cửa hàng báo cáo, hắn đem trong tay đang đem đùa tiểu quy, bỏ vào quy trong dương. Đứng lên lễ phép nói ra, không biết vị huynh đệ này muốn bán là cái gì quy. Bàn lão bản trong lòng đối tô chiết mang tới quy, cũng không có bao nhiêu chờ đợi, tuy rằng hắn Linh Quy nhà sẽ hướng phía ngoài tán hộ thu mua quy, thế nhưng phần lớn tiền lời đều là so sánh phổ thông quy, như Brazil, thảo quy, hoa quy loại hình, những này bán không là cái gì giá cao quy, ngoại trừ trong đó cực phẩm, hắn bình thường cũng sẽ không thu, thế nhưng tỷ lệ quá nhỏ. Tô Chiết cũng không nói thêm cái gì, chỉ là đem trong tay sủng vật hòm để lên bàn, ra hiệu ông chủ kiểm tra. Bàn lão bản nhìn thấy trang quy sủng vật hòm càng thêm thất vọng rồi, hắn bình thường đưa đi sủng vật hòm đều so với trước mắt thật tốt hơn nhiều, hắn không để ý mở ra sủng vật nắp hòm tử tùy ý liếc mắt nhìn đang muốn tùy tiện nói câu lời khách sáo liền để tô chiết đem quy lấy về nhưng nhìn rõ ràng bên trong quy sau hắn liền đem lời nói miễn cưỡng nuốt vào đi nghẹn đến một mở lớn mặt đỏ dần hắn nhẹ nhàng đem kim đầu bế xác quy lấy ra nhìn kỹ sau lại cầm lên một con khác quy quan sát rất lâu trong lòng hắn đã có đáy ngọn nguồn rồi bình phục thoáng một chút tâm tình kích động làm bộ không để ý giọng rượu nói ra ừm. Um, người cái này hai chỉ hoàng duyên, mặc dù nhỏ một chút, thế nhưng phẩm tương cũng không tệ lắm, nhìn lên cũng rất hoạt bát. Hai chỉ hai nghìn ta thu rồi, người thấy thế nào? Được rồi, ta không bán rồi, giữ lại chính mình nuôi. Nói xong, tôi chiết cầm lấy sủng vật hòm, liền dự định đi rồi. Hắn biết ông chủ nói Hoàng Duyên là cái gì quy, tuy rằng không phải hiểu rất rõ Hoàng Duyên, thế nhưng ít nhất biết Hoàng Duyên cùng kim đầu quy giá cả cách biệt lớn đến bao nhiêu ông chủ này rõ ràng cho thấy vũng hố hắn một cái, nếu như cái này hai chỉ kim đầu bế xác quy là hắn nhặt, còn có thể có thể thật sự mơ mơ hồ hồ bị ông chủ lừa. Thế nhưng cái này hai chỉ kim đầu bế xác quy là hắn từ sủng vật hối đoái thương thành dùng tích phân hối đoái đi ra ngoài. Làm sao sẽ khả năng đi tin tưởng ông chủ chuyện ma quỷ? Xem tô chiết thật muốn đi, bàn lão bản cuống lên, hắn vội vàng đi tới kéo tô chiết, đừng đi a -H, giá cả còn có thể thương lượng, 2.000 xác thực có chút thấp, ta suốt ai? Năm nghìn hai con có được hay không bàn lão bản một mực lôi kéo tô chiết thủ, chính là không buông tay. Tô chiết chỉ có thể mở miệng vạch trần ông chủ, người nhưng chớ đem ta làm thủy ngư. Người nắm hoàng duyên giá cả đến dự định mua kim đầu bế sắc quy, có thể là có chút không tử tế. Là kim đầu bế sắc quy a -Hát, có thể là ta nhìn lầm, người đã giả nhãn lực cũng không được rồi, huynh đệ a há xin lỗi, đến, chúng ta trở lại thương lượng một chút giá cả. Bị ngay mặt vạch trần, bàn lão bản mặt không biến sắc, làm bộ lại nhìn một chút quy, liền phát hiện thật sự tự xem sai rồi. Không sao, hiện tại biết rồi là có thể, ông chủ, ra giá đi, đối với bàn lão bản còn đang giả bộ hồ đồ, tô chiết cũng không có cách nào. Người này quy phẩm tương không sai, thế nhưng nhỏ một chút, một con kim đầu 4 vạn, hai chỉ 8 vạn, thế nào? Bàn lão bản thử định giá. Tô chiết kỳ thực cũng không rõ ràng lắm kim đầu bế xác quy chuẩn xác giá cả, hắn cũng là từ Internet hiểu rõ, thế nhưng Internet giá cả bao nhiêu đều có, thế nhưng hắn rõ ràng lấy cái này rảo hoạt gian thương tới nói, giá cả khẳng định thấp, ông chủ, giá cả quá thấp a 2 chỉ 12 vạn bán cho ngươi. Ai ôi ôi, huynh đệ, ngươi đừng làm cho ta lỗ vốn a một cái giá 100 ngàn hai chỉ, ta giá tiền này chỉ là kiếm cá nhân khí mà thôi. Bàn lão bàn một bộ xuất huyết nhiều bộ dáng, chỉ lo người khác không tin hắn thiệt thòi lớn rồi. Tô chiết ngẫm lại vẫn là đáp ứng giá tiền này rồi, tuy rằng nhất định là bán thấp, nhưng là người ta mở cửa tiệm cũng là kiếm chút. Tô Chiết để ông chủ tại trên lưới chuyển khoản cho hắn, điện thoại di động thu được ngân hàng phát tin nhắn, xác nhận tiền tài không sai sau, hắn mới đem kim đầu bế xác quy giao cho ông chủ. Nhiệt ngô nghèo dịch hoàn thành sau, Tô Chiết đang định lúc đi, vừa nãy tiếp đón Tô Chiết nhân viên cửa hàng vội vội vàng vàng đi tới, hoa ca, người nuôi đấu cá đã trở mình bong bóng cá rồi, sắp không được. Tò mò Tô Chiết theo nhân viên cửa hàng phương hướng nhìn lại, két nước bên trong, quả nhiên hữu điều cá đã trôi ở mặt nước rồi, nhìn kỹ lại sau, còn có thể nhìn thấy này cá nhỏ thiên thể đầy thương tích. Hắn xem này đấu đồ biển mệnh đã sắp phải đi đến cuối. Đáng tiếc, con cá này nhưng là bỏ ra ta vài ngàn khối, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là chống đỡ không đi xuống. Bàn lão bản liếc mắt nhìn, cũng biết này đấu cá đã không được, tiếc hận lắc lắc đầu, đang muốn dặn dò người đem cá tóm ra ngoài làm mất đi. Ông chủ, của người con cá này làm sao như vậy đáng giá? Tô Chiết bị ông chủ nói tới kỳ quái, này đấu cá hắn vừa nãy tại loạn đi dạo thời điểm, cũng nhìn thấy không ít cửa hàng có bán, cái kia màu sắc cùng hoa văn đều so với trước mắt đẹp đẽ không ít, giá cả cũng không có cao như vậy a à Xem Tô Chiết có chút không tin lời của hắn, hay là đã nhận được hai con kim đầu bế sắc quy, để bàn lão bản tâm tình rất tốt, liền chủ động xuất giải thích rõ, ta đây cá không phải là phổ thông đấu cá. Ta nhưng là gọi bằng hữu chuyên môn từ Thái Lan mua về. Nó nhưng là ta chuyên môn dùng để tham gia tranh đấu thi đấu, cũng không thể cùng những kia phổ thông dùng để xem xét đấu cá so với. Hơn nữa người đừng xem con cá này hiện tại nửa chết nửa sống, trước đó có thể thắng vài cuộc tranh tài, để cho ta thắng hết mấy vạn khối. Người con cá này bán trao tay cho ta đi, còn ngươi nữa chỗ nói thi đấu là chuyện gì? Tô Chiết không nghĩ tới cá còn có thể chơi như vậy, đấu cá thi đấu đều có, hắn đột nhiên đối đấu cá cảm thấy rất hứng thú, có cơ hội hắn muốn đi thử một chút. Huynh đệ, ta cũng không gài ngươi, con cá này đã sắp chết rồi, ta giữ lại cũng vô dụng, người muốn liền đưa cho ngươi rồi, nếu như số may, người đem nó chữa khỏi cũng là có khả năng. Bàn lão bản cũng là đối con cá này không hy vọng, liền dứt khoát làm cái thuận nước dòng thuyền đưa đi, nơi này mỗi ngày đều có người ở đấu cá, thường thường sẽ cử hành lớn lớn nhỏ nhỏ thi đấu. Có lúc một hồi thắng hơn trăm vạn cũng là chuyện thường xảy ra. Hắn từ trong ngăn kéo tìm ra một cái thẻ đưa cho tô chiết. Nhân viên cửa hàng giúp hắn đem cá mỏ ra đến, Bỏ vào túi nylon Chuyện như vậy Tô Chiết đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tiếp nhận túi nylon Đem danh thiếp đặt ở trong túi quần Nói cảm ơn liền ôm bảo bảo rời khỏi Hắn đi rồi không bao xa Liền lặng lẽ cho bên trong túi đấu cá đưa vào một điểm thần lực Đừng làm cho cá ở nửa đường liền chống đỡ không đi xuống chết rồi Mà ở Tô Chiết đi ra Linh Quy nhà không bao lâu Linh Quy nhà bàn lão bản liền vội vàng cầm điện thoại di động lên Gọi một cú điện thoại Vương Tổng là ta lão hòa hát ngày trước đó không phải gọi ta lưu ý kim đầu quy, ta đã tìm tới hai con cực phẩm kim đầu. Bàn lão bản dương dương đắc Y nói ra, ta đây hai con kim đầu không phải là phổ thông, bảo đảm là toàn bộ phẩm, của ta quy không phải là cái kia linh quy các gì gì đó có thể so, tự nhiên giá cả liền cao điểm. Hắn liếc mắt nhìn kim đầu bế sắc quy, mới nói tiếp, hai con kim đầu quy giáp bụng tại 5 ly mét, khẳng định bảo đảm khỏe mạnh a hát, căn cứ ta nuôi quy kinh nghiệm nhiều năm quá nửa là một chống một mẫu. Được, Vương Tổng chính là sảng khoái, ta chờ một chút liền đem hai con kim băng cột đầu đi cho ngươi xem một chút. Bàn lão bản cúp điện thoại, tâm tình của hắn hiện tại nhưng là kích động không thôi rồi, vừa nãy trong điện thoại Vương Tổng nhưng là đáp ứng, kim đầu bế xác quy nếu như cùng hắn nói tới như thế, Vương Tổng hai con kim đầu bế xác quy suốt 200 ngàn mua, hắn trong nháy mắt liền có thể đã kiếm được 100 ngàn, quả thực là lãi cách xù. Đối với bàn lão bản tới nói, lần này kiếm tiền vẫn là chuyện nhỏ, tiếng tăm mới là trọng yếu nhất. Hồi trước, Vương tổng muốn hắn hỗ trợ thu mua kim đầu bế xác quy, hắn chung quanh buôn ba tìm đã mấy ngày, chính là không tìm được có người bán, cuối cùng còn nghe nói đối thủ của hắn Linh Quy Các tìm được trước vài con kim đầu bế xác quy quy mầm, đang chuẩn bị cầm đi cho Vương tổng. Này có thể sẽ lo lắng hắn, nếu là người khác biết hắn này không có nguồn cung cấp, truyền đi đối với hắn cửa hàng ảnh hưởng có thể là rất lớn, bọn hắn những người này kiếm tiền đầu to đều là đến từ như Vương tổng các loại người có tiền. Tại bàn lão bản dự định buông tha thời điểm, không nghĩ tới buồn ngủ đến rồi đã có người đưa lên gối trùng hợp liền tô chiết liền đến bán kim đầu bế sắc quy hơn nữa phẩm tương rất tốt đồng thời còn lấy không cao giá cả thu mua rồi hắn đối cái này hai chỉ kim đầu bế sắc quy rất tin tưởng hắn tin tưởng tóm ra ngoài nhất định có thể bảo vệ được hắn linh quy nhà biển chữ vàng bàn lão bản vội vàng đi lấy cái tinh mỹ sủng vật hòm cho kim đầu bế sắc quy bọc lại mới mang theo kim đầu bế sắc quy đi tìm vương tổng về phần tô chiết mang tới sủng vật hòm liền cho hắn tiện tay mất rồi dùng như vậy mấy đồng tiền sủng vật hòm kim đầu bế xác quy nhưng là sẽ hạ giá trước đó hắn chính là xem tô chiết dùng như vậy sủng vật hòm mới sẽ cho rằng tô chiết không khỏe hàng cố ý đem kim đầu bế xác quy nói thành hoàng duyên thời đại này đóng gói nhưng là rất trọng yếu người dựa vào ăn mặc phật dựa vào kim trang đóng gói dễ dàng năng lực sản phẩm tăng thêm sắc thái rời đi tô chiết đương nhiên sẽ không biết hắn kim đầu bế sắc quy qua tay liền để bàn lão bản giải quyết xong buồn phiền còn tiện tay cho kiếm được 100 ngàn khối. Bảo bảo, làm sao vậy, không cao hứng sao? Tô chiết xem bảo bảo dọc theo đường đi đều dầu dĩ, không vui, lo lắng hỏi. Ca ca, người tại sao phải đem tiểu quy quy bán đi, người về sau có thể hay không đem bảo bảo cùng đại đần quy bán cho người xấu? Bảo bảo cắn đầu ngón tay út, ủy khuất nói ra. Tô chiết còn tưởng rằng là chuyện gì, nguyên lai like bảo bảo lo lắng chính là cái này, tiểu quy là ca ca chuyên môn lấy ra bán, không giống với. Bảo bảo nhưng là phải cả đời cùng ca ca ở chung với nhau. Làm sao sẽ đem bảo bảo bán đi, hắn hôn một cái bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé, mới nói tiếp, mà đại đần quy là bảo bảo, ca ca đương nhiên cũng sẽ không bán. Bảo bảo tuy rằng không hiểu có những gì không giống nhau, thế nhưng nàng biết rõ bản thân mình sẽ không cho bán đi là được rồi. Bảo bảo hai tay ôm tô chiết đầu nặng nề hôn một cái, bảo bảo thích nhất ca ca đi, chúng ta đi ăn đồ ăn, bảo bảo muốn ăn cái gì. tôi chiết chạy, trêu chọc trong lồng ngực bảo bảo kinh hô lên. Bảo bảo muốn ăn bánh gato, còn có bảo bảo đáp ứng cho đại đần quy mua ăn ngon, đại đần quy thích ăn nhất ô mai rồi, ca ca, chúng ta đi mua ô mai được không? Xem ra bảo bảo vẫn là quan tâm tòa kỵ của nàng, còn nhớ mua đồ cho Sun lục quy ăn. Cho Sun Kata tưởng quy mua đồ ăn, tô chiết tự nhiên không ý kiến, Hắn mang Bảo Bảo đi phụ cận tự giúp mình máy rút tiền ATM cho muội muội xoay chuyển chút tiền đi qua, còn đưa ra một chút tiền đi ra. Tại tiệm bánh gato bên trong mua Bảo Bảo muốn sô cô la bánh gato, sau đó đi siêu thị mua trong nhà muốn dùng hàng ngày đồ dùng cùng nguyên liệu nấu ăn, trả lại Sun Kata Lục Quy mua cả rốt các loại rau dưa làm chủ thực, một ít ô mai, chuối tiêu, cà chua cho Sun Kata Lục Quy làm thực phẩm phụ. Xuất siêu thành phố sau, hắn túi lớn túi nhỏ hai cái tay đều cầm được tràn đầy chỉ có thể để bảo bảo tự mình xuống đi. Bảo bảo còn rất hiểu chuyện giúp hắn mang đồ, đương nhiên chỉ là giúp hắn nhấc theo của nàng sô-cô-la bánh gato. Sau khi về đến nhà, tôi chiết đem trong túi nhựa đấu cá, nuôi dưỡng ở trước đây nuôi tiểu thảo quy pha lê vải cá lên. Này đấu cá hấp thu một điểm thần lực, hiện tại đã sức sống 10 phần, không còn nữa lúc trước bệnh trạng. Ở trong nước bơi qua bơi lại, thập phần linh hoạt. Tô chiết đem đấu cá ngược lại vào trong nước sau, lại bại bởi đấu cá hai điểm thần lực, chủ yếu là vì cường hóa đấu cá, mà không phải tăng nhanh đấu cá trưởng thành, hắn còn này một chút quy lương thực cho tiểu quy ăn. Quay đầu lại vừa nhìn, bảo bảo mình đã mở ra bánh gato đóng gói, đang tại nắm di ăn tại ăn, sẽ không có đi quản nàng rồi. Hắn đem vừa nãy tại siêu thị mua đồ vật để tốt, đem nguyên liệu nấu ăn thả đi trong tủ lạnh. Sau đó giặt sạch mấy củ cà rốt, cho cắt thành mấy khối lại tăng thêm một ít ô mai, tìm cái không cần mâm bọc lại, cho Sun Kata lục quy ăn. Hắn trở về phòng, định dùng máy vi tính tra chút tư liệu. Hắn xoa bóp nút mở máy power button, đợi đã lâu cũng không thấy máy vi tính có phản ứng. Hắn mới phản ứng được, buổi tối ngày hôm ấy, hắn và máy vi tính đều bị chấp giật bổ tới rồi. Hắn mở ra máy chủ, màn hình kiểm tra rồi một phen, bất đắc dĩ bên trong linh kiện trên căn bản cũng đã cho cháy hỏng rồi. Nếu như cầm sửa chữa lời nói, chi phí khả năng đều đủ nặng tổ một bộ máy vi tính mới, cho nên tôi chiết liền định có cơ hội coi như phế phẩm bán đi quên đi. Hắn đến đến ngày hôm qua bảo bảo ngủ gian phòng, trong phòng này cũng có một bộ máy vi tính. Đó là muội muội của hắn bình thường lúc ở nhà dùng, hiện tại không thể làm gì khác hơn là trước dùng bộ này máy vi tính. Hắn ngồi trước máy vi tính, xoa bóp khởi động sau, máy vi tính rất nhanh sẽ tiến vào mặt bàn rồi. Mặt bàn biểu hiện chính là hắn cùng muội muội chụp ảnh chung, tôi chết nhớ rõ này bức ảnh là cha mẹ còn khi còn tại thế đập, ngẫm lại tựa hồ theo phụ mẫu sau khi qua đời, hắn sẽ không có cùng muội muội đồng thời chụp qua rồi. Trong lúc suy tư, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là muội muội của hắn đánh tới. Ca, ngươi làm sao gửi đến nhiều tiền như vậy, ta không phải đã nói tiền của ta đủ. Muội muội thanh âm dồn dập truyền tới. Tô Chiết âm thầm lắc lắc đầu, đối điện thoại di động nói ra, Vũ Hinh, nghe ca, về sau đừng đi kiêm chức, về sau tốt nghiệp, công tác thời gian rất nhiều, về sau không cần quan tâm chuyện tiền, ca gần nhất kiếm một chút tiền, cần gì đi mua ngay, không đủ lại nói với ta ca ta, ta không nhỏ không cần ngươi chiếu cố ta có thể chính mình phụ trách chính mình rồi bên tai thủ cơ truyền ra tô vũ hình dạo oanh giống như âm thanh phải không nhỏ muốn nói yêu thương sao lớn rồi cũng đừng có ca tô chiết trêu chọc nói chán ghét không để ý tới ngươi rồi ta đi học rồi tô vũ hình nói xong liền cúp tô chiết có thể nghĩ đến muội muội của hắn tô vũ hình hiện tại khẳng định nháo cái mặt đỏ ửng hắn đối điện thoại di động nỉ non Người lớn lên to lớn hơn nữa, cũng là ca muội muội. Hắn thu hồi tâm tư, mở ra công cụ tìm kiếm tìm tòi một ít tư liệu. Đấu cá, di kỳ thể sắc diễm lệ cùng hung tàn hiếu chiến mà lấy tên, thân dài bình thường sẽ không vượt qua 13 cm. Đấu cá bị chia làm hai loại, một loại là chủ yếu dùng để xem xét, một loại là chủ yếu đến tranh đấu. Nước ta chủ yếu phân bố hai loại đấu cá, một loại là tròn đuôi đấu cá, một loại khác là nam phương xiên đuôi đấu cá. Tròn đuôi đấu cá tranh đấu năng lực độ chênh lệch với xiên đuôi đấu cá, mà xiên đuôi đấu cá so với Thái Lan đấu cá thì hơi chút thua kém. Thái Lan đấu cá là đấu cá bên trong xinh đẹp nhất cùng hiếu chiến nhất. Thái Lan đấu cá cũng xương xiêm là đấu cá, đập cá, linh quy nhà ông chủ đưa cho tô chiết chính là Thái Lan đấu cá. Bởi vì đấu cá đặc tính, Thái Lan một mực có đập cá tranh đấu là nghiệp sòng bạc. Những năm này nước ta cũng bắt đầu hưng khởi loại chuyện lặt phạt này động, mỗi lần tiền đánh bạc tương đương khả quan, những kia có tiềm lực đấu cá cũng bị người xào lên trời giá, hơn nữa là thuộc về có tiền cũng không thể mua được, đây là hắn từ Internet hiểu được. Tô Chiết cầm lấy danh thiếp, nhìn phía trên địa chỉ, hắn đột nhiên đối này đấu cá thi đấu sinh ra nồng nặc hứng thú. Hắn thu hồi danh thiếp, đem đấu cá tư liệu đóng, hắn một lần nữa tại trên lưới tìm tòi, mở sủng vật bệnh viện cần điều kiện. Hắn cảm thấy có sủng vật hối đoái thương thành sau, hắn mở cửa hàng thú cưng hoặc là sủng vật bệnh viện đều rất thích hợp, hắn tin tưởng chính mình có thần lực cùng thương thành, chắc chắn sẽ không lỗ vốn. Mở sủng vật bệnh viện là thích hợp nhất, bởi vì ngoại trừ có thể kiếm tiền còn có thể kiếm tích phân. Vừa nhìn mở sủng vật bệnh viện cần làm thủ tục, đầu của hắn đều đau đớn, hắn không nghĩ tới mở sủng vật bệnh viện phức tạp như thế, trước tiên không nói tài chính, riêng là đem thủ tục làm được, cũng không biết phải tới lúc nào. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là tra xét một cái, xem có hay không trực tiếp bán ra chuyển nhượng sủng vật bệnh viện. Chuyển nhượng Internet cũng không ít, thế nhưng chuyển nhượng sủng vật bệnh viện, không phải là không tại Yến Vân Thị, hoặc là chính là không hợp lại điều kiện của hắn. Chọn rất lâu, vẫn không có tìm tới thích hợp, hắn tắt máy vi tính, hắn định tìm cái thời gian đi tìm trong đó giới, chỉ có thể ủy thác bọn hắn tìm chuyển nhượng sủng vật bệnh viện. Bảo bảo đã ăn xong bánh gato, hiện tại đang cùng Sun Kata lục quy chơi. Tô chiết nhìn nàng đầy mặt đều là bánh gato bơ, liền đi phòng rửa tay cầm khăn mặt giúp bảo bảo đem mặt lau khô ráo sau đó liền gia nhập bảo bảo trò chơi, cả ngày, hai người một con rùa đùa bất diệt nhạc hồ. Đã đến 9 giờ tối, giúp bảo bảo tắm xong, vì nàng đổi mới mua áo ngủ, sau đó hống nàng lên giường ngủ. Chơi cả ngày, bảo bảo cũng chơi mệt rồi, không bao lâu liền ngủ mất rồi. Sunkata Lục Quy cũng đang tô chiết vì nó chuẩn bị trên mặt thảm ngủ. Hắn đem phòng ở thu thập một lần, sau đó liền ở trong phòng khách, luyện tập lên luyện thể thuật thức thứ nhất. Hắn trước tiên đánh nhiều lần quyền pháp, đem thân thể trạng thái chữa trị khỏi, mới bắt đầu dẫn dắt thần lực luyện tập quyền pháp. Chỉ là động tác thứ nhất, liền để toàn thân hắn đỏ lên, lại như giống như lửa thiêu. Thật giống như thần lực hóa thành hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt thân thể của hắn, lấy đạt đến đoán thể hiệu quả. Thức thứ nhất động tác đa dạng, trên căn bản phổ thông luyện tập một lần, cần dùng hơn nửa canh giờ. Nếu như vận dùng thần lực lời nói, bởi vì động tác so sánh khó hoàn thành, càng cần phải dùng thời gian một tiếng mới đánh cho xong. Mà bây giờ Tô Chiết trên căn bản tại thần lực tiêu hao hết trước đó, là đánh không xong một lần quyền pháp, tại tiêu hao hết trước đó nhiều nhất hoàn thành một phần tư quyền pháp. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này hắn sẽ không ngây ngốc dùng hết thần lực, sau đó liền quang vinh ngất đi. Hắn tại thần lực rơi xuống một nửa thời điểm liền dừng lại, sau đó luyện tập phổ thông quyền pháp, đến khôi phục thể lực cùng thần lực. Tuy rằng một nửa thần lực cũng làm cho hắn thật giống suốt huyết nhiều như thế, thế nhưng ít nhất không sẽ mất đi ý thức. Các loại thần lực khôi phục đầy, hắn lại lần nữa dẫn dắt thần lực phụ tổ rèn luyện. Hai lần qua đi, thể chất lần nữa gia tăng rồi hai điểm, hắn bây giờ 12 điểm thể chất so với người bình thường đã mạnh hơn không ít. Lúc này thời gian đã gần như 12 giờ, hắn liền kết thúc lần này rèn luyện, đầy người mồ hôi để tô chết cả người không thoải mái, hắn liền đi sông tới cái tắm nước lạnh mới trở về phòng nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường hắn không lâu liền ngủ say, tuy rằng không dụng thần lực quyền pháp có thể khôi phục thể lực cùng thần lực, thế nhưng tinh thần lại khôi phục không được, hiện nay chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi đầy đủ bổ sung trở về. Ngày thứ hai, Tô triết an bài xong bảo bảo, hắn liền mang theo đấu cá ra ngoài. Hắn hôm nay muốn đi tìm người đại lý, hơn nữa còn muốn đi tìm hiểu một chút đấu cá đánh cược, chỗ kia Tô triết cũng không biết, không biết có thích hợp hay không tiểu hài tử đi, bất quá hắn cho rằng có quan hệ đánh cuộc. Còn là đừng để tiểu hài tử tham dự vào, cho nên chỉ có thể đem bảo bảo cùng Sun Kata lục quy để ở nhà. Hắn trước đi tìm một gian bề ngoài so sánh lớn một chút người đại lý chỗ, đại khái nói yêu cầu của mình, sau đó lưu một chút tiền làm tiền thế chấp. Xong xuôi những việc này, hắn liền trực tiếp ngồi xe đi trên danh thiếp viết địa chỉ. Huynh đệ, người nghĩ đi chơi đấu cá tài xế thật giống đối đấu cá rất quen thuộc như thế, Tô Chiết nói chỉ là một cái địa chỉ, hắn liền liên tưởng đến đấu cá. Nghe người ta nói được thú vị, đã nghĩ đi mở rộng tầm mắt. Tô Chiết rất tùy ý nói. Này đấu cá đùa là kích thích, đùa là tim đập. Tài xế thấy Tô Chiết không để ý biểu hiện, thuận tiện tâm nhắc nhở, bên trong từ đấu cá làm giàu, từ đây đại phú đại quý cũng có, cũng không ít người ở bên trong bị té nhào, làm cho táng ra bại sản cũng không phải số ít. Đánh cược chuyện như vậy vẫn là tận lực không nên đụng cho thỏa đáng Tô Chiết biết tài xế hảo tâm là đang nhắc nhở hắn, cho nên liền thành khẩn nói tiếng cảm ơn, biểu thị chính mình rõ ràng. Bất quá tình huống của hắn không giống như những người khác, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể đứng ở thế bất bại, đây là trí tôn hệ thống mang đến cho hắn tự tin. Tài xế lắc lắc đầu, không nói gì nữa. Đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, thấy đỡ thì thôi, hiểu được đúng lúc thu tay lại là đánh bạc cơ bản nhất đạo lý. Đạo lý này hết thảy dân cờ bạc đều rất rõ ràng rõ ràng, thế nhưng có thể làm được lại có mấy cái. Đại đa số dân cờ bạc chỉ biết càng lún càng sâu, đánh bạc trong sướng vui đau buồn, cảm giác trong đó không dùng người ngoài biết, chỉ có dân cờ bạc rõ ràng nhất. Đánh cược đến cuối cùng chỉ là đơn thuần là đánh cược mà đánh cược, làm tình ngộ lại sau từ lâu là đúc thành sai lầm lớn rồi, hối hận đã không còn kịp rồi. Rất nhanh liền đến nơi cần đến, tôi chiết xuống xe, không cần tài xế nhắc nhở, hắn một mắt liền có thể xác nhận mục tiêu. Bởi vì quá bắt mắt, trước mắt một tòa diện tích không nhỏ thương mại lầu, tổng cộng 7 tầng. Đấu cá câu lạc bộ năm chữ to treo thật cao tại thương mại lầu thả đỉnh chóp, tại chỗ rất xa liền có thể nhìn thấy bảng hiệu, nhà lớn mặt ngoài trang trí rất là xa hoa đại khí, so sánh chung quanh kiến trúc, cho dù cao hơn nó chỗ nào cũng có, nhưng nhìn cũng không đủ đấu cá câu lạc bộ kiêu căng chiêu xa. Nghe tài xế giới thiệu, này thương mại lầu 7 tầng đều là thuộc về đấu cá câu lạc bộ, ở nơi như thế này, nắm giữ một tòa như vậy câu lạc bộ, vẻn vẹn chỉ dựa vào tài lực có thể không làm được. Tô chít lắc đầu một cái, bỏ rơi trong lòng cái kia một tia ước ao, nhanh chân đi tiến cửa lớn. Đấu cá câu lạc bộ tầng thứ nhất, kinh doanh chủ yếu là bán đấu cá cùng với cùng đấu cá tương quan đồ dùng công cụ, các loại nuôi đấu cá đồ dùng thập phần đầy đủ hết, rất rất nhiều đều là tô chiết liền nghe được đều chưa từng nghe tới, càng đừng nói từng nhìn thấy, khiến hắn tâm tác lấy làm kỳ lạ. Tầng thứ nhất bán đấu cá có rất nhiều chủng loại, thế nhưng đại đa số đều là thuộc về tốt hơn đấu chủng loại, những kia chủ yếu dùng để xem xét loại đấu cá ở nơi này cực nhỏ. Nơi này ngoại trừ đấu cá cùng đấu cá cần đồ dùng, còn lại loại cá cũng không được bán ra. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết còn rất kỳ quái tầng thứ nhất này ngoại trừ đấu cá ở ngoài, cái khác chủng loại cá đều không cho phép bán, làm như vậy thương gia sẽ không thiệt thòi bản A AH. Bất quá khi hắn đi biết một chút nơi này bán ra đấu cá giá cả, hắn liền mở ra trong lòng nghi ngờ, nơi này bán đấu cá chậm thì mấy chục khối, hơn trăm khối, nhiều thì mấy ngàn, hơn vạn khối, thậm chí có chút đấu cá cửa hàng cái gọi là trấn điếm chi bảo tùy tiện liền định giá lên 100 ngàn đều có, hơn nữa mỗi ngày các loại đấu cá lượng tiêu thụ cũng đều không ít. Không trách, nơi này tiền thuê cao như vậy, điều kiện nhiều như vậy, đều có thương nhân liều mạng muốn đi vào nơi này mở cửa tiệm. Đối với bọn họ tới nói này đấu đổ biển ý quả thực là một vốn bốn lời, căn bản không sợ sẽ lỗ vốn. Tầng thứ nhất này chủ yếu là đấu cá cửa hàng, trên căn bản thì sẽ không có người ở nơi này đánh cửa cá, đấu cá so tài địa phương là ở tầng thứ hai bắt đầu, tô chiết đại khái tại tầng thứ nhất đi dạo một vòng, hiểu rõ một phen sau, liền trực tiếp lên tầng thứ hai rồi. Tiên sinh, xin lỗi, xin lấy ra của người thẻ hội viên, một vị phía trước đài công nhân viên ngăn cản Tô Chiết, lễ phép nói ra. Tô Chiết còn không biết tiến vào đấu cá câu lạc bộ tầng thứ hai còn cần gì thẻ hội viên, hỏi dò công nhân viên sau mới biết. Nguyên lai like, từ tầng thứ hai bắt đầu, liền cần trở thành đấu cá câu lạc bộ hội viên mới có thể đi vào. Đấu cá câu lạc bộ hội viên đẳng cấp chia làm phổ thông hội viên, hoàng kim hội viên, kim cương hội viên. Trong đó phổ thông hội viên có thể tiến vào bên trong thứ hai tầng 3, hoàng kim hội viên có thể tiến vào tầng 6 cùng với tầng 6 trở xuống, mà câu lạc bộ 7 tầng chỉ có nắm giữ kim cương hội viên người mới có tư cách tiến vào. Phổ thông hội viên có thể làm lý một năm, một mùa độ hoặc là một tháng, tối có lợi tự nhiên là niên liễm hội viên. Trực tiếp công việc một năm phổ thông hội viên cần một lần lên 18.000 khối, một quý cần 9.000 khối, mà một tháng cần 3.000 khối. Hội viên số tài khoản là dùng bản thân phận của người chứng nhận làm, có thể bất cứ lúc nào tục phí. Tô Chiết cũng không biết mình về sau còn có thể hay không trở lại, cho nên chỉ là bỏ ra 3.000 khối làm một tấm một tháng phổ thông hội viên. Quẹt thẻ trả tiền nhận được một tấm ngân bạch sắc thẻ hội viên sau, liền mở cửa lớn ra đi vào. Bên trong rất là ẩm ý, chợ uy thanh âm, hư thanh, các loại âm thanh đều có. Ở trong này tam giáo cửu lưu, đủ loại màu sắc hình dạng người đều không ít, nữ có nam có, già trẻ lớn bé người đều hoặc nhiều hoặc ít tụ tập cùng một chỗ. Tô chiết âm thầm ở xung quanh đi dạo một lần, đại khái tìm hiểu một chút đấu cá so tài quy tắc. Nguyên tới nơi này cách chơi có rất nhiều loại, có thể lựa chọn đi câu lạc bộ ngồi dưới trang chú thích, cũng có thể dùng chính mình mang đấu cá võ đài cùng người đơn độc đối đấu cũng được. Hắn nhìn một hồi, liền chọn một cái tư nhân bên trong tiền đánh bạc tương đối lớn thi đấu quan sát. Nơi này là một người trung niên tại võ đài tiếp thu khiêu chiến, hắn dùng chính mình mang tới đấu cá cùng người đối đấu, tiền đặt cược 50.000 một hồi, đây đã là tầng thứ hai bên trong tiền đặt cược mức cao nhất rồi. Vị này người trung niên hôm nay đã thắng liền ba tràng hiện tại đang tại so với trận thứ tư. bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn suốt cuộc tranh tài này lại là người trung niên thắng chắc, bởi vì làm đối thủ đấu cá đã bắt đầu hiện ra yếu thế. hai phút sau, không ngoài dự đoán, đối phương đấu cá bị cắn được trở mình bụng trợn nhìn đã không có sức chiến đấu rồi. trung niên đối thủ của người chỉ có thể bỏ lại tiền đặt cược, ủ rũ cúi đầu rời đi. trời ạ, lưu ca đấu cá lại thắng, hôm nay đã trận thứ tư rồi không trách có người suốt hai vạn nhất đầu giá cả mua Lưu Ca bồi dưỡng đấu cá, Lưu Ca cũng không bán, đổi lại là ta cũng không bán. Lưu Ca đấu cá tại tầng thứ nhất này có thể tính là không có đối thủ đi nha. Bên cạnh người xem cuộc chiến rồn dập lên tiếng cảm thán, biểu hiện ra không ngừng hâm mộ biểu hiện, liền vẹn vẹn ngày hôm nay bọn hắn trong miệng Lưu Ca liền ung dung thắng 200 ngàn khối. Tô Chiết đi câu lạc bộ thay đổi 50 ngàn khối thẻ đánh bạc, sau đó ngồi ở Lưu Ca đối diện, chuẩn bị cùng Lưu Ca đấu cá ừm người muốn tham gia sao thắng liền bốn chàng hiện tại đã không có người muốn cùng lưu ca đánh cuộc hắn đã bắt đầu chuẩn bị thu đồ vật không võ đài rồi cho nên thấy tô chiết ngồi xuống liền có chút ngoài ý muốn tô chiết chỉ là gật gật đầu đem thẻ đánh bạc bầy ra đến ra hiệu chính mình có tư bản đánh cược làm tô chiết biểu thị ra chính mình muốn cùng lưu ca đánh cuộc thời điểm vây chung quanh xem trò vui người không ngừng phát ra hư thanh đến nói rõ không có ai xem trọng tô chiết bất quá tô chiết không có để ý những người này hăng hái Lưu Ca càng sẽ không để ý những người này, hắn ra hiệu công nhân viên có thể bắt đầu chuẩn bị. Để cho công bằng, ở nơi này chơi đấu cá thời điểm tranh tài, dùng đều là tại câu lạc bộ cung cấp chuyên dụng vải cá, bên cạnh còn có một vị công nhân viên tại làm trọng tài. Công nhân viên đi lên trước, đem trong hồ cá nước đổi thành mới nước, sau đó hướng về trong nước nhỏ một giọt thần bí nước thuốc đi vào. Thần bí này nước thuốc tác dụng to lớn nhất là gây nên đấu cá hung tính, làm cho đấu cá càng thêm hung tàn hiếu chiến tuy rằng đấu cá thiên tính hiếu chiến, nhưng là bình thường thi đấu xuống, thường thường cần 1-2 giờ, thậm chí cần cả ngày năng lực phân ra thắng bại. Mà có thuốc này nước trợ giúp, thì có thể làm cho đấu cá đem hết toàn lực, tại trong vài phút liền phân ra thắng bại đến. Cái này cũng là đấu cá câu lạc bộ hấp dẫn người tới nơi này đấu cá một trong những nguyên nhân, thuốc này nước khởi nguồn bị câu lạc bộ người giấu đi dày đặc chân thực. Bất quá tại câu lạc bộ tầng thứ hai thi đấu một hồi, câu lạc bộ liền sẽ thu lấy 100 khối. Lưu ca trước tiên đem mình đấu cá bỏ vào so tài trong hồ cá, đã không phải là lên một hồi thắng thi đấu cái kia đấu cá. Tất cả mọi người đấu cá người mỗi thi đấu một hồi, đều sẽ đổi một cái đấu cá. Bởi vì đấu cá tại trong trận đấu đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị thương tổn, ít nhất đều sẽ điều trị mấy thiên tài hội lại lấy ra tham gia thi đấu. Tô Chiết cũng hướng về công nhân viên cầm cái lao ngư công cụ lại đây, khi hắn đem đấu cá từ màu đen trong túi nhựa mò lúc đi ra, chu vi càng là một trận khinh thường hư thanh. Xác thực, rất ít người biết dùng túi nylon trang muốn so tài đấu cá, càng đừng nói 50.000 một hồi so tài, bởi vì dùng túi nylon trang cá vô cùng dễ dàng ảnh hưởng đến đấu cá trạng thái, bình thường đấu cá người đều sẽ nắm cái plastic hòm trang cá. Nghe được chung quanh âm thanh, Tô chiết cũng có chút mặt đỏ, cũng biết mình bêu xấu. Hắn đem đấu cá bỏ vào trong hồ cá, Tô chiết màu xanh lam đấu cá cùng lưu ca màu đỏ đấu cá, một lam một hồng, ở trong nước cực kỳ rõ ràng. Hai cái đấu cá gặp mặt liền như có cửu hận bất cộng đái thiên như thế. Đều ý chí chiến đấu sụp sôi sông lên. Mọi người đều sẽ bởi vì là màu lam cái kia đấu cá sẽ bị đánh không còn manh giáp, bởi vì làm từ hai cái đấu cá thể hình đều cách biệt khá lớn. Màu xanh lam đấu cá thể hình chỉ có 10cm khoảng chừng mà cái kia màu đỏ đấu cá trường tiếp cận 14mm khoảng chừng Cho là hồi thứ nhất giao phong, lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Màu xanh lam đấu cá dựa vào chính mình thể hình tiểu linh hoạt ưu thế, cắn xuống màu đỏ đấu cá một khối vây cá. Tiếp đó, màu xanh lam đấu cá thừa thắng truy kích, đem màu đỏ đấu cá đánh chính là liên tục bại lui. Vẹn vẹn sau 3 phút, màu đỏ đấu cá đã trôi ở mặt nước, mà màu xanh lam đấu cá còn ở phía dưới liên tục cắn. Kết quả rất rõ ràng, tôi chiết rất dễ dàng thắng trận đầu. Một cuộc tranh tài qua đi, Lưu Ca biểu thị còn muốn trở lại một hồi. Mà vừa mới l -I -O -ta đến ngon ngọt Tô Chiết tự nhiên sẽ không cự tuyệt rồi, hơn nữa còn biểu thị một cuộc tranh tài không đổi đấu cá, trực tiếp dùng này đấu cá tiếp tục so với, khiến người ta cảm thấy hắn thắng một hồi liền thập phần ngung cuồng. Kỳ thực Tô Chiết có khổ chỉ có chính mình biết, hắn đấu cá chỉ có một điều này, muốn đổi một. Khác đầu đấu cá cũng không khả năng a Lưu ca thay đổi một cái màu đen đấu cá đi xuống, hai cái cá rất nhanh sẽ đánh nhau rồi. Bất quá Tô Chiết màu xanh làm đấu cá cho dù so sánh một hồi, vẫn là không hiện ra yếu thế, trái lại càng thêm hung mãnh. Rất nhanh sẽ đem lưu ca màu đen đấu cá đánh cho quân lính tan dã kết cục vẫn là tô chiết màu xanh làm đấu cá thắng lợi. Chu Vi vừa nãy lên tiếng chào người cười, đều giống như trở nên người câm như thế, từng cái đều yên tĩnh lại rồi, không có ai còn dám cười nhạo tô chiết không tự lượng sức. Cũng không có ai lại đi cười nhạo tô chiết dùng túi ni lon trang cá một cái đất mũ hành vi, dùng một cái đấu cá thắng liền hai cuộc tranh tài, hơn nữa đối thủ là chơi đấu cá bên trong người nổi bật, Tô Chiết đã thành trong mắt bọn họ đấu cá cao thủ, dưới cái nhìn của bọn họ Tô Chiết dùng túi nylon lon trang cá nhất định là cao thủ cá tính, hoặc là đặc thù bồi dưỡng đấu cá bí phương cũng là nói bất định. Rất lâu không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ như vậy, nếu không phải ta chỉ còn lại một cái đấu cá dự định tới tham gia cá vương tranh bá, thật đúng là muốn cùng ngươi lại so so sánh một hồi. Lưu ca thua hai trận, vẫn như cũng biểu hiện rất là nhẹ như mây gió, tựa hồ đối với thua 100 000 khối rất không để ý như thế số may, đều là vận khí tốt nguyên nhân. Tô Chiết vung vung tay khiêm tốn nói ra. Nếu như nói người đây là vận khí, vậy chỉ có thể nói ta tự mình bồi dưỡng đấu cá là vô dụng rồi. Lưu ca cười một cái nói. Tô Chiết một bên đem mình đấu cá vớt lên, bỏ vào trong túi nhựa, một bên thuận miệng nói sang chuyện khác. Lưu ca, người nói cá vương tranh bá là chuyện gì? Ừm, um, người không biết sao. Này đấu cá câu lạc bộ mỗi một tầng đều sẽ cách một quãng thời gian liền cử hành một hồi đấu cá thi đấu, tất cả mọi người có thể tham gia, một người một vạn khối, cuối cùng người thắng trận đem hết thải tiền thưởng lấy đi, chờ một chút liền có một hồi. Lưu ca có chút kỳ quái, theo đạo lý như tô chiết như vậy đấu cá cao thủ, làm sao có thể sẽ không biết tranh tài như vậy. Kỳ thực Lưu ca làm sao sẽ biết, tô chiết tính toán đâu ra đấy mới so tài hai trận, còn là vừa rồi cùng hắn so với, có thể tính cái gì đấu cá cao thủ. Hắn liền đấu cá tri thức đều là kiến thức nửa vời, những này đấu cá so tài quy tắc đều là vừa rồi từ chung quanh hiểu rõ qua tới. Tô chiết đối như vậy đấu cá thi đấu cực kỳ cảm thấy hứng thú, tỉ mỉ hỏi thăm Lưu Ca, khi biết còn có nửa giờ liền bắt đầu thi đấu L, liền lấy ra 200 khối sân bãi sử dụng phí cho công nhân viên, trận này mà sử dụng phí bình thường đều là người thắng trận cho, này đã thành không có nói rõ quy tắc ngầm. Mà Tô chiết hôm nay nhìn mấy cuộc tranh tài sau, tự nhiên biết cái này quy tắc ngầm. Nộp sân bãi phí sau, hắn hướng về Lưu Ca ngỏ ý cảm ơn sau, liền vội vàng bận bịu mà chạy đi báo danh tham gia cá vương tranh bá so tài. Tổng cộng nộp một vạn khối tiền tiền đặt cược mặt khác thêm 500 khối tiền ghi danh, hắn lấy được một cái đại biểu có tư cách tham gia cá vương tranh bá thi đấu dãy số bài. 42 số, nếu như Tô Chiết không có đoán sai, tại trước hắn đã có bốn một người báo danh tham gia cá vương tranh bá thi đấu. Rất nhanh vương tranh bá thi đấu báo danh tính đến thời gian đã đến, câu lạc bộ công nhân viên đi ra tuyên bố, tổng cộng có 59 người báo danh tham gia cá vương tranh bá thi đấu, câu lạc bộ biểu thị cũng sẽ phái suốt 10 đầu đấu cá tiến đi tham gia thi đấu, khiến thưởng chỉ tính gộp lại đã đến 69 vạn. Hết thầy người dự thi đều bị công nhân viên sắp xếp đến phía trước đến, dựa theo các loại dãy số bài vì bọn họ tham gia thi đấu đấu cá nhuộm màu. Bởi vì nhiều như vậy đầu đấu cá tham gia cá vương tranh bá thi đấu, tuy rằng đấu cá có rất nhiều loại màu sắc, thế nhưng luôn có mấy cái đấu ngư hội trưởng được gần như như thế cho nên câu lạc bộ liền sẽ tại bắt đầu thi đấu trước, dùng nước thuốc là tham gia thi đấu đấu cá nhiễm lên bất đồng màu sắc, như vậy liền sẽ tương đối dễ dàng khác biệt suốt đấu cá, sẽ không xảy ra hỗn loạn, gây nên phân tranh. Tự nhiên tô triết đấu cá cũng không ngoài ý muốn, bất quá hắn đấu cá so sánh may mắn, nhuộm màu sắc cùng đấu cá màu gốc không có khác biệt lớn, vẫn là không nhận tội mắt màu lam nhạt. Mặt khác công nhân viên còn tuyên bố, cá vương tranh bá thi đấu do đấu cá câu lạc bộ đại lý, tiếp thu tiền đặt cược, Tỷ lệ đặt cược là một bồi 20. A à, a, à, câu lạc bộ lại có không ít thu nhập rồi, tính toán ngưu đồ đánh cho thật tốt. Lưu Ca bĩu môi, khinh thường nói. Xác thực, này một bồi 20 tỷ lệ đặt cược nhìn như rất cao, thế nhưng đi tính tính toán toán dự thi đấu cá có bao nhiêu đầu liền sẽ không cảm thấy cao, mỗi một lần đấu cá câu lạc bộ đều là kiếm bộn không lỗ. Tất cả mọi người biết đấu cá câu lạc bộ rất đen, này tỷ lệ đặt cược đánh cược khách tới nói không công bằng, thế nhưng như trước lượng lớn người tham gia đánh bạc trong không nói đến người khác, liền mới vừa rồi còn ở sau lưng thấp giọng phê bình câu lạc bộ Lưu Ca, xoay người đã đi xuống 100 000 khối tiền đặt cược, toàn bộ ép của mình đấu cá thắng. Ta đây là đối với ta đấu cá có lòng tin, Lưu Ca còn đối Tô Chiết giải thích. Tô Chiết gật gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng, có thể hiểu được. Sau đó tại Lưu Ca thần sắc kinh ngạc, cũng đè ép đại biểu chính mình đấu cá dãy số 42 số 17 vạn, cũng bình tĩnh nói, ta đối của ta đấu cá tự tin cũng rất cao, này có thể nói là tôi chiết tất cả tiền rồi, hắn chỉ để lại một ít đồ dự bị tiền, cái khác tiền lại tăng thêm cùng Lưu Ca thi đấu thắng 10 vạn toàn bộ ép lên rồi. Tự tin là chuyện tốt, thế nhưng đấu cá chỉ là giải trí mà thôi, tuyệt đối không nên quá là hấp tấp. Lưu Ca không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, này đấu cá thi đấu, cũng không ai dám bảo đảm nói mình có thể thắng. Nghe Lưu Ca mấy câu nói, tô chiết mới tỉnh ngộ lại, chính mình quá tự tin. Nhiều như vậy đầu đấu cá đồng thời đấu, cái kia đấu cá sẽ thắng được, ai có thể nói tới chuẩn. Đơn đả độc đấu thời điểm còn có thể phán đoán ra được, còn có thể thấy được cái kia đấu cá tương đối cường hãn. Dù sao, đấu cá cao thủ tỷ lệ thắng xác thực sẽ cao hơn một chút, thế nhưng cũng cao không đi nơi nào. Hơn nữa hơn 10 đầu đấu cá tại trà trộn đấu thời điểm, yếu kém đấu cá xuất phát từ thiên tính, đều sẽ trước tiên đối cá thể lên khá là lợi hại đấu cá quần công. Cho nên nói, tại cá vương tranh bá thi đấu trong, ngoại trừ cần thực lực, còn cần vận khí, tự coi như người đấu cá khá là lợi hại, nhưng là có thể đồng thời ứng phó hơn đấu cá sao? Bất quá bây giờ tôi chiết hối hận rồi cũng không kịp rồi, hắn cũng đã đặt tiền cuộc, không thể đổi ý rồi. Rất nhanh công nhân viên liền thông báo người dự thi bắt đầu so tài, tất cả mọi người đem mình đấu cá bỏ vào hồ cá bên trong, gần như 70 đầu đấu cá đồng thời tập trung ở này cái ao cá lớn bên trong, mới vừa nhìn lên ngược lại là vui tai vui mắt, thế nhưng nhìn kỹ, mềm lòng người liền có chút không đành lòng. Cái ao này trong nước trộn lẫn nước thuốc so với phổ thông thi đấu dùng nước thuốc đâu chỉ mạnh 10 lần, ở bên trong đấu cá đều giống như cuồng hóa như thế, liều mạng lẫn nhau cắn, tình hình trận chiến thập phần kịch liệt. Mau nhìn, cái kia đấu cá dường như thành tinh như thế, còn có thể trốn trước. Trời ạ, à, nó còn hiểu đánh lén, dựa vào, nó lại chạy. Cuộc so tài này dùng hồ cá, đều là trong suốt pha lê làm, thêm vào nước rất rõ ràng, cho nên rất dễ dàng liền có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cá trong ao tình hình trong ao nước đông đảo cá bên trong có một cái đấu cá hấp dẫn người nhất tầm mắt này đấu cá linh hoạt ở trong nước bơi qua bơi lại tận lực trốn tránh bầy cá không tham gia trà trộn đấu gặp phải lạc đàn đấu cá liền lên đi cắn một cái không quản được không đắc thủ từ không ngoại lệ một bộ bỏ chạy từ không chính diện giao phong hơn nữa tình cờ trốn không tránh khỏi bị bao vây lại cắn được rồi cũng có thể nhanh thoát ly đồng thời những kia thương tổn đối với nó thật giống ảnh hưởng không lớn rất nhanh có thể khôi phục như cũ ta dựa vào, hôm nay cá vương không phải này đấu cá không còn gì khác. Ai nha, ta vì cái gì không ép này 42 số. Không ít người bắt đầu lớn tiếng kêu rên, hối hận không có ép này 42 số. Rất ít người ép 42 số thắng, bởi vì cái này 42 số tại nhiều như vậy con cá bên trong, quá không nổi mắt, thể hình so với những thứ khác cá hoàn toàn không có ưu thế. Tô Chiết nghe được, không khỏi cười cười, này 42 số đúng là hắn cái kia màu lam nhạt đấu cá. Hắn cũng không nghĩ tới của mình đấu cá thông minh như vậy, hắn chỉ là vì chính mình đấu cá thắng dẫn lớn một chút, vượt trên cái gọi là vận khí. Hắn tại đấu cá vào sân thời điểm, lén lút thua 5 điểm thần lực đi qua. Hắn không nghĩ tới này 5 điểm thần lực hiệu quả lớn như vậy, không chỉ cường hóa đấu cá, hơn nữa còn khiến nó hiểu được nhiều như vậy. Bởi đấu cá trong thời gian ngắn chưa hề hoàn toàn đem thần lực hấp thu sạch sẽ nguyên nhân, cho nên mỗi lần đấu cá bị cắn đến cũng rất nhanh khôi phục như cũ, thật giống không có chịu đến thương tổn như thế thi đấu càng đi về phía sau, lại càng kịch liệt. Công nhân viên thỉnh thoảng hướng về trong nước nhỏ nước thuốc, duy trì đấu cá ý chí chiến đấu. Bất quá nước thuốc đối 42 số đấu cá không có ảnh hưởng như thế, nó vẫn như cũ làm theo ý mình, không đi qua tham dự đấu tranh. Không ít đấu cá ở phía dưới đấu sức cùng lực kiệt rồi, liền bơi lên mặt nước để đổi khí, tại dưới nước rõ ràng má hô hấp cung dưỡng không đủ, thay xong khí sau, lại tiếp tục tập trung vào trong chiến đấu, giống như là không chịu thua rác đấu sĩ. Mà lúc này đây chính là 42 số đấu cá cơ hội tốt nhất, này 42 số luôn thừa dịp những này đấu cá phòng ngự thư giãn thời điểm đi tới đánh lén, còn khiến nó cắn chết không ít. Thi đấu càng ngày càng hung tàn rồi, không ít đấu cá vây cá bị cắn được chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm. Không ít đấu cá trở mình phù đã đến mặt nước, rõ ràng đã mất đi sinh mệnh, trong suốt nước cũng bắt đầu vẩn đục rồi. Nửa giờ sau, thi đấu đã đến thời khắc sống còn. Chỉ còn dư lại ba đầu đấu cá, theo thứ tự là tô chiết màu lam nhạt đấu cá, cùng lưu ca màu đen đặc đấu cá, còn có câu lạc bộ tham gia màu đỏ nhạt đấu cá. Màu đen đặc đấu cá rõ ràng đã là kéo dài hơi tàn rồi, bị màu đỏ nhạt đấu cá nắm lấy cơ hội một cái cắn chết rồi, trong nước sống đấu cá chỉ còn dư lại một lam một hồng hai cái đấu cá. Huynh đệ, nỗ lực lên a hát, cho người đấu cá giúp ta báo thù rửa hận. Lưu ca vỗ vỗ tô chiết vai nói ra, chính mình bồi dưỡng đấu cá bị cắn chết rồi, Lưu ca cũng rất tiếc hận, nhưng không phải là vì tiền, mà là đấu cá dù sao cũng là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng, hao tốn rất nhiều tâm huyết. Hiện trường lên tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, chỉ lo bỏ qua đặc sắc nhất hình ảnh, đến nơi này, tô chiết cũng rất hồi hộp, cảm giác mình lo được lo mất như thế. Này là hôm nay cá vương tranh bá thi đấu đã đến thời khắc quan trọng nhất, thắng liền có thể lấy đi cao tới 69 vạn tiền thưởng. Từ tranh bá thi đấu bắt đầu một mực tại né tránh, rất ít cùng người chính diện giao phong màu lam nhạt đấu cá. Bây giờ đang ở tất cả mọi người nhìn kỹ, trước tiên nhằm phía đối thủ. Mà màu đỏ nhạt đấu cá cũng nghĩa vô phản cố xông lên, hai cái cá rất nhanh sẽ giao phong ở cùng một chỗ. Hai cái đấu cá đều là lựa chọn trực tiếp nhất quyết đấu, hai cái đấu cá lẫn nhau cắn cùng nhau, song phương đều chết cắn không buông miệng. Ở trong nước cắn vào đảo quanh, một mực hướng về dưới nước chìm. Tất cả mọi người là không coi trọng 42 số đấu cá, quản chi màu lam nhạt đấu cá đã làm ra rất nhiều chuyện khó mà tin nổi đến. Bởi vì hai cái đấu cá thể hình cách xa quá lớn, màu lam nhạt đấu cá thân dài không sẽ vượt qua 10 cm, mà màu đỏ nhạt đấu cá có tới 15 cm, đã là đấu cá trưởng thành mức cực hạn. Tuy rằng thể hình không phải so sánh đấu cá thực lực duy nhất tiêu chuẩn, thế nhưng tham gia cá vương tranh bá thi đấu đấu cá đều là tinh anh, đều là đấu cá bên trong người nổi bật. Vào lúc này, thể hình chính là quyết thắng mấu chốt. Bởi vì chưa từng có người nào đều xem qua màu lam nhạt đấu cá chiến đấu chân chính lực tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng nếu như 42 số, tiếp tục áp dụng tự do chiến đấu, lợi dụng chính mình linh hoạt ưu thế còn có rất lớn phần thắng. Thế nhưng hiện tại 42 số đầu tiên dễ kích động, đối mặt thể hình đại chính mình một nửa màu đỏ nhạt đấu cá, trước phát lên tiến công, một trọi một chính diện giao phong. Đối mặt trọn vẹn đại chính mình thể hình một nửa còn có cơ hội thủ thắng sao. Hai cái đấu cá đều thập phần hung mãnh thi đấu kịch liệt mà hung tàn. 42 số bị cắn được thiên thể đầy thương tích, thế nhưng lại như không chịu thua đánh lộn sĩ, không tới thời khắc cuối cùng liền không buông tha, gắt gao cắn là đối thủ không há mồm. Chỉ sợ là đối thủ phản kích nhiều điên cuồng, chính là không buông ra, quản chi chính mình vết thương đầy người, không thả mở, nhìn đến trái tim tất cả mọi người đều bị tóm lên. Bất khả tư nghị là, cuối cùng là màu đỏ nhạt đấu cá không chịu đựng được, muốn quay đầu rời đi, thế nhưng 42 số chính là không tha miệng, bị phát điên màu đỏ nhà đấu cá kịch liệt đong đưa dưới, theo đối thủ không mục đích ở trong nước khắp nơi xuyên loạn. Dần dần màu đỏ nhạt đấu cá phản kháng càng ngày càng yếu, đến cuối cùng vô lực phản kháng. Thật lâu, 42 số mới buông ra miệng, màu đỏ nhạt đấu cá nổi lên mặt nước trôi, sinh cơ đã đứt. 42 số trong nước du ngoạn một vòng, sau đó cấp tốc sông lên mặt nước, thật cao nhảy ra mặt nước, cái kia hình thái lại như một vị chiến thắng trở về tướng quân, uy phong lẫm lẫm tiếp thu người sùng bái. Hết thảy người xem cuộc chiến không kiềm hãm được hét lên kinh ngạc âm thanh. Chúc mừng 42 số đấu cá đánh bại tất cả đối thủ, thu được lần này cá vương tranh bá thi đấu quán quân, tiền thưởng là 69 vạn. Câu lạc bộ công nhân viên đi ra chủ trì tình cảnh, tuyên bố mọi người đều biết thi đấu kết quả. Tô Triết kích động đi nhận lấy tiền thưởng, hắn hôm nay gộp lại thắng có tới 400 vạn, thu hoạch rất lớn. Hắn cự tuyệt những người khác mời, không có tham gia nữa những thứ khác thi đấu, cùng Lưu Ca trao đổi phương thức liên lạc liền mang theo đấu cá rời khỏi này đấu cá câu lạc bộ. Tô Chiết không có bị đột nhiên lấy được tiền tài choáng váng đầu óc, trong lòng hắn còn rất tỉnh táo, không có tiếp tục tham dự đi xuống. Huống hồ hắn hôm nay đã đi ra đã lâu rồi, bảo bảo còn ở trong nhà chờ hắn, cho nên hắn mới vội vã đi. Đi ra sau, Tô Chiết hít thở một hơi không khí mới mẻ. Hắn đang định đón xe về nhà, bất quá tầm mắt của hắn rất nhanh sẽ bị phía trước hấp dẫn. Một đám người vây tại một chỗ, thật giống đang nhìn cái gì nhất thời, đón không được xe tô chiết quyết định đi lên xe một chút. Một cô gái nằm ở trên đường, sắc mặt rất trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Thật giống đã mất đi ý thức, không ít người hảo tâm cúi người đến hô hoán nàng, nhưng cũng không chiếm được đáp lại. Có người đi tới nâng dậy nữ hài, là nữ hài đập lưng ấn huyệt nhân chung giữa mũi và miệng, cũng không có phản ứng. Đã kêu xe cứu thương rồi, có hay không người là y sinh, trước tới hỗ trợ cấp cứu một cái. Một cái hảo tâm người để điện thoại xuống, sốt ruột đối người chung quanh hô, thế nhưng đáng tiếc người chung quanh không có một người là y sinh. Nữ hài hô hấp càng ngày càng khó khăn, mắt thấy cũng sắp không thở nổi. Ta đến thử xem, ta không phải y sinh, nhưng là ta học qua một ít cấp cứu phương pháp. Tô chí không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước, hắn trước đây có công việc liền cần những thứ này. Cho nên lúc đó ở công ty nuôi dưỡng một tháng, cấp cứu phương pháp trên căn bản đã học xong, nhưng còn chưa từng có thực tiến qua, hắn cũng không biết hữu dụng hay không, Mạng người quan trọng, hiện tại có được hay không đều phải thử một chút. Hắn tiến lên nhẹ nhàng đem nữ hài đặt nằm dưới đất, để nữ hài có thể tận lực nằm thẳng. Sau đó tô chiết một tay đặt ở nữ hài chán dùng sức tăng áp lực, để đầu của cô bé có thể ngửa ra sau. Một cái tay khác nâng lên nữ hài cầm, khiến cổ của nàng sau duỗi, hy vọng như vậy có thể để cho nữ hài thông suốt tức giận nói. Hắn tiếp lấy dùng ngón cái cùng ngón trỏ siết chặt nữ hài lỗ mũi. Sau đó tô chiết hít một hơi thật sâu cúi người chăm chú hướng về nữ hài môi miệng dùng sức thổi hơi. Nữ hài trạng thái vẫn không có cải thiện, Tô Chiết không ngừng nhiều lần tiến hành hô hấp nhân tạo. Tại dài rằng ra cấp cứu trong quá trình, nữ hài không chút nào phản ứng, tình huống càng ngày càng ác liệt, cuối cùng hắn không tự chủ dùng tới thần lực, từ trong miệng thông qua hô hấp nhân tạo bại bởi nữ hài. Khi hắn tỉnh ngộ lại lúc, đã không còn kịp rồi, nữ hài đã hấp thu 5 điểm thần lực, Tô Chiết giật mình. Hắn còn chưa từng có đem thần lực dùng tại người trên người của, còn không biết như vậy sẽ có dạng gì hậu quả. Bất quá may là, nữ hài có thần lực trợ giúp, hô hấp đã vững vàng thuận lợi, tim đập cũng khôi phục bình thường. Xem ra đã vượt qua cửa ải khó rồi, tỉnh lại chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi. Tô Chiết mới buông xuống tâm, xem ra thần lực tác dụng không vẻn vẹn chỉ là tại trên thân động vật hữu dục, chính mình đối thần lực nhận thức còn rất nông cạn, còn cần tiếp tục nghiên cứu. Lúc này, Tô Chiết mới bắt đầu chú ý tới nguyên lai hắn cứu nữ hài dung mạo rất đẹp đẽ, vừa đen vừa dài lông mi nhanh che hai con mắt, xinh đẹp linh lung mũi ngọc nho nhỏ mà sinh ở nàng cái kia mỹ lệ thanh thuần tuyệt sắc trên lúm đồng tiền đẹp, cái kia khôi phục bình thường màu da tuyết cơ ngọc phu ỏng ánh long lanh, lập lè ngà voi giống như vầng sáng. Vừa vặn xe cứu thương vào lúc này đã đến, Tô Chiết cùng nhân viên cứu cấp đồng thời nâng dậy nữ hải lên xe cứu thương, hắn chú ý tới nữ hải thật dài lông mi giật giật, hẳn là nhanh muốn tỉnh. Hắn lặng lẽ thừa dịp tất cả mọi người không chú ý tới hắn thời điểm, bất chi bất giác trôi qua rồi. Hắn đã làm trễ nãi rất nhiều thời gian rồi, không quay lại đi, bảo bảo ở nhà một mình sẽ lo lắng khổ sở, nhìn thời gian, hắn vội vàng chặn chiếc xe về nhà. Trong nhà, bảo bảo chính ở một cái người ngồi ở trong phòng khách cát, xem tivi, mà sunkata 6 quy tại cát bên cạnh ngoan ngoãn nằm sấp. Đại đần quy, ca ca lúc nào mới sẽ trở về? Bảo bảo rất nhàm chán, bảo bảo tuy rằng xem tivi, nhưng là từ nàng không ngừng đổi đài, nói rõ tâm tư không có tại tiết mục tivi lên làm tô chiết mở cửa thời điểm nghe được tiếng vang bảo bảo liền đem tv bộ điều khiển từ xa tiện tay ném đi đưa tay ra chạy hướng về tô chiết mà không may bộ điều khiển từ xa đúng lúc nện chúng ở muốn bỏ đi sun kata sáu quy lên đập cho sun kata sáu quy liên tục rung đùi đắc ý tô chiết theo ôm lấy bảo bảo dùng mũi làm phiền bảo bảo tinh xảo cái mũi nhỏ bảo bảo kaka không ở nhà có hay không nhớ kaka à đương nhiên muốn bảo bảo cùng sun kata sáu quy đều muốn kaka rồi Cà ca ca đã đi đâu? Tại sao không mang theo bảo bảo đi? Bảo bảo bĩu môi, biểu thị đối tô chiết đem nàng một người lưu lại oán niệm rất lớn. Cà ca đi kiếm tiền a -Hát, không phải vậy sẽ không tiền ăn cơm đi, không có tiền mang bảo bảo đi ăn cây FC, không có tiền mua sô-cô-la bánh gato cho bảo bảo. Đại đần quy cũng phải chịu đói rồi, hơn nữa muốn mang bảo bảo đi sân chơi chơi đều không đi được. Tô chiết kiên nhẫn cùng bảo bảo giải thích. Nha, cái kia ca ca hiện tại kiếm tiền, là không phải là muốn mang bảo bảo đi sân chơi chơi. Bảo bảo cái hiểu cái không gật gật đầu, lập tức liền nghĩ đến sân chơi đi rồi. Đương nhiên, ca ca bây giờ trở về đến chính là mang bảo bảo đi chơi. Tô chiết lúc trở lại đã nghĩ mang bảo bảo đi sân chơi, hiện tại bảo bảo muốn đi là không thể tốt hơn chuyện. Tô chiết cho bảo bảo thay đổi một bộ đồ, sau đó là bảo bảo trải một cái kiểu mới, trước đây muội muội tô vũ hình thường thường quấn lấy hắn, muốn hắn trải đầu, cho nên hắn hiện tại giúp bảo bảo trải đầu thu dọn hình hoàn toàn không là vấn đề, dễ dàng liền hoàn thành. Lúc ra cửa, bảo bảo đã bị tô chiết trang phục thành một cái hấp dẫn người nhãn cầu công chúa nhỏ. Bảo bảo cái kia một đầu đen như mực thanh tú bị tô chiết vãn thành một cái lỏng lẹt búi tóc, còn sót lại mền tơ rối tung ở sau gáy, giữa cắm vào một con đơn giản cây châm, mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ phối hợp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, như tuyết ra phối hợp một bộ màu tím nhạt lau nhà váy dài, thành hoàn mỹ hoàng gia tiểu công chúa, ca ca, bảo bảo muốn chơi cái này, cái này bảo bảo cũng muốn chơi. Ca ca người cùng bảo bảo chơi có được hay không? Mua phiếu vé, tiến vào sân chơi sau, bảo bảo liền bắt đầu hoạt bát đi lên, một cái muốn chơi cái này, một cái còn nói muốn cái kia. Này thiên chân vô tà tiếng cười hấp dẫn không ít người, lại tăng thêm bảo bảo nhìn lên đáng yêu lại không mất công chúa tao nhã, dọc theo đường đi bảo bảo đã thành sân chơi tiêu điểm. Tô chiết nhìn một chút bảo bảo muốn chơi hạng mục, sợ hết hồn đều là gian phòng này sân chơi bán chút, cái kia cao tới hơn trăm thước xuyên qua mây xanh, 36 ô độ đại xoay tròn ma thiên hoàn xe, thuyền hải tặc, xe cáp treo. Không phải đâm kích thích, bảo bảo còn không chọn, nghe đang tại chơi những hạng mục này du khách tiếng thét chói tai, tô chiết trong lòng chân thành biểu thị không muốn chơi. Bảo bảo, tiểu hài tử không thể chơi cái này nha, ca ca mang bảo bảo đi ngồi xoay tròn ngựa gỗ có được hay không? Tô Chiết đương nhiên sẽ không biểu thị chính mình không dám chơi, nói rồi cái có lẽ có lý do. Tô Chiết khuyên can đủ đường, cuối cùng đem bảo bảo lừa gạt đi chơi một ít không kích thích trò chơi. Bất quá chơi mấy cái trò chơi sau, bảo bảo nhìn lên không cao hứng lắm. Bất đắc dĩ Tô Chiết vì hống bảo bảo cao hứng, chỉ có thể bồi tiếp bảo bảo đi chơi thuyền hải tặc. Khi hắn cường tráng đảm sắp xếp xong đội, mang bảo bảo đi tới thuyền hải tặc thời điểm, còn bị bảo bảo lôi kéo hàng cuối cùng chỗ ngồi, vốn là hắn là dự định ngồi ở chính giữa chỗ ngồi. Làm thuyền hải tặc động thời điểm, trái tim hắn đều nhanh muốn nhảy dựng lên hắn chưa từng có cảm giác đến thời gian là như vậy dài rằng giặc ngắn ngủn mấy phút hắn lại cảm giác làm sao đều qua không xong hắn có chút ước ao bảo bảo có thể la to vì nam nhân mặt mũi hắn một mực nhẫn nhịn không gọi ra làm thuyền hải tặc lúc ngừng lại hắn cảm giác mình chân đều mềm nhũn, nắm bảo bảo thủ đi tới đều có điểm đi bất ổn hắn cho rằng bảo bảo ngồi xong thuyền hải tặc biết sợ không nghĩ tới bảo bảo sôi nổi biểu thị còn muốn chơi tôi chiết biểu thị bị thương rất nặng cuối cùng hắn bị bảo bảo lôi kéo đi ngồi xe cáp treo, tới ngồi lên, hắn mới phát hiện xe cáp treo so với thuyền hải tặc còn kích thích, vậy càng là khiêu chiến lòng của người ta nhảy. Cuối cùng hắn thật sự là nhịn không được, cùng bảo bảo đồng thời gọi ra, ngược lại là tiết không ít sợ hãi. Chơi xong xuống thời điểm, chân đạp của hắn trên đất liền giống như đạp ở trên bông, mềm mại, khiến người không thể cân bằng thân thể. Lại theo bảo bảo chơi mấy cái hạng mục, hắn hết lời ngon ngọt, mới đem bảo bảo hống đi đến ăn đồ ăn nghỉ ngơi một chút, hắn mang theo bảo bảo đi trong sân chơi cây FC, hắn lung ta lung tung điểm một đống lớn, đem bàn thả tràn đầy, hắn yên lặng ở trong lòng hy vọng bảo bảo ăn được chậm một chút, ăn càng lâu càng tốt. Đến bây giờ tim đập của hắn đều vẫn không có khôi phục bình thường lại đây, bất quá đáng tiếc bảo bảo không bằng hắn nguyệt, tùy tiện ăn chút gì đã nghĩ lại đi chơi. Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ mang Bảo Bảo tiếp tục đi chơi. Cuối cùng hắn mang Bảo Bảo đi chơi xe điện đụng, trò chơi này Tô Chiết chơi cũng không phải sợ sệt, hơn nữa Bảo Bảo cũng rất yêu thích chơi, hai người bọn họ ngồi một chiếc xe. Xe do Bảo Bảo trưởng khống tay lái, mà Tô Chiết hai cái tay đều dùng tới bảo vệ Bảo Bảo, đừng làm cho nàng đụng. Bọn hắn một lần lại một lần chơi xe điện đụng, bên trong du khách thay đổi một nhóm lại một nhóm. Bảo Bảo không ngại phiền phức mở ra xe điện đụng, còn thường thường chủ động đi va người khác xe điện đụng, mỗi lần thực hiện được sau, đều ra một trận tiếng cười như chuông bạc, để Tô Chiết tâm tình cũng trở nên vui vẻ rất nhiều. Bất quá khi người khác mở ra xe điện đụng phản kích thời điểm, Tô Chiết liền có chút khổ không thể tả rồi. Bảo bảo bị Tô Chiết che chở vẫn không có việc, mà Tô Chiết liền thường thường bị đụng va va chạm chạm rồi. Tô Chiết bồi tiếp bảo bảo một mực chơi đến trời tối rất lâu, xem bảo bảo mệt mỏi mới mang theo về nhà. Khi hắn cùng bảo bảo cũng sắp muốn rời khỏi sân chơi thời điểm, hắn bị một cái lấy máy chụp hình nam tử ngăn cản. Thật không tiện, có thể làm lỡ tiên sinh một chút thời gian sau. Ta là sân chơi công nhân, công tác chủ yếu là tuyên truyền phương diện này. Vị này đội nón nam tử biểu đạt thân phận của mình, mới nói tiếp, ta hôm nay chủ yếu là nghĩ tại sân chơi là tuyên truyền tìm một chút linh cảm, không nghĩ tới tại đi dạo thời điểm, gặp phải các ngươi hai vị, xin lỗi, ta tại không có trải qua sự đồng ý của các ngươi một mình cho các ngươi vỗ chút bức ảnh. Nam tử này nói tới chỗ này, nhìn tô chiết không nói gì, cũng không có nộ, mới lên tiếng, vì theo đuổi chân thật cảm giác, sẽ không có thông báo các ngươi, lần nữa ở nơi này cùng các ngươi xin lỗi ta nghĩ dùng các người bức ảnh làm chúng ta sân chơi tuyên truyền chủ đề không biết tiên sinh có thể hay không đồng ý đương nhiên sân chơi sẽ nguyện ý thanh toán thù lao tô chiết làm cho đối phương đem bức ảnh cho hắn nhìn một chút đối phương nhiếp ảnh kỹ thuật ngược lại không tệ bức ảnh đập rất nhiều từ tô chiết cùng bảo bảo đến sân chơi bắt đầu là có thể bị vỗ từ ngồi thuyền hải tặc xe cáp treo còn có tại cây fc nơi đó đều có cuối cùng là chơi xe điện đụng thời điểm mỗi một tấm hình đều chụp rất tốt xem khiến người ta có thể cảm giác được ấm áp, suy nghĩ lại không sai lệch thực. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác bức ảnh cũng không có đối với hắn và bảo bảo sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên đồng ý, bất quá hắn cũng không có tiếp nhận đối phương thù lao, hắn chỉ là làm cho đối phương bức ảnh toàn bộ truyền cho hắn một phần. Đơn giản như vậy điều kiện, đối phương đương nhiên liền không kịp chờ đợi đáp ứng rồi, còn cùng Tô Chiết muốn phương pháp liên lạc, biểu thị về sau thành quả đi ra sẽ mời Tô Chiết đến tham quan. Mà Tô Chiết cười cười biểu thị có cơ hội nhất định sẽ lại đây, sau đó liền ôm mệt chết bảo bảo về nhà. Tô Chiết mang theo bảo bảo chơi được hài lòng không có buồn phiền, nhưng lại không biết có một số người đối với hắn nóng ruột nóng gan. Yến Vân bệnh viện nhân dân thành phố trong một gian trong phòng bệnh, một cô gái yên lặng nằm ở trên giường, ánh mắt một mực nhìn ngoài cửa sổ, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Nữ hài là Lăng Nhược Tuyết, cũng chính là hôm nay bị Tô Chiết cứu nữ hài Lăng nhược tuyết từ nhỏ đã hoạn có tiên thiên tính bệnh tim, nàng xem qua rất nhiều bệnh viện, nước ngoài quốc nội bệnh viện đều đến xem qua, nhưng cái này tâm tạng bệnh vẫn luôn không cách nào triệt để chữa khỏi, chỉ có thể thông qua dược vật trị liệu trì hoãn bệnh tình. Kỳ thực lăng nhược tuyết đã biết chính mình nhanh không được, bản thân nàng có thể cảm giác ra được, bất quá nàng không muốn để cho từ nhỏ vì nàng thao toái tâm cha mẹ của càng thêm thương tâm, cho nên một mực biểu hiện rất lạc quan. Mà ở trong lúc lơ đã nghe được y sinh cùng phụ thân đối thoại lúc, càng chắc chắn nàng suy đoán của mình. Nàng chỉ có thời gian 3 tháng rồi. Nguyên đến sinh mệnh của mình chỉ còn dư lại 3 tháng, biết rồi tin tức này sau, lăng nhược tuyết trái lại thoải mái hơn rồi, có loại giải thoát cảm giác. Bởi vì mỗi lần bệnh phát thời điểm, nàng đều rất thống khổ. Chỉ là vì để cha mẹ dễ chịu điểm, nàng không có tự giận mình, một mực kiên chỉ cùng tử thần giành mạng sống, bây giờ nàng đã cảm giác mệt mỏi quá mệt mỏi quá rồi. Nàng biết rồi tin tức này sau, vẫn như cũ biểu hiện rất lạc quan, biểu hiện tựa hồ không biết nàng bệnh tình của mình như thế, nàng chỉ là chủ động yêu cầu về nhà, nàng không muốn tại bệnh viện vượt qua đời này. Cha mẹ của nàng cũng biết bây giờ đang ở bệnh viện cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nếu như ở nhà tâm tình tốt, cũng đúng bệnh tình có chỗ trợ giúp, cho nên liền vì nàng làm xuất viện. Tại nhà ở rồi hai ngày lăng nhược tuyết thừa dịp mụ mụ tại lúc nghỉ ngơi, một người len lén ra cửa. Nàng muốn một người lẳng lặng ra ngoài nhìn một chút thế giới, nàng sợ sệt về sau cũng lại không có cơ hội rồi không nghĩ tới chính là tâm tình sung sướng nàng bởi vì thể lực tiêu hao quá độ mà bệnh tim đột nhiên bệnh phát ngã xuống nàng biết rất nhiều người ở bên người nóng nảy hô hoán nàng muốn giúp nàng lại không biết làm sao giúp nàng khi đó nàng cảm giác được thật ấm áp nguyên lai ngoại trừ ba ba mụ mụ còn có nhiều như vậy người quan tâm nàng sau đó nàng cảm giác mình càng ngày càng khó được nhanh chóng đỡ không nổi nữa có thể nhìn thấy nhiều người như vậy vì nàng cấp nàng mình đã cảm giác rất thỏa mãn rồi Liền ở lăng nhược tuyết mình đã bắt đầu buông tha thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một cái ấm áp âm thanh, rất êm tai. Chủ nhân của thanh âm kia bắt đầu đối với nàng cấp cứu, nàng có thể cảm giác được tay của đối phương pháp rất chúc chắc, cuối cùng đối phương đối với nàng làm hô hấp nhân tạo thời điểm, nàng muốn mở mắt ra nhìn xem, này cướp đi trong đời của nàng thứ nhất hôn người, đáng tiếc khi đó nàng không làm được. Đối phương một mực kiên trì không ngừng nhiều lần độ khí cho nàng, khi đó nếu như nàng có thể mở miệng, nàng rất muốn gọi hắn từ bỏ, bởi vì nàng biết làm như vậy không có tác dụng gì. Sau đó tại Lăng Nhược Tuyết đã mất đi hô hấp, tim đập đã dừng lại thời điểm, hắn không biết hướng về trong miệng nàng độ chút gì. Nàng chỉ cảm thấy nàng hô hấp và tim đập bắt đầu khôi phục như cũ. Sau đó nàng bị đưa lên xe cứu thương, khi nàng lúc tỉnh lại đã không tìm được hắn. Chu Vi có rất nhiều trợ giúp qua người của nàng, nàng lại có thể cảm giác được hắn không ở tại bên trong. Sau đó bệnh viện thông báo Lăng Nhược Tuyết cha mẹ thời điểm mẫu thân nàng suýt chút nữa ngất đi hai vợ chồng vội vàng chạy tới bệnh viện khi thấy nàng lúc không có chuyện gì làm mới buông xuống tâm cứ việc y sinh đã nói rồi lăng nhược tuyết xuất hiện tại thân thể trạng thái biểu hiện rất tốt không cần lo lắng quá mức bất quá không yên lòng bọn hắn vẫn kiên trì là lăng nhược tuyết làm cái toàn thân kiểm tra kết quả đi ra sau hai người ôm đồng thời khóc lên để lăng nhược tuyết cho rằng bệnh tình của nàng lại bắt đầu chuyển biến xấu rồi còn ra âm thanh an ủi bọn hắn Bất quá khi bọn hắn vội vàng hỏi con gái nàng hôm nay là người nào trợ giúp qua nàng, mới biết nguyên lai là y sinh nói cho bọn họ biết, bệnh tình của nàng có chuyển biến tốt, bọn họ là mừng đến phát khóc. Hơn nữa căn cứ thầy thuốc phán đoán, có khả năng nhất là hôm nay cứu Lăng Nhược Tuyết người kia, không biết thông qua biện pháp gì để bệnh của nàng khá hơn nhiều. Cho nên bọn hắn mới vội vàng muốn biết người kia tin tức, khi chiếm được lúc đó nàng đã hôn mê, lại chạy đi vấn an tâm cùng xe cứu thương cùng đi người. Thế nhưng thu hoạch không lớn. Mọi người đều chỉ là đại khái miêu tả đối phương bên ngoài quần áo, bởi vì lúc đó mọi người tiêu điểm đều tại Lăng Nhược Tuyết trên người của. Hai vợ chồng này sau khi biết tin này, đã quyết định mặc kệ hoa biện pháp gì đều phải tìm được Tô Chiết rồi. Bởi vì hiện tại Tô Chiết là duy nhất có hy vọng có thể cứu bọn hắn nữ nhi người, tuy rằng hôm nay Tô Chiết cứu Lăng Nhược Tuyết, thế nhưng cũng chỉ là hơi chút kéo dài tính mạng của nàng, cho nên nhất định phải tại Lăng Nhược Tuyết sinh mệnh đi tới phần cuối thời điểm tìm tới Tô Chiết. Mà Tô Chiết đương nhiên còn không biết có rất nhiều người muốn tìm đến hắn, còn không biết hắn hôm nay hy lý hồ đồ liền cứu một người sinh mệnh. Hắn hôm nay không cẩn thận đối lăng nhược tuyết dùng 5 điểm thần lực, vừa mới bắt đầu còn rất lo lắng, sợ có những gì bất lương hậu quả, bất quá khi đó xem lăng nhược tuyết tình hình bắt đầu chuyển biến tốt, hơn nữa hắn tích phân cũng có 12 giờ, lập tức có thêm 5 điểm tích phân, hắn mới yên lòng. Ít nhất biểu lộ thần lực này đối lăng nhược tuyết hữu ích vô hại. Hết thảy đều không biết tô chiết mang theo bảo bảo, tại sân chơi vui vẻ chơi cả ngày mới về nhà. Bảo bảo đang ngồi trên xe thời điểm, không đến bao lâu liền ở tô chiết trong lồng ngực ngủ rồi, nàng hôm nay đã chơi cả ngày, liền ngay cả nắm giữ 12 điểm thể chất tô chiết đều mệt muốn chết rồi, đừng nói bảo bảo còn nhỏ như vậy. Tô chiết đem bảo bảo ôm ở trên đùi, tận lực nhường đường lên sóc này không ảnh hưởng tới nàng. Về đến nhà sau, tô chiết đem bảo bảo ôm vào gian phòng trên giường, làm bảo bảo đặt lên giường thời điểm, bảo bảo trong miệng còn tại sâu, ca, ca. Bảo Bảo còn muốn chơi cái này, người xem, ngồi cái này lập tức liền có thể bay đi tới. Tô Chiết cho rằng Bảo Bảo tỉnh rồi, bất quá vừa nhìn Bảo Bảo ánh mắt còn nhắm, nguyên lai like Bảo Bảo nàng đang nói mơ. Tô Chiết nhẹ nhàng giúp Bảo Bảo đắp kín mền, ra gian phòng, nhìn thấy Sun Kata lục quy tha thiết mong chờ nhìn hắn, mới nhớ tới hắn cả ngày hôm nay đều không cho nhà những này quy cho ăn. Hắn đến đến nhà bếp, mở ra tủ lạnh, may là ngày hôm qua mua đồ vật đủ nhiều cho Sun Kata lục quy ăn một tuần cũng không có vấn đề gì. Hắn lấy ra cà rốt cùng một ít rau dưa, dùng đao mổ thành khối nhỏ được rồi, lại tăng thêm mấy viên thánh nữ quả định cho Sun Kata lục quy làm cơm sau hoa quả. Hắn suy nghĩ một chút rồi, lại đem một chút rau dưa cắt được càng nát tan, chuẩn bị cho kim đầu bế sắc quy cùng chung hoa thảo quy ăn, cảm giác một mực ăn quy lương thực cũng không tiện, vẫn là cho chúng nó đổi một cái khẩu vị tốt. Khi hắn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đi ra thời điểm, phát hiện Sun Kata Lục Quy đã sớm tại bình thường quy định nó đồ ăn địa phương đã chờ đợi. Hắn đem đồ ăn đưa cho những này quy ăn, toàn bộ ăn là ăn như hùm như sói, Sun Kata Lục Quy ăn được càng là mãnh liệt. Kim đầu bế sắc quy cùng tiểu thảo quy đều rất thích ăn những này rau dưa. Chờ chúng nó đã ăn xong, Tô Chiết đem thu dọn hòm chuyển tới trong phòng tắm, bởi vì hắn không có tại thu dọn hòm thiết trí loại bỏ cơ các loại thiết bị, cho nên thu dọn hòm nước rất dễ dàng bẩn. Hắn đem quy toàn bộ bắt lại để qua một bên, đem thu dọn hòm tỉ mỉ giặt sạch một lần. Còn nắm bàn chải đánh răng đến xoạt kim đầu bế sắc quy cùng tiểu thảo quy mai rùa. Toàn bộ rửa sạch sẽ sau mới hướng về thu dọn hòm nhận nước, thả lại nguyên chỗ. Sau hắn càng làm Sun Kata Lục Quy gọi vào phòng tắm đến, cũng vì nó soạt mai rùa, bất quá Sun Kata Lục Quy quá lớn, dùng răng xoạt chẳng biết lúc nào năng lực soạt xong, hắn trực tiếp dùng giặt quần áo bàn chải đến xoạt. Vỏ lưng rửa sạch, hắn liền đem Sun Kata Lục Quy ngược lại, rửa nó giáp bụng lúc này hắn mới biết Sun Kata lục quy nặng bao nhiêu, đoán chừng có ít nhất hơn trăm cây di. Cuối cùng hắn còn vì còn dư lại bốn chỉ kim đầu bế xác quy đưa vào 10 điểm thần lực, hiện tại có hai con kim đầu bế xác quy giáp bụng có 60mm, hai con giáp bụng tại 80mm khoảng chừng. Tô Chiết đoán chừng hai con thể hình khá là nhỏ kim đầu bế xác quy là hùng quy, mà thể hình tương đối lớn con mái quy. Bởi vì kim đầu bế xác quy bình thường con mái quy đều so với hùng quy lớn nhanh, lớn lên nặng hết bận những này, chính hắn mới bắt đầu rửa giấy. Cuối cùng, kinh mỏi mệt kiệt lực hắn ngã ở trên giường không lâu liền ngủ mất rồi. Ngày thứ hai, Tô Chiết rất sớm tựu đứng lên, chính hắn rửa mặt xong, liền gọi tỉnh bảo bảo, giúp nàng thu dọn sạch sẽ sau liền mang theo nàng ra ngoài ăn điểm tâm. Ăn được một nửa, Tô Chiết điện thoại di động vang lên, hắn cầm điện thoại di động lên tiếp thông. Uy, người tốt, ta là chân tình người đại lý chỗ, ngày hôm qua ngươi ủy nhờ chúng ta tìm sủng vật bệnh viện, hiện tại vừa vặn có người chuyển nhược, người bây giờ thuận tiện lại đây sao? Đối phương biểu đạt thân phận cùng ý đổ đến. Được, cảm tạ, ta nửa giờ sau liền đến. Tô Chiết không nghĩ tới đối phương hiệu suất làm việc cao như vậy, mới một ngày đã tìm được. Hắn và Bảo Bảo ăn điểm tâm xong, trực tiếp ngồi xe chạy đi người đại lý chỗ. Sau khi đến, tiếp đãi hắn là một gã rất trẻ trung nam tính, thanh âm của đối phương cùng trong điện thoại không kém nhiều, hẳn là là cùng một người. Hắn và Tô Chiết nắm tay, đơn giản giới thiệu một chút về mình, xin chào, ta gọi Đồng Hồng. Khách sáo vài câu sau, Đồng Hồng liền biểu thị muốn mang Tô Chiết đi qua nhìn một chút. Tô Chiết tự nhiên là đồng ý, Đồng Hồng có xe, ngược lại là tỉnh không ít thời gian, chính bọn hắn lái xe đi. Sủng vật bệnh viện cách trung tâm thành phố rất gần, phụ cận dòng người rất tốt, nhân khí rất vượng. Hơn nữa phụ cận có rất nhiều tương đối cao đương tiểu khu, cũng không buồn khách hàng. Đồng Hồng ở trên đường cùng Tô Chiết giới thiệu sủng vật bệnh viện tin tức sau khi đến tôi chiết quan sát một trận xuất hiện cùng đồng hồng nói được không sai biệt lắm sủng vật bệnh viện bây giờ còn tại doanh nghiệp lượng người đi cũng không thiếu đồng hồng liên hệ rồi sủng vật bệnh viện người phụ trách biểu thị hiện tại có khách hộ đến tham quan có mua ý tứ đoán chừng người phụ trách liền ở sủng vật bên trong bệnh viện hắn rất nhanh sẽ qua tới đón tiếp bọn họ bọn hắn lẫn nhau từng người giới thiệu chính mình sủng vật bệnh viện người phụ trách là một người trung niên nam tính gọi lý hâm là sủng vật bệnh viện duy nhất ông chủ, có thể toàn quyền phụ trách sủng vật bệnh viện. Mà ở tô chiết trong lồng ngực bảo bảo cũng không chịu cô đơn nói, ta gọi bảo bảo, năm nay 6 tuổi, là ca ca ngoan muội muội Ba nam nhân đều bị nói sững sờ, phản ứng lại sau cũng không khỏi bật cười. Tô chiết hỏi Lý Hâm muốn thế nào chuyển nhượng gian phòng này sủng vật bệnh viện, tuy rằng Lý Hâm không quá tin tưởng tô chiết có năng lực có thể chuyển nhượng sủng vật bệnh viện, Bất quá vẫn là tỉ mỉ là Tô Chiết giới thiệu sủng vật bệnh viện hoàn cảnh thiết bị, còn mang Tô Chiết đi vào đi thăm dưới. Lý Hâm gian phòng này sủng vật bệnh viện, ba tầng lầu lại tăng thêm cái hậu viện tổng cộng tiếp cận 500 chừng năm thước vuông, lầu một bị Lý Hâm trang tu thành cửa hàng thú cưng, có thể tại lầu một bán sủng vật, mà tầng 2 cùng tầng 3 mới là sủng vật bệnh viện. Sủng vật bệnh viện mở ra gần như có 3 năm, thế nhưng nửa năm tuyến mới sửa chữa qua, cho nên nhìn lên ngược lại là còn rất mới, đồng thời bị Lý Hâm trùng tu rất khí phái sủng vật bệnh viện thiết bị rất đầy đủ, bốn tên bác sĩ thú y cùng 6 danh phó tay lại lên những người khác viên tổng cộng có 18 người, nhân thủ cũng rất sung túc. Trên căn bản đem sủng vật bệnh viện danh tự thay đổi là có thể trọng tân khai trương rồi, nếu như Tô Chiết không ngại sủng vật bệnh viện tên gọi Lý Hâm lời nói, liên chiêu bài cũng có thể không cần thay đổi liền khai trương. Tô Chiết nghe xong rất tâm động, này rất phù hợp Tô Chiết điều kiện. Bất quá nhà này sủng vật bệnh viện phòng ở đều là thuộc về Lý Hâm, hắn biểu thị là muốn toàn bộ chuyển nhượng, mà không phải cho thuê sủng vật bệnh viện, định giá 8 triệu. Vậy thì để hắn có chút chùn bước rồi, cuối cùng trải qua đồng hồng cùng Lý Hâm giao thiệp, Lý Hâm cuối cùng đem giá cả hàng rồi 1 triệu, định giá là 7 triệu. Thế nhưng không chấp nhận trả tiền phân kỳ, nhất định phải một lần trả hết. Tô chiết đối sủng vật bệnh viện rất tâm động, đối giá cả cũng rất hài lòng, nếu như hắn hiện tại có 7 triệu lời nói, hắn nhất định sẽ rời đi lấy ra mua, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có 400 vạn, Cuối cùng tô triết biểu thị chính mình còn cần suy nghĩ thêm, liền mang theo bảo bảo về nhà. Về đến nhà, hắn để bảo bảo cùng sun kata sáu quy chơi. Một mình hắn ngồi ở trên cát suy nghĩ, hắn bây giờ còn kém 30 ô một triệu. Muốn tiếp tục thông qua đấu cá thi đấu đến thắng được tiền, cùng người đơn độc đấu cá lời nói, muốn thắng rất nhiều lần năng lực mới tập hợp đủ tiền, như thế quá để người chú ý, không tới cuối cùng, hắn không muốn làm như vậy. Mà một lần thắng nhiều tiền như vậy, chỉ có thể tham gia cá vương tranh bá thi đấu, thế nhưng tại đấu cá câu lạc bộ tầng thứ nhất tầng thứ hai, một tháng mới sẽ cử hành một lần. Mà phía trên mấy tầng cho dù có cử hành, lấy hắn phổ thông hội viên cũng không đủ tư cách đi tới, thăng cấp hội viên hắn tư cách còn chưa đủ. Hắn vỗ vỗ đầu mới nhớ tới, chính mình sở dĩ biết đấu cá câu lạc bộ nơi này, hay là bởi vì đi bán kim đầu bế sắc quy mới biết, mình còn có bốn con kim đầu bế sắc quy, hơn nữa so với trước kia đại rất nhiều, hẳn là giá cả càng cao hơn. Này kim đầu bế xác quy là càng đáng giá, cho nên hắn lại là kim đầu bế xác quy đưa vào 10 điểm thần lực. Để cho bọn họ cơ bản lại lớn 10 mm khoảng chừng, hiện tại hai con hùng quy đã tiếp cận 80 mm. Mà hai con con mái quy đã có 100 mm khoảng chừng. Hắn vốn là muốn chính mình mang theo kim đầu bế xác quy đi linh quy nhà bán ra, bất quá nghĩ đến lần trước mình đi bán, bởi vì không biết giá cả, cũng không biết giá cả có thể hay không quá thấp. Cho nên hắn trở về phòng mở máy vi tính Tìm tòi kim đầu bế xác quy tư liệu, tìm hiểu một chút giá thị trường. Bất quá kim đầu bế xác quy bởi vì khan hiếm nguyên nhân, tư liệu rất ít, internet cung cấp giá cả phạm vi cũng rất lớn. Tìm rất lâu cũng không có tìm được cần tư liệu. Vốn là hắn là dự định đóng, bất quá để hắn nhìn thấy có người ở internet nhờ giúp đỡ vấn đề, cũng là muốn bán ra kim đầu bế xác quy, đến hỏi dò giá cả. Bởi vì treo giải thưởng tích phân cao, trả lời nhân số rất nhiều, có trên trăm cái. Hắn nhìn một chút dạng gì giá cả đều có, mấy trăm đến vài trăm ngàn đều có, những này đáp án đều vô dụng. Bất quá có cái trả lời khiến hắn cảm thấy rất hứng thú, hắn không có nói thẳng giá cả, mà là cung cấp một cái link, nói có thể đi bán đấu giá. Tô Chiết lắp đặt bạn trên mạng cung cấp link, đưa vào. Không nghĩ tới thật sự có thể mở ra, hắn nhìn một chút website giới thiệu. Đây là một cái internet bán đấu giá bình đài, chủ yếu là bán đấu giá sủng vật. Nhà bán có thể đem sủng vật của mình tin tức đưa ra đi tới, có thể chính mình thiết trí giá cả cùng bán đấu giá thời gian, người mua căn cứ người trả giá cao được. Mặc kệ có thành công hay không, trang web đều sẽ thu lấy 100 khối, hơn nữa bán đấu giá sau khi thành công, trang web còn có thể thêm vào lấy ra bán đấu giá cuối cùng giá sau cùng 1%. Bởi vì trang web danh dự có bảo đảm, bất luận là nhà bán cùng người mua người sử dụng cũng không thiếu. Hơn nữa bởi vì bán đấu giá một lần liền muốn ít nhất 100 bán đấu giá phí, cho nên bình thường bán đấu giá sủng vật đều là cao cấp xa hoa sủng vật. Tô Chiết xem một cái trước kia bán đấu giá ghi chép, xuất hiện có mấy lần cũng bán đấu giá kim đầu bế xác quy, hắn nhìn một chút giới thiệu cùng giá sau cùng, mới biết bị linh quy nhà ông chủ hãm hại. Bởi vì vì mặt trên có chỉ kim đầu bế xác quy cùng Tô Chiết trước đây bán không chênh lệch nhiều, giá sau cùng lại là 9 vạn, chọn vẹn có thêm 4 vạn, hơn nữa đối phương kim đầu bế xác quy phẩm tương bị Tô Chiết kém rất nhiều. Bất quá bây giờ biết cũng vô ích, đồ đã bán đi lại như nước đã đổ ra như thế, đều là thu không trở về. Audio điện tử võ tấn bền. Tô Chiết biết một chút bán đấu giá quá trình, liền định đem kim đầu bế xác quy đặt tại cái lưới này lên bán đấu giá. Ở nơi này bán đấu giá nên so với tóm ra ngoài bên ngoài trực tiếp bán giá cả cao hơn, dù sao nơi này có người cạnh tranh. Hắn lấy điện thoại di động ra là kim đầu bế xác quy chụp ảnh, mỗi một phương hướng đều đập vô cùng tỉ mỉ, còn tìm thước đo cùng cân điện tử là kim đầu bế xác quy số lượng thể lực cùng thể trọng, còn nắm một ít thường gặp vật phẩm đối phó với kim đầu bế xác quy so với, khiến người ta có thể theo qua bức ảnh đại khái giải kim đầu bế xác quy lớn nhỏ. Hắn còn vỗ mấy cái video là cùng kim đầu bế xác quy chuyển động cùng nhau video, này bốn chỉ kim đầu bế xác quy mặc dù không có sun kata lục quy thông minh, dù sao sun kata lục quy hấp thu tô chiết 100 điểm thần lực. Thế nhưng này hấp thu hơn 30 điểm thần lực kim đầu bế xác quy, tô chiết cơ bản mệnh lệnh cùng thủ thế đã có thể đã minh bạch, cho nên kim đầu bế xác quy biểu hiện rất tốt, cùng tô chiết chuyển động cùng nhau tính rất tốt. Tô Chiết tại đây bán đấu giá trang web chú sách một cái người sử dụng, sau đó dựa theo bán đấu giá trang web chỉ thị, cùng online banking chói chặt, bỏ ra 200 khối mở ra hai cái bán đấu giá vị. Hắn dự định một được một cái hai con kim đầu bế sắc quy làm một đối bán đấu giá. Hắn đem kim đầu bế sắc quy tư liệu sửa sang xong, cùng đập bức ảnh cùng video toàn bộ truyền xuống đi tới, để có ý định bán đấu giá người mua có thể tra xét giải càng nhiều. Tô Chiết đem kim đầu bế sắc quy bán đấu giá giá khởi đầu định tại 200 ngàn, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 1.100 lần. tôi Chiết đem bán đấu giá thời gian định tại 8 giờ, đây là bán đấu giá trang web có khả năng thiết trí thời gian dài nhất. Bây giờ là 12 giờ trưa, bán đấu giá thời hạn cuối cùng là buổi tối 20 điểm. Đưa ra đi tới sau, bán đấu giá trang web sẽ vì vật đấu giá đặt tại đầu trang web làm đề cử, khiến người ta có thể nhìn thấy. tôi Chiết tại máy vi tính giữ nửa giờ, nhìn chằm chằm trang web không ngừng đổi mới. Đáng tiếc đều không có người tham gia bán đấu giá, bình luận ngược lại là có không ít. Phần lớn bình luận đều là nói tô chiết kim đầu bế sắc quy nuôi không sai, phẩm tương rất tốt, hơn nữa lại như vậy thông tuệ, rất khó mà tin nổi. Dù sao rùa đen không giống mèo chó loại này động vật có thể cùng chủ nhân có chuyển động cùng nhau, như tô chiết kim đầu bế sắc quy như thế, hắn chỉ cái kia kim đầu bế sắc quy liền bỏ tới cái kia, hắn gọi kim đầu bế sắc quy co lên đến liền co lên đến, vươn ra liền vươn ra. Thậm chí còn sẽ chủ động dùng đầu làm phiền tô chiết thủ chuyện này đối với rùa đen tới nói là rất ít thấy sự tình. Bất quá cũng có mấy người nói tô chiết muốn tiền muốn điên rồi, chỉ là hai con rùa đã nghĩ bán 200 ngàn. Còn có người bình luận nói, tô chiết bức ảnh cùng video là làm bộ. Có người giúp tô chiết đi ra phản bác, còn hạng lấy mấy cái kim đầu bế sắc quy thường ngày giá đấu giá, cũng phân tích bức ảnh cùng video tính chân thật. Bất quá những này suốt tới quấy rối người không có chứng cứ, liền tránh được những sự thật này, nói thẳng giúp Tô Chiết giảng lời hay, giúp Tô Chiết phản bác mọi người là Tô Chiết bí danh. Tô Chiết không có đi quản những này hồ rào man triền người, chưa hề đi ra giải thích. Hắn cho rằng người biết hàng có thể phân biệt ra được kim đầu bế xác quy là tốt là xấu, không biết hàng người giải thích rõ cũng vô dụng, cũng sẽ không xảy ra cao giá cả. Cho nên hắn thấy không có người mua ra giá bán đấu giá, hắn đem website đóng, hiện tại đã 12 giờ trưa rồi, hắn liền mang theo bảo bảo suốt đi ăn cơm. Mấy ngày nay Tô Chiết cùng Bảo Bảo đều là ở bên ngoài ăn, hắn đã ăn chán ghét. Mà Tô Chiết chính mình nấu lời nói, ngoại trừ cơm rang trứng còn có thể lấy ra được, mà những thứ khác món ăn hắn là một cái cũng sẽ không làm. Cho dù hắn nguyện ý làm, cũng không khả năng để Bảo Bảo mỗi ngày ăn cơm rang trứng. Cho nên tại lúc ăn cơm hắn liền muốn đi tìm cái bảo mẫu, như vậy ngoại trừ có thể mỗi ngày đều có cơm nhà ăn, còn có trong nhà cũng có người quét tước, cũng mà còn có người tại chính mình không có ở đây thời điểm chiếu cố Bảo Bảo. Lại như ngày hôm qua dạng, chính mình đi một ít không thích hợp tiểu hài tử địa phương, cũng không thể luôn đem bảo bảo một người bỏ ở nhà. Bảo bảo, chúng ta đi mời ở nhà một mình bên trong mỗi ngày nấu cơm cho chúng ta ăn, có được hay không? Tô Chiết là bảo bảo nhẹ nhàng lau đi khóe miệng hạt cơm, nhẹ giọng hỏi. Theo Tô Chiết, bảo bảo hiện tại đã là trong nhà một phần tử, cũng cần nghe một chút bảo bảo ý kiến. Nếu như bảo bảo không nguyện ý, hắn liền hủy bỏ cái ý niệm này. Được, bảo bảo nguyện ý, như vậy ca ca liền không dùng mỗi ngày làm việc nhà rồi. Bảo bảo suy tư một chút đáp ứng, còn hiểu được là tô cân nhắc. Nếu bảo bảo nguyện ý, cơm nước xong tô chiết trực tiếp mang theo bảo bảo ngồi xe đi ra chính giới thiệu tâm. Đi tới ra chính giới thiệu tâm trước bàn, tô nói đơn giản chính mình ý đổ đến. Sau đó ra chính giới thiệu tâm công nhân viên liền cho tô một phần bảng. Chủ yếu để tô chiết điền yêu cầu của mình cùng cung cấp điều kiện, còn để lại của mình phương thức liên lạc bảng biên xong đưa ra đi tới sau, công nhân viên nói hiện nay có rất nhiều người mời ra chính nhân viên, dẫn đến ra chính nhân viên nhân thủ thiếu nghiêm trọng, cứ việc tô chiết yêu cầu không cao, thế nhưng vẫn như cũ rất khó sắp xếp người cho hắn, bất quá bây giờ có một người phù hợp điều kiện của hắn, bất quá đối phương yêu cầu là có thể đầu tiên nếu có thể trước tiên thanh toán tiền lương. Tô chiết hỏi công nhân viên đối phương có không có bảo đảm, công nhân viên bảo đảm khẳng định giới thiệu tâm có thể sẽ bảo vệ khách hàng lợi ích. Tô Chiết muốn hiện tại dù sao mời không tới người, liền trước mặt thử một chút nhìn đối phương một cái người lại nói đến lúc đó thích hợp xin mời đối phương dù sau này giới thiệu lòng có bảo đảm không sợ đối phương chạy kỳ thực tô chiết nào biết giới thiệu tâm đương nhiên chỉ biết giảng một ít lời hay đến lúc đó xảy ra vấn đề có thể thoát thân liền thoát thân khách hàng động tính quá lớn bày bất bình lời nói chẳng qua liền đem tiền giới thiệu trả lại khách hàng tô chiết đưa ra muốn trước trông thấy đối phương lại nói giới thiệu tâm công nhân viên liền gọi điện thoại thông báo đối phương lại đây công nhân viên sắp xếp tô chiết cùng bảo bảo ở phía sau đài phòng nghỉ ngơi chờ đợi, đại khái chừng nửa canh giờ, công nhân viên liền mang theo người vào được. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy đối phương thời điểm, tô chiết còn tưởng rằng đối phương cũng là đến tìm bảo mẫu. Trải qua công nhân viên giới thiệu, hắn mới biết đối phương chính là đến nhận lời mời người. Tại tô chiết ảnh hưởng bên trong làm bảo mẫu người bình thường đều là trung niên nữ tính. Đối phương đại khái cùng tô chiết không tranh lệch nhiều, hẳn là tại 20 tuổi khoảng chừng một sợi tóc đen bồng bềnh như là thác nước buông xuống, nhu thuận mày liễu, một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng, mũi ngọc tinh xảo linh lung, như anh đào môi anh đào, má phấn hơi ngất màu da như tuyết, mặt trái xoan nhi lên có một cái nho nhỏ lúm đồng tiền, thật là thanh thú tuyệt đẹp, này là đối phương cho tô chiết ấn tượng đầu tiên. Đối phương trước tiên giới thiệu chính mình, nàng gọi An Hân, hiện nay còn tại học đại học, đã thân thỉnh suốt ngoại thực tập, có thể dài hạn suốt làm việc. Cái kia cơ bản việc nhà đều sẽ làm sao, Tỷ như nấu cơm nấu ăn, quét tước vệ sinh chờ chút còn phải giúp ta chiếu cố bảo bảo. Mỗi tháng hy vọng bao nhiêu tiền lương tô chiết nói rồi yêu cầu của mình. An Hân gật đầu biểu thị đã biết chút đều sẽ làm, sau đó nói, ta hy vọng mỗi tháng tiền lương là 3.000 khối, đồng thời ta còn hy vọng trước tiên có thể thanh toán 2 vạn khối tiền lương, sau đó phân 8 tháng bên trong tại tiền lương bên trong chụp. Nghe được đối phương yêu cầu, tô chiết hơi nhíu nhíu mày, đối phương mở mỗi tháng tiền lương cũng không cao, tại Yến Vân Thị bên trong bây giờ bảo mẫu một tháng tiền lương cơ bản đều là 4.000 khối lên, so với một ít thành phần tri thức cao hơn nữa. Hơn nữa có kinh nghiệm còn cung không đủ cầu, nhưng là đối phương yêu cầu trước tiên thanh toán 2 vạn tiền lương, cái này liền để rất nhiều người lùi bước rồi. Dù sao hai vạn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, muốn là đối phương cầm tiền chạy, cũng không biết đi nơi nào tìm. Bảo bảo, người có thích hay không cái này tỷ tỷ, ca ca mời cái này tỷ tỷ đến chơi với người có được hay không à, Tô Chiết không hề trả lời đối phương, mà là đột nhiên hỏi một mực lẳng lặng ngồi ở trong lồng ngực của hắn bảo bảo. Bảo bảo nhìn kỹ một chút An Hân, lại suy nghĩ một chút mới gật đầu đáp ứng. Tại An Hân đã thất vọng thời điểm, lại không nghĩ rằng Tô Chiết lại đột nhiên đáp ứng, nàng trước đó đã phỏng vấn mấy người, cố chủ đều biểu thị nguyện ý mời nàng, thế nhưng khi nghe đến cần trước tiên thanh toán hai vạn khối tiền lương thời điểm đều cực tuyệt. Ta có thể mời ngươi, thế nhưng cần ngươi cung cấp thẻ căn cước của ngươi còn có thẻ học sinh cho ta, người có thể hay không nói một chút người tại sao như vậy cần tiền sao? Theo tô chiết đối phương như vậy cần tiền, trước tiên thanh toán hai vạn tiền lương giúp đối phương giải quyết một ít khẩn cấp cũng là một chuyện tốt, hơn nữa đối phương còn tại học đại học, hẳn là sẽ không vì hai vạn chạy. An Hân đem thẻ căn cước cùng thẻ học sinh đều giao cho tô chiết, thế nhưng là chưa có nói ra tại sao cần tiền, tô chiết cũng không có đi buộc nàng. Hắn để giới thiệu tâm công nhân viên giúp hắn đem thẻ căn cước cùng thẻ học sinh photocopy một phần, còn để công nhân viên mô phỏng một phần hợp đồng đi ra, đồng thời còn chủ động đem tiền lương tăng cao làm một tháng tư ngàn khối. Các loại hợp đồng nghĩ tốt, tại công nhân viên chứng kiến dưới, tôi Chiết cùng An Hân đều ký hợp đồng chữ, mỗi người một phần, giới thiệu tâm cũng bảo lưu lại một phần. Hợp đồng ký tên sau, hắn liền mang theo An Hân đi lấy tiền, giới thiệu tâm đối diện vừa vặn có một gian ngân hàng, hắn đi vào bên trong lấy hai vạn giao cho An Hân. Hắn đem trong nhà địa chỉ cùng điện thoại của hắn nói cho An Hân biết, để An Hân đem sự tình sắp xếp xong xuôi, tận lực sớm một chút tới làm. Tô Chiết khai báo một ít chuyện rồi cùng An Hân phân biệt, mang theo bảo bảo về nhà. Về đến nhà, hắn ngồi trước máy vi tính mở ra bán đấu giá trang web. Bây giờ cách kim đầu bế xác quy mang lên đi bán đấu giá đã gần như có 3 canh giờ. Tô Chiết nhìn một chút, hai đối kim đầu bế xác quy đều có không ít người mua định giá. Hiện nay cao nhất giá cả đã ra được 50 vạn. Giá tiền này để Tô Chiết rất hài lòng đã đạt đến trong lòng hắn lý tưởng giá cả. Bất quá bây giờ cách bán đấu giá kết thúc thời gian còn có 5 giờ, còn rất sớm, nói rõ giá tiền này hẳn là còn có chỗ tăng lên, cho nên hắn cũng không tính hiện tại hết hạn bán đấu giá. Tô Chiết Đại thể nhìn một chút bình luận, liền đem bán đấu giá mặt giấy đóng. Xem lướt qua giá bắt đầu bán trang web dĩ vãng vật đấu giá, hắn muốn thông qua bán đấu giá trang web giải một ít sủng vật giá cả, đến quyết định hối đoái đối tượng. Dù sao hiện tại cho dù kim đầu bế xác quy đều bán, cũng vẫn là tập hợp không đủ 3 triệu. Xem một cái, lại kết hợp được tích phân của mình, tôi chết trong lòng đã có hối đoái đối tượng rồi. Hắn mở ra sủng vật hối đoái thương thành, tìm tòi hắn mong muốn động vật, làm tử kim cương anh vũ. Làm tử kim cương anh vũ nắm giữ tươi đẹp màu xanh lam lông vũ cùng móc câu vậy to lớn mỏ chim. Có tới 4 thước anh trường cùng triển khai có thể rộng chừng 4 thước cánh. Làm tử kim cương anh vũ mỏ hiện lên màu đen, dưới mỏ sau đầu cùng mắt phổ biến có màu vàng lộ ra da da Lam tử kim cương anh vũ là toàn thế giới anh vũ trong gia tộc lớn nhất chủng loại, thành niên lam tử kim cương anh vũ thân dài có thể đạt đến 100cm, thể trọng đạt 1. 4, 7 kg vũ rực triển khai sau qua 13 OCM. Lam tử kim cương anh vũ tuổi thọ có thể đạt đến 60 năm. Trên căn bản tím lam kim cương anh vũ giới tính thì không cách nào từ ở bề ngoài phân biệt, nhưng giống cái bình thường là tương đối tinh tế. Bởi vì nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp quá độ khai đạo gửi nghiêm trọng phá hủy lam tử kim cương anh vũ nơi ở, lại tăng thêm nhân loại đại lượng trộm bắt anh vũ, các loại nguyên nhân dưới, lam tử kim cương anh vũ số lượng kéo dài giảm bớt, một mực không cách nào tăng lên. Bởi vì tím lam kim cương anh vũ am hiểu giao tiếp, bướng bỉnh mà lại thông minh, đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, cho nên lam tử kim cương anh vũ giá cả cũng càng ngày càng cao, hơn nữa là thuộc về có tiền cũng không thể mua được. Tô Chiết lựa chọn hối đoái Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, hối đoái vừa mới sinh ra chim non, bởi vì hối đoái đã ấp đi ra ngoài động vật, có thể mang tính lựa chọn đừng, cho nên Tô Chiết mới lựa chọn hối đoái chim non, mà không phải hối đoái trứng chim. Hắn bỏ ra 12 điểm thích phân đổi hai chỉ lam tử kim cương anh vũ, một được một cái, hiện nay hắn tích phân đã trống rỗng. Tô Chiết xác định sau, từ chỗ mi tâm bắn ra một tia sáng, ánh sáng sau khi biến mất, trước mắt hắn trên bàn liền có hơn hai chỉ ấu tiểu sinh vật rồi. Cả người trụi lùi, da rẻ trắng nõn nà, con mắt vẫn không có mở ra, hoàn toàn không nhìn ra là Lam Tử Kim Cương Anh Vũ. Tô Chiết nhẹ nhàng đem hai con tiểu sinh mệnh thả ở trong tay, hiện tại cái này hai con còn quá nhỏ, rất dễ dàng liền sẽ chết non, hắn là hai chỉ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ tất cả thâu nhập 10 điểm thần lực. Hấp thu thần lực Lam Tử Kim Cương Anh Vũ bắt đầu mở mắt ra, trụi lùi trên người cũng bắt đầu mọc ra lông vũ, từ từ chính mình đứng lên. Rất nhanh 10 điểm thần lực đã bị Lam Tử Kim Cương Anh Vũ hấp thu sạch sẽ, Lúc này Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đã có được Mỹ lệ tươi đẹp tinh khiết màu xanh lam, tiếp cận điện màu xanh ra trời lông vũ rồi, không còn nữa vừa nãy trụi lùi thân thể. Đồng thời còn bay đi lên, tuy rằng bay rất vất vả, lại không cao. Tô Chiết đoán chừng này hấp thu 10 điểm thần lực Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, hẳn là gần như có 3 tháng lớn. Hồi đoái đi ra ngoài hoặc là hấp thu qua thần lực động vật đều bị những khác cùng loại chủng loại muốn ưu tú thông minh, đồng thời còn rất phục tùng Tô Chiết, điểm này Tô Chiết đã chứng minh rồi. Cái này hai chỉ lam tử kim cương anh vũ cứ việc còn rất nhỏ, nhưng là không có trải qua tô chiết đồng ý, cũng sẽ không khắp nơi bay loạn. Cho nên tô chiết cũng không lo lắng chúng nó bay mất. Ở trong phòng, tô chiết bắt đầu giáo dục cái này hai chỉ lam tử kim cương anh vũ nói chuyện, bình thường anh vũ trải qua chuyên nghiệp bồi dưỡng sau đều sẽ nói chuyện, thế nhưng chỉ biết giảng đơn giản một chút lời nói, đồng thời sẽ cũng không phải rất nhiều. Phổ thông một con thuần trùng lam tử kim cương anh vũ giá cả có thể bán được 20 vạn khoảng chừng thế nhưng tô chiết cũng không tính đem hai con lam tử kim cương anh vũ coi như phổ thông tiền lời hắn muốn bồi dưỡng thành lam tử kim cương anh vũ trong chân phẩm như vậy lam tử kim cương anh vũ giá cả năng lực sử dụng tốt nhất mà tô chiết cũng có năng lực làm được bởi vì cái này hai con lam tử kim cương anh vũ vốn là ưu tú nhất chủng loại lại tăng thêm tô chiết nắm giữ thần lực trợ giúp hắn ở trong phòng từng chữ từng câu giáo lam tử kim cương anh vũ từ đơn giản nhất bắt đầu học lên cứ việc tô chiết không phải chuyên nghiệp nhưng khi đến trời tối thời điểm làm tử kim cương anh vũ đã học xong cơ bản đối thoại rồi so với phổ thông anh vũ đã sẽ rất nhiều hơn nữa những khác anh vũ là trải qua tháng ngày tích lũy dạy dỗ mà tô chiết mới dùng mấy tiếng nhìn bầu trời sắc đã muộn rồi tô chiết liền mang theo bảo bảo ra ngoài bên ngoài ăn cơm ngày mai bắt đầu an hân mới chính thức tới làm khi về nhà tô chiết thuận tiện đi siêu thị mua một ít gì đó hắn mua hạt hạch đào cùng hạnh nhân những thứ này đều là chuẩn bị cho Lam Tử Kim Cương Anh Vũ làm thức ăn, hắn là từ Internet cha, đều là Lam Tử Kim Cương Anh Vũ khá là yêu thích thực vật. Vốn là hắn còn muốn mua cây cọ trái cây, dã ngoại Lam Tử Kim Cương Anh Vũ thích ăn nhất cây cọ trái cây, đáng tiếc tại siêu thị không có tìm được. Khi về đến nhà, hai con Lam Tử Kim Cương Anh Vũ bị Bảo Bảo nhìn thấy, để Bảo Bảo một mực đuổi theo liên tục. Hôm nay tôi chiết một mực tại gian phòng chưa hề đem Lam Tử Kim Cương Anh Vũ mang đi ra, mà Bảo Bảo một mực tại bên ngoài xem tivi cùng Sun Kata lục quy chơi, không có đi vào gian phòng qua, cho nên một mực không nhìn thấy Lam Tử Kim Cương Anh Vũ. Cuối cùng cùng đường mặt lộ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ ngừng ở tô chiết trên bả vai, một bên một con. Bảo Bảo khát vọng nhìn tô chiết vai, đây là ca ca muốn bắt đi bán. Bảo Bảo rất thông minh, lập tức liền nghĩ đến, tô chiết gật gật đầu biểu thị xác nhận. Cái kia Bảo Bảo có thể hay không cùng chim nhỏ chơi? Chim nhỏ tên gọi là gì? Bảo bảo dùng nước long lanh mắt to nhìn chăm chú vào lam tử kim cương anh vũ. Bảo bảo đương nhiên có thể cùng chúng nó chơi, chúng nó gọi tiểu lan cùng tiểu tím cái kia bảo bảo muốn làm thầy của bọn nó nha, dạy chúng nó nói chuyện. Tô chiết sờ sờ bảo bảo đầu, cười nói. Tô chiết còn đem vừa nãy mua cho lam tử kim cương anh vũ ăn thực vật giao cho bảo bảo, nói ra, chúng nó đáp đúng, bảo bảo liền cho chúng nó ăn, đáp sai rồi sẽ không ăn. Biết không? Biết, bảo bảo làm lão sư, bảo bảo làm lão sư nghe được tô chiết gọi nàng làm lão sư bảo bảo nhất thời vỗ tay nhảy lên hưng phấn kêu lên tô chiết đem vai làm tử kim cương anh vũ phóng tới bảo bảo trước mặt có tô chiết mệnh lệnh làm tử kim cương anh vũ cũng không phải chống cự bảo bảo bị bảo bảo mò đầu của bọn nó cũng không phản kháng như vậy tô chiết liền đem hai con làm tử kim cương anh vũ giao cho bảo bảo quản dù sao tô chiết giáo làm tử kim cương anh vũ nói chuyện cũng chỉ là không ngừng cùng làm tử kim cương anh vũ nói chuyện cho nên thẳng thắn để bảo bảo đến rồi Hắn bỏ lại Lam Tử Kim Cương Anh Vũ cho Bảo Bảo, chính mình liền tiến gian phòng rồi. Ở trong phòng, có lúc hắn còn nghe được Bảo Bảo thanh âm của, "Bảo Bảo hiện tại là thầy của các ngươi, mau gọi lão sư." Gọi lão sư người có ăn, cũng thỉnh thoảng nghe được Lam Tử Kim Cương Anh Vũ Bi bô tập nói. Tô Chiết mở ra bán đấu giá trang web, bây giờ cách bán đấu giá kết thúc thời gian còn có nửa giờ, mỗi đối kim đầu bế xác quy giá cả đều có người mua chạy đến 60 vạn. Giá tiền này để Tô Chiết rất hài lòng đã vượt ra khỏi tô chiết lý tưởng giá cả. Bất quá hắn còn tiếp tục để bán đấu giá tiếp tục, không có kết thúc, hy vọng có giá tiền cao hơn xuất hiện. Hắn liền một bên xem lướt qua bình luận, một bên các loại bán đấu giá kết thúc thời gian. Bất quá quá trình này giá cả một mực không có đổi, để tô chiết cho rằng đã là giá cao nhất rồi, lại không nghĩ rằng tại cuối cùng 5 phút thời điểm, giá cả lại gấp nhanh biến hóa. Giá cả 1.100 ngàn tăng lên, vẹn vẹn 3 phút, giá cả cũng đã đã tăng tới 700 ngàn một đôi. Sau đó mỗi lần ra giá đều là 10 ngàn, 10 ngàn tăng, tôi chiết không ngừng soát tân bán đấu giá trang web mặt giấy, cơ bản mỗi lần đổi mới giá cả đều sẽ xuất hiện nhảy lên. Cuối cùng đếm ngược 5 giây thời điểm, giá cả đã định vì chín 50 ngàn rồi. Các loại lần nữa đổi mới thời điểm, bán đấu giá đã kết thúc rồi, tôi chiết cho rằng giá sau cùng là chín 50 ngàn. Bán đấu giá trang web hậu trường phát ra hai cái tin tức lại đây, nhắc nhở giao dịch thành công cùng giá đấu giá ô. Tôi chiết mở ra nhìn một chút còn cho là mình nhìn lầm rồi. Cuối cùng bán đấu giá giá sau cùng đều là 1 triệu, hai đối kim đầu bế sắc quy đều là 100 vạn. Hắn mở ra kim đầu bế sắc quy ra giá ghi chép, nguyên lai like tại 950 ngàn qua đi, còn có người suốt hai lần giá, một lần 98 vạn, một lần cuối cùng là 100 vạn. Hơn nữa hai đôi kim đầu bế sắc quy đều là cùng một người vỗ tới. Cuối cùng này giá sau cùng để tô chiết thật bất ngờ, hắn cho rằng bốn chỉ kim đầu bế sắc quy giá cả bán 100 vạn đã không tệ, không nghĩ tới cuối cùng chọn vẹn nhiều gấp đôi. Lúc này tôi chiếc điện thoại di động vang lên, là một cái số xa lạ. "Uy, người tốt, ta là vừa vặn bán đấu giá thành kim đầu bế xác quy người mua, địa chỉ của ta đã điền xong, không biết lúc nào có thể an bài phân phát ta." Nguyên lai like là bán đấu giá tôi chiếc kim đầu bế xác quy người mua, từ điện thoại di động truyền tới là một cái nam tính thanh âm của, nghe thanh âm rất đục dày trầm ổn. "Ngày mai ta mang kim đầu bế xác quy đi làm mở kiểm dịch chứng minh." sau đó liền trực tiếp không vận cho ngươi tôi chiết hiểu rõ qua bán đấu giá trang web quy tắc đối phương có thể biết số điện thoại di động của hắn đương nhiên sẽ không kỳ quái mỗi cái món đồ bán đấu giá thành công người mua chỉ cần giao xong tiền cũng có thể biết nhà bán phương thức liên lạc tôi chiết mở ra bán đấu giá trang web đem đối phương lưu lại địa chỉ nhớ kỹ hắn có thể hiểu được tâm tình của đối phương tại trên lưới mua đồ vật tự nhiên hy vọng nhà bán có thể mau chóng giao hàng đặc biệt là thứ mình thích có thể nhanh lên một chút đưa tới, Tô Chiết cũng muốn nhanh lên một chút. Hắn tại trên lưới tìm Yến Vân Thị động vật kiểm dịch bộ ngành, tốt ngày mai cho kim đầu bế xác quy mở kiểm dịch chứng minh. Đem lộ trình nhớ kỹ sau, hắn liền tắt máy vi tính. Về phần bán đấu giá kim đầu bế xác quy 2 triệu, tạm thời còn chưa tới tay của hắn, bởi vì còn cần đối phương xác nhận, tiền tài sẽ tới nhà bán bên trong, hiện tại tạm thời còn bán đấu giá trang web bảo quản. Bên ngoài trong phòng khách, Bảo Bảo ngồi ở trên ghế salon, mà hai con lam tử kim cương anh vũ đang tại trước mặt nàng trên bàn, mà bảo bảo ra dáng dạy chúng nó, bảo bảo mỗi hỏi một vấn đề, lam tử kim cương anh vũ đều sẽ triển khai một bên cánh, đồng thời còn đem cánh nói thật cao, thật giống học sinh tiểu học giơ tay lên muốn trả lời vấn đề đến. Bảo bảo liền sẽ tùy tiện tuyển một con lam tử kim cương anh vũ trả lời, hơn nữa lam tử kim cương anh vũ trả lời trước còn có thể trước gọi bảo bảo làm lão sư, sau mới có thể nói suốt đáp án. Tô Chiết nhìn thú vị không nghĩ tới bảo bảo thật sự dạy hữu mô hữu dạng, so với hắn còn muốn giáo được còn tốt hơn. Bảo bảo nhìn thấy tô chiết, nhất thời chạy đến tô chiết trước mặt, chỉ vào tô chiết hỏi, ca ca tên gì? Một con làm tử kim cương anh vũ trả lời, lão sư ca ca. Một con khác làm tử kim cương anh vũ dùng cánh đánh đầu của nó, ngu ngốc, là tô chiết ca ca. Sau bảo bảo lại chỉ vào sun kata lục quy hỏi, lần này hai con làm tử kim cương anh vũ ngược lại là rất nhất trí trả lời, đại đần quy bảo bảo liên tục chỉ vào trong nhà gia cụ thử thách Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, không nghĩ tới Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đều nhất nhất đáp đi ra. Tô chiết biểu dương sinh bảo bảo, để bảo bảo vui cười khuôn mặt nhỏ đã thành quả táo đỏ. Sau đó, tô chiết tự mình thử thách Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, Lam Tử Kim Cương Anh Vũ thông minh vượt qua tô chiết tưởng tượng, tô chiết hỏi vấn đề, Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đều có thể về đáp được, phần lớn là đúng, hơn nữa bảo bảo còn đã dạy cho chúng nó đơn giản chắc chắn, 100 bên trong thêm giảm lam tử kim cương anh vũ cũng có thể coi là đi ra bảo bảo còn đã dạy cho chúng nó mấy đầu nhạc thiếu nhi tuy rằng lam tử kim cương anh vũ mỗi một đầu nhạc thiếu nhi đều chỉ sẽ hát vài câu thế nhưng đã rất thần kỳ dù sao lam tử kim cương anh vũ tải học mấy tiếng cuối cùng tô chiết phán đoán lam tử kim cương anh vũ trí tuệ có thể cùng 3 tuổi lớn tiểu hài tử tương đương ngày thứ hai còn thời gian rất sớm chuông cửa liền vang lên rất lâu tô chiết mới mơ mơ màng màng bò lên hắn cầm lấy đặt ở bên gối đầu thủ cơ xem điện thoại di động thời gian mới 6 điểm mấy ngày nay tôi chiết mỗi ngày rời giường thời gian đều rất muộn tôi chiết đồng hồ sinh vật đã dưỡng thành thói quen hắn hiện tại không giống trước kia lúc làm việc mỗi ngày đều muốn thức dậy rất sớm hơn nữa tối ngày hôm qua bồi tiếp bảo bảo đùa rất muộn mới trở về phòng ngủ cho nên hắn hiện tại lúc thức dậy đầu còn choáng váng chuông cửa còn tại rất quy luật vang không gấp gáp tôi chiết đập vỗ một cái đầu để cho mình tỉnh táo chút Mới đứng lên đi ra ngoài khai môn. Trong phòng khách Sun Kata Lục Quy còn tại địa bàn của mình ngủ, không vì chuông cửa lay động. Mà Lam Tử Kim Cương Anh Vũ ở trong phòng khách bén nhạy bay tới bay lui, tối ngày hôm qua lúc ngủ, Tô chiết lại cho Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đưa vào 10 điểm thần lực, hiện tại mỗi cái Lam Tử Kim Cương Anh Vũ thân dài cũng đã tiếp cận nửa thước, phòng khách này không gian đối với chúng nó tới nói đã có chút nhỏ. Tô chiết mở cửa, An Hân cười tươi giói đứng ở ngoài cửa, hắn vội vàng để cho nàng đi vào mở miệng giải thích, thật không tiện, ta không nghĩ tới người sớm như vậy đã tới rồi. Kỳ thực hắn vừa nãy đã hoàn toàn quên mất chính mình ngày hôm qua đi mời cái bảo mẫu chuyện rồi, nhìn thấy An Hân mới nhớ tới chuyện này. An Hân nụ cười nhạt nhòa nói, không sao, là ta đến sớm, xin hỏi hiện tại có những gì phải làm. Tô chiết sờ sờ mũi, nói ra, nhất thời cũng nhớ không nổi phải làm gì, chính người tùy ý là được rồi. Hắn xem An Hân lúc xoay người bị Sun Kata lục quy hù đến, vội vàng lên tiếng giải thích, không có chuyện gì, nhà ta sủng vật sẽ không chủ động đi công kích người, rất hiếu thiện, còn có công tác của ta là sủng vật phương diện này, cho nên ở nhà nhìn thấy động vật gì cũng không cần sợ. An Hân vững vàng một hạ tâm tình, nàng mới vừa xác thực bị giật mình, hai con xinh đẹp lam tử kim cương anh vũ còn nói được, mà Sun Kata lục quy liền có chút dọa người rồi, cho dù giờ khác này nằm sấp cũng khiến người ta cảm thấy thô bạo. Ta đi rửa một cái mặt, chính người tùy ý, ân, nếu như ngươi mệt lời nói, cũng có thể lên đi nghỉ ngơi một chút, phía dưới này căn phòng là ta cùng bảo bảo tại ở, mặt trên còn có ba gian phòng, ngươi có thể chính mình đi chọn một gian. An Hân sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt còn có chút ửng đỏ, tôi chiết tưởng rằng An Hân quá dậy sớm đến nguyên nhân, cho nên liền định làm cho nàng đi nghỉ trước một cái. Ngày hôm qua tại ký hiệp ước thời điểm, tôi chiết liền biết An Hân nhà cách nơi này rất xa, ngồi xe buýt ít nhất muốn một giờ trở lên. tôi Chiết xem An Hân ăn mặc cũng hẳn là thuộc về một cái hiểu rất tiết kiệm người, lại tăng thêm nàng như vậy cần tiền, cho nên hẳn là sẽ không đón xe đi tới. Như vậy liền nói là An Hân rất sớm đã muốn đứng lên, năng lực ở đây sao sớm thời điểm chạy tới. Tô Chiết sau khi nói xong liền đi phòng rửa tay. Mà An Hân tại Tô Chiết đi rồi sau, thận trọng quan sát, xác định Sun Kata Lục Quy cùng Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đều không có công kích của nàng dấu hiệu, mới cẩn thận bước ra bước, đi vào nhà bếp mặc lên khăn quàng cổ, bắt đầu bắt đầu bận túi bụi. Làm Tô Chiết rửa mặt xong lúc đi ra, hắn đã nghe thấy được một trận cháo hương vị rồi, nhàn nhạt, nhạt mùi vị lại dễ dàng liền khơi gợi lên hắn thèm ăn. Thơm quá, bảo bảo thật muốn ăn, bảo bảo đứng tại cửa gian phòng, tay còn tại sát vẫn không có mở mắt ra, mà cái mũi nhỏ lại vừa kéo vừa kéo, dùng sức tại người hương vị. Lúc bình thường bảo bảo sẽ không sớm như vậy liền lên, lại tăng thêm tối ngày hôm qua lại ngủ được muộn như vậy, bảo bảo hẳn là bị hương vị lên. Nhìn buồn cười tô chiết mang theo bảo bảo đi phòng rửa tay rửa mặt, lần này bảo bảo tay chân đặc biệt nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ tắm xong, không giống trước kia lề mà lề mề, cùng tô chiết vui đùa một chút nhốn nháo muốn rửa rất lâu mới sẽ kết thúc. Sau đó tô chiết đi lấy bát đũa, cùng bảo bảo rất sớm ngồi ở bàn ăn chờ đợi. An Hân đem nấu xong cháo đặt ở trên bàn cơm, là tô chiết cùng bảo bảo tất cả sới một chén. Tô chiết chú ý không được cháo mới vừa nấu xong còn nóng, không thể chờ đợi được nữa trước tiên nếm thử một miếng. Là trứng muối cháo, cháo không hiếm lại không nhiều vừa vặn, khiến người ta khẩu vị mở ra. Mà bảo bảo ăn một miếng, liền vỗ tay kêu lên, bảo bảo thích ăn nhất trứng muối cháo rồi, về sau bảo bảo mỗi ngày đều phải ăn. Hôm qua Thiên Ca Ca mang người ra ngoài bên ngoài ăn thời điểm, người còn nói bảo bảo ghét nhất ăn trứng muối cháo. Tô Chiết không nể mặt mũi vạch trần bảo bảo. Ca Ca chán ghét, bảo bảo là không thích ăn phía ngoài trứng muối cháo, phía ngoài ăn không ngon. Bảo bảo vội vàng giải thích. An Hân cười cười, xem Tô Chiết cùng bảo bảo đều thích ăn liền phóng hạ tâm sau đó đi ra, bắt đầu thu dọn phòng ở. Không cần gấp như vậy, trước tiên ăn một chút gì làm tiếp đi, ta xem người sớm như vậy lại đây, sẽ không có ăn điểm tâm chứ. Tô Chiết đối với An Hân nói Ran Hân không quay đầu lại, đã nói câu, không sao, các ngươi ăn trước, ta không đói bụng, chờ một chút ăn nữa. Sau, lại bắt đầu tiếp lấy thu thập quét tước gian phòng. Tô Chiết ăn no rồi sau, liền đi gian phòng thay đổi một bộ quần áo, hắn dặn dò bảo bảo ở nhà hào hào đợi, hắn muốn đi ra ngoài làm một ít chuyện. Sau đó hắn cầm trong nhà đồ dự bị chìa khóa cho An Hân, đồng thời còn cầm một ngàn khối cho nàng, làm cho nàng cầm hỗ trợ mua thức ăn, dùng hết rồi, lại nói với ta, ta ăn cơm không soi mói, cái gì đều ăn, chính là không nên quá cay, có thể hơi cay, ngươi hỏi bảo bảo muốn ăn cái gì là được rồi. Sau đó hắn liền mang theo bốn chỉ kim đầu bế xác quy ra cửa, hắn trực tiếp ngồi xe đi bổn thị động vật kiểm dịch bộ ngành. Tại động vật kiểm dịch trong bộ môn, Tô Chiết giúp mỗi cái kim đầu bế xác quy đều làm kiểm dịch, tuy rằng kiểm dịch quá trình rất phiền phức, thế nhưng bốn con kim đầu bế xác quy cũng rất thuận lợi thông qua kiểm dịch, lấy được kiểm dịch chứng minh. Này kiểm dịch chứng minh có hiệu quả thời gian rất ngắn, chỉ có 3 ngày, bất quá đối với tôi Chiết tới nói đã đầy đủ. Làm tốt kim đầu bế xác quy kiểm dịch chứng minh sau, tôi Chiết ngồi xe chạy tới sân bay lên, ngày hôm qua lúc buổi tối, hắn cũng đã là kim đầu bế xác quy đính tốt kho vị, hắn ở phi trường mua cái hàng không hòm đem kim đầu bế xác quy thả ở bên trong Tô chiết trực tiếp mang theo kim đầu bế xác quy đi sân bay vận chuyển hàng hóa nơi dựa theo phi trường công nhân viên chỉ thị điền xong vận đơn Tô chiết xuất cụ vừa nãy đã lái đàng hoàng kiểm dịch chứng minh sau đó dán lên nhãn mát đi thanh toán phí kim đầu bế xác quy bị công nhân viên mang theo đi kiểm tra kim đầu bế xác quy rất nhanh thông qua được phi trường kiểm tra an toàn bị công nhân viên mang lên máy bay có dưỡng kho Tô Chiết lấy điện thoại di động ra xem xuống thời gian, bây giờ cách máy bay cất cánh thời gian còn có hơn 3 giờ. Hắn bấm kim đầu bế xác quy nhà bán điện thoại, nói với hắn kim đầu bế xác quy chuyến bay số, đại khái sẽ ở vài điểm đến hắn bên kia sân bay, để người mua đến lúc đó không nên quên đi phi trường đón cơ. Lưu ở phi trường cũng không có tác dụng gì, thông báo đối phương sau, hắn liền cúp điện thoại về nhà. Tô Chiết khi về đến nhà, trong nhà đã hoàn toàn biến dạng. Trong nhà gia cổ đại đều chưa từng di động vị trí, vẫn là ở vị trí ban đầu bên trong, nhưng là trong nhà nhìn lên lại cùng sáng sớm lúc ra cửa có khác nhau rất lớn. Hắn nhìn một chút, nguyên đến đồ trong nhà đều bị xếp đặt đến mức chỉnh tề, hơn nữa bị quét dọn sạch sẽ. Trong nhà vật phẩm trải qua An Hân thu thập sau đều giống như mới như thế, từ khi Tô Chiết cha mẹ của sau khi qua đời, trong nhà đã có rất ít sạch sẽ như vậy lúc. Tuy rằng hắn trước đây thường thường có thu thập phòng ở, thế nhưng hắn một cái nam tử lại vậy có thể có An Hân cẩn thận. Nhìn rực rỡ hẳn lên phòng khách, Tô Chiết đột nhiên cảm giác mình làm một cái rất không tệ quyết định, Thỉnh An Hân đến nhà hỗ trợ là chuyện chính xác nhất rồi, ở tại hoàn cảnh như vậy mới sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tô Chiết chỉ nhìn thấy Bảo Bảo ở nhà, Bảo Bảo đang ngồi ở suncata lục quy mai rùa lên, cùng Lam Tử Kim Cương anh vũ đùa rất hưng phấn, mà An Hân nhưng không thấy bóng người. "Bảo Bảo, An Hân tỷ tỷ đi nơi nào?" Tô Chiết ôm lấy Bảo Bảo, ngồi ở trên ghế salon hỏi. Bảo bảo tại tô chiết trong lồng ngực tìm cái tư thế thoải mái ngồi xong, mới hồi đáp, an hân tỉ tỉ suốt đi mua thức ăn rồi, bảo bảo không nghĩ ra đi, liền ở nhà, cùng đại đần quy chơi, ca ca, bảo bảo có ngoan hay không? Bảo bảo thật ngoan, ca ca thích nhất bảo bảo. Hơn nữa an hân tỉ tỉ nói, chờ một chút còn muốn làm bảo bảo thích ăn nhất cà chua trứng tráng, còn muốn làm ớt xanh thịt băm, ca ca, bảo bảo không thích ăn ớt xanh, chỉ thích ăn thịt tia, chờ một chút ca ca ăn ớt xanh, có được hay không? Bảo bảo tại tô chiết bên tai lặng lẽ nói ra. Ca ca cũng không thích ăn ớt xanh, bất quá bảo bảo thích ăn thịt băm, ca ca liền ăn ớt xanh được rồi. Tô chiết cười nói bảo bảo tại tô chiết trên mặt chồng chất hôn một cái, để lại không ít nước miếng. Đang nói, An Hân liền đánh mở cửa đi vào rồi. Tô chiết xoa xoa trên mặt nước miếng, cười cùng An Hân chào hỏi, cứ tiếp tục cùng bảo bảo chơi nháo lên rồi. An Hân đáp lại sau, liền đi vào nhà bếp bận rộn, mặc lên tạp dề sau, Nàng liền bắt đầu chuẩn bị hôm nay bữa trưa. Trong phòng khách, chính Nghi Hi Ha Ha cùng Bảo Bảo chơi đùa Tô Chiết, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn là sủng vật bệnh viện Lý Hâm đánh tới. Nguyên lai like Lý Hâm gọi điện thoại lại đây là hỏi Tô Chiết bây giờ còn có không nghĩ mua sắm hắn sủng vật bệnh viện y tứ. Lý Hâm nói còn có thời gian 10 ngày, hắn sẽ phải rời khỏi đi nước ngoài rồi. Hắn hiện tại vội vã cần tiền, nếu như Tô Chiết hiện tại không muốn, hắn liền sẽ bán trao tay cho bằng hiếu. Tô Chiết đương nhiên là có mua sắm sủng vật bệnh viện ý tứ, cho nên hắn vội vàng để Lý Hâm cho hắn 5 ngày chuẩn bị. Về phần Lý Hâm tại sao muốn đem sủng vật bệnh viện bán cho Tô Chiết, mà không phải bán cho bạn hắn. Tô Chiết biết hẳn là giá tiền của hắn so với bạn hắn cao. Kỳ thực Lý Hâm sủng vật bệnh viện nếu như không phải vội vã bán ra lời nói, lại là một lần cần trả hết tiền. Sủng vật của hắn bệnh viện căn bản không buồn bán không tới giá cao. Bởi vì riêng là hắn cái kia sủng vật bệnh viện phòng ở liền có thể giá trị hơn 6 triệu, hắn bây giờ giá cả vốn là lỗ vốn chuyển nhượng. Tô chiết để bảo bảo chính mình đi chơi, hiện tại là tính tính lên bán đấu giá kim đầu bế sắc quy 2 triệu, thêm vào ngân hàng 400 vạn, hắn còn kém lên 1 triệu, năng lực tập hợp 7 triệu mua sắm Lý Hâm sủng vật bệnh viện, hơn nữa thu mua qua đi, cũng cần tiền để duy trì sủng vật bệnh viện đưa vào hoạt động. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đặt ở hai con lam tử kim cương anh vũ trên người hắn hiện tại bắt đầu có chút hối hận, đem tích phân toàn bộ dùng tại Lam Tử Kim Cương Anh Vũ lên, không có lưu lại một điểm tích phân tới làm đồ dự bị. Vạn nhất Lam Tử Kim Cương Anh Vũ không có đấu giá trong lòng mình giá cả, đến lúc đó thì phiền toái. Tô Chiết đem hai con Lam Tử Kim Cương Anh Vũ mang tới hậu viện đi, dự định giúp chúng nó chụp ảnh, ở trong phòng khách, có quá nhiều gia cụ, Lam Tử Kim Cương Anh Vũ triển khai không ra, không thể hoàn mỹ đánh ra Lam Tử Kim Cương Anh Vũ yêu mỹ thể hình. Tô Chiết nhà hậu viện có gần như 100 mét vuông khoảng trừng, bởi vì cha yêu thích nuôi chim nuôi cá rồi, mà mẫu thân yêu thích làm vườn. Lúc đó mua sắm phòng này nguyên nhân rất lớn, chính là coi trọng phòng này có chứa lớn như vậy hậu viện, có cái vườn hoa cùng ao nước nhỏ. Lúc đó sợ sệt người khác từ hậu viện bò vào nhà, cũng sợ nhà mình chim bay mất. Cho nên còn hết sức làm pha lê lều, đem bốn phía bao vây lại. Đáng tiếc khi bọn họ sửa sang xong hậu viện không bao lâu, liền xảy ra bất chắc rồi lúc này hậu viện vườn hoa đã hoang vu ao nước nhỏ đã từ lâu không nước rất lâu lam tử kim cương anh vũ đi tới hậu viện đều rất hưng phấn bay rất vui vẻ tuy rằng bởi vì có pha lê liều hạn chế không thể bay rất cao thế nhưng so với trong phòng khách đã rộng rãi rất nhiều tôi chiết để lam tử kim cương anh vũ hảo hảo bay lên một hồi mới khiến chúng nó dừng lại chụp ảnh tại ánh mặt trời tôn lên dưới lam tử kim cương anh vũ tinh khiết màu xanh lam lông vũ càng thêm có vẻ mỹ lệ tươi đẹp Hắn đập rất nhiều bức ảnh. Sau hắn lại là Lam Tử Kim Cương Anh Vũ thu lại video. Nội dung chủ yếu là cùng Lam Tử Kim Cương Anh Vũ một hỏi một đáp, cũng làm cho Lam Tử Kim Cương Anh Vũ nghe lời của hắn, đi làm một ít chuyện. Tỷ như để Lam Tử Kim Cương Anh Vũ gật đầu lắc đầu, đem trong tay tiểu cầu ném ra ngoài, khiến chúng nó đi kiếm. Lam Tử Kim Cương Anh Vũ lại biết bay đi qua, dùng như móc câu vậy mỏ đem bóng ngậm lấy sau giao cho tô chiết trong tay. Hơn nữa hắn còn để Lam Tử Kim Cương Anh Vũ hát lưng thơ cổ làm ra rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Trong đó có một con làm tử Kim Cương Anh Vũ tương đối cường thế, trả lời vấn đề thời điểm, chỉ cần một con khác làm tử Kim Cương Anh Vũ trả lời đáp án không theo chân nó nhất trí lời nói, cũng không quản đáp án của mình phải hay không đúng đấy, đều sẽ rỗi ra cánh đánh đầu của nó, còn có thể lối ra mắng nó. Người nhát gan làm tử Kim Cương Anh Vũ cũng không dám phản kháng, yên lặng thừa nhận. Hai con làm tử Kim Cương Anh Vũ làm quái biểu diễn thường thường để ở quay chụp tô chiếc phình bụng cười to, Video quay xong sau, tôi chiết để hai con Lam Tử Kim Cương Anh vỗ tại hậu viện tự do hoạt động. Hắn lại ngựa không ngừng vó trở về trong phòng, mở máy vi tính ra, đăng nhập lên bán đấu giá trang web, thân thỉnh một cái bán đấu giá vị. Cẩn thận giới thiệu Lam Tử Kim Cương Anh vỗ tư liệu, sau đó đem vừa nãy đập bức ảnh cùng video lên một lượt truyền đi tới. Một cái sẽ bởi vì có lần trước bán đấu giá kinh nghiệm, cho nên mỗi một bước đều xe nhẹ chạy đường quen, cho nên rất nhanh sẽ làm xong. Sau hắn lại hướng về bán đấu giá trang web trang đầu thân thỉnh một cái nặng cân đề cử quảng cáo vị, cần một ngàn khối một lần. Hy vọng như vậy có thể để cho càng nhiều hơn người mua người sử dụng chú ý tới, có thể đấu giá một cái tốt giá cả đi ra. Hắn hiện tại bận biểu chính là khí thế ngất trời, liền An Hân bữa trưa làm tốt, bảo bảo cùng An Hân thay phiên lại đây gọi hắn suốt đi ăn cơm, hắn cũng chỉ là làm cho các nàng ăn trước, chính mình chờ một chút hết bận ăn nữa. Các loại hết thảy đều hết bận, hắn kiểm tra một lần, xác định không có chuyện gì để sót không có làm, hắn mới đi ra khỏi phòng chuẩn bị ăn cơm trưa. Vừa nhìn, Bảo Bảo cùng An Hân đều ngồi ở bên bàn cơm bên cạnh, hơn nữa cơm thức ăn trên bàn đều tốt, hiện lên Bảo Bảo cùng An Hân đều còn chưa có bắt đầu ăn, đang đợi hắn đi ra. Không phải gọi các người không cần chờ, ăn trước sao? Về sau không cần chờ tô chiết ngồi đang chỗ ngồi, nói ra. An Hân đưa cho bát đũa cho hắn, Bảo Bảo nhìn thấy tô chiết đi ra, liền bắt đầu ăn lên, vừa ăn vừa mơ hồ không rõ nói ca ca đang làm việc kiếm tiền bảo bảo đương nhiên phải chờ ca ca đồng thời ăn á ca ca thịt tia này ăn thật ngon ngươi thử xuống tôi chiết tiếp nhận bảo bảo kẹp đi qua thịt băm quả nhiên cùng bảo bảo nói như thế ăn thật ngon sắc hương vị đầy đủ an hân chuẩn bị hai món một chén canh hai món là cà chua trứng trắng cùng ớt xanh thịt băm một chén canh là so sánh thanh đạm thịt nạc đậu phụ súp an hân tay nghề rất tốt để bảo bảo cùng tôi chiết đều ăn như gió cuốn thả ra cái bụng đại cật đặc cật. Sau khi cơm nước xong, Bảo Bảo tiếp tục cùng Sun Kata lục quy chơi, An Hân Lưu lại thu thập bát đúa, Tôi Chiết trở về phòng tiếp tục quan tâm bán đấu giá trang web. Bởi vì có bán đấu giá trang web đề cử quảng cáo, Lam tử kim cương anh vũ thành công hấp dẫn không dùng một phần nhỏ hộ chú ý. Không dùng một phần nhỏ hộ đều điểm vào đến xem, lưu lại rất nhiều bình luận. Tô Chiết đem hai con Lam tử kim cương anh vũ cùng nhau bán đấu giá, giá khởi đầu định tại 500 ngàn mà mỗi lần ra giá vẫn như cũ không thua kém 1.000 một lần. Bán đấu giá kết thúc thời gian vẫn còn đang buổi tối 20 điểm, cùng ngày hôm qua kim đầu bế sắc quy bán đấu giá như thế. Hiện tại đã có mấy cái người mua bị làm tử kim cương anh vũ hấp dẫn, hiện tại cao nhất ra giá 5-50 ngàn. Mỗi một lần bán đấu giá đều sẽ có một ít người nhàm chán suốt tới quấy rối có một ít bình luận nói tô chiết video đều là làm giả, làm tử kim cương anh vũ không thể thông minh như vậy, không thể nào làm được video như thế, Vừa nhìn liền biết trong video làm tử kim cương anh vũ thanh âm của là phối âm tới. Những này người nhàm chán đều là nhận thức vì mọi người đều say ta độc tỉnh, bọn hắn nói liền là chân lý, tự mình cảm giác phi thường hài lòng, cho rằng bọn họ không có từng chứng kiến sự tình đều là giả dối. Về phần người khác muốn bọn hắn nắm ra chứng cứ đến, không phải ấp úng tùy tiện nói chút bừa bột, chính là nói thích tin thì tin, không tin cút ngay, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở các ngươi, một bộ tự cho là cao quý biểu hiện dần dần bất đồng tranh luận càng ngày càng trắng nhiệt hóa, từng người hô bằng hoán hiếu, càng ngày càng náo nhiệt. Càng là hấp dẫn không ít người chú ý, gián tiếp giúp Tô Chiết làm quảng cáo. Ông chủ, ta muốn đi ra ngoài một chút, có thể không? Tại Tô Chiết đang chăm chú máy vi tính thời điểm, An Hân lại đây gõ gõ, dẫn Tô Chiết chú ý sau, nhẹ nhàng nói ra. Về sau đừng có gọi lão bản, gọi ta Tô Chiết là được rồi, người muốn đi ra ngoài có thể a hát, bất quá người buổi tối trở về sau. Tô chít ngẩng đầu lên nhìn nàng nói nói ta buổi tối sẽ trở về chuẩn bị bữa tối an hân đáp tôi chít bày xua tay cho biết chính mình đồng ý các loại an hân đi rồi hắn lại bắt đầu quan tâm bán đấu giá trang web an hân rời nhà sau Tô chít ở nhà cùng bảo bảo chơi thỉnh thoảng liền đi quan tâm một cái lam tử kim cương anh vũ bán đấu giá tình huống giá cả không ngừng tăng lên tuy rằng mỗi lần ra giá phạm vi đều khá là nhỏ thế nhưng không chịu nổi muốn mua nhiều người đã đến buổi chiều 4 điểm thời điểm, đã có người mua ra đến 800 ngàn rồi, Tô Chiết đoán chừng đến lúc đó một triệu vấn đề cũng không lớn. An Hân tại 5 giờ chiều thời điểm sẽ trở lại rồi, hơn nữa đã mua xong thức ăn. Nàng cũng không nói gì nàng vừa nãy đi làm cái gì rồi, Tô Chiết cũng không có đi hỏi. Bởi vì mỗi người đều có của mình việc riêng tư, đều sẽ có một ít chuyện riêng không muốn để người ta biết. Tô Chiết đối An Hân biểu hiện vẫn là rất thỏa mãn, mỗi một chuyện đều làm vô cùng tốt, Trọng yếu nhất là nấu cơm nấu ăn ngon. An Hân chưa có tới thời điểm, hắn và Bảo Bảo ngày ngày đều ở tại bên ngoài ăn, cũng sớm đã ăn chán ghét. Hơn nữa trước đây hắn vì tiết kiệm tiền, không phải là mình tùy tiện làm điểm cơm rang trứng ăn, chính là ăn mì ăn liền hoặc là giá rẻ thức ăn nhanh. Buổi tối 6 điểm thời điểm, An Hân đã chuẩn bị kỹ càng bữa tối rồi, tôi chiết mang Bảo Bảo đi rửa xong tay mới ngồi xuống ăn. Là ba món một canh, rất phong phú. Nhà ở của ngươi xa như vậy, buổi tối ngươi có thể ở phía trên căn phòng nghỉ ngơi. Ăn cơm trong lúc, Tô Chiết nói với An Hân. Không cần, buổi tối ta còn muốn ra ngoài sẽ không về nhà, sáng sớm ngày mai ta sẽ đi qua. An Hân lắc lắc đầu, nói ra. Nha, vậy ngươi ngày mai muộn chút lại tới cũng có thể. Ta cùng bảo bảo mỗi ngày đều lên tương đối trễ. Tô Chiết nghe được đối phương nói buổi tối còn muốn đi ra ngoài, đồng thời vẫn chưa về nhà, nếu mày cũng liền không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở An Hân có thể không cần sớm như vậy tới. An hân điểm một chút đầu biểu thị biết rồi sau bọn hắn liền đều không nói gì nữa rồi mà bảo bảo cùng tô chiết sẽ không ngừng tiêu diệt cơm nước dùng hành động nguyên vẹn biểu đạt bọn hắn đối an hân làm cơm nước độ hài lòng an hân ăn rất ít ăn đồ vật so với bảo bảo còn ít hơn không phải là bởi vì vừa tới tô chiết nơi này gò bó không thích ăn mà là tựa hồ có tâm sự không đói bụng ăn như thế quan hệ này đến an hân việc tư tô chiết cũng không biết làm sao mở miệng hỏi cơm nước xong Tôi chiết lần nữa trở về phòng, đánh tới bán đấu giá trang web bắt đầu tra nhìn lên. Đã có người ra đến 900.000 giá cả muốn mua Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, bán đấu giá trang web trước đây cũng có nhà bán bán đấu giá qua Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, tôi chiết xem cho chúng nó giá sao cùng. Cao nhất là năm 530.000, thế nhưng là đã thành niên Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, thân dài đã gần như một mét rồi. Bây giờ cách Lam Tử Kim Cương Anh Vũ bán đấu giá kết thúc thời gian còn có một cái lúc nhỏ, không ngừng có người ra giá, đề giá cao đến kết thúc thời gian còn có nửa giờ thời điểm, người mua ra giá càng là nhiều lần, đồng thời đều là lấy vạn làm đơn vị, mỗi lần ra giá đều sẽ không thấp hơn 10 ngàn. Rất nhanh giá cả liền vượt qua một một triệu, đạt đến 1.300 ngàn đột nhiên bán đấu giá trang web hậu trường bắn ra một tin tức, Tô Chiết mở ra tin tức vừa nhìn, nguyên lai like là kim đầu bế xác quy người mua đã xác nhận thu được hàng, trang web nhắc nhở tiền đã chuyển tới Tô Chiết trong tài khoản, nhắc nhở Tô Chiết kiểm tra. Kim đầu bế xác quy người mua cho độ hài lòng vẫn là đầy, Xem ra người mua đối tới tay kim đầu bế xác quy rất hài lòng. Rất nhanh Tô Triết liền nhận được ngân hàng đến khoản tin tức, hắn nhận được 194 vạn. Bán đấu giá trang web khấu trừ 2 vạn làm bán đấu giá thủ tục phí, còn có 4 vạn là hắn bán đấu giá kim đầu bế xác quy muốn giao cá nhân thuế thu nhập. Qua đi người mua cũng gọi điện thoại tới, thông báo Tô Triết hắn đã nhận được kim đầu bế xác quy, đối kim đầu bế xác quy biểu thị rất hài lòng, hy vọng có cơ hội có thể lần nữa hợp tác. Tô Chiết cũng nhân cơ hội này nói với hắn, hắn bây giờ còn tại bán đấu giá hai con Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, muốn hỏi hắn đối Lam Tử Kim Cương Anh Vũ có hứng thú hay không. Đối phương nói hắn đã tại trang web nhìn thấy Tô Chiết Lam Tử Kim Cương Anh Vũ rồi, đáng tiếc hắn đối với các loại chủng loại rùa đen cảm thấy hứng thú, cái khác động vật hứng thú không lớn. Tô Chiết không thể làm gì khác hơn là nói về sau có rùa đen bán ra, trước tiên trước tiên thông báo hắn. Treo rồi đối thoại sau. Làm tử kim cương anh vũ bán đấu giá đã chuẩn bị kết thúc rồi, còn có 3 phút, giá cả đã ra đến 180 vạn. Tô chiết kiểm tra ra giá ghi chép thời điểm, phát hiện cuối cùng mấy phút ra giá người, trước đó đều là không kêu lên giá. Liền như lần trước kim đầu bế xác quy đoạt được người như thế, trước đó đều chưa từng sinh ra một lần, thế nhưng tại cuối cùng 5 giây thời điểm, trực tiếp suốt 2 triệu vỗ tới kim đầu bế xác quy. tôi chiết đoán chừng chân chính có tư bản người mua đều là ưa thích tại bước ngoặt cuối cùng mới ra giá như vậy có thể một lần được vật đấu giá, cũng sẽ không vừa bắt đầu liền đem giá cả xào cao. Nhiệt môn đang đấu giá kết thúc thời gian còn sót lại cuối cùng một phút thời điểm, có người trực tiếp đem giá cả tăng cao 100 ngàn, trực tiếp suốt 2 triệu bán đấu giá làm tử kim cương anh vũ. Để tô chiết lòng của đều đề cao lên, sau đều không có người mua tái suất qua giá, thuận lợi bị người lấy 2 triệu bán đấu giá thành công. Bán đấu giá trang web hậu trường phát tới tin tức, biểu thị bán đấu giá đã thành công, người mua đã gửi tiền, nhắc nhở Tô Chiết mau chóng giao hàng, các loại người mua xác nhận thu được hàng là có thể chuyển khoản cho Tô Chiết. Khi thấy tin tức này thời điểm, Tô Chiết cả người đều thanh tĩnh lại, trong lòng trong lòng đá lớn cũng đã biến mất. Hiện tại Lam Tử Kim Cương Anh vũ đấu giá 2 triệu, tại mua lại lý hâm sủng vật bệnh viện, còn có thể còn lại một 1 triệu, duy trì sủng vật bệnh viện đưa vào hoạt động, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sủng vật bệnh viện là Tô Chiết xuất hiện đang phát triển hắn trí tôn hệ thống bước thứ nhất, cực kỳ trọng yếu. Tuy rằng không phải không phải Lý Hâm sủng vật bệnh viện không thể, thế nhưng Lý Hâm sủng vật bệnh viện có thể nói là hiện nay thích hợp nhất, giá cả cũng so với tương đồng điều kiện sủng vật bệnh viện tiện nghi hơn nhiều. Ngày thứ hai, tôi Chiết thức dậy rất sớm. Bất quá khi hắn lúc thức dậy, An Hân đã đến, tại nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Hắn và An Hân lên tiếng chào hỏi liền đi phòng rửa tay rửa mặt, rửa mặt xong rồi, An Hân đã đem bữa sáng làm xong, đặt ở trên bàn cơm chờ hắn ăn. Mà nàng lại bắt đầu thu dọn gian phòng. Tô Chiết không có đi đánh thức bảo bảo, chính mình trước ăn. Bữa sáng ăn xong, hắn trở về phòng đem áo ngủ đổi lại. Hắn cùng An Hân lên tiếng chào hỏi, nói với nàng nếu như bảo bảo lên tới tìm hắn thời điểm, liền nói mình đi ra. Hắn xem An Hân ánh mắt so với hôm qua còn muốn đỏ, sắc mặt càng thêm trắng xanh. Hẳn là một buổi tối không ngủ, hắn cũng không biết An Hân buổi tối đi làm cái gì. Chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở An Hân, phải chú ý nghỉ ngơi, có những gì không giải quyết được khó khăn có thể nói với hắn một cái, hay là hắn có biện pháp giải quyết. Xem An Hân cũng không có ý định nói với hắn cái gì, hắn mang theo hai con Lam Tử Kim Cương Anh Vũ ra cửa dọc theo đường đi, Lam Tử Kim Cương Anh Vũ hấp dẫn không ít người ánh mắt, còn có chút người một mực cùng sau lưng tô chiết, mãi cho đến hắn ngồi trên xe rời khỏi mới bỏ qua. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tài xế còn không muốn tải tô chiết, tuy rằng Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đẹp đẽ hấp dẫn người, tài xế cũng rất yêu thích, nhưng mà nếu như bị Lam Tử Kim Cương Anh Vũ lôi phân ở trên xe, cũng không phải là chuyện tốt rồi. Bất quá tôi Chiết biểu thị, cái này hay chỉ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ tuyệt đối sẽ không kéo ở trên xe, nếu như Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đem xe làm bẩn lời nói, tôi Chiết nguyện ý ngoại trừ trả tiền xe, còn mặt khác cho tài xế 200 khối rửa xe phí. Tài xế mới nguyện ý tải hắn. Tôi Chiết đem Lam Tử Kim Cương Anh Vũ thả tại ghế sau, mà hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị. Đã đến nơi cần đến thời điểm, tài xế tỉ mỉ kiểm tra rồi chỗ ngồi phía sau đáng tiếc chỗ ngồi phía sau sạch sành xanh, lam tử kim cương anh vũ cũng không hề đem xe làm bẩn tự nhiên tô chiết không dùng ra rửa xe phí đi hắn nộp tiền xe mang theo lam tử kim cương anh vũ liền đi lưu lại tài xế một người ở nơi đó phiền muộn hắn ngày hôm qua thời điểm cũng không nghĩ đến sẽ như vậy nhanh liền sẽ đem lam tử kim cương anh vũ lấy ra bán đấu giá nếu như sớm biết hôm nay liền không dùng đi một chuyến nữa rồi. Tô Chiết mang theo Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đi vào động vật kiểm dịch bộ ngành, người ở bên trong nhất thời bị hấp dẫn sự chú ý. Hắn dựa theo quá trình là hai con Lam Tử Kim Cương Anh Vũ làm kiểm dịch chứng minh. Xuất hiện vào lúc này còn rất sớm, tại kiểm dịch trong bộ môn phần lớn đều là công nhân viên. Cứ việc Lam Tử Kim Cương Anh Vũ rất hấp dẫn người ta, bất quá tại thời gian làm việc bên trong, kiểm dịch ngành công nhân viên cũng không dám tùy tiện tới đón gần Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, cho nên ngược lại là bớt đi Tô Chiết không ít ứng phó thời gian rất nhanh sẽ công việc thật là xanh tím kim cương anh vũ kiểm dịch chứng minh, hắn cầm cẩn thận kiểm dịch chứng minh rời khỏi kiểm dịch bộ ngành. Vừa nãy đưa Tô Chiết tới tài xế còn tại cửa vào không hề rời đi, Tô Chiết tự nhiên mang theo Lam Tử Kim Cương Anh Vũ ngồi xe của hắn rồi. Lần này tài xế ngược lại không có nói ra Lam Tử Kim Cương Anh Vũ sẽ đem xe của hắn làm bẩn, muốn cái gì rửa xe phí sự tình rồi, trực tiếp mang theo Tô Chiết đi sân bay. Bất quá đã đến sân bay, Tô Chiết xuống xe thời điểm, tài xế vẫn là tỉ mỉ kiểm tra rồi chỗ ngồi phía sau có hay không bị Lam Tử Kim Cương Anh Vũ làm bẩn, đáng tiếc tài xế lại thất vọng rồi. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, tôi Chiết lần này càng là xe nhẹ chạy đường quen, đi trước mua hai cái hàng không hòm. Bất quá lần này hắn trước tiên đút một điểm đồ vật cùng nước cho Lam Tử Kim Cương Anh Vũ, mới đem Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đặt ở hàng không trong dương. Dù sao anh Vũ không giống rùa đen như thế, có thể thời gian dài không ăn uống. Cho nên tại Lam Tử Kim Cương Anh Vũ bị đưa lên phi cơ thời điểm trước tiên này điểm thức ăn nước uống là lo trước khỏi họa. Điền xong vận đơn, xuất cụ kiểm dịch chứng minh, dán lên nhãn mát, đi trả tiền, thông qua kiểm tra an toàn, những này bước đi từng cái từng làm sau, Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đã bị công nhân viên mang lên máy bay có dưỡng kho. Tô Chiết rất may mắn, hai lần không vận động vật, đều gặp chuyến bay có có dưỡng kho. Hơn nữa hôm nay ngoại trừ một cái chuyến bay bên ngoài, tương lai ba ngày máy bay đều không có khai thông có dưỡng kho để khách hàng không vận động vật. Các loại tất cả làm tốt, làm tử kim cương anh vũ bị đưa lên phi cơ rồi. Tô triết Y theo thông lệ gọi điện thoại thông báo người mua, để người mua nhớ rõ đúng giờ đi đón máy bay. Bởi vì công ty hàng không yêu cầu cần không vận động vật khách hàng, nhất định phải tại chuyến bay trước khi cất cánh 3 giờ đến công việc thủ tục trước tiên, cho nên mỗi lần Tô triết đều là sớm hơn 3 giờ đến sân bay. Dù sao lưu ở phi trường cũng vô dụng, cho nên Tô Chiết liền dứt khoát rời đi sân bay rồi. Tô Chiết lúc đi, máy bay vẫn không có cất cánh. Còn muốn 3 giờ sau, máy bay mới sẽ cất cánh. Đang ngồi xe trên đường về nhà bị kẹt xe, tài xế kiến nghị hắn hiện tại xuống xe bước đi về nhà, bởi vì tiếp tục lái lời nói, cũng không biết muốn chắn bao lâu. Nếu như Tô Chiết xuống xe lời nói, tài xế hiện tại quay đầu lại đi cũng sẽ không bị ngăn chặn. Tô Chiết xem rời nhà còn có một đoạn lộ trình, cũng không phải rất xa, cho nên liền xuống xe dự định đi về nhà rồi. Bởi vì tạm thời không có chuyện gì muốn làm, cho nên tô chiết ngược lại không gấp về nhà, hắn chậm rãi tản bộ về nhà, thuận tiện thăm một chút phụ cận phong cảnh. Đi tới phía trước, hắn vừa vặn trải qua trước đây hắn bày sạp bán tiểu thảo quy địa phương, thời điểm này đã bắt đầu có người ở nơi này bày sạp buôn bán. Tại đi qua nơi này lúc, hắn càng là chậm lại bước chân, mỗi một sạp hàng, hắn đều sẽ đại khái xem lướt qua một cái. Bởi vì trước đây tới nơi này chủ yếu là vì kiếm tiền, mà bây giờ bởi vì là vô ý lại đây đi dạo, ngược lại là phát hiện một ít trước đây không nhìn thấy thú vị địa phương. Đi ngang qua một nhà bầy sạp bán thuốc tài thời điểm, tôi Triết Dừng bước lại. Trước mặt hắn vừa vặn có cái lão nhân nhà hỏi dò than chủ giá cả, mà hắn chính là bị than chủ mở giá cả hấp dẫn lấy. Thế nhưng lão nhân ra lại đối này đắt giá giá cả thật giống không có điều gì dị nghị như thế, thật giống dược liệu này chính là hẳn là giá chỉ cái giá này. Tô Chiết không hiểu dược liệu, hắn cũng không biết lão nhân ra cầm trong tay muốn mua chính là thuộc về thuốc gì tài. Hắn chỉ là thông qua này dược liệu đắt giá, mà trong lòng nhiều hơn một chút dẫn dắt. Giờ phút này Tô Chiết cũng lại không tâm tư ở nơi này đi dạo rồi, hắn vội vàng chạy về nhà muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng có được hay không. Về đến nhà sau, hắn trực tiếp đi hậu viện. Hậu viện vườn hoa bởi vì lâu dài không có ai quản lý, hiện tại đã hoang vu hồi lâu, vườn hoa đã sớm mọc đầy cỏ dại. Tô Chiết tìm một gốc đã sắp muốn khô cạn cỏ nhỏ, đưa tay ra nắm chặt rồi cỏ nhỏ, thử đem trong cơ thể thần lực độ cho cỏ nhỏ. Chỉ thấy vốn là đã khô vàng cỏ dại tại thần lực dưới sự hỗ trợ, héo rũ cháy khô cỏ dại bắt đầu một lần nữa tỏa ra màu xanh lá sức sống. Nhìn đã một lần nữa có ngoan cường sinh mệnh lực cỏ nhỏ, Tô Chiết biết mình suy đoán là đúng. Bởi vì làm sủng vật hối đoái thương thành nguyên nhân, Tô Chiết vẫn cho là thần lực chỉ là đối động vật có hiệu quả, lại là xưa nay ẩn vào nghĩ tới đối thực vật cũng có trợ giúp. Hôm nay bởi vì nhìn thấy người khác bán ra dược liệu, mới muốn thử xuống dùng thần lực xem đối thực vật có hiệu quả hay không. Hiện tại thông qua đối cỏ nhỏ thí nghiệm chứng minh rồi thần lực của mình còn có rất nhiều không có khám phá ra tác dụng. Mình không thể một mực đưa ánh mắt đặt ở trên thân động vật, có rất nhiều thực vật giá cả cũng là giá trên trời, thực vật đối với hắn mà nói cũng có rất lớn mấu chốt buôn bán. Tô Triết đang xác định thần lực đối thực vật tính khả thi sau, liền lại đi ra ngoài rồi hắn ngăn cản một chiếc xe, ngồi trên xe nói với tài xế, sư phụ, có biết hay không nơi nào có bán hạt giống, muốn chủng loại tương đối nhiều. Mua hạt giống lời nói liền đi Yến Vân Thị hạt giống đứng đi, nơi đó hạt giống nhiều, cũng có thể tin được, bất quá hạt giống đứng lộ trình liền khá xa rồi. Được, vậy thì đi hạt giống đứng. Yến Vân Thị hạt giống đứng xác thực cách tô chiết nhà không gần, vừa nãy trên đường không có kẹt xe, hơn nữa tài xế xe cũng mở so sánh nhanh, chỉ là dùng hơn 40 phút mới đến hạt giống đứng. Tô Chiết trả tiền xuống xe, nhìn chỗ này vẫn rất hẻo lánh, lo lắng chờ một chút không có xe trở lại. Cho nên hắn tự đối tài xế nói ra, sư phụ, ta đi vào mua chút hạt giống, rất nhanh sẽ đi, ngươi có thể hay không ở chỗ này chờ ta dưới chờ một chút ta còn ngồi xe của ngươi trở lại, ngươi có thể đem đánh bề ngoài khí mở. Tài xế tự nhiên tình nguyện rồi, chỗ này người ở thưa thất, chờ một chút trở lại cũng phần lớn là xe chống trở lại, hơn nữa còn có thể tiếp tục đánh bề ngoài, cho nên liền để tô chiết yên tâm đi, từ từ đi không vội. hạt giống đứng người không nhiều, ngoại trừ trước bàn ba cái công nhân viên, còn có hai cái tại cố vấn hạt giống người. tô chiết đi tới trước bàn, vậy không có khách hàng công nhân viên vội vàng qua tới đón tiếp, xin hỏi tiên sinh cần thứ gì? ta nghĩ mua một ít hạt giống, chủ yếu là muốn nghiên cứu một chút, chào giá giá trị tương đối cao. giá trị tương đối cao có rất nhiều loại, tỷ như giống nhân sâm như thế, bất quá nhân sâm hoang dại giá cả tài cao đặc biệt là niên đại cao. Công nhân viên lễ phép nói ra, rất nhiều người đều cho rằng, tùy tiện mua chút giá trị tương đối cao hạt giống trở lại chính mình loại liền có thể kiếm nhiều tiền, không biết gieo trồng là một kiện cỡ nào không dễ dàng việc. Còn có một chút thực vật hoa cỏ cũng bán ra rất cao giá cả, bất quá cái này chủ yếu nhìn là phẩm tương. Công nhân viên nói bổ sung, tô chiết cũng không biết hẳn là lựa chọn cái gì hạt giống được, hắn suy nghĩ một chút, đem công nhân viên giới thiệu hạt giống đều mua một chút trở lại, quyết định trở lại đều thử một chút, hắn còn mua vài loại không giống quy mô chậu hoa cùng công cụ. Sau đó An Vị giải quyết xe trở lại. Bảo Bảo chính ở trong phòng khách tụ tinh hội thần nhìn anime mảnh, liền Tô Chiết đi vào cũng không biết. Tô Chiết đem đồ vật thả tại hậu viện bên trong. Mà An Hân vừa vặn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy hắn trở về nói ra, sự tình xong xuôi. Bữa trưa đã được rồi, rửa tay là có thể ăn. Mà Bảo Bảo lúc này mới biết Tô Chiết trở về rồi, từ trong sofa nhảy xuống, chạy hướng về Tô Chiết, muốn Tô Chiết ôm. Đáp lại An Hân sau, Tô Chiết đem bảo bảo ôm đi trong phòng rửa tay, hai người cùng nhau tắm tay. Ăn cơm trong lúc, An Hân nói với Tô Chiết, chờ một chút, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta muốn đi ra ngoài một chút. Dù sao trong nhà cũng không có cái gì chuyện làm, ngươi đi đi. Nếu như ngươi có chuyện khó khăn gì có thể nói ra, hay là ta có thể đến giúp ngươi. Cảm tạ, bất quá ta không có chuyện gì, ta chính là ra ngoài đi một chút đang tại ăn bảo bảo đột nhiên xen vào nói nói, ca ca rất lợi hại, ca ca chuyện gì đều làm đến được, bảo bảo đại đần quy chính là ca ca cứu. An Hân nghe được bảo bảo lời nói, nhíu mày muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tô Chiết thấy An Hân không muốn nói, cũng không có đi buộc nàng. Cơm nước xong, Tô Chiết trượt đi hậu viện, bảo bảo tiếp tục xem của nàng anime mảnh, mà An Hân lưu lại thu thập bát đúa. Tô Chiết cầm một cái chén trang một chút nước, hắn xé ra mua được nhân sâm hạt giống đóng gói, hướng về trong bát ngược lại một chút đi vào, đại khái có hơn 100 hạt khoảng trừng, hắn còn hướng về trong nước thâu nhập 10 điểm thần lực khoảng trừng. Sau đó hắn tìm đến công cụ bắt đầu vì hậu viện vườn hoa làm cỏ cùng xới đất, bởi vì trước đây hắn chưa từng làm chuyện tương tự, cho nên căn bản không biết chính xác tư thế, toàn bộ quá trình đều dựa vào hắn hiện tại cường hãn thể chất kiên trì. Tại làm cỏ quá trình, An Hân đến cùng Tô Chiết chào hỏi, sau đó liền đi. Bảo bảo cũng sang đây xem qua, bởi vì tô chiết không cho nàng tham dự, cho nên nhìn không bao lâu cũng cảm giác không có hứng thú, tiếp tục xem anime mảnh đi rồi. Cuối cùng làm tô chiết đem hậu viện cỏ dại xử lý sạch sẽ sau, hắn cảm giác mình hông của đều nhanh giá trị không đứng lên, cho dù lấy tô chiết bây giờ thể chất đều lớn cảm giác không chịu nổi. Cuối cùng hắn cầm lấy vừa nãy thả ở bên cạnh chén, ngâm ở trong nước nhân sâm hạt giống cũng đã nảy mầm, nảy mầm dẫn đạt đến 100%. Kỳ thực vẫn chưa từng nghe nói, có người đem người tham gia hạt giống ngâm ở trong nước, cuối cùng còn có thể nảy mầm. Tô Chiết cũng là đánh bậy đánh bạ làm loạn, hắn căn bản không hiểu làm sao đào tạo nhân sâm hạt giống. Người bình thường tham gia hạt giống gieo hạt sau cần, phải trải qua 20 đến 21 tháng, hạt giống năng lực nảy mầm, coi như là thúc mầm, cũng cần đi qua 8 đến 9 tháng năng lực nảy mầm. Mà như Tô Chiết như vậy đem người tham gia hạt giống trực tiếp ngâm ở trong nước, đồng thời không bao lâu liền nảy mầm. Cũng chỉ có Tô Chiết làm đến được, hắn ở trong nước bỏ thêm 10 điểm thần lực sau, không chỉ khiến người ta tham gia hạt giống ở trong nước nảy mầm, còn khiến người ta tham gia hạt giống trong thời gian thật ngắn liền nảy mầm. Hắn cân nhắc đến về sau còn muốn gieo trồng những thứ khác thực vật, cho nên liền đem nhân sâm hạt giống toàn bộ tập trung chôn ở trong góc. Tô Chiết vẫn là biết rõ nhân sâm là sinh trưởng ở so sánh dâm mắt địa phương, cho nên liền đem hạt giống trồng tại ánh mặt trời không thể thường soi sáng địa phương. Đem toàn bộ nhân sâm hạt giống vùi vào trong đất sau, hắn đem vừa nãy ngâm hạt giống nước đều đều chiếu vào hạt giống lên. Hết bận, đau lưng tô chiết đi tới trong phòng khách, không quan tâm ngược lại ở trên ghế salon. Bảo bảo vẫn là rất hiểu chuyện, vẫn là sẽ đau lòng tô chiết. Bảo bảo xem tô chiết mệt mỏi như vậy, còn biết giúp tô chiết xoa bóp, hai cái tay nhỏ bé không ngừng tô chiết trên lưng hoặc là đập nện, hoặc là đẩy vò. Để tô chiết cảm giác được hết sức thoải mái, nằm sấp ở trên ghế salon tô chiết lập tức tại bảo bảo xoa bóp dưới ngủ rồi. Buổi tối, ở trên ghế salon ngủ mơ mơ màng màng tô chiết bị An Hân nhẹ nhàng lay tỉnh rồi, là lại đây gọi hắn dậy, đã đến ăn cơm thời gian. Tô chiết lắc lắc phần đục đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối sầm, nguyên lai mình đã ngủ đã lâu như vậy. Hắn đi đến trong phòng rửa tay, dùng nước lạnh hướng về trên mặt rội cho mấy cái. Hôn mê hắn bị nước lạnh đã kích thích một cái mới tỉnh táo một ít, dùng bố đem mặt vệt nước lau khô ráo. Tô chiết hoạt động một chút thân thể, cảm giác ngủ một giấc, chính mình cả người đều thần thanh khí sảng, hôm nay bởi vì thu dọn hậu viện mang tới uể oải đều tan thành mây khói. Ăn cơm tối xong, hắn đi hậu viện nhìn một chút nhân sâm hạt giống tình hình. Vốn là đã sơ nảy mầm nhân sâm hạt giống gieo hạt sau, mọc đều rất hài lòng. Giờ khắc này mọi người tham gia hạt giống cũng đã chui ra trong đất, dòng dã hơn 100 cây tiểu nhân tham gia mầm loại cùng nhau, nhìn lên vẫn là rất đồ sộ. Tôi chiết thịnh một chút nước lại đây, hướng về trong nước chuyển 10 điểm thần lực đi vào sau đó đều đều chiếu vào nhân sâm mầm lên, tận lực để mỗi một gốc nhân sâm mầm cũng có thể hấp thu đến. Đang làm người tham gia mầm tưới nước quá trình, hắn điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông vang lên. Rồi xong nước sau, Tô Chiết mới cầm điện thoại di động lên xem, là ngân hàng đến khoản tin tức, ngân hàng của hắn tài khoản nhận được 196 vạn. Tô Chiết nghĩ đến cũng chỉ có thể là Lam Tử Kim Cương Anh Vũ bán đấu giá khoản, người mua hẳn là đã nhận được Lam Tử Kim Cương Anh Vũ đồng thời tại trang web xác nhận. Tô Chiết trở về trong phòng khách, An Hân đang giúp Mới vừa tắm xong bảo bảo dùng máy sấy thổi khô mái tóc. Xem bảo bảo không bài xích An Hân, Tô Chiết mới cảm thấy yên tâm, vốn là hắn còn lo lắng bảo bảo cùng An Hân không hợp được. Ngoại trừ Tô Chiết, bảo bảo thật giống rất bài xích những người khác tiếp cận nàng, cho dù là cùng tuổi người, bảo bảo cũng không thích có người tới gần nàng. Để Tô Chiết rất là đau đầu lo lắng, sợ sệt bảo bảo có chứng bệnh tự bế. Tô Chiết trở về phòng mở máy vi tính ra, leo lên sủng vật bán đấu giá trang web, tuần tra sau đó đài tin tức. Quả nhiên là Lam Tử Kim Cương Anh Vũ người mua xác nhận nhận được, sủng vật cho điểm vẫn là mắc điểm. Xem ra người mua đối Lam Tử Kim Cương Anh Vũ rất hài lòng, không để cho người mua thất vọng. Liên tục hai lần bán đấu giá, bốn chỉ kim đầu bế xác quy cùng hai chỉ Lam Tử Kim Cương Anh Vũ tổng cộng khiến hắn thu lợi 400 vạn, lại tăng thêm trước đó tồn tại ngân hàng, hắn hiện tại đã tiền dư đã gần như tiếp cận 800 vạn rồi đầy đủ đem lý hâm sủng vật bệnh viện mua xuống còn có tiền dư duy trì sủng vật bệnh viện kế tiếp doanh nghiệp nhìn một chút thời gian tô chiết lấy điện thoại di động ra tìm lý hâm số điện thoại đã gọi đi điện thoại rất nhanh sẽ tiếp thông uy lý tổng ta là tô chiết muốn như vậy gọi điện thoại cho ngươi có không có quấy giày đến ngươi tô chiết nói ra nha là tô chiết huynh đệ ah không có chuyện gì không có chuyện gì nói cái gì quấy giày ah bây giờ còn sớm rồi ta cũng không có cái gì chuyện làm Lý Hâm hơi chút khách sáo vài câu, liền trực tiếp chuyển vào chủ đề rồi, nói ra, Tô Chiết huynh đệ, người bây giờ tìm ta phải hay không đã đối sủng vật của ta bệnh viện hạ quyết định rồi, người suy tính thế nào? Mấy ngày trước Lý Hâm gọi điện thoại cho Tô Chiết thời điểm, Tô Chiết hy vọng hắn có thể cho hắn thêm mấy ngày lo lắng tới, có kết quả liền gọi điện thoại thông báo hắn. Tô Chiết hiện tại gọi điện thoại lại đây, Lý Hâm suy đoán hẳn là Tô Chiết đã suy nghĩ kỹ, hơn nữa là ở buổi tối gọi điện thoại cho hắn, Tô 89 phần 10 là muốn mua sủng vật của hắn bệnh viện, không phải vậy không mua, cũng sẽ không tại làm sao cấp ở buổi tối gọi điện thoại lại đây a -Hát. Đúng, tại đêm hôm khuya khoát quấy giày ngươi, chính là muốn nói với ngươi dưới, sủng vật của ngươi bệnh viện ta rất hài lòng, cho nên muốn tìm ngươi ngày mai đi ra thương lượng một chút chuyển nhượng sự tình. Lý Hâm trực tiếp, Tô Chiết cũng không muốn lề mà lề mề đi xuống. Được, vậy ngươi ngày mai đến sủng vật của ta bệnh viện, nếu như không thành vấn đề, chúng ta liền đem thỏa thuận ký rồi, ngày mai gặp. Ừm, ngày mai gặp. Buổi tối, An Hân vẫn như cũ đem trong nhà quản lý sau, cùng Tô Chiết nói một tiếng tự ly khai rồi, như cũ không hề lưu lại. Đến buổi tối 9 điểm, Tô Chiết liền định đem bảo bảo hống lên giường ngủ. Hắn biết tiểu hài từ đó là thức đêm, đối tương lai phát dục thật không tốt, cho nên hắn liền định bắt đầu từ hôm nay, bồi dưỡng bảo bảo ngủ sớm một chút, không thể để cho bảo bảo mỗi ngày đều với hắn muộn như vậy ngủ. Đáng tiếc không thói quen bảo bảo, ở trên giường lăn qua lộn lại, nửa giờ đi qua, vẫn không có ngủ, tinh thần còn càng ngày càng tốt. Ca ca, bảo bảo không ngủ được, để bảo bảo ra ngoài xem anime, có được hay không? Không tốt, muộn như vậy ngủ, sẽ biến dạng, về sau bảo bảo liền khó coi. Tô chiết bắt đầu lừa gà tiểu hài rồi. Nhưng là bảo bảo không ngủ được, cái kia ca ca cho bảo bảo kể chuyện xưa có được hay không? Bảo bảo cũng bắt đầu đối tô chiết làm núng. Tô chiết suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định kể chuyện xưa hống bảo bảo ngủ, không phải nói dỗ hài tử ngủ đều phải kể chuyện xưa cho hài tử nghe a hát. Bất quá vì để cho bảo bảo đi ngủ sớm một chút, hắn vẫn là quyết định kể chuyện cười, bởi vì chuyện cười tương đối ngắn. Ca ca khi còn bé, lão sư thường tại trong lớp giáo dục mọi người nói, khi thấy người khác thiếu hụt cùng bất hạnh lúc, ngàn vạn không thể cười nhạo. Có một ngày ta nói với lão sư, hôm nay trong sân trường có người rơi vào vũng nước, mọi người đều nở nụ cười, chỉ có ta không cười. Ngươi làm đúng, lão sư biểu dương ta, lại hỏi ta, là ai tiến vào vũng nước đâu này, là ta, lão sư. Ca ca trả lời lão sư. Ca ca rơi vào vũng nước thật đáng thương, có hay không người cứu ca ca. Đang tại chăm chú nghe bảo bảo một cái khóc lên, để tô chiết bó tay toàn tập. Này chuyện cười là tô chiết tại trên lưới nhìn đến, lúc đó cảm giác thật buồn cười. Cho nên liền định giảng bảo bảo nghe, vì có thể đặc sắc hơn một điểm, liền đem mình thay vào trong chuyện xưa, lại không nghĩ rằng bảo bảo trong lòng nhạy cảm như vậy, một cái liền khóc lên. Khuyên can đủ đường mới khiến cho bảo bảo biết, đây chỉ là trò cười là giả. Superman đi trường học lên lớp, lão sư để hỏi vấn đề, Superman vừa giơ tay, lão sư liền té xỉu. Bảo bảo biết tại sao? Lão sư vì sao lại té xỉu à? Bởi vì Superman muốn ra chiêu nha, nói xong tô chiết còn bắt trước Superman ra chiêu thủ thế. Tô chiết làm quái động làm một cái chọc cười bảo bảo, để tô chiết cũng không nghĩ ra, cái này đơn giản chuyện cười liền có thể để bảo bảo bật cười. Trước đây hắn nhìn thấy cái chuyện cười này cảm giác một chút cũng không buồn cười, chỉ là nhất thời không nghĩ tới hắn chuyện cười của nó, mới thuận miệng nói ra, hay là hài tử ý nghĩ so sánh đơn giản điểm. Sau đó, tô chiết không ngừng cố gắng, giả một chút tương đối là đơn thuần chuyện cười đi ra, để bảo bảo một mực cười đến không ngậm miệng lại được. Tô chiết nói tiếp một chuyện cười, nhưng là không nghe bảo bảo tiếng cười, hắn tưởng rằng không buồn cười, cúi đầu vừa nhìn, mới biết bảo bảo đã ngủ rồi. Hao hết môi lưỡi liên tục nói nhiều như vậy chuyện cười, nói tới tô chiết là miệng đắng lưỡi khô. Hắn nhìn một chút thời gian, mặt lập tức khổ xuống. Hôm nay bảo bảo ngủ thời gian so với lúc trước còn muốn muộn rất nhiều, trắng hao phí tâm cơ bề bộn sống một buổi tối, kết quả cuối cùng trộm gà không xong bị ăn mất nắm gạo. Lúc bình thường, Lý Hâm là sẽ rất ít đến sủng vật bệnh viện, Lý Hâm sủng vật bệnh viện doanh nghiệp đã đi vào ổn định giai đoạn, cũng không cần hắn đến bận tâm sủng vật bệnh viện công việc hàng ngày. Bất quá Lý Hâm Kim Thiên nhất tảo liền ở sủng vật bệnh viện đợi, để sủng vật bệnh viện công nhân cũng cảm giác rất kỳ quái. Không quá sớm có tin tức truyền ra, Lý Hâm muốn đem sủng vật bệnh viện bán đi, một mực tại tìm kiếm người mua, hắn hôm nay tới chính là vì chuyện này đến. Nhìn thấy Lý Hâm đại thái độ khác thường, phía dưới công nhân cũng rất hồi hộp, dù sao muốn thay lão bản rồi, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Lý Hâm sủng vật bệnh viện Phúc Lợi đối với đối với những khác vẫn rất tốt, rất nhiều người cũng không muốn mất đi công việc này. Hơn nữa cho dù lão bản mới vì sủng vật bệnh viện ổn định, không có ý định thay đổi người. Thế nhưng hàng tiền lương cũng là một kiện rất chuyện không vui, không phải mỗi cái ông chủ đều giống như Lý Hâm khá hào phóng. Lý Hâm sủng vật bệnh viện công nhân ở phía dưới nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, liền làm việc đều không có tinh thần mà Lý Hâm sủng vật bệnh viện chủ quản ở phía dưới thủ hạ nhiều lần dục dã hoàn toàn bất đắc dĩ đi tới Lý Hâm phòng làm việc muốn tới đây tìm hiểu một chút tình huống ta biết người muốn hỏi cái gì không sai không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay ta liền sẽ đem sủng vật bệnh viện bán đi Lý Hâm không đợi chủ quản mở miệng hỏi dò chính mình nói ra trước đã bất quá ta cũng hết cách rồi kế tiếp sủng vật bệnh viện lão bản mới muốn làm cái gì ta không rõ ràng cũng không có quyền quản nghe được Lý Hâm nói như vậy. Chủ quản cũng không có lời gì nói rồi, chỉ có thể rời phòng. Tại chủ quản muốn đi ra khỏi phòng thời điểm, Lý Hâm đột nhiên nói ra, ta là sẽ cùng đối phương thương lượng, tận lực để bệnh viện duy trì không thay đổi. Kỳ thực Lý Hâm cũng rất không nỡ bỏ chính mình từ tay mở sủng vật bệnh viện, bất quá hắn hiện tại cần gấp một món tiền vốn đến quay vòng. Hắn ở nước ngoài đầu tư một hạng hạng mục mới, hiện tại cái này hạng mục đến cuối cùng bước ngoặt, cấp cần đại lượng tài chính mà không có biện pháp khác lý Hâm chỉ có thể đem sủng vật bệnh viện bán đi để duy trì hạng mục, nếu không, không có tài chính đầu nhập hạng mục chẳng mấy chốc sẽ thất bại, mà lúc trước lý Hâm trả giá tâm huyết cùng tài chính đều sẽ trôi theo dòng nước. Mà đem sủng vật bệnh viện cầm ngân hàng đặt cọc cho vay, ngân hàng có thể cho tài chính còn chưa đủ. Không phải vậy hắn cũng sẽ không muốn trực tiếp bán sủng vật bệnh viện, dù sao ngoại trừ đối sủng vật bệnh viện có cảm tình ở ngoài, sủng vật bệnh viện dài hạn ổn định lợi nhuận cũng làm cho hắn rất không bỏ bất quá hạng mục mới hiện tại cần tài chính, hơn nữa thành quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Đã đi vào trong tập trung vào rất nhiều lý hâm không muốn từ bỏ, cho nên chỉ có thể một lần đem sủng vật bệnh viện bán đi, đổi lấy tài chính đến lấp đầy. Lý hâm biết phía dưới công nhân lo lắng cái gì, bất quá có thể là chính bản thân hắn đều tự thân khó bảo toàn. Xuất hiện đang chủ động quyền ở trong tay của đối phương, cần gấp tiền bạc hắn cái kia có điều kiện đi yêu cầu đối phương hứa hẹn làm được cái gì. Ngày thứ hai, Tôi chiết dựa theo ngày hôm qua cùng lý hâm thời gian ước định một thân một mình đi tới lý hâm sủng vật trong bệnh viện. Bởi vì hắn cùng lý hâm đều là thông qua người đại lý chỗ giới thiệu, cho nên bọn hắn tại chuyển nhượng thời điểm nhất định phải thông báo người đại lý chỗ. Cho nên hắn ngày hôm qua quyết định mua lý hâm sủng vật bệnh viện thời điểm đã thông báo qua người đại lý chỗ đồng hồng rồi. Khi hắn đến thời điểm, người đại lý chỗ đồng hồng cũng mới đến rồi, đã tại sủng vật bên trong bệnh viện chờ hắn rồi. Hắn và đồng hồng đi tới văn phòng thương lượng với Lý Hâm một cái cụ thể chuyển nhượng thỏa thuận. Bởi vì là lần trước đã đem hết thảy điều kiện đều nói rõ rõ ràng ràng, lần này giá cả song phương đều không có tạm thời thay đổi, cho nên rất vui sướng thấy liền đã đạt thành nhất trí. Ở chính giữa giới chỗ đồng hồng chứng kiến dưới, tôi chiết cùng Lý Hâm ký rồi chuyển nhượng thỏa thuận. Tại ký tên chuyển nhượng thỏa thuận sau, tôi chiết liền xoay chuyển 700 vạn cho Lý Hâm, mà người đại lý chỗ còn mặt khác cần, thu lấy cuối cùng giá sau cùng 1% tới làm là tiền giới thiệu, cho nên Tô Chiết còn mặt khác thanh toán xong 7 vạn cho Đồng Hồng. Lý tổng hợp tác vui vẻ, hy vọng lần sau còn có thể hợp tác với ngươi. Tô Chiết đứng lên cùng Lý Hâm nắm tay. Hiện tại hẳn là ta gọi ngươi Tô tổng mới đúng, sủng vật này bệnh viện hiện tại chính là thuộc về ngươi rồi. Lý Hâm cười nói. Nghe được Lý Hâm lời nói, đều nở nụ cười. Sau đó đã không có Đồng Hồng chuyện rồi, cho nên hắn tự lấy phải về người đại lý chuẩn bị án nguyên nhân rời đi trước. Đồng Hồng đi rồi, lý hâm thử hỏi do tô chiết kế tiếp dự định làm sao quản lý sủng vật bệnh viện lý tổng yên tâm sủng vật bệnh viện bình thường tới nói ta sẽ không đi cải biến gì gì đó dù sao kinh nghiệm phương diện này ta còn chưa đủ hơn nữa người kinh doanh lâu như vậy sủng vật bệnh viện đã đi vào quỹ đạo chính đạt được tô chiết hứa hẹn lý hâm đã rất chi túc đối sủng vật bệnh viện công nhân tới nói lý hâm có thể làm như vậy đã không thẹn với lương tâm rồi sau lý hâm mang theo tô chiết dự định là tô chiết giới thiệu một chút công nhân Xuất hiện vào lúc này cũng không có cái gì khách hàng, cho nên Lý Hâm liền làm triệu tập sủng vật bệnh viện tất cả mọi người, tại lầu một bên trong tập hợp. Lý Hâm vỗ tay một cái, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới hắn nơi này, nói ra, nghĩ đến mọi người đều biết, ta cũng sẽ không nói cái gì, vị này sau này sẽ là sủng vật bệnh viện ông chủ, hiện tại mời các ngươi lão bản mới đến giới thiệu một chút chính mình. Mọi người khỏe, ta gọi tô chiết, về sau hy vọng mọi người có thể hợp tác vui vẻ, giữa chúng ta còn không quen tất, chỗ dùng các ngươi từng người đi ra giới thiệu một chút chính mình, chức vị của các ngươi cùng ở nơi này làm bao lâu cũng nói một lần tô chiết đơn giản giới thiệu chính mình, sau liền để mỗi cái công nhân từng cái giới thiệu, khiến hắn có thể đại khái làm quen. Mà Lý Hâm điện thoại vào lúc này vang lên, hắn nhận điện thoại sau, liền cùng tô chiết cáo từ rời khỏi. Lý Hâm đi rồi, người phía dưới bắt đầu đi ra từng người giới thiệu mình. Tô Tổng được, ta là Lý Hoa, là bệnh viện chủ quản, chủ phải chịu trách nhiệm bệnh viện công việc hàng ngày, hiện nay tại bệnh viện làm 3 năm. Cái thứ nhất đi ra giới thiệu người là sủng vật bệnh viện chủ quản, trước đó ngoại trừ Lý Hâm, sủng vật bệnh viện lớn nhất nhân viên quản lý chính là Lý Hoa, cũng là Lý Hâm sủng vật bệnh viện tư lịch già nhất công nhân. Tô Tổ Tổng ngài khỏe chứ, ta gọi Lưu Hiểu Bác, công tác là bác sĩ thú y, ở nơi này làm 2 năm. Tô Tổ Tổng được, ta gọi Mộng Na, công tác là trước bàn nhân viên, ở nơi này. Một tên tiếp theo một tên đi ra công thức hóa đi ra giới thiệu mình các loại tất cả mọi người giới thiệu hết, Tô Chiết đứng ra nói ra, mọi người về sau không cần gọi ta Tô Tổng, gọi tên ta là được rồi. Vừa nãy trên căn bản, chúng ta cũng lẫn nhau hiểu được, hy vọng tiếp sau đó chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Mọi người yên tâm, tạm thời ta sẽ không đi thay đổi bệnh viện, nhân sự là sẽ không đi biến động. Hơi chút dừng lại, Tô Chiết mới nói tiếp, mọi người tiền lương và phúc lợi tất cả như cũ. Bất quá kế tiếp chính là xem biểu hiện của mọi người rồi, chịu khó người ta sẽ căn cứ bệnh viện thực tế lợi nhuận tăng lương, về phần lười biếng người chính mình muốn có chuẩn bị tâm lý, chính mình thu thập bao vây về nhà. Tô Chiết sau khi nói xong, mọi người đều ra sức vỗ tay. Không phải đối Tô Chiết bảo đảm vỗ tay, mà là lão bản mới mới vừa lên mặt cho, bọn hắn đương nhiên muốn biểu hiện một chút chính mình rồi. Bất quá nói với Tô Chiết lời nói, mọi người vẫn rất cao hứng. Về phần Tô Chiết lời nói có mấy phần thật mấy phần giả, bọn hắn cũng không đoán ra được, chỉ có thể hy vọng Tô Chiết nói là sự thật. Audio điện tử võ tấn bền Sau, hắn giải tán những người khác, để Lý Hoa cái này sủng vật bệnh viện chủ quản lưu lại. Tô Tổng, có những gì muốn ta làm sao? Lý Hoa cung kính nói, về sau Tô Chiết chính là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp rồi. Vừa nãy tất cả nói, về sau không nên gọi ta Tô Tổng, ta nghe không quen, gọi tên ta là được rồi. Giữ người lại đến cũng không có cái gì việc, chỉ là muốn ngươi giúp ta giới thiệu một chút bệnh viện này. Lý Hoa năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, xưng Tô Chít là ca cũng không tiện nghe, cho nên hắn liền dứt khoát trực tiếp gọi tên Tô Chít rồi. Hắn mang theo Tô Triết đi dạo một lần sủng vật bệnh viện, rất tỉ mỉ là Tô Triết giới thiệu, cuối cùng hắn lại là Tô Triết kể rõ sủng vật bệnh viện doanh nghiệp tình huống, còn đem sủng vật bệnh viện dĩ vãng tài vụ báo biểu cho Tô Chít xem. Hiện nay sủng vật bệnh viện ngoại trừ trị liệu sủng vật bên ngoài, còn có làm sủng vật mỹ dung một cái nghiệp vụ. Mỗi tháng mức kinh doanh đạt đến 300.000 khoảng chừng, bởi vì làm sủng vật bệnh viện cái môn này điếm là thuộc về mình, không cần thêm vào giao tiền thuê, cho nên tiết kiệm được một số lớn tiền thuê. Mỗi tháng trừ đi bệnh viện chi tiêu cùng thanh toán nhân công bên ngoài, sủng vật bệnh viện mỗi tháng lợi nhuận ròng có thể đạt đến 100.000 khoảng chừng. Tuy rằng sủng vật bệnh viện có bán ra sủng vật một cái nghiệp vụ, thế nhưng từ khi Lý Hâm muốn chuyển nhượng sủng vật bệnh viện lên, sẽ không có lại đi thu mua cho sủng vật lúc trước sủng vật có bán đi, cũng có bị Lý Hâm chuyển bán cho những khác cửa hàng thú cưng. Cho nên hiện nay Lý Hâm sủng vật bệnh viện cũng không hề kiêm nhiệm cửa hàng thú cưng một cái nghiệp vụ. Đối với sủng vật bệnh viện lợi nhuận, Tô Chiết vẫn là rất hài lòng. Hắn để Lý Hoa bắt đầu từ ngày mai, sủng vật bệnh viện tuyên bố tạm dừng kinh doanh, chủ yếu là đem sủng vật bệnh viện bảng hiệu thay đổi. Nếu như Lý Hâm sủng vật bệnh viện tên là những thứ khác cũng còn tốt, Tô Chiết cũng sẽ không đi đổi hắn, dù sao danh tự dùng 3 năm, tại phụ cận cũng có chút độ nổi tiếng, thay đổi danh tự ít nhiều gì đều sẽ đối sủng vật bệnh viện chuyện làm ăn có ảnh hưởng. Bất quá Lý Hâm đem tên của hắn làm sủng vật bệnh viện đặt tên, này tô chiết liền không thể không thay đổi. Bởi vì hắn nhìn Lý Hâm sủng vật bệnh viện mấy chữ này, đều khiến hắn cảm giác sủng vật bệnh viện không phải thuộc về hắn, cho nên nhất định phải đổi tên. Về phần tên mới tên gì, tô chiết suy nghĩ một chút sẽ dùng tô sủng chi ra bốn chữ này làm làm sủng vật bệnh viện tên mới. Mặt khác Tô Chiết còn để Lý Hoa đi thông báo một chút sủng vật bệnh viện khách quen, để cho bọn họ biết sủng vật bệnh viện thay đổi, để có công việc hội viên nghiệp vụ khách hàng, có thời gian đến đổi mới một cái thẻ hội viên. Tuy rằng sủng vật bệnh viện đổi mới rồi ông chủ, thế nhưng khách hàng thẻ hội viên hữu hiệu như cũ, đây đều là Lý Hâm cùng Tô Chiết đã thỏa thuận tốt. Còn muốn đem sủng vật bệnh viện trước kia tuyên truyền cùng danh thiếp cái gì đều thay đổi. Tuy rằng sủng vật bệnh viện tạm dừng mở cửa bán, bất quá công nhân vẫn là đều phải tới làm, dù sao sủng vật bệnh viện còn có một chút sinh bệnh sủng vật tại trị liệu trong, vẫn còn cần người tiếp tục chiếu cố. Phân phó những việc này sau, tôi chiết để Lý Hoa đi làm chuyện của mình, sau đó chính mình một mình tại sủng vật bệnh viện quan sát một lần, sau tôi chiết liền đi. Về phần Lý Hoa trước đó cùng hắn nói sủng vật bệnh viện đã không có bán ra sủng vật chuyện này, hỏi tôi chiết có cần hay không một lần nữa kinh doanh một cái nghiệp vụ, tôi chiết cũng chỉ là nói lại quan sát một trận lại nói. Sủng vật bệnh viện tiếp tục bán ra sủng vật một cái nghiệp vụ, Tô Chiết tự nhiên là phải làm. Thế nhưng hắn vẫn không có cân nhắc tốt phải đi bên ngoài thu mua sủng vật được, vẫn là tự nhiên chính mình dùng tích phân hối đoái sủng vật đi ra lấy lòng. Hắn đương nhiên hy vọng toàn bộ sủng vật đều do hắn hối đoái đi ra mua. Thế nhưng trước mắt hắn tích phân là số 0, cho nên chỉ có thể trước phóng nhất hạ lại nói. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Chiết đều sẽ tới sủng vật bệnh viện quan sát một chút, mỗi ngày đều sẽ ở sủng vật trong bệnh viện nghỉ ngơi 2-3 tiếng. Tại công nhân trong mắt, Tô Chiết chính là một cái rất yêu thích sủng vật người, bởi vì hắn mỗi ngày đến sủng vật bệnh viện phần lớn thời giờ đều là cùng sủng vật cùng nhau, đồng thời người còn rất tùy ý, cũng không có người thấy hắn phát giận. Đồng thời tại đơn độc cùng người chung đụng thời điểm, còn có thể cảm giác được hắn có chút ngại ngùng. Trong thời gian thật ngắn, Tô Chiết liền thành sủng vật trong bệnh viện nữ tính trong lòng lý tưởng đối tượng. Tô Chiết chưa thành công nhân sĩ cường thế, cũng không có con em nhà giàu ngang ngược ngông cuồng, Tô Chiết làm người hiền hòa, hơn nữa chính mình vẫn là sủng vật bệnh viện ông chủ, đồng thời quan trọng nhất là sinh tuấn lãng đẹp trai, thân cao cũng là so sánh lý tưởng 183cm. Đủ loại này điều kiện không thể nghi ngờ là phù hợp cao phú soái điều kiện, bất quá tô chiết là tay trắng dựng nghiệp, vẫn là con nhà giàu, điều kiện này đều cho người rất tâm động. Còn có sủng vật bệnh viện người phát hiện mấy ngày nay sủng vật đều tốt đến đặc biệt nhanh, mặc dù có chút kỳ quái, bất quá cũng không có ai tỉ mỉ đi chú ý. Sủng vật này rất nhanh nguyên nhân tự nhiên là Tô Chiết tạo thành, hắn mỗi ngày đi sủng vật bệnh viện, chủ yếu nhất chính là tìm cơ hội đi trị liệu động vật. Mỗi ngày khi hắn làm bộ cùng sủng vật chơi đùa thời điểm, hắn đều sẽ thừa dịp người không chú ý lén lút dùng thần lực trị liệu sủng vật. Hắn trị liệu sủng vật đều là thể hình dù sao lớn động vật, tỉ như mèo chó bên trong. Thể hình càng lớn, trị liệu thần lực liền cần càng nhiều, tỉ như như Teddy không chênh lệch nhiều sủng vật, thường thường một cái bệnh nhẹ liền cần dùng đến vài điểm thần lực không giống đấu cá như thế chỉ cần một điểm thần lực liền đầy đủ đem thoi thóp một hơi đấu cá cứu trở về đương nhiên dùng thần lực càng nhiều lấy được tích phân tự nhiên cũng càng nhiều rồi bất quá tô chít cũng không dám một lần đem sủng vật chữa khỏi như vậy rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi đối mỗi cái sủng vật mỗi lần hắn đều là chỉ dùng một điểm thần lực đi trị liệu như vậy mặc dù đối với sủng vật có trợ giúp thế nhưng hiệu quả cũng sẽ không quá rõ ràng gây nên người khác quan tâm chiều nào đến Tôi Chiết đều có thể từ sủng vật trong bệnh viện đạt được 50 tích phân khoảng chừng. Bất quá 5 ngày trôi qua, trên căn bản sủng vật cũng đã khỏe mạnh rồi, bị chủ nhân đón về rồi. Mà lúc này sủng vật bệnh viện bảng hiệu còn chưa hoàn thành, sủng vật bệnh viện cũng không có chuyện gì phải làm rồi. Tôi Chiết liền dứt khoát để Lý Hoa mỗi ngày sắp xếp mấy người đến bệnh viện, thay phiên trách nhiệm là được rồi, những người khác liền đem thả giả nghỉ ngơi. Sủng vật trong bệnh viện không có sủng vật rồi, tự nhiên cũng không có cần trị liệu, cho nên Tô Chiết sẽ không có đến sủng vật bệnh viện. Năm ngày xuống, hắn chọn vẹn từ sủng vật trong bệnh viện đạt được 260 tích phân, chỉ cần sủng vật bệnh viện trọng tân khai trương, sẽ có mới sủng vật đưa tới sủng vật bệnh viện, đến lúc đó là có thể đạt được tích phân rồi. Có thể từ sủng vật bệnh viện đạt được tích phân, cái này cũng là Tô Chiết mở sủng vật bệnh viện nguyên nhân lớn nhất, mà có thể kiếm tiền đối với hắn mà nói ngược lại không phải trọng yếu như thế, cho dù không kiếm tiền, hắn cũng sẽ tiếp tục mở xuống đi. Mà tô chiết gieo hạt tại hậu viện nhân sâm mầm, tô chiết mỗi ngày đều sẽ đi dội ba lần nước, mỗi lần cũng sẽ ở trong nước đưa vào 10 điểm thần lực sau mới đến dội nhân sâm mầm. Tuy rằng thần lực bị hơn 100 cây phân tán hấp thu, hiệu quả không phải rõ ràng như vậy, bất quá đều mọc ra một viên ba mảnh tiểu diệp phục lá. Kỳ thực yến vân thị khí hậu cùng hoàn cảnh đều là không thích hợp nhân sâm sinh trưởng, bất quá bị tô chiết cái này nửa giai điệu, dùng thần lực như vậy lung tung trồng dưới nếu thành công nhiệt môn tô chiết sủng vật bệnh viện bây giờ còn chưa có trùng tu xong, vẫn chưa thể trọng tân khai trương doanh nghiệp, cho nên sẽ không có cần trị liệu sủng vật rồi. Hắn tại sủng vật bệnh viện kiếm lấy tích phân kế hoạch cũng là bởi vậy tạm thời cắt đứt. Cho nên hắn mỗi ngày bại bởi nhân sâm mầm thần lực, từ mỗi ngày 30 điểm thần lực lên tới 60 điểm thần lực. Buổi trưa, vừa mới dội xong nước tô chiết, đầy mặt khổ não nhìn trong vườn hoa loại nhân sâm, người này tham gia mọc hiện tại quá làm cho hắn nhức đầu không phải nhân tham sinh trưởng quá chậm, nhân sâm mỗi ngày đều dùng thần lực điều phối qua nước, nhân sâm sinh trưởng tốc độ làm sao có thể sẽ quá chậm, hoàn toàn khác biệt cũng là bởi vì nhân sâm sinh trưởng quá nhanh, mới khiến cho Tô Chiết cảm thấy buồn phiền. Trước đó gieo hạt thời điểm, Tô Chiết cũng không có cân nhắc quá nhiều. Bởi vì lúc đó nghĩ đến chính mình không thể chỉ biết gieo trồng nhân sâm một loại, khẳng định còn có thể loại những thực vật khác, cho nên liền đem nhân sâm loại cùng nhau, tận lực tiết kiệm một chút không gian đi ra, về sau cũng có thể gieo trồng những khác nhưng là bây giờ cũng là bởi vì gieo trồng quá mức tập trung mới khiến cho tô chiết đau đầu nhân sâm sinh trưởng đối hoàn cảnh khí hậu đều có rất hà khắc yêu cầu nhưng là vì tô chiết lợi dùng thần lực thay thế cái khác điều kiện khiến nhân sâm của hắn như vậy tùy ý trồng dưới đều có thể mọc hài lòng hiện tại từ phía trên xem hiện tại nhân sâm mầm đều là vài cây vài cây núi liền cùng nhau có còn tạm được mười mấy cây trường cùng nhau hiện tại nhân sâm mầm bởi vì trồng thời gian còn thiếu chỉ có 5, 6 cm cao, các loại qua một đoạn thời gian, tái sinh lớn lên lớn một chút, đến lúc đó nhân sâm dễ cây quấn quyết lấy nhau thì phiền toái. Hiện tại nhất định phải một lần nữa đem người tham gia rời trồng, khiến người ta tham gia không gian sinh tồn lớn một chút, cũng thích hợp phát triển. Bởi vì nhân sâm mầm bây giờ còn quá nhỏ, còn toàn bộ sinh trưởng cùng nhau, Tô Chiết cũng không dám trực tiếp dùng cái sẻng bên trong công cụ, sợ sẽ thương tổn được nhân sâm mầm. Hắn chỉ có thể mang lên găng tay, ngồi trồm hốm trên mặt đất lấy tay một cây một cây đào. Hơn nữa cũng không dám đào được quá đại lực, lo lắng đào đoạn nhân sâm mầm dễ cây, cho nên hắn chỉ có thể từng điểm từng điểm đem người tham gia mầm chu vi đất móc xuống, thành công đào móc ra sau, sẽ ở trong vườn hoa tìm một chỗ, dùng cái sẻng đào hố, đem người tham gia mầm chôn xuống, lại dội lên một ít hắn dùng thần lực điều phối cho nước, trợ giúp người tham gia mầm thích ứng mới sinh trưởng hoàn cảnh. Bởi vì mỗi lần động tác không dám quá lớn, cho nên hắn rời trồng nhân sâm hiệu suất rất chậm. Từ giữa trưa không tới lúc 1 giờ một mực làm được trời đang chuẩn bị âm u, hắn mới miễn cưỡng rời ngã xuống một nửa người tham gia mầm. Đến buổi tối hắn cảm giác mình eo đều sắp không chịu được nữa rồi, nhìn còn sót lại một nửa không có rời trồng nhân sâm mầm, hắn chỉ có thể dự định ngày mai lại tiếp tục rồi. Tô Chiết đem găng tay cởi, ném ở bên cạnh, nhìn mình cả người đều dính đầy bùn đất, hắn trở về phòng cầm bộ quần áo sạch, đi phòng tắm tắm một cái thoải mái dùng nước nóng tắm một cái sau, hắn cảm giác thân thể uể oải đều bị đuổi tản ra không ít. Hắn tắm xong lúc đi ra, An Hân cũng vừa dễ bán món ăn về nhà. Mấy ngày nay An Hân là như trước mỗi ngày lại đây nấu cơm quản lý gian phòng, mà mỗi ngày buổi trưa đều sẽ ra ngoài, buổi tối cũng xưa nay không hề lưu lại qua, mỗi ngày quản lý tốt liền đi, hơn nữa mỗi ngày đều thật giống mệt chết đi như thế. An Hân, có phải là không thoải mái hay không A Hát, có muốn hay không đi nghỉ trước một cái? Tô Chiết xem An Hân sắc mặt càng ngày càng kém hơn, hôm nay An Hân sắc mặt ngược lại là rất hồng hào, không giống trước đó sắc mặt tái nhợt. Bất quá chỉ là như vậy mới khiến cho Tô Chiết lo lắng, bởi vì hắn cảm giác An Hân sắc mặt không phải khỏe mạnh hồng hào. Hơn nữa hôm nay khí trời rất nóng, nàng vẫn còn khoác lên một cái đơn áo khoác mỏng. Không cần, không có chuyện gì, ta khả năng có chút cảm mạo, chờ một chút ăn chút thuốc cảm mạo là tốt rồi. An Hân miến cưỡng cười cười, nói ra, âm thanh nghe tới rất là nhu nhược nói xong An Hân liền nhấc theo món ăn đi đến nhà bếp. Xem An Hân rõ ràng bệnh rất nặng, hay là muốn đi nấu cơm, Tô Chiết còn dự định khuyên An Hân đi nhìn một chút hy sinh, sau đó đi nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn còn chưa kịp mở miệng, đi ở phía trước An Hân lại ngừng lại, thân thể lắc lương mấy lần, đột nhiên không hề phòng bị ngã xuống. Tô Chiết không nhớ bao nhiêu, trước tiên phi vồ tới tiếp nhận An Hân. Tại Tô Chiết trong lòng ngực An Hân theo bản năng vùng vẫy mấy lần, bất quá lại là rất vô lực, Tô Chiết muốn mở miệng vấn An Hân có bị thương không, đã thấy An Hân chỉ là vùng vẫy mấy lần liền hôn mê bất tỉnh. Hắn có thể cảm giác được An Hân thân thể tán phát nhiệt độ rất cao, so với hắn vừa mới đi rửa tắm nước nóng thân thể nhiệt độ còn cao hơn nhiều, hơn nữa An Hân môi cũng không có chút hồng hào. Hắn vội vàng đem An Hân ôm vào gian phòng trên giường, hắn dùng tay sờ soạn một cái An Hân cái chán, rất nóng, cảm giác nhiệt độ rất cao, An Hân hiện tại hẳn là phát sốt rồi. Này quật cường nữ hài, để tôi chiết tức giận đồng thời lại để cho hắn có chút đau lòng hắn độ ba điểm thần lực cho an hân trợ giúp an hân hạ sốt có thần lực gia nhập an hân độ ấm thân thể rõ ràng hàng rất nhiều sắc mặt cũng khá một điểm bất quá an hân vẫn chưa có tỉnh lại tôi chiết cũng không có tính toán đánh thức nàng hắn biết an hân khoảng thời gian này khẳng định không có nghỉ ngơi thật tốt qua cho nên dự định liền để an hân hiện tại nghỉ ngơi cho khỏe an hân bị bệnh bữa tối tự nhiên không có tin tức rồi bất quá hắn không có ý định ra ngoài bên ngoài ăn, An Hân hiện tại làm bệnh nhân nhất định là không thích hợp ăn phía ngoài thức ăn. Cho nên hắn dự định mình làm, bệnh nhân khẳng định không có gì khẩu vị, đồ ăn tốt nhất là so sánh thanh đạm điểm, liền nấu cháo đi, luộc nhiều một chút cháo, hắn và bảo bảo cũng có thể ăn. Quyết định làm cái gì sau, tôi chiết đi ra khỏi phòng, đem An Hân mang về món ăn bỏ vào trong tủ lạnh, hắn mới vừa mới nhìn một chút, An Hân mua về món ăn không có tô chiết cần. Tô chiết tại nhà bếp tìm một trận, cho hắn tìm tới trứng muối cùng thịt nạc, bởi vậy hắn quyết định làm cháo trứng muối thịt nạc, thanh đạm đồng thời mùi vị lại sẽ không quá mức đơn điệu, thích hợp nhất bệnh nhân ăn, hơn nữa bảo bảo cũng rất thích ăn cháo trứng muối thịt nạc. Quyết định sau hắn liền bắt đầu hành động, tại nhà bếp bắt đầu chạy đông chạy tây, còn hấp dẫn bảo bảo sang đây xem. Ca, ca người đang làm gì, an hân tỷ tỷ đi nơi nào? An hân tỷ tỷ bị bệnh, bây giờ đang ở nghỉ ngơi, kim thiên ca, ca làm cơm cho các người ăn, là bảo bảo thích nhất cháo trứng muối thịt nạc nha. Tô Chiết lấy sạch đối bảo bảo nói ra. Được, bảo bảo thích ăn nhất, ca ca ngươi chừng nào thì mới có thể làm tốt. Bảo bảo vỗ tay nói ra. Rất nhanh sẽ có thể đã làm xong, bảo bảo đi trước nhìn một chút tivi, chờ một chút được rồi, ca ca gọi bảo bảo. Bảo bảo rất nghe lời, đi trong phòng khách xem anime phiến đẳng chờ Tô Chiết. Nửa giờ sau, đói bụng rồi bảo bảo kêu lên, ca ca, xong chưa? Bảo bảo đói bụng. Tô Chiết cũng không quay đầu lại đáp, nhanh được rồi, Bảo Bảo chờ thêm chút nữa. Hơn một giờ sau, Bảo Bảo đã đói bụng đến liền TV phát ra tiết mục gì đều xem không tiến vào, nàng hữu khí vô lực nói ra, ca ca, có thể ăn chưa? Bảo Bảo nhanh không còn khí lực rồi. Cũng sắp, cũng sắp, phòng khách trong hộp tủ mặt có một ít bánh bích quy ở nơi đó, Bảo Bảo đi trước lấy ra ăn. Hai giờ sau, Tô Chiết rốt cuộc đã làm xong, hắn thịnh một chút cho Bảo Bảo ăn sau đó cầm một ít đi vào gian phòng, hắn nhẹ nhàng đem An Hân đánh thức, nói ra, đến, trước tiên lên ăn một chút gì. An Hân ngồi dậy, lắc lắc đầu biểu thị mình bây giờ không đói bụng, không muốn ăn. ngươi bị bệnh, tại sao có thể không ăn? đến, không thấy ngon miệng cũng phải ăn chút, ăn chút đi xuống mới có thể uống thuốc. lẽ nào ngươi muốn ta này? Tôi chít dùng thìa thịnh lên một ít, đưa tới An Hân trước mặt, làm bộ muốn tự tay đút nàng. An Hân sợ hết hồn sắc mặt so với lúc trước còn muốn đỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận tô chiết thiệt, tự mình ăn lấy. Đúng thôi, ngã bệnh không ăn đồ ăn, làm sao sẽ tốt, này cơm giang trứng nhưng là ta tự mình làm, phải hay không ăn thật ngon. Đúng, tô chiết đưa cho An Hân ăn thực vật chính là hắn sở trường nhất cơm giang trứng, cũng là hắn biết duy nhất làm. Thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết là muốn làm cháo trứng muối thịt nạc, hắn xem qua An Hân làm cháo trứng muối thịt nạc, hắn cảm giác không khó làm hẳn là rất dễ dàng, cho nên hắn liền ý chí chiến đấu sục sôi làm lên. Tại bảo bảo lần thứ nhất hỏi hắn thời điểm, hắn đã đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị xong, hơn nữa đã toàn bộ bỏ vào trong nồi bắt đầu nhịn. Sau bảo bảo hỏi lại hắn thời điểm, hắn đã nấu tốt rồi, nồi đã mở ra, thế nhưng cháo cũng đã hồ một nửa, chính hắn nếm thử một miếng, ngoại trừ mùi khét, không có những mùi vị khác, rất khó trở xuống nuốt. Này cháo trứng muối thịt nạc rõ ràng đã không thể ăn, cho nên hắn liền để Bảo Bảo đi trước ăn bánh bích quy, chỉ có thể một lần nữa làm những khác. Sau hắn cũng một lần nữa nấu cơm, sau đó đơn giản làm một cơm rang trứng, tuy rằng những thứ khác, hắn làm không tốt, nhưng là hắn xào cơm rang trứng lại thật là tốt ăn. Tô Chiết xem An Hân mở miệng ăn, hắn liền đi phòng khách dự định đi rót một ly nước ấm cho nàng. Trong phòng khách, Bảo Bảo nhìn Tô Chiết cho nàng cơm rang trứng dầu dĩ không vui. Bảo Bảo làm sao vậy, không thích ăn cơm rang trứng à? ca không phải nói muốn làm bảo bảo thích ăn nhất cháo trứng muối thịt nạc sao? Tại sao là cái này? Kaka lừa người bảo bảo biểu môi, không cao hứng nói. Chờ lâu như vậy, kỳ vọng cao như vậy, cuối cùng lại là rất thất vọng. Bảo bảo biểu thị rất tức giận. Tuy rằng cơm rang trứng mùi vị rất thơm, bảo bảo nhìn cũng rất tâm động. Ừm, Kaka vừa mới bắt đầu xác thực muốn làm cháo trứng muối thịt nạc, cuối cùng Kaka suy nghĩ một chút, vì bảo bảo vẫn là không làm cơm rang trứng rồi. Kaka là cái gì, bảo bảo thích ăn cháo trứng muối thịt nạc. Bảo bảo rõ ràng bị tô chiết phác thảo đưa tới lòng hiếu kỳ. Bảo bảo ngươi nghĩ, buổi tối ăn cháo, cái bụng rất dễ dàng đói bụng, đói bụng liền cần ăn khuya, bảo bảo liền dễ dàng biến thành mập bảo bảo, cho nên vì bảo bảo, Kaka liền làm cơm rang trứng cho bảo bảo ăn. Tô chiết việc nghĩa chẳng từ nói, lấy cớ này tuy rằng rất gượng ép, bất quá bảo bảo rõ ràng tin. Cái kia bảo bảo liền tha thứ ca rồi, đơn thuần bảo bảo cứ như vậy bị tô chiết lừa, tuy rằng này cơm rang trứng nhìn lên ăn thật ngon cũng là bảo bảo dễ dàng liền tha thứ tô chiết một trong những nguyên nhân nếu bảo bảo tin là tốt nhất tô chiết là tuyệt đối không muốn nói suốt là bởi vì hắn làm cháo trứng muối thịt nạc đã thất bại mới làm cơm rang trứng tô chiết rót chén nước ấm cầm thuốc hạ sốt đi vào gian phòng cho an hân an hân ăn một chút cơm rang trứng tiếp cho tô chiết nước cùng thuốc ăn vào nàng cảm giác lòng của mình bên trong thật ấm nguyên lai like có người quan tâm săn sóc cảm giác là tốt như vậy Nàng nhẹ nhàng nói với Tô Chiết âm thanh, cảm tạ. Tô Chiết sờ sờ mũi, nói ra, cảm ơn làm vẹo gì, khách khí cái gì, lấy quan hệ của chúng ta còn cần gì cảm tạ a hát. Hắn nói xong mới cảm giác không đúng, hai người bọn họ có quan hệ gì, lời này, có thể là có chút khiến người ta hiểu lầm. Cho nên hắn vội vàng giải thích, ta không phải ý này, người đừng hiểu lầm, ý của ta là, ta cũng không biết ý của ta là cái gì, nói chung ngươi đừng hiểu lầm. Hắn thần sắc sốt sắng cùng luống cuống tay chân giải thích để vừa nãy bởi vì hắn lời nói mà mặt đỏ an hân cảm thấy buồn cười, ngượng ngùng cũng bị đuổi tản ra một chút, nàng nói nói, ta biết, không cần giải thích. Ăn tô chiết thuốc hạ sốt, an hân cảm giác mình thư thái không ít, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tô chiết xem sắc mặt của nàng cũng biến khá hơn nhiều, cũng không phải thuốc hạ sốt hiệu quả thật sự có tốt như vậy, mà là vì tô chiết cũng cho an hân nước, bị hắn thâu nhập hai điểm thần lực đi vào. Thêm vào lúc trước 3 điểm thần lực, an hân mới rồi cũng sẽ tốt thôi gần như. Chữa tốt an hân bị sốt, cũng làm cho hắn có thêm 5 điểm tích phân. Tô Chiết nhìn bầu trời sắc cũng không sớm, liền mở miệng để an hân hôm nay ở lại chỗ này, đừng đi trở về. Không được, ta buổi tối còn có việc, ta đã không sao, cảm ơn. An Hân lắc đầu nói ra, âm thanh tuy rằng rất nhu nhược, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy rất kiên định, không sẽ cải biến. Tô Chiết cũng biết khuyên không được An Hân, chỉ có thể tự mình đưa nàng trở lại lên xe công cộng sau an hân liền để tô chiết không cần tiễn nàng chính mình một người có thể đi trở về tuy rằng nàng một nữ tính ở buổi tối một người trở lại rất bất an toàn bộ bất quá nàng không đồng ý hắn đưa tô chiết cũng không tiện đi miễn cưỡng xem xe công cộng lái đi sau tô chiết mới về nhà tô chiết cầm chén đũa giặt sạch sau hắn lại bắt đầu hống bảo bảo lên giường giấc ngủ mấy ngày nay buổi tối hắn mỗi ngày đều rất sớm hống bảo bảo ngủ mỗi ngày buổi tối đều sẽ ngồi ở bên giường cho bảo bảo kể chuyện cười, nói một chàng sau, bảo bảo mới sẽ ngủ, đáng tiếc mỗi ngày đều là cái được không đủ bù đắp cái mất, làm bảo bảo ngủ sau, đều muộn lắm rồi. Được, cái kia ca ca phải cho bảo bảo nói đùa. Bảo bảo rất nghe lời, tự mình rửa chân sau liền chủ động ở trên giường mang theo tô chiết lại đây. Mỗi ngày chuyện cười đều phải tô chiết lao lực tâm tư, liên tục nói rồi mấy ngày, hắn xem qua chuyện cười đều nói xong, internet cũng không có cái gì chuyện cười mới. Hơn nữa từ bây giờ nhìn lại kể chuyện cười một chút hiệu quả đều không có, cho nên hắn quyết định vẫn là thành thành thật thật cho Bảo Bảo kể chuyện xưa tốt hơn. Hắn suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, cái kia ca ca kể cho ngươi cái con vịt nhỏ xấu xí cố sự. Ca ca, phải hay không con vịt nhỏ xấu xí biến thiên nga trắng cố sự, Bảo Bảo đã nghe qua. Bảo Bảo đã nghe qua, cái kia đổi một cái, cái kia ca ca giảng ba con tiểu chư cố sự cho Bảo Bảo nghe. Bảo Bảo cũng nghe qua rồi vậy thì đổi cô bé lọ lem cố sự đã nghe qua. Tiểu hồng mạo cố sự, đã nghe qua. Liên tục nói rồi thật nhiều cái chuyện xưa danh tự, bảo bảo đều biểu thị đã nghe qua, tô chiết suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, bây giờ tiểu hài là thế nào, làm sao mà biết được nhiều như vậy. Lúc trước, có một cái lẻ loi hưu quạnh thanh niên nông dân, nông dân là dựa vào cho địa chủ làm ruộng mà sống, hắn mỗi ngày mặt trời mọc canh tác mặt trời lặn về nhà, vất vả cần cù lao động. Có một ngày, thanh niên nông dân tại trong ruộng nhặt được một con đặc biệt lớn ốc đồng, nông dân trong lòng rất là kinh ngạc, cũng thật cao hứng, đem nó mang về nhà, đặt ở trong thủy hang, tỉ mỉ dùng nước nuôi. Cuối cùng, Tô Chiết nói rồi ốc đồng cô nương cố sự, mới đem bảo bảo dỗ ngủ rồi, Tô Chiết may mắn bảo bảo chưa từng nghe qua cố sự này. Tô Chiết nhìn xuống thời gian, so với hôm qua sớm một điểm, có tiến bộ là tốt rồi, nhiều ngày như vậy rốt cuộc nhìn thấy có gặt hái được. Bất quá khi hắn đi ra gian phòng, vừa nãy nhắm mắt lại đang ngủ bảo bảo lại đột nhiên mở mắt ra, nguyên lai bảo bảo là giả bộ ngủ, ốc đồng cô nương cố sự, bảo bảo đã sớm đã nghe qua. Nàng giả bộ ngủ chỉ là vì để tô chiết không thất vọng. Đào mắt tô chiết mua lại lý hâm sủng vật bệnh viện đã có 8 ngày rồi, hôm nay sủng vật bệnh viện đã thay xong bảng hiệu, đã từ lý hâm sủng vật bệnh viện đổi thành tô sủng chi ra. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng có thể trọng tân khai trương rồi, cho nên hôm nay Tô Chiết mang theo bảo bảo đi tới sủng vật bệnh viện. Hôm nay tô sủng chi ra chính thức doanh nghiệp, tô chiết không có đi làm cái gì nghi thức, giống như trước sủng vật bệnh viện bình thường khai môn doanh nghiệp như thế, chỉ là sớm thông chi sủng vật bệnh viện khách hàng, tô sủng chi ra một lần nữa doanh nghiệp tin tức. Hôm nay tô sủng chi ra ngày thứ nhất doanh nghiệp, lưu lượng khách cũng không ít, mặc dù phần lớn chỉ là đến đổi mới thẻ hội viên. Lý hâm sủng vật bệnh viện tuy rằng đổi thành tô sủng chi ra, thay đổi ông chủ. Thế nhưng bên trong nhân viên y tế cùng nghiệp vụ bên trong tất cả cũng không có thay đổi, cho nên hôm nay tới tô sủng chi ra công việc lui ra hội viên khách hàng đúng là không có. Cũng có không ít khách hàng mang theo sủng vật đến tô sủng chi ra đến trị liệu, để tô chiết tâm hoa nộ phát. So với mang sủng vật tới làm mỹ dung khách hàng, tô chiết càng yêu thích người trước, cứ việc người sau có thể lấy được lợi nhuận càng cao hơn. Bởi vì người trước có thể để cho hắn kiếm được tích phân. Hắn không chịu được bảo bảo khẩn cầu, chỉ có thể mang theo bảo bảo tại trong bệnh viện khắp nơi đi quan sát các loại sủng vật, hắn cũng không dám để bảo bảo một người đi cùng sủng vật chơi, tuy rằng tới nơi này sủng vật bình thường đều là trải qua huấn luyện, tính cách đều so sánh dịu ngoan. Thế nhưng khó tránh khỏi sủng vật bên trong có một ít tính cách so sánh hung hăng, coi như là không có thương tổn đến bảo bảo, hù đến bảo bảo cũng không tiện. Mà có tô chiết tại thì sẽ không có chuyện như vậy xảy ra, bởi vì tô chiết phát hiện có hắn ở bên cạnh thời điểm, sủng vật đều đặc biệt nghe lời. Bởi vì làm sủng vật bệnh viện trước đó liền có khách hàng dẫn theo một con nhỏ chó ngao tây tạng đến trị liệu, vẫn là một con thuần chủng chó ngao tây tạng. Con này tiểu chó ngao tây tạng cho dù là ngã bệnh, tính cách vẫn là rất hung mãnh, chỉ cần có người xa lạ đến gần lời nói, nó sẽ có công kích ý đồ. Để sủng vật bệnh viện nhân viên y tế rất khó tới gần, không cách nào là tiểu chó ngao tây tạng trị liệu. Mà chủ nhân của nó lại không cho phép nhân viên y tế đánh thuốc mê, cho nên để nhân viên y tế đặc biệt đau đầu. Lúc đó bọn hắn đã sắp muốn từ bỏ rồi, dự định để tiểu chó ngao tây tạng chủ nhân mang về rồi. Đúng lúc này, Tô Chiết tiếp nhận sủng vật bệnh viện, Lý Hoa liền nói với hắn lên việc này, muốn hỏi một chút lão bản mới ý kiến. Tô Chiết nghe hiếu kỳ, đối tiểu chó ngao tây tạng cảm thấy rất hứng thú, liền để Lý Hoa mang theo hắn đi xem xem. Nói xong cũng kỳ quái, khi hắn đi tới tiểu chó ngao tây tạng nơi này lúc, một mực gọi phệ tiểu chó ngao tây tạng nếu dừng lại, chỉ lại yên lặng nhìn Tô Chiết. Tại Tô Chiết không nhịn được đưa tay ra vuốt ve tiểu chó ngao Tây Tạng thời điểm, Lý Hoa còn giật mình, vội vàng ngăn cản Tô Chiết, bởi vì cái này tiểu chó ngao Tây Tạng đã có mấy lần suýt chút nữa liền cắn được công nhân viên. Bất quá để Lý Hoa rất phá kính mắt chính là, này chỉ cho người cực kỳ nhức đầu tiểu chó ngao Tây Tạng nếu đã biết, sẽ chủ động cúi đầu xuống, ngoan ngoãn để Tô Chiết tùy ý vuốt ve, hơn nữa còn sẽ vươn tay ra cùng Tô Chiết nắm tay. Cuối cùng sủng vật bệnh viện bác sĩ thú y nhanh chóng mượn cơ hội này là tiểu chó ngao Tây Tạng trị liệu, Toàn bộ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, tiểu chó ngao tây tạng cùng với phối hợp. Lý Hoa cũng bắt đầu hoài nghi con này tiểu chó ngao tây tạng không phải nguyên lai like một con kia rồi, bởi vì cho dù tiểu chó ngao tây tạng chủ nhân ở nơi này cũng không có như vậy nghe lời. Tại tôi chết đi rồi, Lý Hoa cũng muốn thử đi vuốt ve một cái tiểu chó ngao tây tạng, mới vừa rồi còn thập phần dịu ngoan tiểu chó ngao tây tạng lại đột nhiên nổi lên muốn cắn hắn, may là Lý Hoa phản ứng nhanh, đang bị tiểu chó ngao tây tạng nhanh cắn được thời điểm đúng lúc lấy tay rút về kinh tâm táng đẩm lý hoa hoàn toàn không có hoài nghi rồi con này tiểu chó ngao tây tạng chính là một con kia cho nên tô chiết phát hiện tựa hồ động vật đối hắn đều sẽ biểu hiện ra thân cận cảm giác đều rất nghe lời của hắn đương nhiên hắn chỉ là đối sủng vật bệnh viện động vật từng làm thí nghiệm những kia cỡ lớn động vật như sư tử lão hổ hắn cũng không rõ ràng có hiệu quả hay không rồi có tô chiết đồng hành bảo bảo thì sẽ không bị nơi này sủng vật thương tổn tới có thể rất thỏa thích cùng sủng vật chơi đùa mà làm bạn bảo bảo Tô Chiết cũng sẽ không lãng phí cơ hội, hắn lén lút cho cần trị liệu sủng vật đột tiến thần lực, xem sủng vật bệnh tình mà lựa chọn dùng nhiều thiếu thần lực, nhẹ nhẹ liền dùng lên một, 2 điểm thần lực, so sánh nghiêm trọng liền dùng lên 5, 6 điểm thần lực. Nói chung hắn sẽ không một lần chữa khỏi sủng vật, mỗi một con sinh bệnh sủng vật hắn đều chỉ biết chữa khỏi một nửa, như vậy là có thể tận lực không đưa tới sự chú ý của người khác rồi. Y sinh, lẽ nào thật sự không có cách nào sao? mặc kệ xài bao nhiêu tiền cũng có thể, chỉ cần có thể cứu sống tiểu kim. Người nói chuyện là một cái chừng 20 nữ tử, ăn mặc màu xanh ra trời quần áo thường, thân cao có tới 1 mét, dung nhan tuyệt mỹ, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại bị đơn giản chói buộc lại, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, bất quá giờ phút này vẻ mặt lại là rất bất lực. Tại nữ tử bên người còn đi theo một vị nam tử, tướng mạo cao lớn tuấn giật, khí chất phi phàm, ngược lại là cái thật thật tại tại soái ca. Không phải chúng ta không muốn giúp bận biểu trị liệu, mà là nó nội tạng đã từng thu qua mãnh liệt đánh, nội tạng xuất huyết nhiều qua, nó có thể kiên trì đến bây giờ đã là rất không dễ dàng, vẫn là nhanh chóng vì nó tiếp thu chết thanh thản, khiến nó thiếu bị chút thống khổ. Lưu Hiểu bác nói ra, hắn là nơi này tư lịch cao nhất bác sĩ thú y, thủ đoạn cũng là cao minh nhất. Ba người vây quanh ở một tấm trên giường bệnh, nằm ở trên giường bệnh chính là một con chó lông vàng. Mà lúc này chó lông vàng không có dĩ vãng sức sống, hai mắt vô thần, đồng thời khóe miệng còn có một tia vết máu. Lưu Hiểu Bác cũng rất muốn có thể trị hết con này chó lông vàng, bất kể là vì bệnh viện vẫn là vì chính hắn, đều là một kiện được cả danh và lợi sự tình, đáng tiếc hắn hiện tại nhưng là vô năng vô lực, con này chó lông vàng bị thương quá nặng, đã là bệnh tình nguy kịch, Lưu Hiểu Bác tin tưởng đổi thành những khác bác sĩ thù y đến vậy là kết quả này. Tố y, đừng khó qua, ca về sau lại mua một con cho ngươi, bất kể là cái gì chó. Làm bạn tại bên cạnh cô gái Dư Hiên Hạo nói ra. Ta không muốn, cái gì ta cũng không muốn, Ta chỉ muốn Tiểu Kim." Dư Tố Y nghe thân thể loáng một cái, nàng cúi người đến ôm lấy Tiểu Kim, nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn ra. Tiểu Kim là ca ca của nàng Dư Hiên Hạo đưa cho nàng, theo Tiểu Kim vừa mới sinh ra không bao lâu liền một mực đi theo Dư Tố Y rồi, sớm đã có rất sâu cảm tình, không phải người trong cuộc căn bản không thể lý giải thứ tình cảm này. Huống chi lần này Tiểu Kim là vì cứu nàng mới sẽ được nghiêm trọng như thế thương. Tại nằm trên giường bệnh tiểu Kim tựa hồ có thể cảm giác được chủ nhân của mình thương tâm, dĩ nhiên muốn bỏ lên an ủi dư tố y. Đáng tiếc nó hiện tại đã không có khí lực, cố gắng mấy lần vẫn là không cách nào lên, cuối cùng nó yên lặng để lại một giọt nước mắt. Vậy chỉ có thể xin lỗi rồi, năng lực ta có hạn, cứu không được nó, chỉ có thể mời các ngươi đi khác tìm cao minh rồi. Lưu Hiểu bác bất đắc dĩ nói, tuy rằng hắn nói như vậy, thế nhưng Lưu Hiểu bác đối y thuật của mình rất là tự tin, hắn cũng không cho là có người có thể cứu tiểu Kim. Lưu thầy thuốc, thật sự không có cách nào, bất luận xài bao nhiêu tiền cũng có thể." Dư Hiên Hạo một mặt chìm sắc nói, Dư Tố Y là trong nhà tất cả mọi người thương yêu nhất người, nhìn thấy nàng xuất hiện tại bộ dáng này, Dư Hiên Hạo càng là đau lòng. Mấy ngày nay hắn bồi tiếp Dư Tố Y khắp nơi là tiểu kim cầu cứu, Yến Vân thị so sánh nổi danh sủng vật bệnh viện, bọn hắn đều đến xem qua, mà quốc nội so sánh nổi danh bác sĩ thú y bọn hắn đều mời tới là Tiểu Kim xem qua, lấy được kết quả đều là cùng Lưu Hiểu Bác nói gần như như thế. Hôm nay tại đến Tô Sủng Chi ra trước đó, bọn hắn đã đi qua một gian cỡ lớn sủng vật bệnh viện, kết quả vẫn là đồng dạng. Mà trên đường về nhà nhìn thấy Tô Sủng Chi ra một lần nữa doanh nghiệp, Dư Tố Y muốn vào đến thử một chút, tuy rằng Dư Hiên hạo cũng không tin Tô Sủng Chi ra có năng lực có thể trị hết Tiểu Kim, bất quá Dư Tố Y kiên trì muốn tới thử nghiệm, cho nên liền có hình ảnh trước mắt rồi, không trải qua đến như cũ là để dư tố y thất vọng kết quả. Tố y, về nhà trước đi, nếu như còn không có biện pháp lời nói, ngày mai chúng ta liền ra ngoại quốc nhìn một chút, hay là tiểu giờ còn có cứu. Dư Hiên Hạo nói ra, trước đó không có đi nước ngoài, là bởi vì sợ tiểu chính bây giờ không chịu nổi lặn lội đường xa, nhưng là bây giờ đã không có biện pháp khác, cho nên chỉ có thể đi nước ngoài thử nghiệm dưới. Hay là ta có biện pháp, có thể cứu sống nó. Tại dư tố y lời nói cùng dư hiên hảo cũng định mang theo tiểu kim lúc rời đi, một đạo thanh âm nhàn nhạt vào lúc này vang lên. Âm thanh không là rất lớn, thế nhưng tại đây ẩm ý sủng vật trong bệnh viện lại đầy đủ khiến người ta nghe rõ ràng. Ba người đều xoay người nhìn sang, mà lưu hiểu bác vốn còn muốn phát hỏa nhìn xem là ai tại tô sủng chi ra quấy rối bất quá khi nhìn thấy là hắn bây giờ áo cơm cha mẹ sau sẽ không có tức giận. Nói chuyện chính là tô chiết, vừa nãy hắn ở ngay gần, cho nên bọn hắn mà nói, Tô Chiết đều nghe được. Vốn là Tô Chiết là không muốn đi nhúng tay chuyện này, hắn dự định là để Lưu Hiểu Bác tự mình xử lý là được rồi, bất kể là Lưu Hiểu Bác có hay không năng lực đi trị, bất kể là Lưu Hiểu Bác đem tiểu kim lưu lại vẫn là tiến đưa ra ngoài. Tô Chiết đều không có ý định đi quản, nhiều nhất nếu như Lưu Hiểu Bác quyết định đem tiểu kim lưu lại trị liệu thời điểm, hắn lén lút đi giúp một cái. Bởi vì Tô Chiết tạm thời còn không muốn lộ ra ngoài năng lực của mình, hắn muốn tại hậu trường thao tác. Bất quá bây giờ hắn lại đột nhiên muốn cứu tiểu kim, chỉ là đơn thuần muốn cứu nó, không vì cái gì khác, chỉ vì tiểu kim một giọt nước mắt, là tiểu kim chính mình bị thương không có rơi lệ, lại tại chủ nhân của mình thương tâm thời điểm, chính mình lại không có năng lực đứng lên đi làm bạn chủ nhân mà nước mắt chảy xuống, cho nên hắn mới quyết định xuất thủ cứu tiểu kim. Có thật không, ngươi thật sự có biện pháp cứu tiểu kim sao? Dư tố y giọng rượu run rẩy, thật giống như người chết chìm đột nhiên bắt được một cọng cỏ vậy căng thẳng không ngớt vị tiên sinh này là dư hiên hạo lại là có chút ngờ vực hắn là lão bản của ta tô chiết này tô sủng chi ra chính là hắn mở lưu hiểu bác vội vàng là tô chiết giới thiệu ta chỉ có thể nói có thể có thể hay không cứu sống ta cũng sẽ không đóng gói phiếu vẽ nếu như tin tưởng ta liền để ta thử xuống tô chiết thản nhiên nói ta tin tưởng ngươi chỉ cần ngươi có thể cứu tiểu kim bao nhiêu tiền cũng có thể dư tố y cấp thiết đạo cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng hiện tại bất kể là biện pháp gì, chỉ cần có hy vọng nàng đều sẽ đi thử nghiệm. Tô Chiết không nói nhảm, trực tiếp để Lưu Hiểu Bác đem Tiểu Kim đẩy ngã phòng giải phẫu lên. Chờ Tiểu Kim bị thả đến trên bàn mổ, hắn liền làm cho tất cả mọi người ra ngoài, cự tuyệt bọn hắn nghĩ tại bên quan sát y tứ, liền ngay cả muốn lưu lại làm giúp đỡ Lưu Hiểu Bác đều bị Tô Chiết gọi ra đi. Nguyện cớ đương nhiên là hắn cứu Tiểu Kim dùng phương pháp xử lý là tổ truyền bí phương, không thể lộ ra ngoài nếu như bọn hắn mạnh mẽ hơn lưu lại lời nói hắn sẽ không trị chờ bọn hắn đều đi rồi tô chiết đem cửa phòng giải phẫu đóng lại đồng thời còn từ bên trong khóa trái xác nhận không người nào có thể nhìn lén đến hắn mới đi đến đã thoi thóp một hơi chó lông vàng hắn trước tiên là tiểu kim độ vào hai điểm thần lực bảo đảm tiểu kim sẽ không không chịu được tựa hồ tiểu kim có thể cảm thụ được tô chiết có năng lực cứu nó vốn là âm u đầy tử khí ánh mắt có hào quang tràn ngập hy vọng nhìn tô chiết trong miệng còn phát ra nhỏ giọng tiếng kêu, giống như là tại khẩn cầu Tô Chiết cứu nó như thế. Tô Chiết sờ sờ tiểu kim nhu thuận bộ lông, nhẹ nhàng nói, còn thật thông minh, bất quá đừng nóng vội, yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Hắn tìm một cái ghế, tại tiểu kim ngồi xuống bên người. Hắn cũng không tính nhanh như vậy cứu lại tiểu kim, như vậy sẽ quá có vẻ kinh thế hãi tục. Cho nên hắn tại trong phòng giải phẫu, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền thua hai điểm thần lực cho tiểu kim đang dùng 20 điểm thần lực sau, hắn liền đình chỉ lại. Nếu như muốn hoàn toàn chữa khỏi tiểu kim lời nói, cần dùng đến 40 điểm thần lực khoảng chừng. Vì hạ thấp ảnh hưởng, hắn chỉ vì tiểu kim chữa tốt một nửa, sẽ không đem tiểu kim hoàn toàn chữa khỏi. Tiểu kim có 20 điểm thần lực, đã không có nguy hiểm đến tính mạng rồi. Nó hiện tại đã có thể đứng lên, còn chính mình từ bàn mổ nhảy xuống. Tiểu chính bây giờ chỉ cần trị liệu đơn giản dưới, lại trải qua thật tốt điều dưỡng liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn một chút thời gian đã gần như đã qua một giờ, Tô Chiết mở ra cửa phòng giải phẫu, thả Tiểu Kim ra ngoài. Cửa phòng giải phẫu vừa mở ra, Tiểu Kim lập tức nhằm phía chủ nhân của nó Dư Tố Y. Đang nóng nảy chờ đợi Dư Tố Y đột nhiên nhìn thấy Tiểu Kim chạy đến, mừng rỡ nàng vội vàng ngồi trồm hốm xuống ôm Tiểu Kim lần nữa khóc lên. Vốn là bọn hắn căn bản không có hy vọng Tô Chiết thật sự có năng lực cứu Tiểu Kim, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Kim đã có thể chính mình hành động, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được, cứ việc hiện tại tiểu kim xem ra không có trước đây hoạt bát, thế nhưng cũng đầy đủ kinh ngạc. Đặc biệt là lưu hiểu bác, bởi vì hắn chính mình tự mình đã kiểm tra tiểu kim, tự nhiên biết tiểu kim thương nặng bao nhiêu rồi, hiện tại không thua gì là có người dùng một cái búa lớn nặng nề gõ ở trong lòng hắn, khiến hắn thật lâu không thể nói chuyện. Tô Chiết cũng theo từ trong phòng giải phẫu đi ra, hắn bây giờ sắc mặt có chút tái nhợt, chủ yếu là trước đó đã dùng không ít thần lực đi làm sủng vật trị liệu, hiện tại lại tại tiểu kim thân thượng dùng 20 điểm thần lực, hắn hiện tại còn dư lại thần lực đã liền 40 điểm đều không có, cho nên sắc mặt mới sẽ như vậy trắng xanh, bất quá như vậy lại khiến người lầm tưởng hắn rất không dễ dàng mới cứu được tiểu kim đến. Tô Chiết xuất hiện tại bộ dáng này trái lại để cho bọn họ cảm thấy là bình thường, nếu như Tô Chiết dễ dàng từ bên trong đi ra, mới sẽ cho người cảm thấy hắn không phải người. Tô Tiên Sinh, khổ cực ngươi rồi, cảm ơn ngươi cứu lại tiểu kim. Dư Hiên Hạo phục hồi tinh thần lại, lập tức đối Tô Chiết ngỏ ý cảm ơn không có chuyện gì, bất quá tiểu kim vẫn chưa hoàn toàn được, còn cần lại trị liệu điều dưỡng dưới. Tô Chiết vung vung tay nói ra. Chúng ta sẽ, không biết Tô Tiên Sinh lần này là tiểu kim trị liệu thu phí bao nhiêu, 500 ngàn không biết có đủ hay không. Dư Hiên Hạo thử nói ra, hắn vừa nãy liền hứa hẹn qua chỉ cần có thể cứu tiểu kim bao nhiêu tiền cũng có thể, 500 ngàn đối với hắn mà nói là chút lòng thành, coi như là Tô Chiết muốn một triệu, hắn đều nguyện ý cho, bởi vì chỉ cần để Dư Tố Y không thương tâm lời nói, hắn xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Chị liệu cần bao nhiêu tiền, chúng ta tô sủng chi ra đều đã có công khai thực giá, sẽ không tọa địa giá khởi điểm. Cần phải giao bao nhiêu tiền chữa bệnh, người hỏi lưu thầy thuốc là được rồi, ta nghĩ đi nghỉ ngơi một chút. Nói xong, tôi chiết liền mang theo bảo bảo đi rồi. Lưu lại một mặt cười khổ lưu hiểu bác, khiến hắn thu lấy tiền chữa bệnh, hắn làm sao biết hẳn là thu bao nhiêu, cũng không phải hắn chữa khỏi tiểu kim. Thời gian sau này bên trong, Tô Chiết trải qua mấy lần tu luyện luyện thể thuật, thể chất lên tới 15 điểm, thần lực cũng bởi vậy có 150 điểm. Bình thường khỏe mạnh thành niên nam tính thể chất là 10 điểm, hắn ra quyền lúc cơ bắp sức mạnh bình thường tại 50kg trở xuống, quyền kích lớn nhất lực trùng kích là ở 100kg đến 150kg trong lúc đó. Mà Tô Chiết hiện tại thể chất 15 điểm, chính hắn đơn giản chắc qua, hắn toàn lực đánh ra một quyền lực trùng kích có thể đạt đến 200kg. Đến khắp cơ thể lực lượng là bao nhiêu, Tôi chết đúng là không có khảo nghiệm qua. Hơn nữa hắn luyện thể thuật là toàn diện tăng lên thể chất, bất kể là tốc độ của hắn vẫn là thân thể chịu đánh lực đều đi theo tăng lên trên diện rộng. Mỗi ngày tôi chết đều sẽ đi tô sủng chi ra, trước sau như một lén lút dùng thần lực trị liệu động vật kiếm lấy tích phân. Tô sủng chi ra có hắn tham dự vào, bên trong động vật ngược lại là tốt đặc biệt nhanh, danh tiếng so với trước kia lý hâm sủng vật bệnh viện cao không ít mỗi ngày đến tô sủng chi ra khách hàng so với lý hâm sủng vật bệnh viện đỉnh phong lúc người còn nhiều hơn. Mà tô chiết chữa tốt chó lông vàng sự tình, cũng đang tô sủng chi ra truyền ra, hết thảy công nhân viên đều biết rồi, nhìn thấy hắn đều là gương mặt sùng bái. Đặc biệt là lưu hiểu bác, mỗi lần nhìn thấy hắn đều là hai mắt tỏa sáng, để tô chiết mỗi ngày đến tô sủng chi ra đều thập phần không dễ chịu. Loại ở nhà hậu viện nhân sâm, tô chiết vẫn là mỗi ngày dùng 60 điểm thần lực và nước điều phối cùng nhau, làm người tham gia tới nước. Bởi vì thể chất tăng lên, thần lực cũng lập tức tăng cường, mỗi ngày hắn ngoại trừ dùng thần lực tưới nước bên ngoài, còn có thể đi tô sủng chi ra dùng thần lực trị liệu sủng vật, kiếm lấy tích phân, mỗi ngày hắn bình quân đều có thể kiếm được 60 tích phân khoảng chừng. Nếu như không phải tô chiết hết sức khống chế, mỗi ngày tích phân còn có thể có gia tăng. Trong nháy mắt, An Hân đã tới tô chiết nhà làm thời gian một tháng, cũng đã đến tô chiết phát tiền lương thời điểm. Hôm nay, hắn sau khi ăn xong cơm tối chỉ có một người chờ ở trong phòng. Một hồi, An Hân đi tới, gõ cửa phòng một cái. Phải đi về sao, ta đưa người đi ngồi xe đi bị cắt đứt con đường riêng tô chiết, ngẩng đầu lên vừa nhìn là An Hân, liền nói. Trong khoảng thời gian này, tại mỗi ngày buổi tối An Hân phải đi thời điểm, tô chiết đều sẽ đưa nàng đi ngồi xe. Không phải, ta là muốn hỏi thăm, người phát tiền lương phải hay không phát sai rồi. An Hân lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói nha, không sai a à hát, người mỗi ngày làm cơm nước giá trị số tiền này, ta còn chiếm tiện nghi rồi. Nhưng là, chúng ta không phải đã nói rồi sao, ta với người mượn tiền, mỗi tháng đều tại tiền lương của ta giảm đi. Cái này à, ta là cố ý, vạn nhất tiền của ngươi còn xong liền đi, ta không phải rất chịu thiệt, cho nên ta cứ như vậy cho ngươi có thể lưu lại. Tô Chiết vị ý nói ra, sau đó lại rời đi đề tài, hiện tại chậm, ta sớm một chút tiến người trở về đi thôi an hân còn muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là không có nói ra chỉ là ân một tiếng nàng biết tô chiết đem nàng tiền lương tăng cao cùng tạm thời không cần nàng trả tiền lại khẳng định không phải là vì giữ nàng lại đến mà là biết nàng hiện tại rất cần tiền mới làm như vậy tô chiết trực tiếp cho nàng tiền an hân nhất định là sẽ không tiếp nhận cho nên mới thông qua phương thức như thế đến giúp nàng tô chiết mang theo bảo bảo đưa an hân ra ngoài ngồi xe tại xe công cộng sau khi đến tô chiết đối với an hân nói ra dù sao ta cùng bảo bảo chờ ở nhà cũng không tán gẫu liền thuận tiện tiễn người trở về đi thôi. Tốt, tốt, chúng ta đưa An Hân tỷ tỷ về nhà. Bảo bảo tán thành nói ra. Dĩ vãng phần lớn đều cự tuyệt An Hân lúc này cũng đồng ý. Buổi tối xe công cộng hành khách đều là tương đối ít, đầu tệ, ba người bọn họ liền dễ dàng tìm tới chỗ ngồi ngồi. An Hân ngồi cạnh cửa sổ vị trí, tô chiết làm tại nàng bên ngoài, mà bảo bảo ngồi ở tô chiết trên đùi. Xe công cộng chậm rãi khởi động, chạy được gần như thời gian một tiếng, xe mới đến đứng. Một tháng này bên trong, Tô Chiết cũng đưa qua An Hân về nhà hai lần, cho nên ngược lại là biết An Hân nhà ở nơi đó. Đến đứng sau, còn cần bộ hành hơn 10 phút mới đến An Hân nhà. Dọc theo đường đi, ba người đều yên lặng không nói gì. Mãi cho đến một tòa trong tiểu lâu, bọn hắn mới đình chỉ lại. Đây là một căn phi thường cổ xưa lão lâu, ít nhất xây xong có hơn 20 năm lịch sử, hàng rào sắt cũng đã dì xét, tựa hồ nhẹ nhàng đụng vào liền muốn bóc ra. Mà nguyên bản màu trắng tường từ lâu ố vàng biến thành màu đen. Này cổ xưa lão lâu tổng cộng có 6 tầng, An Hân sẽ ngủ ở trong đó một tầng bên trong, mỗi khi đến lúc này, An Hân đều sẽ để Tô Chiết trở lại, lần này vẫn như cũ không ngoài ý muốn, ta đã đến, cảm ơn các ngươi, các ngươi đi về trước đi. Dù sao đến rồi, ta liền mang theo bảo bảo tùy tiện đi một chút lại trở về, ngươi không cần quản chúng ta, đi lên trước nghỉ ngơi. Tô Chiết cười nói, nói xong cũng chính mình xoay người đi rồi. Thấy Tô Chiết rời khỏi, An Hân cũng đi lên lầu bậc thang bên trong. Mà ở An Hân biến mất ở cầu thang bên trong sau, Tô Chiết cùng bảo bảo thân ảnh của lại tại cách đây lão lâu không xa chỗ rẽ bên trong xuất hiện. Ca ca, chúng ta ở nơi này làm cái gì? Không có chuyện gì, ca ca xem An Hân tỉ tỉ mỗi ngày mệt mỏi như vậy, cho nên muốn ở chỗ này nhìn nàng đi làm cái gì? Nói xong, hai người liền không nói gì thêm rồi, bảo bảo là cảm giác mình giống như là làm trinh thám như thế, cho nên mới không nói gì, nàng xem TV đều là diễn như vậy. Ước chừng nửa giờ sau, Tô Chiết nhìn thấy An Hân từ cửa thang lầu bên trong đi ra, giờ phút này nàng thay đổi một bộ quần áo, lấy Tô Chiết nhãn lực còn có thể nhìn thấy An Hân tóc còn ướt, hắn suy đoán An Hân là vừa vặn tắm xong. Tô Chiết trong lòng rất nghi hoặc, tại sao mỗi ngày An Hân trở lại cũng không phải muộn, nhưng là mỗi ngày đều giống như mệt chết đi, cho nên cái này cũng là tô chiết ở lại chỗ này nguyên nhân, hắn muốn biết An Hân mỗi ngày buổi tối đều đi làm cái gì, nếu như có cần, hắn cũng có thể đi chợ giúp nàng. Quả nhiên là không ra tô chiết suy đoán, An Hân quả nhiên là ở buổi tối đi ra. Tô chiết muốn cùng An Hân, nhưng là tại An Hân còn không hề rời đi, nàng liền bị người ngăn cản. Ngăn cản An Hân chính là một nam một nữ hai người, nam hơn 40 tiếp cận 50 tuổi khoảng chừng nữ 30 ra mặt, xem hành vi của bọn họ tốt như là một đôi vợ chồng thật giống An Hân còn biết bọn hắn. Hôm nay người nên phát tiền lương đi, cũng nên giao gia dụng đi nha. Nói chuyện là cái kia 30 mươi ra mặt nữ nhân, mà nam nhân kia đứng ở nàng mặt sau. Ta mấy ngày trước không phải cho các ngươi sao, tiền này ta sẽ không đưa cho ngươi. An Hân nói ra ngươi này nhà đầu chết tiệt kia, còn phản phải hay không, chúng ta nuôi không ngươi lớn như vậy, mau đưa tiền đưa cho ta. Người phụ nữ kia sắc mặt bắt đầu biến hóa, ngữ khí cũng ác liệt lên. Không được, ta đây tiền là phải cho muội muội chữa bệnh, ta sẽ không cho của ngươi. An Hân cũng rất kiên định nói ra, đây là muội muội nàng cứu mạng tiền, tiền này nàng là dù như thế nào cũng sẽ không lấy ra. Người này nhà đầu chết tiệt kia, vẫn đúng là phản, bất luận ngươi có cho hay không, hôm nay ngươi đều phải cho lão nương lấy ra. Người phụ nữ kia xem An Hân không lấy ra, nếu còn động thủ đi cướp. Cha, tiền này là cho muội muội chữa bệnh, An Hân hy vọng ba ba xảy ra âm thanh giúp nàng, Tuy rằng ba ba nàng rất nghe tiểu mụ lời nói, thế nhưng hiện tại cái này tiền là dùng để cứu muội muội, An Hân tin tưởng ba ba nàng sẽ giúp của nàng. Nguyên lai like người đàn ông này là phụ thân của An Hân gọi An Điền, còn nữ kia chính là An Hân tiểu mụ gọi Tạ Xuân Hương An Điền, người này vô dụng nam nhân, còn không giúp lão nương đem tiền đi gấp qua. Tạ Xuân Hương xem An Hân gắt gao bảo vệ tiền, làm sao cũng đoạt không tới, nếu gọi An Điền hỗ trợ. "Tiểu Hân, ngươi liền đem tiền cho tiểu mụ đi." An Điền áy náy nhìn An Hân nhưng là nói ra lại làm cho an hân lòng của lạnh đến đáy vực. Cha, tiền này là dùng để cho muội muội chữa bệnh, người tại sao có thể nói như vậy? An hân cho là mình nghe lầm, nàng biết an điền một mực rất sợ sẽ tạ xuân hương, lấy tạ xuân hương mệnh lệnh là từ, thế nhưng là không nghĩ tới thời điểm này, an điền còn sẽ giúp tạ xuân hương nói chuyện. Nhà đầu chết tiệt kia, chỗ người thường tiền hàng muội muội cũng là không cứu sống được, lấy tiền đi qua chữa bệnh cũng là đang lãng phí tiền, mau đưa tiền cho lão nương. Tạ Xuân Hương ác độc nói. Mà An Điền tại Tạ Xuân Hương dục giã, nếu thật sự ra tay đi trợ giúp Tạ Xuân Hương tranh cướp nữ nhi của hắn cứu mạng tiền. An Hân không nói gì thêm, chỉ là gắt gao che chở tiền, ánh mắt tuyệt vọng nhìn An Điền, nàng không nghĩ tới ba ba của nàng sẽ làm như vậy. Có An Điền trợ giúp, Tạ Xuân Hương xem vẫn là đoạt không tới, liền dự định động thủ, nàng rảnh tay, một cái tát hung hăng hướng về An Hân vỗ qua. Thế nhưng Tạ Xuân Hương thủ còn chưa rơi xuống đã bị tóm chặt lấy, may là vào lúc này tôi chiết đúng lúc xuất hiện đồng thời còn bắt được tạ xuân hương thủ mới khiến cho an hân nguyên ở bị thương tôi chiết đem tạ xuân hương thủ bỏ rơi mà tôi chiết đột nhiên xuất hiện cũng làm cho tạ xuân hương cùng an Điền sợ hết hồn hai người không kiềm hãm được buông ra an hân cùng nhau lui về phía sau một bước ở đâu tới quản việc không đâu này là chuyện nhà của chúng ta người mau tránh ra không phải vậy đừng trách lão nương không khách khí chấn định lại tạ xuân hương xem Tô Chiết tuy rằng rất cao to, thế nhưng thân thể lại là gầy gò đơn bạc, mà của mình lão công an điền lại là rất cường tráng, trong lòng đã nắm chắc khí lại bắt đầu lại nhảy. Tô Chiết đem An Hân hộ ở phía sau, nhìn này người đàn bà tranh chua tạ Xuân Hương vươn tay ra còn muốn đi bắt An Hân, cũng không nhịn được nữa một cái tát vỗ tới. Tạ Xuân Hương bôi khắp xong chi tục phấn mặt nhất thời sưng phồng lên, có thể thấy được Tô Chiết một tát này dùng lực khí không nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn Tạ Xuân Hương còn bị đánh cho hồ đồ, phản ứng lại mới cảm giác trên mặt cực kỳ đau nhức, nhất. nhất thời khóc suốt mướt mắng cái này đáng chết con hoang còn động thủ, người trời giết này không nương dưỡng, an điền ngươi cái này vô dụng nam nhân, lão bà ngươi đều bị người đánh, ngươi còn đứng. Tô chết là thống hận nhất người khác mắng người nhà của hắn, này tạ Xuân Hương còn không biết phân biệt, hắn lại một cái tát mạnh mẽ vỗ tới. Mà tại đây lúc An Điền quả đấm cũng đánh tới, bởi vì Tô Chiết nhất thời không có phòng bị, mà An Hân lại sau lưng hắn, cũng không dám tránh ra, cho nên chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống. An Điền này làm việc tốn sức mưu sinh người, khí lực còn thật không nhỏ, cho dù lấy tô chiết bây giờ thể chất cũng không nhịn rên lên một tiếng, hiển nhiên chịu đựng một quyền này tô chiết cũng không dễ chịu. Sau đó tô chiết một quyền đánh về phía An Điền cái bụng, An Điền bị tô chiết một quyền này nhất thời đánh ngã xuống đất, nằm trên mặt đất rụt lại thân thể thật lâu không thể bỏ lên. Lấy tô chiết sức mạnh bây giờ, cho dù là không có suất toàn lực, cũng không phải người bình thường có thể dễ dàng thừa nhận. Đem An Điền đánh đổ ở phía sau, Tô Chiết ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tạ Xuân Hương. Bị Tô Chiết như thế vừa nhìn, hai bên mặt đều bị đánh sưng tạ Xuân Hương quát to một tiếng, hoảng hốt chạy bừa chạy đi, liền của mình lão công cũng không có đi để ý tới, liền hoang mang hoảng loạn chạy mất. Sau đó An Điền cũng lấy lại sức được, đứng lên, lại là liền cũng không dám nhìn Tô Chiết một mắt, sẽ tùy tạ Xuân Hương chạy. An Hân, người có sao không? Tô Chiết xoay người hỏi ngươi làm sao sẽ tới? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? An Hân ngơ ngác nhìn Tô Chiết nói ra. Ta cùng Bảo Bảo chỉ là vừa tốt đi qua nơi này, nhìn thấy có người khi dễ ngươi liền đi ra rồi. Bảo Bảo, ngươi nói có phải không? Tô Chiết lúc này cũng không biết làm sao giải thích, hắn nói xong, An Hân lại đột nhiên ôm lấy hắn, khóc lên. An Hân trên bả vai bên trong một mực khóc không ngừng, tựa hồ muốn đem gần nhất oan ức toàn bộ phát tiết ra ngoài rồi. Tô Chiết lúc này cũng không biết làm sao an ủi nàng, chỉ là đứng đấy không nổi, để An Hân có thể thỏa thích khóc lên. Tô Chiết, cảm ơn ngươi. Rất lâu, An Hân mới dừng lại, nàng lau khô nước mắt trịnh trọng nói. Cảm ơn làm vẹo gì, trợ giúp công nhân giải quyết khó khăn, không phải một cái ưu tú ông chủ phải làm sao. Tô Chiết không để ý nói. Nói chung cảm ơn ngươi, An Hân nói lần nữa, tại nàng bất lực nhất thời điểm, là Tô Chiết xuất hiện cứu nàng. Hay là tại Tô Chiết trong lòng này là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng là đủ khiến nàng cả đời ghi ở trong lòng. Đi thôi, chớ nói nữa cảm ơn, mang ta đi xem xem muội muội ngươi đi, hay là ta có thể trợ giúp đến nàng. An Hân gật gật đầu, mang Tô Chiết cùng bảo bảo đồng thời ngồi xe đi bệnh viện nhân dân, muội muội của nàng liền ở bệnh viện nhân dân nằm viện. Mà Tô Chiết cũng biết tại sao mỗi ngày An Hân đều nhìn lên mệt mỏi như vậy, nguyên nhân là bởi vì nàng mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới chiếu cố muội muội của nàng. Đến trời đã sáng mới sẽ ngồi xe đi Tô Chiết nhà, mà mỗi ngày buổi trưa cũng là đi cùng muội muội của nàng. Tại muội muội nàng vừa xuất thế không bao lâu, mẹ của các nàng liền xảy ra bất trắc đã qua đời. Vừa mới bắt đầu còn không có gì, bởi vì các nàng còn có ba ba, An Điền khi đó đối với các nàng rất tốt, tuy rằng trong nhà rất là bần cùng, thế nhưng các nàng qua được rất là hài lòng. Thẳng đến An Điền 5 năm trước cưới Tạ Xuân Hương, cuộc sống của các nàng mới có thể thay đổi. Tạ Xuân Hương đối với các nàng là tranh chua, động một chút thì là động thủ đánh các nàng, cả ngày không phải mắng chính là đánh. Mà An Điền tính cách trời xanh là nhu nhược, đối mặt là nhỏ chính mình hơn 10 tuổi lão bà là theo lệnh mà làm, nhìn thấy Tạ Xuân Hương vô tình hành hạ đợi các nàng cũng không dám hé răng. Hơn nữa Tạ Xuân Hương còn nói các nàng hai tỷ muội là thường tiền hàng, không cần lại đi đi học, không cho phép An Điền lại lấy tiền cho các nàng đọc sách. Liền vào lúc đó bắt đầu, An Hân liền bắt đầu kiêm chức đi kiếm tiền cung mình và muội muội đọc sách, bởi vì tạ Xuân Hương xưa nay là không đi ra ngoài làm việc, hơn nữa còn yêu thích đi đánh bài đánh bạc, thường thường đem An Điền nhọc nhằn khổ sở kiếm được tiền mồ hôi nước mắt thua cái sạch quang. Mà không có tiền thời điểm, tạ Xuân Hương còn muốn cho An Điền đi lấy An Hân tỉ muội học phí đến đánh cược. Không chịu được An Điền khẩn cầu, An Hân đều là đem khổ cực kiếm được học phí cầm ra đi. Mà chính mình lại cần cố gắng nữa một lần nữa phấn đấu, may là các nàng hai tỷ muội cá nhân thành tích đều rất tốt mỗi cái học kỳ học bổng cũng không ít năng lực như vậy một mực tiếp tục đọc mà ở hai tháng trước an hân muội muội đột nhiên bị bệnh nằm viện sau đó chẩn đoán được cấp tính bệnh bạch cầu kết quả này suýt chút nữa để an hân hôn mê lúc đó mẹ của nàng thì ra là vì vậy bệnh mà qua đời cho nên an hân mới nghỉ học được làm công kiếm tiền đến làm muội muội trị liệu nhưng là nàng không có nghĩ tới là tạ xuân hương sẽ như vậy phát điên muốn muội muội nàng cứu mạng tiền mà các nàng cha ruột sẽ đi giúp đỡ tạ Xuân Hương, cũng không để ý hắn nữ nhi ruột thịt sống chết. Bệnh viện nhân dân bên trong bệnh trên giường ngồi một nữ hài, cô bé kia có một đôi óng ánh con mắt, sán lặn như đầy sao, trong vắt trong suốt, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì. Đối với tô chiết đột nhiên cười cười, cái kia mắt to như nước trong veo cong giống như Nguyệt Nha Nhi, cái miệng nho nhỏ một bên có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt lúng đồng tiền, ngọt ngào, phảng phất cái kia linh vận cũng tràn ra ngoài. Một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, tự nhiên toát ra đơn thuần khả ái vẻ mặt, khiến người ta không thể không thán phục cho nàng thanh nhã thanh tú ánh sáng. Cô bé này chính là An Hân sống nương tựa lẫn nhau muội muội An Huyên, đáng tiếc như thế một cái cô gái xinh đẹp vốn là chính là không buồn không lo niên hoa, lại được rồi bệnh bạch cầu, cái kia vốn trắng nõn không chút tỉ vết da rẻ nhưng bây giờ hiện ra cực không khỏe mạnh trắng xanh vẻ, môi cũng không có chút hồng hào, nhìn Tô Chiết hơi đau lòng. Bất quá An Huyên lại là cực kỳ lạc quan, từ không có nói ra ốm đau của chính mình, không ngừng muốn An Hân nói nàng ở bên ngoài sinh hoạt cố sự. Cái kia nhìn Tô Chiết ánh mắt mơ hồ chứa đựng một loại nào đó không tầm thường ý vị, tựa hồ chính mình tốt muốn biết cái gì. Các loại An Hân cầm ấm nước rời khỏi phòng bệnh, đi phía ngoài phòng giải khát đựng nước thời điểm, An Huyên lặng lẽ hướng về Tô Chiết tới gần một điểm, nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, này tiểu muội muội là con gái của ngươi sao?" An Huyên thanh âm của rất nhỏ, không biết là sợ đánh thức tại Tô Chiết trong lòng ngực ngủ bảo bảo, vẫn là sợ bị An Hân nghe được nếu như không lắng nghe lời nói, Tô Chiết vẫn đúng là nghe không rõ. Bảo bảo là muội muội của ta, Tô Chiết bị hỏi đến cười khổ không được, nàng làm sao lại nghĩ đến bảo bảo là con gái của mình. Nha, vậy thì tốt, cái kia ca ca cùng tỷ tỷ ta cùng nhau đã bao lâu? An Huyên nghe được đáp án này tựa hồ dễ dàng rất nhiều, tiếp lấy lại bắt đầu biểu hiện ra bát quái vẻ mặt. Cùng nhau có tầm một tháng Tô Chiết theo bản năng nói ra, nói xong mới cảm giác không đúng, vội vàng giải thích, chúng ta không phải như người nghĩ, chúng ta chỉ là đáng tiếc an huyên đạt được đáp án, lại ngồi nghiêm chỉnh, không có tiếp tục nghe tô chiết giải thích. các ngươi đang nói chuyện gì? thật giống rất tốt nói chuyện. nguyên lai like là an hân trở về rồi, không trách an huyên nhanh như vậy liền thay đổi thái độ. tô chiết bảo bảo đều ngủ rồi, người mang bảo bảo đi về nghỉ trước, ta ngày mai lại trở về. an hân nói ra được, chúng ta đi trước, các ngươi phải chú ý an toàn, có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Tô Chiết gật gật đầu, sau đó nói với An Huyên, Tiểu Huyên, ca ca ngày mai trở lại thăm ngươi, gặp lại. Ca ca, gặp lại, An Huyên một bộ ta hiểu vẻ mặt, Tô Chiết lắc đầu một cái cười khổ nhưng không có lại giải thích, lúc này càng giải thích càng không nói được. Tô Chiết mang theo Bảo Bảo về nhà, Bảo Bảo vừa mới bắt đầu đi theo Tô Chiết cùng An Hân đến bệnh viện thời điểm, còn nói muốn cùng An Huyên làm bằng hữu, nhưng là còn chưa tới bệnh viện, Bảo Bảo liền ở Tô Chiết trong lồng ngực ngủ rồi, An Huyên ngược lại là nhìn thấy Bảo Bảo, sau khi về đến nhà, đem bảo bảo đặt lên giường sau, Tô Chiết liền trở về phòng của mình rồi. Nằm ở trên giường, hắn bắt đầu suy nghĩ chính mình kế tiếp phát triển, mình bây giờ tuy rằng thu được tích phân có tô sủng chi ra so sánh cố định khởi nguồn, thế nhưng này mỗi ngày từ tô sủng chi ra có thể thu hoạch tích phân vẫn là quá ít rồi, nhiều ngày như vậy, tính toán đâu ra đấy Tô Chiết tích phân mới đột phá 1.500 phân. Nhìn như rất nhiều, nhưng mà nếu như dùng để hối đoái sủng vật lời nói lại hối đoái không được bao nhiêu chỉ, Tỷ như một con chó lông vàng thành niên cần 100 tích phân, ấu khuyển cũng cần 20 phân. Tiếp tục như vậy, không biết năm nào tháng nào năng lực đạt thành trong lòng mình mục tiêu. Phải thêm nhanh phát triển, tự nhiên không thể thiếu tiền tài, tuy rằng tô sủng chi ra lợi nhuận không sai, thế nhưng đối tô chiết mục tiêu tới nói lại là như muối bỏ biển. Cho nên tô sủng chi ra mở ra bán ra sủng vật nghiệp vụ nhất định phải nhanh chóng khởi hành rồi, chuyện này đối với tô chiết mới thật sự là lãi cách xù. Hơn nữa chính mình cũng không thể mỗi ngày đi tô sủng chi ra dùng thần lực lén lút cho sủng vật trị liệu, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Chính mình thẳng thắn như loại người tham gia như thế, nắm nước cùng thần lực điều phối cùng nhau. Sau đó lại dùng để trị liệu động vật, liền nói là gần nhất mới rõ ràng đi ra ngoài nước thuốc, dù sao làm như vậy cũng có thể đạt được tích phân. Đồng thời cũng phải tìm cái thời gian đem mình trồng nhân sâm nắm một ít ra ngoài đo lường dưới xem dùng thần lực người trồng trọt gia nhập người bình thường công người trồng trọt tham gia có những gì không giống. Nếu như từ bên trong có thể được đến lớn lợi nhuận lời nói, chính mình cũng có thể trọng điểm đào tạo. Còn có chính mình cũng phải nghĩ biện pháp trợ giúp An Hân An Huyên hai tỷ muội hai người trải qua quá khổ. Nếu có thể lời nói, chính mình liền dùng thần lực trị liệu An Huyên, xem xem có hiệu quả hay không, để An Huyên thiếu bị chút trị liệu thống khổ cũng tốt. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chết liền không tự chủ ngủ rồi. Ngày thứ hai, các loại tô chiết lúc thức dậy, An Hân đã tới, còn làm điểm tâm. Tô chiết ăn bữa sáng, chỉ có một người đi tới trong hậu viện. Hậu viện này lúc bình thường, không có ai sẽ tới nơi này, mỗi ngày chỉ có tô chiết đến quản lý, làm người tham gia tới nước. Khoảng cách lần trước thời điểm, những nhân sâm này đã sớm đã bị tô chiết một lần nữa rời trồng đã qua, một lần nữa thu dọn qua, mỗi một gốc nhân sâm đều bị tô chiết tách ra, mỗi một cây đều để lại không ít không gian, Tôi chiết còn mặt khác chọn 10 cây lớn lên người tốt nhất tham gia đi ra, tách ra đơn độc đào tạo. Cái khác hơn 100 cây nhân sâm, tôi chiết mỗi ngày dùng 60 điểm thần lực và nước điều phối đến gieo trồng. Mà này tách ra 10 gốc nhân sâm còn mặt khác dùng 20 điểm thần lực đến đào tạo, sinh trưởng tốc độ so với những người khác tham gia nhưng là nhanh hơn mấy lần. Tôi chiết vì tiện đào hai nhánh nhân sâm đi ra, đem người tham gia dính đến bùn đất bỏ rơi, sau đó tìm một tờ giấy bao lên. Mang theo nhân sâm Tô Chiết cùng An Hân cùng bảo bảo chào hỏi tiệu ly khai rồi. Hắn ngồi trên xe, nhớ tới trước đó tại đấu cá câu lạc bộ biết lưu ca, dường như hắn chính là làm thuốc tài buôn bán, tại Yến Vân Thị còn mở ra một gian đại hình nhà thuốc đông y. Tô Chiết tìm ra danh thiếp, để tài xế ấn lại danh thiếp địa chỉ mở. Hắn chỉ là đi đo lường một cái nhân sâm, lại không là muốn đi làm cái gì giao dịch, đương nhiên sẽ không làm phiền đến lưu ca rồi. Tương lai nếu như mình có ý muốn bán ra nhân sâm các loại dược liệu lời nói, đúng là có thể cùng Lưu Ca hợp tác, bởi vì chỉ nhìn một cách đơn thuần tại đấu cá câu lạc bộ thời điểm, mọi người đối với hắn nịnh hót liền biết hắn ở bên ngoài địa vị không thấp. Hơn nữa mấy ngày trước Lưu Ca còn gọi điện thoại đến, nói cho hắn đấu cá câu lạc bộ lại cử hành cá vương tranh bá thi đấu, hỏi hắn có hứng thú hay không đồng thời tham gia. Nếu như đến lúc đó, có thời gian, tôi Chiết tự nhiên sẽ muốn đi nhìn một chút, có cơ hội hắn nhất định sẽ tham gia. Lần trước cá vương tranh bá thi đấu ngon ngọt, hắn nhưng là nhớ mãi không quên xe rất nhanh liền đến tô chiết nơi cần đến, lưu ca tiệm bán thuốc quy mô ngược lại là rất lớn. Nghe tài xế giới thiệu này lưu thị tiệm thuốc nhưng là trăm năm cửa hiệu lâu đời rồi, tại toàn quốc đều có không ít chi nhánh. Mạ Yến Vân Thị lưu thị tiệm thuốc là lưu thị làm giàu chi địa, là đại bản doanh. Tô Chiết cầm dùng giấy ôm hai con nhân sâm đi vào này trăm năm cửa hiệu lâu đời. Lưu thị tiệm thuốc Tô Chiết đem mang tới nhân sâm giao cho trong cửa hàng lão trung y, khiến hắn quan sát. Lưu thị tiệm thuốc lão trung y Lý Văn Bác đem bọc lại nhân sâm giấy vạch trần, quan sát này bên trong chứa nhân sâm, sau đó hướng về Tô Chiết hỏi, người muốn bán người này tham gia sao? Không phải, ta là nghĩ đến đo lường người này tham gia năm. Tô Chiết lắc đầu một cái nói ra, hắn hiện tại cũng không hề bán ra ý tứ. Vốn là lưu thị tiệm thuốc bình thường là sẽ không giúp người cho giám định dược liệu, trừ phi ngươi là lấy ra bán ra cho tiệm thuốc. Bất quá Lý Văn Bác chính mình đối với người này tham gia cũng rất có hứng thú, cho nên đáp ứng giúp Tô Chiết giám định một cái. Lý Văn Bác lật tới lật lui nhìn trong tay nhân sâm, hơn nữa đi ngang qua Tô Chiết sau khi đồng ý, cắt xuống một ít căn nhân sâm dễ cây đến đánh giá. Rất lâu, Lý Văn Bác mới mở miệng, nhân sâm của ngươi rất giống nhân sâm núi, cái này hai chi nhân sâm năm hình cùng lục thể đều rất phù hợp nhân sâm núi. Người người này tham gia niên đại nhiều nhất 10 năm, thế nhưng này trọng lượng cùng hình dạng lại không giống như là 10 năm phần nhân sâm núi vị này theo nghề thuốc có mấy chục năm lão thuốc đồng y trong lòng rất kỳ quái, bình thường nhân sâm núi không có 30 năm thời gian là sống chưa trưởng thành, cho nên bình thường ở trên thị trường xuất hiện chính tông nhân sâm núi niên đại là sẽ không có thấp hơn 30 năm, thế nhưng tô chiết nhân sâm lại là cực kỳ phù hợp nhân sâm núi tượng trưng. Tô chiết bị Lý Văn Bác nói hy lý hồ đồ, Lý Văn Bác nói năm hình cùng lục thể, hắn hoàn toàn không biết. Bất quá hắn từ Lý Văn Bác trong lời nói biết rồi nhân sâm của hắn có thể nói là 10 năm phần nhân sâm núi, hơn nữa trọng lượng còn nặng hơn nhiều lắm. Vậy người này tham gia bán giá tiền là bao nhiêu? Tô Chiết hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu như người bán cho chúng ta lưu thị tiệm thuốc lời nói, người này tiên nhân sâm, ta có thể làm chủ, lấy một khắc 400 nguyên giá cả thu mua, nếu như là làm tham gia lời nói, có thể cho người một khắc 1.200 giá cả. Lý Văn Bác nói ra, hắn ngược lại là cực kỳ hy vọng Tô Chiết đem người tham gia bán cho lưu thị tiệm thuốc. Dựa vào bản thân theo nghề thuốc nhiều năm, hơn nữa phân biệt dược liệu kinh nghiệm nhiều năm, Lý Văn Bác đã có thể thập phần xác định tô chiết nhân sâm là nhân sâm núi, đồng thời tô chiết nhân sâm phẩm tương hoàn hảo. Thời đại này, nhân sâm núi càng ngày càng ít ỏi, giá cả cũng càng ngày càng cao. Dù sao tô chiết cũng không muốn sẽ đem cái này hai chi nhân sâm lại loại trở lại, liền làm bán cho lưu thị tiệm thuốc rồi. Lý Văn Bác đem hai nhánh nhân sâm lên bùn đất toàn bộ làm khô cạn sạch, mới vì chúng nó cân trọng lượng, cuối cùng hai nhánh nhân sâm trọng lượng dòng là 48 năm khác, tổng giá trị là 1940 không nguyên. Lý Văn Bác cuối cùng mở giá cả để tô chiết cực kỳ chấn động, hắn không nghĩ tới nhân sâm giá cả cao như vậy, hắn vẻn vẹn mới dùng thời gian một tháng liền trồng ra 10 năm phần nhân sâm, hơn nữa mỗi gốc nhân sâm hắn bình quân chỉ là bỏ ra hơn 10 điểm thần lực. Lý Lão, 50 niên đại nhân sâm núi giá tiền là bao nhiêu? Cũng là cái giá này, tô chiết hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có 10 cây chuyên môn đào tạo nhân sâm, theo như chiếu lời nói như vậy, cái kia 10 gốc nhân sâm niên đại cần phải cũng có 30 niên đại rồi. Không, 50 niên đại nhân sâm núi giá cả nhưng là trở mình vài lần rồi, nếu như phẩm tương có thể như cái này hai chi nhân sâm vậy lời nói, làm tham gia lời nói, ta có thể cho ngươi một khắc một nghìn không giá cả. Lẽ nào ngươi còn có những người khác tham gia sao? Không có, ta chỉ là tò mò hỏi một chút, còn có lão gia ngài nói năm hình cùng lục thể là cái gì, cảm thấy ra sao? Tô Chiết nói ra, hắn đối cái này giám định nhân sâm cảm thấy rất hứng thú, dù sao hắn xuất hiện tại chính mình loại không ít nhân sâm, học xong có thể chính mình trước tiên phán đoán nhân sâm 5 năm hình là chỉ cần lô, da, văn, thể, lục thể theo thứ tự là nhạy bén, đần, lão, non, hoành, như ý. Lý Văn Bác nói ra, còn lấy ra điếm người bên trong tham gia cho tô chiết đối phó so với, như trên tay ta một cái chi nhân sâm, sắc trắng mà non giòn người, cũng không phải là tinh khiết nhân sâm núi, mà là nhân công gieo trồng còn có tinh khiết sơn sâm là da già, màu vàng sấm, tính chất chặt chẽ có sáng bóng, mà nhân công nhân sâm da non mà trắng người. Nhân sâm núi văn, tại cọng lông đầu trên vai nơi cuối, có tỉ mỉ mà sâu đinh ốc hình dáng nếp nhăn. Nếp nhăn thô giáp, nông cạn mà không nối liền người thì không phải vậy tinh khiết sơn sâm. Lý Văn Bác cực kỳ nhiệt tình là tôi chiết giải thích nghi hoặc vì hắn từng cái giảng giải nhân sâm núi cùng nhân công nhân sâm khác biệt. Cảm tạ Lý Lão, bất quá người này tham gia học vấn quá sâu, ta còn cần đi tiêu hóa, ta còn có việc phải đi trước. Tô Chiết không nghĩ tới nguyên lai nhân sâm là phức tạp như vậy, hắn trước đây chỉ là biết nhân sâm là dược liệu, giá cả không tiện nghi. Vậy thì tốt, Tô Huynh Đệ, nếu như còn có người tham gia lời nói, hy vọng người có thể trước tiên nghĩ lưu thị tiệm thuốc. Bảo đảm có thể cho người cái thỏa mãn giá cả Lý Văn Bác hàm chứa ý cười nói ra. Tô Chiết đáp ứng một tiếng tựu ly khai rồi lưu thị tiệm thuốc. Trên đường về nhà, hắn còn đi rồi một chuyến ngân hàng, xoay chuyển 200 ngàn đến An Hân trong tài khoản, còn tiện tay mua một chút so sánh tinh xảo nhàn rỗi lọ thủy tinh. Trong nhà, An Hân đang tải quét dọn vệ sinh, bảo bảo đang xem anime mảnh. Tô Chiết lên tiếng chào hỏi, liền đem lọ thủy tinh toàn bộ bắt được trong phòng rửa tay, dùng nước khử trùng là lọ thủy tinh khử độc một lần, sau đó dùng nước trôi rửa sạch, cuối cùng còn dùng nước nóng rót lọ thủy tinh một lần. Hắn tìm ra trước đó phụ cận đưa nước công ty cho danh thiếp, gọi điện thoại hướng về bọn hắn đặt hàng mấy bình nước cất. Sau khi cúp điện thoại, hắn phát hiện An Hân đứng ở hắn phía trước. Này 200 ngàn có phải hay không là người chuyển? An Hân lấy điện thoại di động ra, đem tin tức phía trên đưa cho Tô Chiết xem. Vừa nãy nàng đột nhiên nhận được cái tin này, còn sợ hết hồn, kết quả nhìn thấy chuyển khoản cho tài khoản của nàng là Tô Chiết, cho nên lại tới. Tô Chiết liếc mắt nhìn, gật gật đầu không nói gì. Tại sao phải cho ta nhiều tiền như vậy, ta không cần của ngươi đồng tình, ta có thể chính mình đi kiếm. An Hân con mắt đỏ lên, sinh hoạt trải qua để tính cách của nàng trở nên cực kỳ quật cường, khổ nữa khó hơn nữa cũng không nguyện tiếp thu người khác trợ giúp, mỗi một phần tiền nàng đều muốn dựa vào chính mình hai tay thu được. Người bây giờ cần phần này tiền, người biết muội muội người bệnh không thể làm lỡ, An Hân, mỗi người đều có thời điểm khó khăn, mọi việc không thể đều tự mình chống được đến. Tô Chiết Ôn Nhu nói, An Hân tính cách sẽ để cho yêu thích, cũng sẽ để cho đau lòng. Hơn nữa, tiền này cũng chỉ là ta tạm thời cho người mượn, cần phải trả nha. Tô Chiết tiếp tục nói, không cho An Hân cơ hội cự tuyệt. An Hân biết Tô Chiết là cố ý nói như vậy, vì chính là làm cho nàng có thể nhận lấy tiền này, nhưng là ta có thể cả đời đều trả không được. Cái kia tốt nhất, như vậy ta là có thể đem ngươi cả đời buộc ở bên cạnh ta, cho ngươi cả đời đều thay ta nấu cơm giặt rũ. Tô Chiết xem An Hân đã sẽ không cự tuyệt, liền vội vàng nói. An Hân nghe nói như thế, mặt lại đỏ lên, chật vật chạy đi, ta đi trước nấu cơm, rất nhanh sẽ tốt. Các loại an hân chạy đi sau, hắn mới phản ứng được, hắn lời nói mới rồi thế nào giống như là ở biểu lộ cầu hôn như thế, hắn cười khổ nhìn an hân thân ảnh của, bất quá này kết quả cuối cùng ngược lại không tệ, tối thiểu an hân tiếp nhận rồi tiền của hắn. Rất nhanh, đưa nước công ty liền đưa tới hắn cần nước cất. Nước cất tự nhiên không phải tô chiết mua được uống, này trải qua quá nhiều lần cất nước, đã không có thân thể cần có nguyên tố vi lượng năm khởi nguồn, cho nên thường thường uống nước cất đối thân thể đến nói không có lợi. Này nước cất là Tô Chiết mua được chuẩn bị dùng để điều phối thần lực, hắn định dùng thần lực này cùng nước cất điều phối, sau đó lại cầm tô sủng chi ra cho sủng vật chữa bệnh, như vậy là có thể không cần trực tiếp dùng thần lực đến thay động vật chữa bệnh. Hắn cầm một cái mới mua lọ thủy tinh, đem nước cất rót vào này lọ thủy tinh bên trong. Chứa đầy nước sau, Tô Chiết nắm chặt thân bình, đem trong cơ thể thần lực dẫn dắt vào trong nước. Này lọ thủy tinh là 120ml, tôi chiết dự định trước dùng một so với một tỷ lệ thử một chút. Rất nhanh 120 điểm thần lực liền toàn bộ hòa tan vào trong nước, mà một lần dùng 120 điểm thần lực tô chiết, suýt chút nữa ngất đi, trong tay lọ thủy tinh hắn đều có điểm cầm không vững. Hắn sắc mặt tái nhợt, môi đã hoàn toàn mất đi màu máu, đổ mồ hôi không ngừng chảy xuống. Hắn đem chiếc lọ để tốt, vội vàng cầm lấy đặt ở trên khay trà bánh bích quy, liều mạng hướng về trong miệng nhét, ăn như hổ đói ăn một chút, mở ra sữa bò, hướng về trong miệng rót vào một ít, này khó chịu cảm giác suy yếu mới giảm thiếu một chút. Tuy rằng khôi phục một ít, bất quá vẫn là choáng váng hoa mắt cả người vô lực, Tô Chiết liền nằm trên ghế salon chợp mắt một hồi. Làm Tô Chiết bị An Hân gọi dậy đến lúc ăn cơm, đã dễ chịu một chút. Tô Chiết liên tiếp ăn năm chén lớn cơm tẻ sau mới dừng lại, hắn thả xuống bát đúa, sờ sờ cái bụng, thỏa mãn nói ra, ừm, um, ăn no rồi. Ăn nhiều như vậy, Tô Chiết thần lực cơ bản cũng đã khôi phục lại. Thần lực của hắn chính là có thể thông qua đồ ăn cùng giấc ngủ khôi phục như cũ. Hắn đã rất lâu không có giống hôm nay một lần dùng một hai mươi điểm thần lực rồi, hắn mỗi lần sử dụng cũng sẽ không vượt qua năm mươi điểm, đối với hắn như vậy ảnh hưởng thì sẽ không rất lớn, lần này chủ quan khiến hắn chịu nhiều đau khổ. Đối với tô chiết lượng cơm ăn, An Hân cùng Bảo Bảo đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi, cũng không có giật mình. An Hân, về sau cũng đừng có lại về ngươi nhà ở rồi, về sau ở nơi này ở. Tô Chiết đột nhiên nói ra đang tại thu thập bát đũa An Hân sửng sốt một chút, liền gật đầu đồng ý, thật giống tiếp nhận rồi Tô Chiết tiền sau, An Hân đã nghĩ thông suốt, không ở từ chối Tô Chiết trợ giúp. Tối ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, nàng đích xác không thích hợp lại về nhà ở rồi. Hơn nữa từ An Huyên nằm viện sau, An Hân cũng không có ở nhà qua đêm. Mỗi ngày buổi tối nàng đều là ở bệnh viện cùng An Huyên. Buổi tối đó ta cùng ngươi trở lại nắm quần áo. Không cần, chính ta đi về nhà nắm là được rồi. An Hân nghe xong lắc đầu một cái. Ta không yên lòng, nói chung ta buổi tối cùng ngươi trở lại nắm quần áo. Tô Chiết không đợi An Hân từ chối liền xoay người đi rồi. Tô Chiết bá đạo, không cho An Hân từ chối, lại làm cho An Hân trong lòng cực kỳ ấm áp. An Hân tỉ tỉ, bảo bảo không thả tâm, người phụ nữ kia rất hung, bảo bảo cũng muốn đi, bảo bảo cùng ca ca sẽ bảo vệ tốt An Hân tỉ tỉ. Bảo bảo đột nhiên xen vào nói nói, vì để cho an hân tín phục chính mình có năng lực bảo hộ nàng còn đem tay nhỏ của chính mình nắm thành quyền dùng sức vẫy vẫy bảo bảo tựa hồ nghĩ đến chính mình đại phát thần uy đem người xấu toàn bộ đánh ngã xuống đất con mắt đều cười cong thành trăng lưỡi liềm tô chiết cầm lấy sắp xếp gọn lọ thủy tinh ở bề ngoài xem này trong suốt lọ thủy tinh không có gì khác biệt bên trong nước cũng chỉ là trong suốt trong suốt cũng không có cái gì mùi vị cũng không hề cùng phổ thông nước rất khác nhau ở chỗ nào như thế vô sắc vô vị Hắn cầm cái phổ thông quà tặng túi đem này đóng chai thủy tinh lên, Tô Chiết biết An Hân mỗi ngày buổi trưa đều muốn qua đi chiếu cố An Huyên, cho nên liền đem bảo bảo cũng cùng một chỗ mang đến Tô Sủng Chi ra rồi. Đã đến Tô Sủng Chi ra, Tô Chiết đem Lý Hoa gọi vào phòng làm việc của hắn bên trong đến. Các loại Lý Hoa ngồi song sau, hắn đem bình thủy tinh lấy ra, đặt ở Lý Hoa phía trước trên bàn. Đây là ta từ bằng hữu lấy được nước thuốc. Loại dược thủy này tác dụng là cái gì? lý hoa trải qua nhiều ngày như vậy hiểu rõ hắn biết tô chít sẽ không vô duyên vô cớ đem hắn kêu lên đến thuốc này nước tác dụng khẳng định rất lớn hơn nữa khẳng định là đối với tô sủng chi ra có trợ giúp thuốc này nước đối động vật bệnh rất có ích lợi bất kể là ngoại thương vẫn là nội thương vẫn là cái khác ốm đau đều có trợ giúp rất lớn tô chít đơn giản giới thiệu thuốc này nước tác dụng bất quá hắn biết lý hoa không có tận mắt nhìn thấy nước thuốc hiệu quả chắc chắn sẽ không lý giải thuốc này nước thần kỳ cho nên hắn thẳng thắn cầm nước thuốc, đi bên ngoài tìm một con động vật chứng minh cho Lý Hoa xem. Hắn tại tô sủng chi ra bên trong tùy tiện tìm một con bị bệnh Husky, hắn hỏi Lý Hoa, con chó này bị bệnh gì? Cảm mạo, Lý Hoa trả lời. Tô chiết gật gật đầu, hắn dùng đại khái một em eo nước thuốc trà trộn ở trong nước, sau đó đút cho Husky uống. Rất nhanh, vốn là vô tình đả thải Husky lập tức hoạt bát lên, mới vừa rồi còn không có thèm ăn, nhưng bây giờ đối cầu lương ăn rất hoan thật lợi hại, bất quá thuốc này nước có hay không cái gì tác dụng phụ. Lý Hoa nhoáng cái đã hiểu rõ tô chiết mang tới nước thuốc giá trị, thuốc này nước tác dụng nếu nhanh như vậy, quả thực là thần dược. Không có tác dụng phụ, bất quá này điều phối nước thuốc nguyên liệu thành phẩm rất cao, cho nên mỗi lần dùng số lượng muốn khống chế xong, như phổ thông cảm vặt dùng tới 1ml là được rồi, cũng có thể hỗn hợp những thứ khác thuốc đồng thời sử dụng. Tô chiết nhắc nhở Lý Hoa thuốc này nước không tiện nghi, không thể dùng quá nhiều. Để chính hắn đi sắp xếp, muốn làm sao hợp lý lợi dụng đem nước thuốc giao lý hoa, tô chiết sẽ không đang quản rồi. hắn biết lý hoa là người thông minh, biết rõ làm sao đem nước thuốc lợi ích sử dụng tốt nhất. tô tiên sinh vẫn không có cảm tạ ngươi lần trước cứu tiểu kim. một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. tô chiết quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là lần trước mang theo tiểu kim đến chữa bệnh dư tố y. nàng một bộ màu trắng tinh màu lam nhạt lụa trắng váy dài, váy vải áo hơi phản quang, tràn đầy thiếu nữ ngây thơ, màu da trắng nõn duyên dáng mũi, đôi môi đỏ nhạt, tóc đen thui bị vãn cái công chúa búi tóc. Một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, cao quý vẻ mặt tự nhiên biểu lộ. Nha, sư tiểu thư được, tiểu kim hiện tại hoàn hảo đi. Tô chiết cười nói, tô tiên sinh, gọi ta tố y là được rồi, tiểu chính bây giờ rất tốt, rất khỏe mạnh, chính ở phía trên làm mỹ dung hộ lý. Từ khi tô chiết cứu lại tiểu kim, dư tố y liền ở tô sủng chi ra làm dài hạn hội viên, tiểu kim định kỳ kiểm tra, mỹ dung hộ lý, nàng đều toàn bộ đổi thành tô sủng chi ra đến, còn giới thiệu không ít bằng hữu lại đây. Vậy thì tốt, vậy ngươi cũng gọi là ta làm tô chiết là tốt rồi. Được, hai chúng ta đều đừng khách khí, kết giao bằng hữu, không biết ngươi buổi tối có rảnh rỗi hay không, ta nghĩ mời ngài ăn cơm, biểu đạt một chút lòng biết ơn. Dư tối y nói ra, hôm nay có chút việc, thực sự thật không tiện, ngươi cũng không cần quá khách khí, đây là ta phải làm. Buổi tối Tô Chiết đã nói rồi muốn cùng An Hân đồng thời trở lại, đương nhiên sẽ không quên hơn nữa hắn cũng không thích ứng cùng người xa lạ ở chung nha đó thật là đáng tiếc ngươi có thể hay không lưu lại phương thức liên lạc về sau có cơ hội ta sẽ liên lạc lại ngươi dư tố y tiếc núi nói trong lòng nàng đối tô chiết tràn đầy cảm kích hơn nữa tô chiết cái kia cao cao minh y thuật cũng cho nàng để lại không ít ấn tượng tô chiết cùng dư tố y trao đổi số điện thoại di động rồi cùng dư tố y cáo từ mang theo bảo bảo vội vã đi rồi thật giống hắn thật sự có chuyện gì gấp như thế mà sự thực là hắn cùng với dư tố y rất không dễ chịu, bởi vì khi còn bé trải qua hắn có nhẹ nhẹ chứng bệnh tự bế, mặc dù so với trước đây đến, tốt hơn rất nhiều. Cùng người ta nói chính sự thời điểm, còn không có cảm giác gì thế nhưng đang cùng người xa lạ giao lưu câu thông thời điểm vẫn là rất không quen. Audio điện tử võ tấn bền Nhiệt môn buổi tối Tô Chiết mang theo bảo bảo bồi tiếp An Hân ngồi xe về nhà. Cửa vào, Tô Chiết ôm bảo bảo đứng ở An Hân mặt sau, An Hân cầm chìa khóa lại chậm chạp không có không có mở cửa phòng. Tô Chiết rõ ràng An Hân tâm tình, đã từng thân nhất đích người thân đối xử với chính mình như thế, đổi lại những người khác cũng không biết muốn làm sao đi đối mặt. Tô Chiết không có mở miệng, chỉ là cùng bảo bảo yên lặng đứng ở An Hân mặt sau. Rất lâu, An Hân mới có dũng khí mở cửa lớn ra. Cho bôi vách tường tựa hồ lấy tay liền có thể vồ xuống mấy cái phấn đến, cho dù ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng tùy ý giải vào đi, cũng không thể xua tan phòng ở ẩm ướt mà âm u. May mắn, An Điền cùng Tạ Xuân Hương cũng không có ở nhà, thiếu một lần phiền phức, cũng miễn An Hân nhìn thấy bọn hắn khổ sở. Phòng này chỉ có hai gian phòng giữa, An Điền vợ chồng một gian, An Hân cùng An Huyên một gian. An Hân căn phòng ở trong phòng, tôi chiếc đi theo An Hân đi vào gian phòng của nàng, mà cảnh tượng trước mắt cũng rốt cuộc để An Hân không nhịn được rơi lệ. Gian phòng khắp nơi bừa bộn, tủ quần áo bị đẩy đến trên mặt đất mà quần áo toàn bộ bị vứt trên mặt đất, còn có một chút thư tịch cũng bị ném chung quanh đều là, liền ngay cả giường cũng bị trở mình đổ tới. Bị người nhà buôn cũng chỉ đến như thế rồi, rất rõ ràng những thứ này đều là tạ Xuân Hương làm, bởi vì coi như là trong nhà bị trộm, cũng không khả năng có trộm sẽ tốn công tốn sức lãng phí thời gian đem gian phòng biến thành như vậy, hơn nữa ngoại trừ an hân căn phòng, những địa phương khác vẫn là thật tốt. Như vậy cũng chỉ có khả năng tạ Xuân Hương sẽ làm ra chuyện như vậy đến rồi, hơn nữa An Điền cũng có tham dự ở bên trong, dù sao như giường gỗ cùng tủ quần áo các loại đại đồ vật tạ Xuân Hương cũng đẩy không ngã. Bất quá An Điền là tự nguyện, vẫn là tạ Xuân Hương xúi dục hắn, làm vì phụ thân làm ra chuyện như vậy đều là không thể tha thứ. Tô Chiết cũng không biết làm sao mở miệng An ủi An Hân, chỉ có thể đem bảo bảo buông ra, đưa cho nàng một tờ giấy. An Hân đã khóc sau một lúc, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, sau khi lau khô nước mắt cùng Tô Chiết đồng thời thu thập quần áo, Tô Chiết vị ý nhặt lên ở trong góc màu trắng tinh vải nhỏ, hắn nhìn thấy An Hân khá hơn nhiều, muốn mở miệng nói chuyện với An Hân, phân tán sự chú ý của nàng. Bất quá hắn còn chưa mở lời, An Hân liền vội vàng chạy tới, cướp đi Tô Chiết trong tay bắt được vật phẩm. Làm An Hân đem cái kia màu trắng tinh nhét vào trong túi, Tô Chiết mới nhìn đến cái kia màu trắng tinh là cái gì, nguyên lai like là An Hân thiếp thân nội y. Lúc này không chỉ là An Hân đỏ mặt, liền ngay cả Tô Chiết cũng lúng túng không thôi, vội vàng giải thích ta không phải cố ý, ta mới vừa rồi không có thấy là cái gì, thật sự, ta. An Hân cự tuyệt Tô Chiết tiếp tục nói, lại nói chỉ biết càng lúng túng, không cần giải thích, ta rõ ràng, ta biết. Nghe nói như thế, Tô Chiết trong lòng càng thêm buồn bực, là An Hân đã minh bạch hắn là thật sự không cẩn thận, vẫn là biết hắn là cố ý, này lập lờ nước đôi đáp án để Tô Chiết rất là phát điên. Bất quá trải qua việc này như vậy nháo trò, ngược lại là xua tán đi An Hân không ít mù mịt. Tô Chiết cũng không dám nữa giúp An Hân thu thập y phục, hắn không thể làm gì khác hơn là đi thu thập bị giải rác ở mà thư tịch. Hai người rất ăn ý, không nói gì thêm, đem An Hân cùng An Huyên quần áo toàn bộ trang tại trong một cái túi, sau đó đem thư tịch cũng lấy đi. Toàn bộ quá trình, An Điền cùng Tạ Xuân Hương hai người đều chưa từng trở về. An Hân để lại một ít tiền cho An Điền, còn viết một tờ giấy, Tô Chiết không có đi xem, không biết trên tờ giấy viết cái gì. Tô Chiết một tay cầm chứa quần áo bao, một tay nhấc ăn mặc sách túi an hân lôi kéo bảo bảo rời khỏi cái này cũng không tiếp tục thuộc về an hân tỉ muội nhà bọn hắn ngồi xe về nhà đem những thứ đồ này trước tiên trả về mới tiếp tục ngồi xe đi bệnh viện nhân dân đến xem an huyên trong phòng bệnh bảo bảo cùng an huyên chính chơi được hài lòng các loại an hân đi múc nước thời điểm an huyên lại lén lút tới gần tô chiết ở bên tai của hắn hơi thở như lan nhẹ nhàng nói ra anh rể nói xong An Huyên chính mình lại si mê mà cười lên. Bị An Huyên khí tức làm cho bên tai ngứa một chút tô chiết, nghe thế tên gọi đau cả đầu, nếu như hắn và An Hân thật sự có quan hệ, còn không có gì. Thế nhưng hắn và An Hân là trong sạch, bị người hiểu lầm cũng có chút cuống lên. Bất quá tô chiết nhìn hắn giải thích, An Huyên cũng sẽ không tin tưởng, cũng chỉ là cười khổ không có mở miệng. Lại làm cho An Huyên càng chắc chắn suy đoán của mình, rồi hướng tô chiết gọi một tiếng anh rể, Tôi Chiết đối cái này đơn thuần ngây thơ, có khi lại cổ linh tinh quái nữ hài thật sự là không có cách nào, hơn nữa đối An Huyên cũng cực kỳ bội phục cùng thương tiếc, tại hoàn cảnh như vậy sinh trưởng, lại đột nhiên gặp phải loại bệnh này, lúc nào cũng có thể mất mạng, nhưng là chưa từng có nhìn thấy nàng từng có trầm thấp thời điểm, mỗi lần thấy nàng đều là rất lạc quan tinh thần, còn có thể khổ bên trong mua vui, sống được so với những người khác còn vui sướng hơn. Không lâu, An Hân sẽ trở lại rồi. Tối hôm nay, Tô Chiết quyết định ở lại bệnh viện cùng các nàng tìm muội hơn nữa Bảo Bảo cũng nhao nhao lấy phải bồi An Huyên. Đêm đã khuya, Bảo Bảo cùng An Huyên đều ngủ rồi, cùng An Huyên ngủ cùng nhau, thân thể của các nàng đều so sánh kiêu ngạo nhỏ, ngủ ở một tấm giường bệnh cũng sẽ không quá mức chen chúc. Mà Tô Chiết cùng An Hân liền đi hướng về bệnh viện quầy bán đồ lặt phạt thuê hai tấm trồng chất ghế tựa, dự định cứ như vậy nhân nhượng ngủ. Lúc nửa đêm, ngủ không thói quen Tô Chiết tỉnh lại. Nghe khí tức, các nàng thật giống đều ngủ rồi không ngủ được Tô Chiết đánh tính ra hoạt động một chút người cứng ngắc, hắn nhẹ nhàng đứng lên, tận lực không phát ra tiếng vang thức tỉnh các nàng. Hắn trong lúc lơ đãng thật giống nghe được, một trận đè nén tiếng khóc. Cuối cùng ánh mắt của hắn định tại An Huyên trên người, nguyên lai là An Huyên lén lúc tại rơi lệ. Nguyên lai của nàng là quan kiên cường là biểu hiện ra, chỉ là vì không cho đóng tâm người của nàng đồng thời khổ sở. Một cô bé hơn 10 tuổi gặp phải chuyện như vậy đều biết sợ, vận mệnh bao thăng trầm, từ nhỏ đã không có mụ mụ đau, hiện tại ba ba cũng không cần nàng nữa, đổi thành người khác đã sớm hỏng mất, nhưng là An Huyên chưa từng có oán trời trách đất, trước mặt người khác một mực mỉm cười mặt người. Chỉ có tại trời tối người vắng thời điểm, chính mình một người mới dám len lén rơi lệ. Tô Chiết không có quá khứ an ủi An Huyên, chỉ là làm cho nàng một người len lén gào khóc, hay là thời điểm này đi qua, sẽ xé rách nàng yếu ớt ngụy trang, trái lại làm cho nàng càng thêm khó chịu. Các loại An Huyên khóc xong rồi, ngủ sau, hắn mới đi ra khỏi phòng trong lòng hắn rất không thoải mái, người này sống tại trên thế giới có quá nhiều không tận nhân ý, chúng ta đã từng dẫy ruộng, gào khóc, có lúc thậm chí là buông tha, một đời người phấn đấu, không phải là vì có thể làm cho sinh hoạt càng thêm như ý a hát. Mà chính mình có thay đổi vận mệnh năng lực, vẫn còn một mực rút tay rút chân, không dám đi làm, như vậy sống sót còn có ý tứ gì. Người khác chính mình không có cách nào đi thay đổi, nhưng là mình nhất định phải nắm giữ ở vận mệnh, không thể để cho nhân sinh lại có thêm tiếc nuối mình nhất định muốn trị tốt An Huyên, cho dù là bại lộ năng lực. An Huyên bị cực khổ đã nhiều lắm, không thể lại để cho nàng chịu đựng hóa trị thống khổ. Nghĩ thông suốt tô chiết, cả người đều tinh thần sảng khoái, người sống chính là muốn một đời đều đặc sắc khoái hoạt, không thể chỉ là vì sống sót mà sống sót. Thiên giờ khắc này hơi sáng, tại bệnh viện hành lang lại đợi một hồi, tô chiết dự định trở về phòng bệnh. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, tô chiết nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, từ một giữa trong phòng bệnh đi ra, hắn theo bản năng tránh né lên. Thân ảnh kia không có chú ý tới hắn, mà là đi tới góc nhận điện thoại. Uy, Văn Kiệt ư mẹ ta qua mấy ngày liền muốn làm giải phẫu rồi, chỉ cần mẹ ta làm xong giải phẫu, chúng ta liền kết hôn được không? Trốn ở góc Tô Chiết Lơ đã nghe được tin tức này thời điểm, nguyên bản cho là mình đã thả xuống lòng của, nếu lại không bị khống chế sôi trào, tâm nguyên tới vẫn là đau như vậy. Người chính mình yêu liền phải lập gia đình rồi, tôi chiết không biết làm sao đi biểu đạt chỉ biết mình trong lòng rất khó chịu cô bé kia sau đó nói lời nói tôi chiết một câu đều không có nghe lọt mãi cho đến nữ hài trở lại phòng bệnh rồi tôi chiết mới phục hồi tinh thần lại hắn cay đắng cười cười nàng cũng đã rời khỏi chính mình vậy còn có lý do đi khổ sở chính mình sớm liền là người qua đường của nàng rồi nửa năm rồi có lẽ đối với phương đã sớm quên mất chính mình thư mộ ngữ tiến vào phòng bệnh không lâu lại đi ra ngoài rồi các loại thư mộ ngữ ngồi trên thang máy sau khi rời đi, Tô Chiết muốn đi xem mụ mụ của nàng. Mới vừa mới nghe được mẹ của nàng thật giống muốn làm giải phẫu, cái kia phòng bệnh người phải là mụ mụ của nàng. Trước đây chính mình cùng với thư mộ ngữ thời điểm, thư mộ ngữ mụ mụ có thể là đối chính mình rất tốt. Thời gian nửa năm này, chính mình cũng không có lại đi xem qua thư mộ ngữ mụ mụ. Hiện tại thư mộ ngữ mụ mụ bị bệnh, về tình về lý Tô Chiết đều cho rằng muốn đi nhìn một chút. Tại cửa phòng bệnh, Tô Chiết gõ cửa. Ngồi ở trên giường bệnh là một người trung niên phụ nữ, thư mộ ngữ mụ mụ năm nay 40 có mấy, nhiều năm vất vả, cho khóe mắt nàng lưu lại không cạn đuôi cá dấu. Bất quá, nàng cái kia dày đặc bóng loáng tóc, vẫn là như vậy đen nhánh. Người nhìn lên tuy rằng rất mệt mỏi, thế nhưng hai mắt lại như cũ rất có thần thái, sương gió của tháng năm ở trên mặt khác xuống khe rãnh lại không che giấu nổi nàng đã từng mỹ lệ. Thư mụ mụ đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ bên trong chuyển tới cửa, nhìn thấy tô chiết đứng ở cửa vào, lập tức mặt mày tươi giói, rõ ràng nhìn thấy Tô Chiết rất là bất ngờ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Đến, Tiểu Chiết, mau tới thư di nơi này, để cho ta ngắm nghĩa cẩn thận ngươi. Thư mụ mụ vỗ vỗ trên giường, ý tứ để Tô Chiết qua tới nơi này ngồi, thật giống có nửa năm không có nhìn thấy ngươi, thư di rất lo lắng ngươi. Tô Chiết theo thư mụ mụ ý tứ, ngồi ở bên cạnh nàng. Tô Chiết ngồi xuống, thư mụ mụ liền kéo lên tay của hắn nói ra, đến, để thư di ngắm nghĩa cẩn thận, xem nhà của chúng ta tiểu chiết có hay không gầy đều là thư di lỗi là thư di không dùng mới khiến cho tiểu chiết cần phải đi bên ngoài dốc sức làm thư lời của mẹ một cái để tô chiết bị hồ đồ rồi hắn không hiểu thư lời của mẹ thư mụ mụ nói tiếp mẫu ngữ đều nói với ta các ngươi tính toán đợi bệnh của ta được rồi mới đi đăng ký kết hôn nếu không phải thư di không dùng liên lụy các ngươi tiểu chiết ngươi cũng không cần đi bên ngoài kiếm tiền tô chiết nghe đến đó Tựa hồ thư mụ mụ hiện tại còn không biết mình cùng thư mộ ngữ đã chia tay, thư mụ mụ còn cho là mình một mực chưa có tới nhìn nàng, là bởi vì chính mình cần phải đi bên ngoài kiếm tiền giúp nàng chữa bệnh. Thư mộ ngữ hiện tại cũng muốn kết hôn, hắn không biết thư mộ mụ ngữ mục đích làm như vậy là cái gì, bất quá tô chiết sẽ không đi vạch trần. Có thể là bởi vì thư mụ mụ bị bệnh, cho nên thư mộ ngữ mới không dám nói, phải chờ tới thư mụ mụ được rồi mới sẽ nói ra, dù sao thư mụ mụ một mực rất yêu thích tô chiết, đã sớm dự định tô chiết là con rể của nàng thư mộ ngữ khả năng sợ sét thư mụ mụ khổ sở hiện tại lại sinh bệnh mới không dám nói ra tô chiết bồi tiếp thư mụ mụ hàn huyên một hồi khi biết thư mụ ngữ phải đi mua bữa sáng chờ một chút còn sẽ trở về vừa vạn an hân điện thoại vào lúc này vang lên hắn liền theo nói mình công tác vừa vặn đi qua nơi này liền thuận tiện đến xem thư mụ mụ hiện tại phải đi còn muốn thư mụ mụ không nên cùng thư mụ ngữ hắn đến qua việc bởi vì miễn cho thư mụ ngữ mong nhớ hắn mượn cớ tuy rằng rất gượng ép, bất quá thư mụ mụ không có đi hoài nghi. Bảo đảm chính mình sẽ yêu quý thân thể, đồng thời có thời gian liền đến cùng thư mụ mụ sau, tôi chiết liền trở về phòng bệnh rồi. Mà hắn mới vừa đi, thư mụ ngữ sẽ trở lại rồi, thư mụ mụ cũng không có nói với thư mụ ngữ lên tôi chiết đến sự tình. Bất quá thư mụ ngữ có thể cảm giác được thư mụ mụ tâm tình bây giờ rất tốt, hỏi thư mụ mụ, nàng cũng không nói chuyện gì. Tôi chiết trở về an huyên phòng bệnh sau, nói với các nàng một tiếng đi mua ngay bữa ăn sáng. Chờ các nàng ăn điểm tâm xong, Tô Triết liền nói với An Hân, "An Hân, chờ một chút thu thập xuống, chúng ta liền về nhà." An Huyên nghe nói như thế, tâm tình có chút cô đơn, tưởng rằng Tô Triết bọn hắn phải đi về, có chút không nỡ bỏ. An Hân gật gật đầu, nói ra, "Ta đi trước hỏi thăm y sinh, An Huyên lúc nào có thể trị, sau đó trở về đi." "Không, ta không phải ý này, mà là chúng ta đều trở lại, An Huyên cũng trở về nhà." Chúng ta không trị liệu rồi." Tô Chiết lắc lắc đầu nói ra. An Hân nghe nói như thế còn cho là mình nghe lầm, chẳng lẽ là Tô Chiết hối hận đem tiền cho nàng rồi? Bất quá bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không để An Huyên từ bỏ trị liệu, nếu như Tô Chiết đau lòng tiền, liền đem tiền trả lại cho hắn, chính mình lại nghĩ cách, không thể nào, Tô Chiết, chờ một chút ta liền đem tiền trả lại cho ngươi, chính ta sẽ vì muội muội ta nghĩ biện pháp. Tô Chiết xem An Hân con mắt đều đã đỏ lên, mới biết mình không có đem lời nói rõ ràng ra nói rõ, để An Hân đã hiểu lầm ý của hắn, hắn vội vàng nói, ta không phải ý này, nói chung An Hân ngươi phải tin tưởng ta, ta có biện pháp chữa khỏi An Huyên. Tô chết tại trong bệnh viện, lo lắng bị người nghe được, cũng không dám nói quá nhiều thái bạch. Xem An Hân có chút ý động, hắn vội vàng lại nói tiếp, người trước đi là An Huyên công việc thủ tục xuất viện, về đến nhà ta lại giải thích với ngươi, nói chung ta sẽ không đi hại An Huyên. An Hân bình tĩnh lại mới nghĩ rõ ràng, Tô Chiết không phải là người như thế, hắn thật giống chưa từng có đã lừa gạt chính mình, một mực tận tâm tận lực trợ giúp mình và muội muội, không thể nào là bởi vì tiền, không đúng vậy không cần thiết hiện tại mới hối hận, có lẽ là Tô Chiết thật sự có biện pháp đến giúp An Huyên. Cho nên nàng sẽ đồng ý Tô Chiết lời nói, ra ngoài phòng bệnh dự định đi là An Huyên công việc thủ tục xuất viện. Không lâu, An Hân lại mang theo thân mặc áo choàng trắng y sinh, còn có hai vị hộ sĩ đi vào phòng bệnh, Tô Chiết biết y sinh là An Huyên y sĩ trưởng Lưu Ý bệnh nhân tại không có khỏi hẳn dưới tình huống phải ra khỏi viện, làm bệnh nhân y sĩ trưởng là có nghĩa vụ lại đây tìm hiểu tình huống. Này lưu ý mang một cặp mắt kiếng, da rẻ trắng trẻo, lại phối hợp một thân này bạch đại quái, lớn lên ngược lại là nhất biểu nhân tài. Bất quá làm người rất là kiêu ngạo, đối những bệnh nhân kia vẫn là gia thuộc đều là một bộ xa cách vẻ mặt, thế nhưng đối an huyên còn thật là tốt, thường thường lại đây lấy lòng. Ta xem an tiểu thư muốn đi công việc xuất viện, ta muốn biết là nguyên nhân gì sao. Lưu Ý vừa nhìn thấy Tô Chiết liền ngữ khí bất thiện nói, Tô Chiết cũng không có đi lưu ý lưu ý thái độ, hắn tưởng rằng lưu ý quan tâm bệnh nhân mới như vậy, cho nên cười nói, ta nghĩ mang An Huyên ra ngoài bên ngoài trị liệu. Vậy ngươi nói một chút ngươi dự định mang An Huyên đi chỗ đó giữa bệnh viện chữa bệnh. Bệnh viện chúng ta tuy rằng không dám nói là tốt nhất, thế nhưng tại toàn quốc vẫn là được xếp hạng. Ở nơi này An Huyên mới có thể có đến tốt nhất trị liệu, ta không đồng ý xuất viện. Lưu ý không cho nghi ngờ nói ra, rất là tự tin. Tô chiết nhíu nhíu mày, "Này Lưu Ý cũng quản được quá rộng đi, bất quá hắn còn là không hề nói gì, ta không có ý định mang An Huyên đi cái khác bệnh viện, ta dự định mang An Huyên ở nhà trị liệu." "Cái gì ở nhà trị liệu, có phải hay không là ngươi không có tiền xem bệnh a -Hát, như người vậy là ở làm lỡ An Huyên bệnh tình." Lưu Ý cất cao giọng nói ra, giống như là cố ý làm cho tất cả mọi người cũng nghe được, hắn đã sớm xem Tô Chiết rất là không sảng khoái. Lưu ý vẫn đối với An Hân có ý tứ, không phải vậy lấy cách làm người của hắn cũng sẽ không thường thường lại đây lấy lòng, nếu như cái khác bệnh nhân phải ra khỏi viện, hắn mới lười được lại đây quản sống chết của bọn họ. Lưu ý biết An Hân một mực đang vì An Huyên bệnh bôn ba mệt nhọc, mình bây giờ làm An Huyên y sĩ trưởng là cận thủy lâu thai, An Huyên xuất viện sẽ không có cái này ưu thế. Hắn cũng biết An Hân còn không có tìm được tiền là An Huyên trị liệu, lưu ý tin tưởng thời điểm này chỉ cần hắn lấy ra tiền là An Huyên trị liệu, lại tăng thêm sức cũng rất có hy vọng đuổi tới An Hân. Bất quá muốn vì An Huyên trị liệu, ít nhất cũng phải 200 ngàn, vẫn không tính đến tiếp sau tiền chữa bệnh. Vậy thì khiến hắn rất là làm khó. Một mặt lưu ý ham muốn An Hân sắc đẹp, muốn cùng với An Hân. Mặt khác lưu ý lại không bỏ được tiền, không nghĩ ra này 200 ngàn. Lưu ý vẫn không có cân nhắc được, Tô Chiết liền đột nhiên xuất hiện rồi, hơn nữa nhìn An Huyên cùng An Hân thái độ đối với Tô Chiết, lưu ý liền có nguy cơ rất lớn cảm giác mà hôm nay lưu ý vừa mới đi làm liền nhìn thấy an hân đi công việc thủ tục xuất viện hắn cho rằng nhất định là tô chiết không có tiền mới muốn xuất viện hắn cảm giác cơ hội của mình lại nữa rồi cho nên hắn liền ngăn trở an hân nhất định phải an hân dẫn hắn lại đây tìm hiểu tình huống tiểu hân không nên bị một ít người lừa an huyên bệnh không thể kéo dài được nữa nhất định phải lập tức tiếp thu trị liệu nếu như là vấn đề tiền người nói ra đến chúng ta đồng thời thương lượng một chút giải quyết thế nào. Lưu ý xoay người đối An Hân Nhân lúc còn nóng nói ra, hắn muốn An Hân không lại tin tưởng Tô Chiết, như vậy hắn liền có cơ hội, về phần hắn hiện tại sẽ không lấy ra tiền đến, hắn vẫn không có quyết định tốt. Nói chung trước tiền giữ An Hân lại đến, đem Tô Chiết đánh đuổi, những thứ khác lại nói. Tiểu Hân là người có tư cách gọi sao, chúng ta ra hay không viện, người có tư cách quản sao. Tô Chiết đem An Hân kéo ra phía sau, nói ra. Tô Chiết còn không biết mình nói giống như là ghen tị, hắn nói chung khi nghe đến lưu ý như thế gọi an hân, trong lòng rất là không sảng khoái. Lưu ý nghe nói như thế, vẻ mặt đã có dữ tợt, mất đi bình thường giả nhân giả nghĩa, tức giận nói, nói chung ta nói không chừng xuất viện sẽ không chuẩn xuất viện, ta là y sinh, hết thảy đều muốn nghe ta. An hân nghe được nghe được lưu ý nhíu mày lại, đối với hắn rất là không thích. An hân không thích lưu ý tính cách, quá tự cho là đúng. Hơn nữa nàng đều là cảm giác lưu ý này cho tới nay đối an huyên tốt là có mục đích khác, cho nên nàng mở miệng nói ra, lưu thầy thuốc, ta nghĩ mang An Huyên xuất viện về nhà trị liệu, này thật giống người quản không được đi. Một tháng qua, An Hân cùng Tô Chiết sớm chiều ở chung, trong lòng đã sớm tiềm thức coi Tô Chiết là làm dựa vào, hơn nữa hai ngày nay chuyện xảy ra, càng làm cho An Hân đối Tô Chiết sinh ra cảm giác an toàn, bất chi bất giác Tô Chiết đã thành An Hân ỉ lại. Cho nên tại Tô Chiết nói rồi có biện pháp chữa khỏi An Huyên, nàng liền tin tưởng Tô Chiết. Hơn nữa khi nghe đến Tô Chiết lời nói, nàng phát hiện mình trong lòng nếu không ghét, mà là rất ngọt ngào. Không phải, An Hân ngươi nghe ta giải thích, ta không phải ý này. Lưu ý kịp phản ứng, biết mình lời nói để An Hân lên phản cảm rồi. Không cần ngươi giải thích, An Hân, đi, chúng ta đi công việc thủ tục. Tô Chiết nói ra, hắn nắm An Hân thủ dự định chính mình đi công việc thủ tục xuất viện, cũng không tiếp tục nghe lưu ý nhiều lời. Nhìn thấy An Hân thủ bị Tô Chiết nắm, lưu ý đều muốn nổi điên, hắn tức đến nổ phổi nói ra, ta sẽ không để cho các người xuất viện, các người muốn xuất viện lời nói, các người một phân tiền đều không cầm về được. Hắn biết ngày hôm qua An Hân tại bệnh viện nộp trước không ít tiền, dự định là An Huyên trị liệu. Tô Chiết không có đi để ý đến hắn, trực tiếp mang theo An Hân đi tới bệnh viện công việc thủ tục xuất viện địa phương. Tô Chiết không nghĩ tới lưu ý còn thật sự có biện pháp không để cho bọn họ công việc xuất viện. Công nhân viên một mặt khó xử nhìn Tô Chiết bọn hắn, cũng không dám vì bọn họ công việc xuất viện các ngươi viện sinh trưởng ở nơi nào, ta muốn trách cứ, lẽ nào hắn còn muốn làm gì thì làm. Tô Chiết một mặt âm trầm nói ra không cần lãng phí thời gian, cha ta chính là viện trưởng, người tìm ai đều vô dụng. Lưu ý dương dương đắc ý nói ra, nếu không phải lưu ý ba ba là gian phòng này bệnh viện viện, viện trưởng, hắn cũng sẽ không nói ra cuồng lời nói, công nhân viên mới không dám không nghe lời của hắn. Bằng không đổi thành cái khác y sinh cũng không có quyền lợi lớn như vậy, huống chi là lưu ý cái này y thuật rất là bình thường y sinh. Tô chiết sắc mặt càng là khó coi, liền ở hắn muốn xông tới mạnh mẽ đánh lưu ý một bữa thời điểm. Ai cho ngươi cái quyền lợi này? Một cái thanh âm trầm ồn vào lúc này vang lên rồi. Cái nào không có mắt đi ra quản việc không đâu a hát. Lưu ý thuận miệng nói ra, khi hắn xoay người nhìn sang, lại suýt chút nữa bị dọa ngất đi. Dư thiếu, ta không phải ý này, chỉ là người này ở nơi này quấy rối, ta xuất hiện xử lý xuống. Lưu ý chỉ vào tô chiết nói ra. Tô tiên sinh thực sự là đã lâu không gặp, lần trước ta vẫn không có cảm tạ ngươi. Dư Hiên Hảo không có đi lý lưu ý, trực tiếp hướng về Tô Chiết đi đến, cực kỳ nhiệt tình nói ra. Không nghĩ tới bệnh viện này là bá đạo như vậy, xuất liên tục viện cũng không cho người xuất viện. Tô Chiết không có cho Dư Hiên Hảo sắc mặt tốt xem, trực tiếp nói, xem lưu ý như thế e ngại Dư Hiên Hảo, bệnh viện này 89 phần 10 là theo Dư Hiên Hảo có quan hệ. Dư Hiên Hảo nghe được Tô Chiết lời nói, hướng về bên cạnh công nhân viên tìm hiểu tình huống công nhân viên lúc này cũng không dám ẩn giấu dư hiên hạo, toàn bộ từng chút từng chút như nói thật đi ra. Các loại công nhân viên nói xong rồi, dư hiên hạo sắc mặt so với tô chiết còn muốn âm trầm. Dư hiên hạo không nghĩ tới còn có người dám tại nhà chính mình mở bệnh viện muốn làm gì thì làm, coi như là không có tô chiết ở bên trong, hắn biết sau chuyện này, đều sẽ không dễ dàng liền bỏ qua lưu ý. Huống hồ người trong cuộc là tô chiết, là cứu lại tiểu kim người, để muội muội một lần nữa thu được người vui sướng. Lần trước Tô Chiết cự tuyệt Dư Hiên Hảo tạ ơn, hắn liền một mực nghĩ đến muốn làm sao trở về báo Tô Chiết. Dư Hiên Hảo không nghĩ tới chính là mình không có bày ra hành động, Tô Chiết tại nhà mình bệnh viện liền xảy ra chuyện như vậy, hắn hiện tại giết lưu ý lòng của đều đã có. Nhiệt môn lưu ý xem Dư Hiên Hảo thái độ đối với Tô Chiết liền biết muốn hỏng việc rồi, hơn nữa công nhân viên còn đem chuyện này đều lộ ra ngoài rồi. Sắc mặt của hắn đều bị dọa thành trắng xanh, hối hận phát điên rồi, vội vàng giải thích, Dư Thiếu, người nghe giải thích của ta, tất cả đều là hiểu lầm, ta không biết dư thiếu biết bọn hắn, bằng không, cho ta 10 cái đảm, ta cũng không dám làm như vậy. Nha, vậy nếu như là của người khác lời nói liền đáng đời phải hay không à? Tô Chiết ở phía sau xa xôi nói ra. Dư Hiên Hạo nghe được, sắc mặt càng là khó coi, này lưu ý bây giờ còn nói như vậy, đánh chính là nhưng là hắn Dư Hiên Hạo mặt. Dư Hiên Hạo không có đi lý lưu ý, mà là đối một mực đi theo hắn phía sau người trung niên nói ra, Lý Thúc, thầy thuốc như vậy ở lại bệnh viện cũng là tai họa, cũng là đối với bệnh nhân không chịu trách nhiệm, còn có bệnh viện tầng quản lý cũng cần một lần nữa chỉnh lý rồi. Một gian bệnh viện cao tầng, tin tưởng ít nhiều gì đều có một ít không riêng lương chuyện, dư ra bình thời là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải quá phận quá đáng liền không có chỗ đi lý, nhưng mà nếu như lời quá đáng, dư ra có năng lực vài phút đồng hồ đè xuống, để cho thân bại danh liệt cũng chỉ xem như nhẹ. Hơn nữa có lưu ý con trai như vậy, Dư Hiên Hạo tin tưởng làm cha cũng chẳng tốt hơn là bao. Lý Thúc gật gật đầu, nói ra, Hiên Hạo, ta biết ý của ngươi, ta biết rõ làm sao xử lý. Lưu ý nghe được bọn hắn mà nói, biết hiện tại không chỉ có là hắn có chuyện, còn muốn liên lụy hắn ba ba cùng hắn đồng thời xong đời, hắn biết sự tình đã đến loại tình trạng này đã không có cách nào vãn hồi rồi. Bộ mặt đã vặn vẹo lưu ý, hắn mạnh mẽ nhìn tô chiết cùng an hân. Lúc này, vừa vặn có một vị nhân viên y tế đẩy tay đẩy xe trải qua, mà tay đẩy xe để đó một ít chữa bệnh công cụ. Ác từ lòng sinh lưu ý đột nhiên từ phía trên nắm lên một cây tiểu đao sắc bén, nhanh chóng hướng cách hắn gần nhất An Hân vạch tới. Tất cả mọi người bị sợ ngây người, không có ai nghĩ đến Lưu Ý sẽ như vậy gan to bằng trời, làm ra chuyện như vậy đến. An Hân cũng bị kinh sợ, nhất thời cũng không tránh thoát, trơ mắt nhìn dao găm hướng về trên mặt của chính mình cắt tới. Vẫn đứng tại An Hân bên cạnh Tô Chiết, lúc này vội vàng dùng tay là An Hân cản lại cũng nhấc chân lên hướng về Lưu Ý đá lên. Tô Chiết thủ bị dao găm sắc bén sâu đậm rạch ra một vết thương, huyết rất nhanh sẽ chảy ra, mà Lưu Ý cũng bị Tô Chiết đá ngã xuống đất. Lý Thúc lúc này mới tìm được cơ sẽ tới chế trụ Lưu Ý, không cho hắn có cơ hội lại hành hung. Lý Thúc nhìn Tô Chiết ánh mắt có không tầm thường tinh quang, hắn biết này Tô Chiết vội vội vàng vàng đá ra một cước, sức mạnh nhưng là không nhỏ, hắn không nghĩ tới Tô Chiết này nhìn lên gầy teo yếu ớt thân thể nắm giữ lớn như vậy lực bộc phát những người khác lúc này mới phản ứng được, Dư Hiên Hạo vội vàng để nhân viên y tế trước tiên giúp Tô Chiết cầm máu. Nhìn Tô Chiết máu vết thương một mực lưu không ngừng, cái kia vết thương lại thâm sâu lại dài, An Hân nước mắt tất cả đi ra rồi. Tô Chiết dùng một cái tay khác, nhẹ nhàng là An Hân lau đi nước mắt, An ủi nàng, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ được rồi. An Hân không nhịn được nhào vào trong lồng ngực của hắn khóc ồ lên, Tô Chiết dùng một cái tay ôm nàng. Rất nhanh, nhân viên y tế liền giúp tô chiết cầm máu băng bó vết thương tốt tô chiết lại lần nữa đưa ra công việc thủ tục xuất viện tô tiên sinh người tại sao nhất định phải xuất viện nếu như là tiền thuốc thang vấn đề vì bồi thường lần này lỗi lầm của chúng ta chúng ta quyết định miễn bệnh nhân tiền thuốc thang dư hiên hạo áy náy nói Người cũng tưởng rằng bởi vì vấn đề tiền ta mới chịu xuất viện sao tô chiết nói ra dư hiên hạo lúc này mới nhớ tới tô chiết vẫn là một gian sủng vật bệnh viện ông chủ hơn nữa lần trước hắn còn cự tuyệt tiền của mình, tựa hồ không phải người thiếu tiền. Hắn đột nhiên nghĩ đến đối phương còn nắm giữ suốt quỷ nhập thần y thuật, cứu lại tất cả mọi người cho rằng không thể có thể sống sót tiểu kim, có lẽ tô chiết y thuật không chỉ đối động vật hữu dụng. Nếu như là vậy liền giải thích tô chiết tại sao phải an huyên xuất việc, dư hiên hạo bị suy đoán của mình kinh ngạc một chút, nếu quả thật như vậy lời nói, tô chiết tác dụng liền lớn hơn, ít nhất hiện tại sẽ có thể giúp đến của mình biểu muội Bất quá xảy ra chuyện như vậy, Dư Hiên Hạo biết hiện tại không thích hợp nhất lên việc này, hắn quyết định chủ ý lần sau tìm một cơ hội, nhất định phải đi hỏi một chút Tô Chiết. Tô Chiết cự tuyệt Dư Hiên Hạo nói lên hết thảy bồi thường, cũng không có đi hỏi Dư Hiên Hạo sẽ xử lý như thế nào lưu ý, cuối cùng chỉ là cùng Dư Hiên Hạo trao đổi phương thức liên lạc. Công việc thủ tục xuất viện sau, Tô Chiết cùng An Hân thu thập xong liền mang theo Bảo Bảo cùng An Huyên rời khỏi bệnh viện, ngồi xe về nhà. Về đến nhà sau, Tô Chiết để An Hân cùng An Huyên ở trên lầu tự chọn cái gian phòng sau đó hắn rót một chén nước, hướng về trong nước thâu nhập 10 điểm thần lực đi vào. Tại các nàng sau khi xuống tới, Tô Chiết đem nước đưa cho An Huyên. Cảm ơn ca ca, ta không khát, cho bảo bảo uống đi, An Huyên lắc đầu một cái nói ra. Này là dùng để trị người bệnh, uống vào ngươi sẽ thoải mái rất nhiều. Tô Chiết nói ra, nghe được Tô Chiết lời nói, An Huyên tại An Hân chờ đợi ánh mắt, khẽ cắn răng, nhắm mắt lại liền đem nước uống vào. An Huyên cho rằng thuốc đều là sẽ khổ, như thế nào, có cảm giác gì? An Hân sốt sắng hỏi, bất quá nàng nói xong lại cảm giác mình nóng lòng, vậy có thuốc hiệu quả có nhanh như vậy, mới vừa uống xong liền có thể có phản ứng. Tô Chiết lúc này cũng rất hồi hộp, dù sao hắn cũng không thể xác định thần lực của mình đối An Huyên bệnh bạch cầu có tác dụng. Hơn nữa hắn biết thần lực nếu có dùng, nhưng là lập tức liền có thể thấy đến thành quả. An Huyên uống xong sau, còn khả ái lẻ lưỡi l ta môi một cái, lành lạnh, không khổ, không có gì mùi vị. Nghe An Huyên lời nói, không khỏi làm Tô Chiết giờ khóc giờ cười, bây giờ là hỏi ngươi thuốc này có hiệu quả hay không, mà không phải cho ngươi bình luận thuốc dễ uống hay không, vốn là một chén rất phổ thông nước sôi, thần lực cũng là vô sắc vô vị, chỗ ngươi có thể thưởng thức suốt mùi vị gì. Bất quá nhìn thấy An Huyên uống vào sau, sắc mặt không còn nữa lúc trước trắng xanh, khôi phục hồng hào, hơn nữa môi cũng có màu máu, người nhìn lên cũng tinh thần không ít. Tô Chiết mới thở phào nhẹ nhóm, thần lực này đối An Huyên bệnh có tác dụng. Quả nhiên An Huyên lại nói, thuốc này uống thời điểm cảm giác là mát, thế nhưng uống xong sau, bên trong ấm áp, cảm giác thật thoải mái, hơn nữa ta cảm giác cả người dễ dàng rất nhiều. An Hân cũng cảm giác được An Huyên khí sắc tốt hơn rất nhiều, kích động nước mắt đều chảy xuống. Tô Chiết biết An Hân là mừng đến phát khóc, cũng không có đi an ủi nàng, dù sao nàng một mực là An Huyên bôn ba mệt nhọc, hiện tại biết An Huyên được cứu rồi, bị đè nén lâu như vậy tự nhiên sẽ buông lỏng. Có lúc khóc lên, cũng là phát tiết trong lòng vui sướng tốt phương thức. Kaka, thuốc này có còn hay không? Ta còn muốn uống, uống xong rất thoải mái. An Huyên mắt to nháy a hát nháy a hát, hy vọng nhìn tô chiết. Hy vọng tô chiết có thể lấy thêm ra nước thuốc cho nàng. Dù sao nàng nhưng là thân thân thể sẽ thuốc này nước tác dụng, coi như là đối bệnh của nàng không có tác dụng. Thế nhưng uống sau tối thiểu chính mình sẽ thư thái rất nhiều. Thuốc này nước không thể uống nhiều, mỗi ngày chỉ có thể uống một lần, uống nhiều sẽ nổi lên tác dụng ngược lại. Tô Chiết lắc lắc đầu, hắn hiện tại nhất thời cũng không bỏ ra nổi đến, chỉ có thể trước tùy tiện tìm mượn cớ giấu giếm. Hơn nữa hắn cũng dự định phân mấy lần trị liệu An Huyên, nếu như bây giờ liền chữa khỏi An Huyên bệnh liền có vẻ quá kinh thế hãi tục, cứ việc như vậy đã có thể nói là kỳ tích. Tô Chiết, thuốc này nước giá tiền là không cao lắm. Hiệu quả rõ ràng như vậy, tác dụng lớn như vậy nước thuốc, An Hân nghe đều chưa từng nghe tới, thế nhưng nàng tin tưởng thuốc này nước chỉ muốn lấy ra bán đi, nhất định sẽ có người nguyện ý hoa rất nhiều tiền đến mua. An Hân, người chỉ cần biết rằng thuốc này nước đối An Huyên bệnh hữu dụng, lại không cần An Huyên tại bệnh viện tiếp thu hóa trị thống khổ liền đủ rồi, những thứ khác người cũng đừng có đi quan tâm. Tô Chiết cười một cái nói, thần lực giá trị cao bao nhiêu, hắn cũng không nói lên được. Thần lực giá trị nói thăng chức cao, nói thấp liền thấp, thần lực có thể rất dễ dàng liền cứu lại người mệnh, tin tưởng sẽ có người xuất giá cao để đổi về sinh mệnh của mình. Mà thần lực thành phẩm lại rất là rẻ tiền, Tô Chiết chỉ cần ngủ một giấc là có thể dễ dàng khôi phục trở về. An Hân đột nhiên nhớ tới trước đó Tô Chiết trả lại cho nàng 200 ngàn, hiện tại An Huyên đã không cần tại bệnh viện chữa bệnh, tiền này cũng không dùng được, nàng vội vàng lấy ra thẻ ngân hàng giao cho Tô Chiết, muốn đem tiền trả lại cho Tô Chiết. Tô Chiết đem thẻ ngân hàng giao cho nàng, nói ra, tiền này ngươi tiếp tục giữ lại, An Huyên bây giờ còn cần dinh dưỡng, hơn nữa ngươi cần gì cũng có thể đi mua, nói chung liền không dùng trả lại cho ta coi như ta trước tiên đem tiền lương cùng gia dụng liền cho ngươi rồi xem tô chiết thái độ rất kiên quyết an hân cũng biết tiền này tô chiết là sẽ không lấy về dù sao chính mình đã tiếp nhận tô chiết rất nhiều trợ giúp về sau chính mình liền dùng cả đời đi còn an hân trong lòng nghĩ đến đột nhiên nàng bị ý nghĩ của mình hù dọa đến nàng cũng không biết mình vì sao lại nghĩ như vậy an hân mặt rất nhanh sẽ đỏ lên tô chiết cũng không biết an hân tại sao vô duyên vô cớ mặt sẽ như vậy đỏ hắn muốn hẳn là hôm nay khí trời so sánh nóng nguyên nhân. Buổi tối Tô Chiết cầm một cái bình thủy tinh giao cho An Hân, nói ra, đây là cho An Huyên nước thuốc, mỗi ngày một lần, mỗi lần đại khái 10ml khoảng chừng cùng nước sôi lẫn lộn một chỗ là được rồi. Này bình thủy tinh là 100ml, bên trong nước Tô Chiết đã dùng 100 điểm thần lực lẫn lộn một chỗ rồi. Tô Chiết muốn An Huyên đem thuốc này nước toàn bộ uống xong sau, cũng có thể có thể trị hết An Huyên bệnh bạch cầu. Hắn lo lắng cho mình nếu như có chuyện, không có thể bảo đảm mỗi ngày đều có thể đúng lúc giao cho An Huyên, làm chế nãi sẽ không được, cho nên liền dứt khoát trực tiếp một lần đem nước thuốc điều phối được, giao cho An Hân được rồi. Các loại An Hân đem bình thủy tinh để tốt sau, Tôi Chiết cùng An Hân khai báo vài câu liền định trở về phòng rồi, này 100 điểm thần lực đối ảnh hưởng của hắn cũng là rất lớn, cho nên hắn muốn sớm về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc, hắn xem bảo bảo cùng An Huyên chính ở trong phòng chơi máy vi tính chơi rất là hài lòng. Cũng không có đi quản nàng nhóm, chỉ là để phân phó các nàng muốn nghỉ sớm một chút, không thể đùa quá muộn. Ngày thứ hai, chờ hắn tỉnh lại, thần lực đã hoàn toàn khôi phục xong xuôi. Đi ra khỏi phòng, phát hiện các nàng cũng không có ở nhà, trên bàn ăn còn thả có một bát cháo cùng hai cái trứng gà tươi. Còn để lại một tờ giấy, là An Hân viết. Nội dung là nói các nàng xem tô chiết ngủ rất thuộc sẽ không có đánh thức hắn, An Hân mang bảo bảo cùng An Huyên đi công viên chơi, buổi trưa mới sẽ trở về. Tô chiết sờ sờ cháo, phát hiện còn có không ít nhiệt độ, các nàng ứng với nên đi ra còn không đến bao lâu. Chính mình rất ít đeo bảo bảo ra ngoài chơi, An Huyên sinh bệnh nhập viện rồi cũng không có từng đi ra ngoài, hai người bọn họ đoán chừng đều buồn bực hỏng rồi, An Hân dẫn các nàng ra ngoài đi tìm cũng tốt. Tô Chiết ăn bữa sáng, liền đi hậu viện làm người tham gia dùng thần lực tưới nước. Cuối cùng hắn muốn thừa dịp hiện tại các nàng cũng không có ở nhà, liền hiện tại đem sủng vật hối đoái đi ra, cũng có thể để tô sủng chi ra sớm một chút có thể gào khóc cửa hàng thú cưng. Hắn mấy ngày nay sớm cũng định được rồi, tô sủng chi ra sủng vật phải là định tại cao cấp khách hàng lên, như vậy năng lực phù hợp tô chiết lợi ích. Cho nên hối đoái động vật liền muốn là so sánh thưa thất danh trùng, hắn trong lòng đã có không ít mục tiêu. Hắn mở ra sủng vật hối đoái thương thành, tìm tòi lên mục tiêu của mình lên. Dần dần phòng khách nhiều hơn một chút tiểu sinh mệnh đi ra, có Bangladesh mèo, Sofana mèo, Canada không có lông mèo, miệng rộng chim, lam tử kim cương anh vũ, màu xanh lam biến chủng hoàng cái cổ Amazon anh vũ, cây cọ phượng đầu anh vũ, còn đổi một ít quy trứng, chủng loại có kim đầu bế sắc quy, Angonoka tượng quy, phan thị bế sắc quy, tam tuyến bế sắc quy. Tô chết mỗi một loại động vật đều hối đoái một đối được, một được một cái. Vì tiết kiệm tích phân, hắn hối đoái đi ra ngoài động vật cũng chỉ là ấu thể. Thế nhưng mặc dù như thế chỉ là dùng hắn một nửa tích phân hắn tích phân hiện tại chỉ là còn lại 800 điểm. Tô Chiết mỗi hối đoái một con động vật đi ra sau, đều sẽ cho chúng nó đưa vào 2 đến 5 điểm thần lực, tăng nhanh bọn chúng trưởng thành. sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài động vật đều là ưu tú nhất chủng loại, hắn tin tưởng những động vật này nhất định có thể bán ra không ít giá cả. Hắn gọi điện thoại cho Lý Hoa, khiến hắn gọi người đem tô sủng chi ra cửa hàng thú cưng sửa sang một chút, chuẩn bị doanh nghiệp, còn khiến hắn đi tìm một chiếc xe đến nhà hắn tiếp những này sủng vật đi qua. Lý Hoa hiệu suất rất cao. Tô Chiết cúp điện thoại mới chừng nửa canh giờ, hắn an bài xe lại tới, đồng thời Lý Hoa người cũng cùng đi qua. Làm Lý Hoa nhìn thấy Tô Chiết nhà sủng vật lúc, miệng của hắn đều nhanh không khép lại được. Vừa mới bắt đầu ở trong điện thoại hắn đối Tô Chiết sủng vật cũng không có để ý nhiều, hắn cho rằng Tô Chiết như vậy vô thanh vô tức thu sủng vật khẳng định không có cỡ nào quý báu. Thế nhưng tại đến sau này, hắn phát hiện mình sai rồi những này chủng loại sủng vật tóm ra ngoài tùy tiện đều có thể bán ra giá cao, càng đừng nói những này sủng vật vẻ ngoài tốt như vậy, đồng loại bên trong những này sủng vật giá cả ít nhất có thể tăng gấp đôi, hơn nữa những này sủng vật tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng rất là thông tuệ, cùng người chuyển động cùng nhau tính rất tốt, rất phục tùng mệnh lệnh. Tô chiết muốn chúng nó yên tĩnh đừng kêu, liền toàn bộ đều yên tĩnh lại, tô chiết khiến chúng nó đừng có chạy lung tung, liền toàn bộ tại nguyên chỗ ngoan ngoãn ở lại. Đừng nói là những này danh trùng, coi như là bình thường chủng loại có thể làm đến một điểm này, cũng đủ để cho người nguyện ý điên cuồng tranh mua rồi. Hai người này tính gộp lại, Lý Hoa tin tưởng tô sủng chi ra có những này sủng vật, rất nhanh sẽ có thể tại Yến Vân Thị bên trong đánh ra danh tiếng đến. Tô Chiết đem những này hối đoái đi ra ngoài động vật toàn bộ đưa lên Lý Hoa ra xe, liền để hắn đưa đi tô sủng chi ra rồi. Lý Hoa ra xe công dụng chủ yếu chính là vận chuyển sủng vật, đối sủng vật có không ít bảo vệ biện pháp. Trên đường không xảy ra bất chắc lời nói, Sủng vật cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì, cho nên Tô Chiết sẽ không có đi theo Tô Sủng chi ra rồi. Vừa nãy Lý Hoa với hắn thương lượng một chút, Lý Hoa so với Tô Chiết nghĩ đến nhiều, hắn kiến nghị Tô Chiết trước tiên không muốn xảy ra bán sủng vật trước tiên, trước tiên ở Tô Sủng chi ra sắp xếp chuyên gia huấn luyện một quãng thời gian trước tiên, đồng thời tại lúc huấn luyện có thể vì những này sủng vật làm một ít tuyên truyền, tận lực để nhiều một chút người biết những này sủng vật. Đợi được thích hợp thời điểm, mới đem những này sủng vật đẩy ra như vậy lấy được lợi ích năng lực sử dụng tốt nhất. Tô Chiết cảm thấy Lý Hoa nói rất có lý, dù sao Lý Hoa tại đây ngành nghề làm nhiều năm như vậy, kinh nghiệm so với mình phong phú hơn nhiều, khiến hắn thao tác cũng là thích hợp nhất, cho nên để Lý Hoa tự mình làm chủ rồi, đến lúc đó hướng về hắn báo cáo một ít tiến triển là được rồi. Các loại Lý Hoa đem xe lái đi sau, tạm thời không việc để làm Tô Chiết, vốn là muốn trở về ngủ trên giường cái hồi lung rác. Lúc này Tô Chiết điện thoại vang lên, là đấu cá câu lạc bộ biết Lưu Hùng gọi cho hắn. Tô huynh đệ, gần nhất đang bận cái gì à? Lưu Hùng thanh âm hùng hậu truyền tới. Lưu ca, bởi vì gần nhất mình mở giữa sủng vật bệnh viện, cho nên liền khá bận, về sau Lưu ca cần phải nhiều giới thiệu chuyện làm ăn cho huynh đệ A AH. hát. Tô chiết cười nói. Được, này dễ dàng, đúng rồi, lần trước ta đã nói với người cá vương tranh bá thi đấu còn nhớ sao? Người có hứng thú hay không tham gia? Lưu Hùng sang sảng nói re nhớ rõ, cá vương tranh bá thi đấu khi nào thì bắt đầu, ta rất có hứng thú. Ngay hôm nay, cũng đừng nói không đến a hát, ta trong câu lạc bộ chờ ngươi. Lưu Hùng nói ra, Lưu ca gọi vào, ta nhất định sẽ đi, yên tâm, ta chờ một chút liền đi qua. Tô Chiết cười nói. Tô Chiết cùng Lưu Hùng thông xong điện thoại sau, suy nghĩ một chút liền gọi điện thoại cho An Hân, nói với nàng chính mình muốn đi ra ngoài, có thể buổi trưa không trở lại sau đó hắn trở về phòng thay quần áo mang lên đấu cá liền ra ngoài rồi này đấu cá chính là lần trước giúp hắn thắng người thứ nhất cái kia khoảng thời gian này tôi chiết ngoại trừ mỗi ngày cho nó ăn điểm hạt cơm sẽ không có lại đi quản bất quá này đấu cá hiện tại vẫn như cũ xanh long hoạt hổ tôi chiết mang theo đấu cá trực tiếp ngồi xe đi đấu cá câu lạc bộ tại đã đến đấu cá câu lạc bộ sau tôi chiết gọi điện thoại cho lưu hùng hắn sau khi tiến vào phát hiện lưu hùng đang tại tầng thứ hai nhân khẩu chờ hắn vốn là hắn dự định cùng Lưu Hùng đi vào chung. Bất quá Lưu Hùng ngăn trở hắn, giải thích, hôm nay cá vương tranh bá thi đấu không phải tại tầng thứ hai, mà là tại tầng thứ sáu cử hành. Vậy ta liền không có cách nào tham gia lần tranh tài này rồi, Lưu ca chính ngươi đi tới là được rồi, ta liền ở phía dưới vui đùa một chút. Tô Chiết tiếc núi nói, hắn tràn đầy phấn khởi đến đấu cá câu lạc bộ, mục đích đúng là muốn tham gia lần này cá vương tranh bá thi đấu, không nghĩ tới lại đã nhận được tin tức như thế. Đấu cá câu lạc bộ tầng thứ 6 cần hoàng kim hội viên cùng kim cương hội viên mới có tư cách đi vào, mà Tô Chiết hiện tại chỉ là phổ thông hội viên, thăng cấp hoàng kim hội viên cần Tô Chiết tại câu lạc bộ thắng được 50 chàng phổ thông thi đấu mới được. Chờ hắn thắng 50 cuộc tranh tài sau, hôm nay cá vương tranh bá thi đấu đã sớm kết thúc. Lưu Hùng thần bí cười cười, cũng không giải thích cái gì, trực tiếp để Tô Chiết cùng hắn đồng thời đi tầng thứ 6. Tại tầng thứ 6 nhập khẩu, Lưu Hùng nắm ra bản thân thẻ hội viên cho công nhân viên kiểm tra sau, liền trực tiếp mang theo Tô Chiết tiến vào, công nhân viên cũng không có đi ngăn cản Tô Chiết đi vào. Sau đó Tô Chiết mới biết, nguyên lai nắm giữ hoàng kim hội viên người có tư cách có thể dẫn người đi vào chung. Đấu cá câu lạc bộ tầng thứ 6 so với tầng thứ 2 trang trí xa hoa hơn nhiều, hơn nữa vừa xa hoa cũng không dung tục, cổ điển bên trong để lộ đường hoàng, tao nhã nhưng không mất cao quý, văn chương khó mà hình dung tráng lệ. Một cái chơi cá địa phương cũng làm được như vậy xanh vàng rực rỡ, để tô chiết kiến thức không ít. Tại tầng thứ 6 so với tầng thứ 2 ít một chút huyên náo, coi như là trò chuyện cũng là rất thấp giọng. Có lẽ là bởi vì hôm nay cá vương tranh bá thi đấu tại tầng thứ 6 cử hành duyên cỡ, người cũng không ít. Đồng thời những người này tại đơn độc đánh cược thời điểm, tiền đặt cược rất ít thấp hơn 100 ngàn, những này đấu cá nhìn lên cũng so với tầng thứ 2 đấu cá hung mãnh lợi hại rất nhiều. Tầng thứ 6 không ít người hướng về Lưu Hùng chào hỏi lấy lòng, xem ra Lưu Hùng tại những người này địa vị không thấp, hơn nữa những người này thật giống đều biết nhau. Tô Chiết suy nghĩ một chút cũng là, không nói bọn hắn tại câu lạc bộ đồng thời giải trí, biết cơ hội không ít. Hơn nữa bình thường có tư cách đến tầng thứ 6 người, đều là xã hội thượng tầng nhân sĩ, ở bên ngoài luôn có liên hệ thời điểm. Cho nên giữa bọn họ biết nhau cũng không kỳ quái. Bởi vì Tô Chiết cùng Lưu Hùng cùng đi, cũng có rất nhiều người đến với hắn giao lưu nhận thức, cũng lẫn nhau giới thiệu mình sản nghiệp, hy vọng có cơ hội có thể cùng nhau hợp tác. Trước đó Lý Hoa giúp Tô Chiết chuẩn bị không ít danh thiếp, lúc bình thường tô chiết cũng không hề dùng lên, xuất hiện vào lúc này liền cử đi công dụng rồi, có thể cùng người trao đổi danh thiếp. Hôm nay cá vương tranh bá thi đấu bắt đầu thời gian tương đối sớm, mà tô chiết lại làm đến tương đối trễ. Hắn lúc ghi tên, cá vương tranh bá thi đấu thời hạn cuối cùng đã sắp đã tới rồi, thiếu một chút liền không đuổi kịp tham gia. Này tầng 6 cá vương tranh bá thi đấu riêng là tiền ghi danh liền cần 100 ngàn, mà không phải như tầng thứ hai thời điểm chỉ cần một vạn, tô chiết dự thi mã số là 4 số 6 rất nhanh tới cá vương tranh bá thi đấu thời hạn cuối cùng, đấu cá câu lạc bộ công nhân viên đi ra tuyên bố, hôm nay tổng cộng 52 đầu đấu cá tham gia lần này cá vương tranh bá thi đấu, chúng ta câu lạc bộ cũng sẽ phái suất 10 đầu đấu cá tham gia cá vương tranh bá thi đấu, thưởng chi cũng đã đến 620 vạn. Liền xem hôm nay ai may mắn thu được phần vinh dự này, cũng hoan nghênh các vị đi tới chú thích, mỗi đầu tham gia thi đấu đấu cá tỷ lệ đều là một so với 18. Có thể là bởi vì tham gia người tương đối ít nguyên nhân, tỷ lệ so với lần trước thấp. Bởi vì tháng trước Tô Sủng chi ra khai trương thời gian tương đối ít rồi, còn tốn không ít trang trí cùng tuyên truyền chi phí, cho nên còn dư lại lợi nhuận dòng cũng không có bao nhiêu. Tô Chiết tại cầm 100.000 tham gia cá vương tranh bá sau trận đấu, hiện tại tài khoản của hắn chỉ có 700.000 khoảng trừng, hắn cầm 500.000 đi ra mua của mình đấu cá thắng. Tuy rằng Tô Chiết đối với mình đấu cá rất tin tưởng, thế nhưng mọi việc đều phải để lại sau đó đường, vạn nhất đến lúc thua cũng có 200 ngàn tới làm đồ dự bị, không đến nỗi thất bại thảm hại. Mà Lưu Hùng cũng giam giữ chính mình 100 vạn, có thể là lần trước Tô Chiết thắng được người thứ nhất cho Lưu Hùng không bất tin tâm, hắn còn mặt khác giam giữ 500 ngàn tại Tô Chiết đấu cá lên. Lần này cá vương tranh bá thi đấu vẫn như cũ không ngoại lệ, tất cả tham gia so tài đấu cá đều bị đưa lên nhuộm màu, đồng thời cho người thăm một chút, làm cho đổ khách có đặt cược phương hướng. Tô Chiết để bảo đảm chính mình đấu cá tỷ lệ thắng, hắn tại đem đấu cá giao cho công nhân viên đi nhuộm màu thời điểm, còn lén lút đưa vào 5 điểm thần lực cho đấu cá. Tô chiết đấu cá bị nhuộm thành màu lam đậm, đang bị người tham quan thời điểm, một điểm đều không để cho người chú ý, chỉ là lẳng lặng dừng lại ở đáy nước, thật giống không có sức sống như thế, nhìn lên khiến người ta cảm thấy không có sức chiến đấu. Đặt cược rất nhiều người, áp tại lưu hùng đấu cá lên tiền đặt cược không ít, xem ra lưu hùng đấu cá cũng rất nổi danh. Mà áp tô chiết đấu cá lên thắng đổ khách rất ít, ngoại trừ Tô Chiết cùng Lưu Hùng căn bản không có nhân hạ rót khi hắn đấu cá lên. Tô Chiết tại câu lạc bộ cũng không xuất danh, chiến tích chỉ có tại tầng thứ hai cá vương tranh bá thi đấu thu được quán quân, thế nhưng về sau Tô Chiết không có lại tới tham gia qua thi đấu. Ngoại trừ Lưu Hùng, tầng thứ sáu lên không có ai nhận thức Tô Chiết, như Tô Chiết như vậy không có danh tiếng gì người, mà mang tới đấu cá lại vô tinh đả thải. Đương nhiên sẽ không có đổ khách xem trọng hắn đấu cá, tùy tiện đặt cược ở trên người hắn. Cuối cùng Tô Chiết thẩm thống kê một cái, lần này cá vương tranh bá thi đấu tiền đặt cược có ít nhất 50 triệu, để hắn không khỏi há mồm trợn mắt. Thời gian vừa đến, hết thảy một lần nữa nhuộm qua sắc đấu cá đều toàn bộ bị công nhân viên đưa lên trong suốt hồ cá bên trong. Lúc này cá vương tranh bá thi đấu chính thức bắt đầu, tầng thứ 6 tất cả mọi người đem sự chú ý phóng tới bên này, không có ai ở trong đáy lòng đấu cá. Coi như là không có tham gia cá vương tranh bá thi đấu người, hiện tại cũng là tập trung tinh thần quan tâm thi đấu, dù sao người tới nơi này phần lớn là yêu thích chơi đấu cá một cái giải trí, mà tham gia cá vương tranh bá thi đấu đấu cá đều là trong đó tinh anh, có thể nhìn thấy nhiều như vậy đấu cá bên trong người nổi bật cùng nhau tàn sát lẫn nhau, cũng là rất ít thầy thi đấu, đối với bọn họ đến nói đúng không có thể bỏ qua. Tô chít màu lam đậm đấu cá tại 62 đầu đấu cá bên trong không có chút đáng chú ý nào, bất kể là màu sắc còn là một trên đầu đều là thuộc về rất phổ thông, thể xác không có cái khác đấu thức ăn thủy sản tươi đẹp, luận thân dài cũng không có cái khác đấu cá cường tráng cái khác đấu cá đại đều không có thấp hơn 13cm, mà tô chiết đấu cá cứ việc trải qua thời gian dài như vậy chăn nuôi, cũng chỉ là vừa mới đạt đến 12cm. Người xem cái kia màu đỏ đấu cá cũng không tệ, kích cỡ lại lớn, lại hung mãnh. Cái kia là đương nhiên rồi, nghe nói Diệp Tổng bỏ ra giá cao từ Thái Lan đấu cá cao thủ mua. Ta xem cái kia màu đen lợi hại hơn, triệu thiếu có thể là mỗi ngày dùng hạt tử tinh nuôi. Mỗi người đều đối bên trong đấu cá bình phẩm từ đầu đến chân, tất cả tự suy đoán cái kia đấu cá sẽ đoạt được quán quân. Lưu Hùng cũng khẩn trương nhìn kỹ hắn cái kia đầu đấu cá, dù sau này là chính bản thân hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới. Mà Tô Chiết nghe được chung quanh bình luận liền có chút xấu hổ, bọn hắn đấu cá đều quang này mới mẻ sống mồi, tỉ như năm được mùa trùng, con bọ gậy, tia con run, tảo nuôi nấng, có thậm chí mỗi ngày còn dùng hạt tử tinh uy, mà hắn liền cá thức ăn ra súc đều không có mua qua, mỗi ngày chỉ là dùng mấy hạt cơm tẻ liền làm xong, nước cũng chỉ là mấy ngày đổi một lần bất quá hắn như vậy sơ ý khinh thường chăn nuôi đấu cá, hắn đấu cá vẫn là xanh long hoạt hổ, hơn nữa kích cỡ một ngày lỗi lớn một ngày. Những này trời sinh liền cá tính cương liệt đấu cá đi ngang qua người chơi đặc biệt bồi dưỡng sau, càng là hung mãnh như hổ. Tại hồ cá bên trong trải qua câu lạc bộ nước thuốc dưới sự kích thích, càng là hung tàn, gặp phải đồng loại ngươi không chết thì ta phải lìa đời, coi như là đánh đến vây cá chia năm xẻ bảy, vô cùng thê thảm, cũng sẽ không đình chỉ, nhất định phải tại đối phương tử vong mới sẽ mới thôi, tiếp theo sau đó tìm kiếm một đôi, khác tay, mãi cho đến kiệt lực sau đó bị cái khác đấu cá cắn chết. tô chiết màu lam đậm đấu cá cũng ở trong đó, nó không có giống lần trước như thế, khắp nơi né tránh, mà là tìm một cái lạc đàn. hơn nữa nhìn lên tương đối kém đấu cá, chủ động hướng về đối phương khởi sướng tiến công. tô chiết cũng không biết là trùng hợp hay là hắn đấu cá thật sự sẽ phân rõ ai mạnh ai yếu, bất quá hắn đấu cá chọn đối thủ tại tham gia thi đấu đấu cá tới nói là thuộc về tương đối kém một cái, hơn nữa đối phương còn bị thương. Rất nhanh này đấu cá vây cá đã bị tô chiết đấu cá cắn được chia 5 xẻ 7, không lâu liền bị cắn chết rồi. Tiếp lấy tô chiết đấu cá lại tìm một cái lạc đàn đấu cá, hướng về đối phương khởi sướng khiêu khích, đem đối phương dẫn tới không có cái khác đấu cá địa phương mới tiến hành quyết đấu. Một cái, hai cái, ba cái, tô chiết đấu cá một mực dùng phương thức này công kích, trước tiên tìm tìm lạc đàn đối thủ, gồm đối thủ hấp dẫn đến nơi khác chưa bao giờ bơi về phía đấu cá nhiều địa phương. Rất nhanh, hồ cá trong đấu cá cũng chỉ còn sót lại một nửa, mà Lưu Hùng đấu cá tại hai cái đấu cá vây công dưới rất sớm liền tráng liệt hy sinh. Làm Lưu Hùng đấu cá bị cắn chết sau, hắn liền đem sự chú ý đặt ở tô chiết đấu cá lên. Rất nhanh hắn tự đối tô chiết đấu cá tấm tắc lấy làm kỳ lạ rồi. Tô huynh đệ, của người đấu cá là làm sao chăn nuôi? Làm sao thông minh như vậy, còn hiểu dùng tới kế sách? Lưu Hùng nói ra, hắn chơi đấu cá chơi được lâu như vậy còn xưa nay chưa từng nhìn thấy đấu cá thông minh như vậy tô chiết vẫn không nói gì lưu hùng liền chính mình nói tiếp là ta lỗ mãng rồi ta rõ ràng ta rõ ràng lưu hùng một bộ ta hiểu vẻ mặt hắn cho rằng tô chiết có đặc thù chăn nuôi phương thức cái này có thể sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác nếu như là lưu hùng nắm giữ phương pháp này hắn cũng sẽ không lấy ra chia sẻ quan hệ lại tốt cũng không được đây cũng không phải là hẹp hòi cùng hào phóng vấn đề Tô Chiết lắc đầu một cái cười khổ, chẳng lẽ muốn hắn nói, hắn mỗi ngày đều là dùng cơm tẻ nuôi sao, nói ra đừng nói Lưu Hùng sẽ không tin tưởng, còn tưởng rằng Tô Chiết tại lừa gạt hắn đây, cho nên Tô Chiết hiện tại chỉ có thể giữ yên lặng. Tô Chiết đấu cá lần này cá vương tranh bá thi đấu biểu hiện quá trói mắt, rất nhanh sẽ hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Ta dựa vào, đây là đấu cá sao, thông minh như vậy. Đây là số mấy, đây là người nào đấu cá, mạnh như vậy hầu như tất cả mọi người tại bình luận tô chiết đấu cá, hết cách rồi, này đấu cá biểu hiện thật sự là quá kinh diễm, người ở chỗ này đều chưa từng thấy có thông minh như vậy đấu cá qua. Cuối cùng không ngoài dự đoán, tô chiết màu lam đậm đấu cá một đường quá quan trảm tướng, đồng thời tại bước ngoặt cuối cùng lấy một địch ba, tại trả giá thương nhẹ dưới điều kiện, đem ba cái đấu cá đều cắn chết. Này màu lam đậm đấu cá tại đánh bại tất cả đối thủ sau, tại dưới nước bơi một vòng sau, liền nhanh chóng bơi lên đến, dựa vào lực quán tính nhảy ra mặt nước, cái kia độ cao hầu như ly thủy mặt có cao nửa mét, hướng về thế nhân huyền diệu sự kiêu ngạo của nó. Tựa hồ tô chiết đấu cá thích phương thức này, tại đánh bại tất cả đối thủ sau, liền nhảy ra mặt nước đến chúc mừng thành công của mình. Lần trước cá vương tranh bá thi đấu cũng là như thế này, hiện tại lại là như vậy làm. Hết thảy ở đây khán giả vào đúng lúc này đều sôi trào, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì bọn hắn phong độ, mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận. Đây mới thật sự là đấu cá vua, tự thân mạnh mẽ lại tràn ngập trí tuệ. Trận này cá vương tranh bá thi đấu người chủ trì đi ra, cầm microphone nói ra, lần tranh tài này kết quả đã rất rõ ràng rồi, tin tưởng không cần ta nói, mọi người đều thấy được, không sai lần này cá vương tranh bá thi đấu quán quân chính là số 46 đấu cá, để cho chúng ta là con cá này vương vỗ tay, cảm tạ nó cho chúng ta mang đến như vậy đặc sắc thi đấu. Dưới trận người đều hết sức phối hợp nhô lên trường, cũng rất cam tâm tình nguyện. Bởi vì lần này cá vương tranh bá thi đấu là trăm năm khó gặp đặc sắc, giá trị cho bọn họ vỗ tay. Người chủ chỉ ép một chút tay, đợi được tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, mới nói tiếp, số 46 đã lấy được quán quân, nó chăn nuôi người cũng đã lấy được giới này cá vương tranh bá thi đấu tiền thưởng, tiền thưởng là 620 vạn. Rất đáng tiếc, số 46 chăn nuôi người cũng không muốn tới chia sẻ cảm thụ của hắn, bất quá chúng ta vẫn như cũ vì hắn vỗ tay. Vừa nãy tại cá vương tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, câu lạc bộ xác thực có công nhân viên lại đây mời tô chiết đi tới bất quá tô chiết cự tuyệt hắn không nghĩ ra danh tiếng muộn thanh phát đại tài mới là tốt nhất tô chiết lĩnh trở về của mình đấu cá cùng tiền thưởng sau đó cùng lưu hùng đi đổi tiền đặt cược lần này hắn thu hoạch rất lớn tiền thưởng thêm vào tiền đặt cược tổng cộng có thắng gần như có 15 triệu tô chiết một ngày trong lúc đó đi theo danh xứng với thực ngàn vạn phú hào tô chiết nhận được tiền thưởng sau cùng lưu hùng trực tiếp tựu ly khai rồi câu lạc bộ không có tiếp tục dừng lại để trong câu lạc bộ người muốn biết hắn cũng không thể, chỉ là để lại hắn đấu cá truyền thuyết. Băng hỏa, tiếng trăng tô chiết không có giống cái khác đấu cá chăn nuôi người là đấu cá làm cái danh hào, cho nên mọi người chỉ biết là nó là số 46. Hôm nay cá vương tranh bá thi đấu tại rất lâu đều bị người nói chuyện say xưa, coi như là đề tài câu chuyện, đồng thời đấu cá câu lạc bộ mỗi một lần cá vương tranh bá thi đấu đều có ghi hình xuống. Lần này ghi hình càng bị đấu cá câu lạc bộ thường thường lấy ra làm tuyên truyền, đặt tên là số 46 truyền kỳ chuyện phát sinh kế tiếp, Tô Chiết đương nhiên sẽ không biết, hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm ở phất nhanh trong vui sướng. Tô huynh đệ, đến, hiện tại vừa vặn là ăn cơm thời gian, liền để ta hảo hảo chiêu đãi dưới ngươi. Lưu Hùng nói ra, hẳn là để cho ta mời Lưu Ca, nếu không phải Lưu Ca, ta hôm nay còn không có cơ hội thắng tiền. Tô Chiết lắc đầu một cái nói ra, nếu không phải Lưu Hùng gọi điện thoại gọi hắn đến, hắn còn không biết hôm nay đấu cá câu lạc bộ còn cử hành cá vương tranh bá thi đấu chuyện này, hơn nữa coi như là biết rồi hắn cũng không có tư cách có thể đi tham gia nói cái gì lời nói a à hát ta còn là kề cận ngươi ánh sáng nếu không phải tô huynh đệ đấu cá đại phát thần uy ta vậy có thể thắng lợi trở về lưu hùng làm bộ tức giận nói hôm nay tôi chiết nhưng là khiến hắn thắng gần nghìn vạn tuy rằng đối với hắn mà nói không coi vào đâu đồng tiền lớn nhưng là khó khăn nhất phải là thắng tiền thời điểm cái kia một phần vui sướng được rồi lần này liền để lưu ca đến tôi chiết cười khổ nói cũng không lại thoái thác dù sao ăn cơm cũng dùng không là cái gì tiền, về sau có cơ hội lại trả trở về là tốt rồi. Lưu Hùng đi bãi đậu xe lái xe, mà Tô Chiết tại câu lạc bộ cửa vào chờ hắn, trong lúc hắn gọi điện thoại cho An Hân, nói với nàng buổi trưa muốn cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm liền không về nhà. Rất nhanh Tô Chiết cúp điện thoại không bao lâu, liền có một chiếc xe chạy đến trước mặt hắn, mà Lưu Hùng chính ngồi ở bên trong chỗ tài xế ngồi. Không thể không nói Lưu Hùng là một cái rất biết hưởng thụ người, lái xe đều là có giá trị không nhỏ khí phách đầu xe, hình lưới mạ điện lưới tản nhiệt, bốn cái hình tròn đèn xe, đại luân cốc cùng cường hãn bánh xe nhú bản không một không nói rõ nó độc nhất vô nhị thân phận, một cái khoản Âu lục hoàn toàn truyền thừa benly hoàn mỹ không một tỷ vết quý tộc kiệu bảo xa huyết thống, khí chất cao quý mà thoát tục, chất liệu kinh tuyển mà hoàn mỹ, làm công kinh chạm mà khảo cứu, từng cái việc nhỏ không đáng kể đều tản ra thuần khiết benly không thể nói bằng lời Dương Cương chi khí tô chiết cũng không nghĩ tới Lưu Hùng biết lái như vậy xe. Này thật giống không phù hợp phong cách của hắn. Lưu ca, xe này không tiện nghi chứ. Tôi chít ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế hỏi. Không thể không cảm thán xe này giá cả có đắt tiền tư bản. Riêng là tòa này ghế tựa chất ra liền phi thường nhẫn nhụi, người ngồi phi thường thoải mái. Hơn nữa trong ghế còn tổng thể thông gió công năng cùng tứ cấp xoa bóp hai cái công năng. Bên trong cắt thổi phồng lót lớn nhỏ còn có thể điều tiết, làm cho ghế dựa kích cơ có thể tại mỗi cái trên phương hướng đều có thể vừa đúng. Những yếu tố này đều cực đại tăng lên ghế dựa thư thích đặc tính. Hơn nữa mở động, rất là vững vàng giá cả coi như cũng được đi, này là bằng hữu mua được đưa cho ta mở, trước đây ta mở là đại chúng huy đằng, hiện tại lái xe này còn có chút không quen. Lưu Hùng tùy ý nói ra. Tô Chiết nghe xong không khỏi chắc lưỡi một cái, nghĩ thầm Lưu Hùng bằng hữu này còn thật là hào phóng, mấy triệu xe sang trọng cứ như vậy tùy tiện đưa cho người. Hoàn toàn nói là đưa cũng không đúng, bởi vì lúc trước ta nhưng là lấy ra một nhánh niên đại gần như có 200 năm nhân sâm, đem hắn ông cụ trong nhà nhà từ trong quỷ môn quan cứu trở về, nhánh này nhân sâm cùng xe giá cả ai cao ai thấp vẫn đúng là nói không chừng. Lưu Hùng cũng biết Tô Chiết trong lòng nghĩ cái gì, cười giải thích. Nhân sâm giá cả có cao như vậy à? Tô Chiết nghe xong tin tức này so với nghe mấy triệu xe đưa người càng là chấn động. Lưu Hùng ý tứ trong lời nói là nhân sâm giá trị là có thể cùng chiếc xe này giá cả đem so sánh, mà không phải là bởi vì người này tham gia cứu mạng người giá trị mới sẽ cao như vậy. Người bình thường tham gia đương nhiên không có như vậy đáng giá tiền, ta người này tham gia nhưng là tránh tông nhân sâm núi, sinh trưởng niên đại nhưng là gần như có 200 năm. Này nhân sâm núi là một năm so với một năm thiếu, chớ nói chi là bách năm trở lên nhân sâm núi, hiện tại nhưng là có tiền cũng không thể mua được, người có tiền cũng không mua được. Lưu Hùng nói tiếp, chân chính có rất ít người sẽ lấy ra tiền lời, dù sao thời khắc mấu chốt này có thể là có thể dùng để cứu mạng. Tô Chiết nghe xong đều không biết phải nói gì rồi, hắn cái kia 10 khỏa nhân sâm theo như cứ như vậy sinh trưởng tốc độ chỉ cần lại qua 2 tháng là có thể trở thành trăm năm nhân sâm. Dựa theo Lưu Hùng cách nói, trải qua một thời gian nữa, hắn thật giống liền có thể nắm giữ 10 chiếc cao phối Bentley Continental. Tại Tô Chiết trong suy nghĩ, bất chi bất giác là đến nơi muốn đến. Sau khi xuống xe, Tô Chiết mới biết Lưu Hùng dẫn hắn đến rồi một gian hội sở, Linh Ngọc hội sở. Nếu không phải cửa chính lên viết Linh Ngọc hội sở, Tô Chiết còn tưởng rằng là dùng để ở biệt thự, Biệt thự này diện tích khá lớn, phía ngoài trang trí cực kỳ xa hoa, hơn nữa lại không mất tao nhã. Linh Ngọc hội sở Chu Vi hầu như không có cái khác kiến trúc, còn đặt không ít xe sang trọng, Lưu Hùng Bentley Continental đi tới nơi này ngược lại biến thành rất phổ thông. Hai người mới vừa vừa xuống xe, Linh Ngọc hội sở lập tức có hai cái tiếp khách qua tới đón tiếp, một cái tiếp nhận Lưu Hùng chìa khóa xe, đem xe mở ra đỗ tốt. Một cái khác mang theo Lưu Hùng cùng Tô Chiết hai người đi vào Linh Ngọc hội sở. Cái hội sở này bên trong bố cục cũng rất có ý tứ, tại lầu một trong đại sảnh chính giữa thời gian còn thu xếp một tôn kinh đẹp tích thủy quan thế âm như, sứ chất trắng noãn nhẵn nhụi, quan thế âm tạo hình sinh động chân thực, thần thái trông rất sống động, trong tay tịnh bình có thể tích thủy. Tại tiếp khách dẫn dắt đi, Tô Chiết cùng Lưu Hùng tiến vào lầu ba gian trong phòng. Lưu Hùng đem thực đơn đưa cho Tô Chiết, ra hiệu Tô Chiết trước tiên điểm. Bất quá Tô Chiết đem thực đơn đẩy về cho Lưu Hùng, nói ra, Lưu Ca vẫn là ngươi làm chủ là được rồi, người tương đối quen thuộc nơi này. Hắn vừa nãy liếc một cái, này hội sở quá có tình điều, liền đạo đồ ăn thức danh tự đều phải lên như thế có ý cảnh, dù sao thực đơn này lên viết món ăn, hắn là một cái đều không biết. Cho nên vì không xấu mặt, Tô Chiết vẫn là không điểm tuyệt vời. Vậy thì tốt, ta liền trước tiên điểm mấy cái nơi này đặc biệt sắc món ăn, nếu là không cùng khẩu vị của ngươi, chúng ta sẽ thấy điểm qua. Lưu Hùng cũng không lại thoái thác, cực kỳ thuần thục điểm vài món thức ăn thức. Hội sở hiệu suất rất cao, rất nhanh tô chiết món ăn bọn họ gọi liền toàn bộ lên đây. Bởi vì tô chiết không muốn uống rượu, mà Lưu Hùng chờ một chút còn phải lái xe, cho nên bọn hắn sẽ không có chút rượu rồi. Này Linh Ngọc hội sở đặc biệt sắc món ăn đích thật là sắc hương vị đầy đủ, tô chiết ăn rất là thỏa mãn, so với bên ngoài phổ thông phòng ăn không biết tốt hơn bao nhiêu. Ở nơi này ăn cơm đúng là một cái rất hưởng thụ sự tình, chu vi rất là yên tĩnh, không có ai quấy giày, để tâm tình rất là thả lòng. Tô Chiết cùng Lưu Hùng hai người lấy trà thay rượu, vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh. Tại Linh Ngọc hội sở cơm nước xong, bởi vì Lưu Hùng tạm thời có lúc muốn đi xử lý, trước tiên lái xe đem Tô Chiết đưa về nhà sau liền đi. Sau đó trong nửa tháng, Tô Chiết ngoại trừ cùng An Hân các nàng ra ngoài chơi mấy lần, thời gian còn lại, Tô Chiết hầu như đều là chờ ở nhà không có ra ngoài, liền Tô Sủng Chi ra đều rất hít đi qua, cho dù đi nguyên nhân cũng là tô sủng chi ra thần lực nước thuốc dùng hết rồi, cần hắn một lần nữa điều phối đưa tới. Trong nửa tháng, tô chiết tình cờ hứng thú đến rồi, cũng tu luyện mấy lần luyện thể thuật thức thứ nhất, thật ra khiến thể chất của hắn đạt đến 20 điểm. Hiện tại hắn toàn lực một quyền lớn nhất lực trùng kích có thể đạt đến 300kg, so với phổ thông người trưởng thành sức mạnh trọn vẹn cao gấp đôi, đồng thời phản ứng của hắn lực cũng tăng lên trên diện rộng. Tô chiết thần lực cũng có 200 điểm, mỗi ngày có thể sử dụng thần lực tại 250 điểm khoảng trưng. Bởi vì là lần trước nghe xong Lưu Hùng lời nói, hắn đối người tham gia giá trị giải có rất lớn tăng cao. Cho nên trong nửa tháng này hắn đem trọng điểm chủ phải đặt ở nuôi trồng nhân sâm lên. Hơn nữa là trọng điểm bồi dưỡng cái kia 10 khỏa nhân sâm, mỗi ngày dùng tại này 10 khỏa nhân sâm trên người của bình quân có 150 điểm, mà những thứ khác hơn 100 khỏa nhân sâm từ mỗi ngày 60 điểm rơi xuống 20 điểm, hai người sinh trưởng tốc độ cách biệt càng lúc càng lớn. Căn cứ tổ chiết chính mình đối người tham gia kiến thức nửa vời phán đoán, này 10 khỏa nhân xâm năm cần phải có 80 năm khoảng trừng. Hơn nữa hắn còn mặt khác loại một chút hà thủ ô, tuyết liên, linh chi, này mấy loại dược liệu, tôi chiết mỗi một loại đều lớn khái trồng 50 cây khoảng trừng, hắn thần lực của nó hầu như đều là dùng tại những dược liệu này trên người. Có thần lực trợ giúp, những dược liệu này sinh trưởng đều rất tốt. Mà An Huyên trải qua thần lực trị liệu, thêm hơn nửa tháng điều dưỡng, hiện tại đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Ngày hôm qua Tô Chiết còn mang theo nàng đi bệnh viện kiểm tra một lần, kết quả thân thể là phi thường khỏe mạnh. Đương nhiên Tô Chiết vì để tránh cho phiền phức, hắn không có mang An Huyên đi trước đây nằm viện bệnh viện nhân dân kiểm tra, mà lại Yến Vân Thị một gian khác bệnh viện. An Huyên thân thể được rồi, Tô Chiết liền để An Huyên một lần nữa đi trường học đọc sách. An Huyên năm nay đang tại đọc lớp 11, của nàng trường học cách Tô Chiết nhà không xa, qua lại rất là thuận tiện. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, An Huyên trường học nghỉ không cần đi đến trường. Ở nhà cùng bảo bảo chơi được không còn biết trời đâu đất đâu, cùng bảo bảo hai tình cảm cá nhân tốt bó tay rồi. Tô Chiết tính toán một chốc, cảm thấy tô sủng chi ra thần lực nước thuốc hẳn là dùng gần hết rồi. Cho nên sẽ thấy điều phối một bình thần lực nước thuốc, dự định ra ngoài mang đến cho tô sủng chi ra. Cùng các nàng nói một tiếng sau, tô chiết sẽ cầm nước thuốc ra cửa. Hôm nay mặt trời lên không, một cái đại thái dương treo ở trên trời, phơi tại ven đường chờ xe tô chiết liên tục chảy mồ hôi. Tại Thái Dương dưới đáy bạo chiếu, cực kỳ khó chịu tô chiết lại chậm chạp không chờ được đến xe, chính mình đi mua một chiếc xe mở ra ý nghĩ càng ngày càng lớn mạnh, mình bây giờ liền không dùng được khổ như thế rồi. Không phải hắn không muốn mua, cái nào có một người đàn ông không thích xe, không muốn có một chiếc xe yêu của mình. Tô Chiết cũng rất yêu thích xe, có xe cũng thuận tiện rất nhiều, thế nhưng hắn bây giờ còn chưa có hộ chiếu. Hắn quyết định tìm cái thời gian liền đi thi cái hộ chiếu, sau đó chính mình đi mua ngay một chiếc xe mở ra. lúc này một chiếc màu trắng xe thể thao ngừng ở tô chiết trước mặt, ngồi ở chỗ tài xế ngồi dư tố y nói ra, tô chiết, thật là tấu xảo, người nghĩ muốn đi nơi nào? ta tiến ngươi một đoạn đường, không cần làm phiền, chờ một chút ta ngồi xe là được rồi. tô chiết cười nói, để làm chi? còn sợ ta ăn ngươi? là không phải muốn đi tô sủng chi ra, ta vừa vặn cũng muốn đi tô sủng chi ra tiếp tiểu kim, lên đây đi dư tố y nghịch ngợm nói ra như nước suối tinh khiết ánh mắt phối hợp đen nhánh lóe sáng lông mi dài chấp động trong lúc đó lộ ra một luồng thông minh lanh lợi sức lực hơn nữa nàng cười rộ lên bên khóe miệng lên còn có hai cái sâu đậm lúng đồng tiền làm cho nàng nhiều hơn một chút đáng yêu vậy thì cảm ơn ngươi tô chít cũng không tiện lại thoái thác chỉ có thể mở cửa xe ngồi ở ghế cạnh tài xế dư tố y các loại tô chít sau khi ngồi yên liền khởi động xe thể thao tô tổng muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là quá khó khăn rồi. Khoảng thời gian này khá bận, cho nên cũng rất ít đi tô sủng chi ra. Tô chiết thật không tiện cười cười, trong nửa tháng này, dư tố y nói chuyện điện thoại mấy lần cho hắn, bất quá hắn đều từ chối rồi. Hơn nữa khoảng thời gian này dư tố y thường thường đi tô sủng chi ra, có thể nói so với tô chiết tại tô sủng chi ra thời gian còn nhiều. Đáng tiếc là tô chiết mỗi lần đi cũng chỉ là lưu lại thần lực nước thuốc liền đi, hai người thật không có gặp qua. Có đúng không, ta còn tưởng rằng là tô tổng cố ý đang trốn ta đây, nguyên lai là ta hiểu lầm tô tổng rồi. dư tố y trêu chọc nói. tô chiết cười khổ không có nói tiếp. hắn biết dư tố y đang nói đùa, bất quá hắn không biết cần phải thế nào đi đáp lại nàng. rất nhanh liền đến tô sủng chi gia, tô chiết đem thần lực nước thuốc giao cho lý hoa, cùng hắn tìm hiểu một chút gần nhất tô sủng chi gia tình hình. bởi vì có tô chiết thần lực nước thuốc nguyên nhân, tô sủng chi gia khôi phục tỷ lệ đề cao rất nhiều hơn nữa hết thảy chữa bệnh thời gian cũng so với đồng hành nghiệp bệnh viện nhanh hơn rất nhiều, để tô sủng chi ra tích lũy rất tốt danh tiếng, càng ngày càng nhiều người mang theo sủng vật mộ danh mà tới. Hơn nữa tô chiết mỗi ngày từ tô sủng chi ra lấy được tích phân bình quân có 100 tích phân, so với trước kia chính mình dùng thần lực trực tiếp trị liệu tích phân còn nhiều hơn. Hẳn là lý hoa đem thần lực nước thuốc cùng những dược vật khác đồng thời hỗn hợp lại cùng nhau sử dụng, thần lực rất lớn tăng cường tác dụng của vị thuốc, hai người hỗ trợ lẫn nhau như vậy thần lực ít nhất tiết kiệm một nhiều hơn phân nửa, mà Tô Chiết lấy được tích phân lại như thế. Kết quả như thế ngược lại là Tô Chiết không có nghĩ tới, này phát hiện không khỏi làm Tô Chiết muốn mình mở một cái xưởng chế thuốc, trực tiếp sinh sản dược vật, tại trong quá trình lẫn vào thần lực đồng thời sản xuất ra. Cứ như vậy, có thể để cho vốn là rất phổ thông dược vật hiệu quả tăng cường vài lần, bán ra sau, chữa tốt người bệnh, chính mình lại có thể thu được tích phân. Đến lúc đó không chỉ có thể tạo phúc nhân loại, chính mình lại mới có lợi có thể được, nhất cử lưỡng tiện sự tình. tôi Chiết càng nghĩ càng thấy được cái phương án này có rất lớn tính khả thi, rất có làm. Bất quá bây giờ tạm thời còn không cách nào cử hành, trước tiên không nói mở một cái xưởng chế thuốc cần tài chính, mình bây giờ có thể vận dụng tiền hoàn toàn không đủ, cho dù hiện tại tài chính đầy đủ, chính mình cũng không có nhiều như vậy thần lực cung cấp. Thật sự muốn đi làm một chuyện thời điểm, người mới sẽ phát hiện bên trong khó khăn trồng chất. Chính đang suy tư thời điểm, đột nhiên có người ở gõ cửa phòng làm việc, tô chiết nói một tiếng đi vào. tô ông chủ lớn, bận rộn như vậy a à hiện tại có thời gian hay không đồng thời dùng cơm. nguyên lai gõ cửa chính là dư tố y, thật thật không tiện, ta lúc đi ra ở nhà ăn. tô chiết ấy náy nói ra, thật là của hắn ở nhà ăn cơm mới ra cửa. thật sao? vậy thì thật là tiếc nuối. dư tố y lén lút đã tại mắng tô chiết không hiểu phong tình rồi, nữ tính phát ra mời, người cho dù ăn nữa nhiều lắm cũng muốn đi cùng một cái. Tô Chiết, ta nghe anh ta nói, nhà ngươi trước đó có người ở Việt, hiện tại thật nhiều sao. Cảm tạ quan tâm, nàng hiện tại đã được rồi, đã tại đi học. Tô Chiết trực tiếp trả lời, hắn đúng là không có nghĩ đến quá nhiều. Nhiệt môn dư tố y nghe được Tô Chiết trả lời, không khỏi ngẩn ra, này đáp án thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nàng từ dư hiên hạo bên trong hiểu được An Huyên sự tình, biết An Huyên đúng vậy so sánh nghiêm trọng bệnh bạch cầu, còn biết Tô Chiết là An Huyên công việc xuất viện mang về nhà trị liệu. Hơn nữa Dư Hiên Hạo suy đoán rất có thể là Tô Chiết chính mình từ tay trị liệu An Huyên, An Huyên bệnh bạch cầu là cần thời gian rất lâu mới năng chỉ rũ đích bệnh, mà hôm nay khoảng cách An Huyên xuất viện vẹn vẹn mới thời gian nửa tháng, An Huyên đã khỏi hẳn, hơn nữa hiện tại có thể đi đi học, kết quả này quá làm cho giật mình. Tô Chiết, người thật có thể xác định rõ, người có hay không dẫn nàng tỉ mỉ kiểm tra, Dư Tố Y vội hỏi. Tô Chiết hơi nhíu nhíu mày, Nhìn Dư Tố Y không hề trả lời. Hắn đột nhiên hối hận đem chuyện này nói ra, hiện tại có khả năng sẽ cho hắn chọc tới phiền phức. Có thể hay không cầu ngươi một chuyện, ngươi muốn cái gì điều kiện cũng có thể, ta sẽ tận lực thỏa mãn của ngươi. Dư Tố Y mang theo khẩn cầu ánh mắt nhìn Tô Triết, thập phần khẩn cầu nói. Ngươi trước nói nói chuyện gì, nếu như ta thật có thể giúp một tay, nhất định sẽ giúp. Tô Triết hiện tại đã có thể đoán được đại khái từ dư tố y đột nhiên chuyển biến đề tài, nhất định là với hắn chữa khỏi an huyên có liên quan. Ngươi có thể hay không tới cứu biểu muội ta, ngươi muốn cái gì cũng có thể. Ta sẽ không xem bệnh, bất quá ta có thể đi nhìn một chút. Ta có thể hay không giúp đỡ được cũng rất khó nói. Tô chiết không có từ chối, đến lúc đó nếu có thể lời nói, ra tay cũng có thể. Dư tố y có thể tìm tới hắn đến, cũng nói bệnh nhân tình huống rất không ổn, chính mình không có năng lực đến giúp tất cả mọi người, nhưng mà nếu như gặp, nên ra tay liền muốn xuất thủ. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Tô Chiết một đáp ứng, dư tố y liền vội vàng đi tới, kéo lên Tô Chiết thủ, trực tiếp kéo hắn đi. Tô Chiết một đường đều bị dư tố y kéo, một mực đi đến xe của nàng. Dư tố y mới phản ứng được, vội vàng thả ra Tô Chiết thủ. Dư tố y mặt đỏ đến mức như quả táo đỏ như thế, vừa nãy sốt ruột không nghĩ tới cái gì, hiện tại yên tĩnh lại mới cảm giác được lúng túng. Dọc theo đường đi, dư tố y đều chưa từng sinh ra thanh âm, yên lặng lái xe. Tô chiết thời điểm vừa mới bắt đầu, còn tưởng rằng dư tố y biết lái xe dẫn hắn đi bệnh viện. Lại không nghĩ rằng dư tố y trực tiếp dẫn hắn đi Yến Vân Thị nổi danh khu biệt thự tiên hoa đua nở. Xe dần dần chạy tiến tiểu khu rừng rậm đường nhỏ, lúc này dư tố y tốc độ xe mới chậm lại. Trung quanh tiên hoa đua nở, cây cối thành âm, cách đó không xa còn có một mảnh gậy trúc, những cây trúc này xanh tươi ướt át, hoàn cảnh rất tốt, không trách lại Yến Vân Thị người giàu có khu dân cư. Tô Chiết phát hiện nơi này bên ngoài biệt thự bề ngoài đa số tương đồng, khác biệt không là rất lớn, chỉ là từng người tiền viện bố trí không giống. Dư Tố Y tại một tòa biệt thự trước cửa ngừng lại, hai người xuống xe, Dư Tố Y lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Không lâu liền có một cái người hầu ăn mặc phụ nữ trung niên tới mở cửa, cũng dẫn bọn họ đi vào. Bên trong biệt thự trang trí văn nhã tinh xảo không thiếu thư thích, cửa hiên, cửa phòng hướng nam bắc triển khai, phòng khách thiết trí thấp cửa sổ cùng hình lục giác ngắm cảnh lồi cửa sổ, phòng ăn nam bắc tương thông, thất nội thất ngoại tình cảnh giao hòa. Duy trì truyền thống kiến trúc dung tao nhã, ngắn gọn, lộng lẫy làm một thể đặc biệt nghệ thuật phong cách. Bọn hắn tại một gian phòng ngừng lại, cửa phòng cũng không hề quan, có lẽ là biết rồi dư tố y đến, chủ nhân hết sức mở ra nghênh tiếp. Gian phòng trang trí chủ yếu là hồng nhạt khả ái, cực kỳ giản lược nhìn ra được chủ nhân hẳn là một vị nữ hài trên giường nằm ngồi một vị nhìn lên rất là hư nhược người, tuổi tác phải cùng dư tố y gần như, tại khoảng chừng 20. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy ấm áp, tuy rằng đều là nhàn nhạt nhìn người, nhưng có không nói ra được sáng, trên khóe môi mang theo vẻ mỉm cười, bất quá trên mặt không hề có một chút màu máu, rất là trắng xanh, không khỏi làm người hơi đau lòng. Tô Chiết nhìn đến nàng thời điểm, trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, đã có trùng hợp như vậy, trên giường bệnh nhân liền là trước kia ở trên đường té xỉu, bị chính mình cứu lại một mạng nữ hài, thật đúng là có duyên phận. Đây là ta biểu muội lăng nhược tuyết, này là bằng hữu ta tô chiết, các người trước tiên làm quen, ta đi cấp cô cô gọi điện thoại. Dư tố y là hai người giản đoạn giới thiệu, tiếp lấy nàng liền lấy điện thoại di động ra ra ngoài bên ngoài gọi điện thoại. Người hầu cầm hai chén trả lại đây, đưa cho tô chiết qua đi, lại đi ra ngoài rồi, gian phòng chỉ có tô chiết cùng lăng nhược tuyết hai người ta cảm giác thật giống nhận thức ngươi như thế, trước đó chúng ta có phải không có từng thấy mặt. Lăng nhược tuyết mở miệng trước nói ra, phá vỡ hai người trầm mặc, âm thanh rất là yếu ớt. Thật sao, Tô Chiết không tỏ rõ ý kiến, hắn không có ý định nói ra chuyện lần trước đến. Qua đi, hai người đều không có lại mở miệng, Lăng nhược tuyết chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Chiết, giống như là muốn đem Tô Chiết nhớ lại từ lúc nào đã gặp mặt. Là dư tố y đi vào phá vỡ một cái vi diệu tình cảnh, nàng nói nói, ta vừa mới gọi điện thoại cho cô cô, cô cô liền vừa vặn vào lúc này trở về rồi. Nàng nói xong, liền có một nữ một nam đi tiến trong gian phòng, nữ tại bốn người khoảng chừng xem mặt hình cùng lăng nhược tuyết có mấy phần giống nhau, hẳn là mẫu thân của lăng nhược tuyết. Mà nam nhân kia gần tuổi nhau 25, tướng mạo phi phàm, nhìn hào hoa phong nhã, khiến người ta không khỏi sinh ra hảo cảm. Cái kia lăng mụ mụ đầu tiên là sang đây xem một cái lăng nhược tuyết, sau đó mới cười nói, Tố y, hôm nay là lại đây cùng tiểu tuyết tán gẫu sao. Tuy rằng lăng mụ mụ đang cười, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa lại không che giấu được một vệt lo âu nồng đậm, xem ra là là lăng nhược tuyết bệnh tình lo lắng. Xem ra dư tố y vẫn không có cùng lăng mụ mụ nói mang tô chiết lại đây cho lăng nhược tuyết chữa bệnh chuyện này, bất quá tại dư tố y đang muốn xuất hiện tại nói lúc đi ra. Lăng mụ mụ lại trước khi nói ra, tố y người muốn trước tiên chờ một chút, ta hôm nay tìm nhạc chính lâm vui cười tiên sinh giúp tiểu tuyết xem bệnh này vui cười tiên sinh liền là trước kia cứu tiểu tuyết người. Là của ta sơ sẩy, lúc đó không có cân nhắc chu đáo, vội vội vàng vàng liền đi, không có để lại tiếp tục trị liệu lăng tiểu thư. Nhạc chính lâm nói ra, nói xong còn đầy mặt hối hận, thật ra khiến người không tự chủ tin tưởng hắn lời nói. Dư tố y thật lâu nhìn nhạc chính lâm, không nói gì, nàng biết trong khoảng thời gian này, lăng ra nhưng là phát động toàn lực đang tìm kiếm cứu lăng nhược tuyết người, tốt như hiện tại chỉ có hắn mới có hy vọng triệt để chữa khỏi lăng nhược tuyết. Hơn nữa dư tố y phát hiện từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn bộ mặt thật lăng nhược tuyết, thật giống đối cái này thần bí hắn có không bình thường tình cảm, giống như là tình yêu nam nữ. Dư tố y đối người này cũng rất tò mò, muốn nhìn xem người nào có thể để cho chưa bao giờ động tâm lăng nhược tuyết quyến luyến không quên, bây giờ nhìn lại lớn lên ngược lại là nhất biểu nhân tài, phong độ nhẹ nhàng. Bất quá dư tố y vẫn cảm thấy tô chiết khá là đẹp đẽ điểm, cho người một loại hàng xóm ca ca cảm giác. Dư tố y còn không phát hiện, mình bây giờ không tự chủ được đem tô chiết lấy ra cùng nhạc chính lâm so sánh. Lăng nhược tuyết cũng là nhìn nhạc chính lâm, cái này chính là nàng trong lòng một mực tại mong đợi người sao. Khi biết nhạc chính lâm chính là ngày đó người cứu nàng, lăng nhược tuyết trong lòng không khỏi rất thất vọng, cảm giác kỳ vọng của mình tan vỡ, là bởi vì hắn không phù hợp chính mình hình tượng trong lòng sao. Lăng nhược tuyết cũng không biết. Audio điện tử võ tấn bền Tô chiết cao mày, nơi này ngoại trừ nhạc chính lâm ở ngoài, chỉ có tô chiết mới biết nhạc chính lâm là giả mạo, bởi vì ngày đó cứu lăng nhược tuyết người là hắn, hiện tại làm sao sẽ biến thành nhạc chính lâm hắn làm không rõ nhạc chính lâm mục đích tới nơi này, là vì lừa gạt tiền sao. Nhưng mà nếu như nhạc chính lâm không cách nào chữa khỏi lăng nhược tuyết, hắn cũng không cách nào từ lăng ra đạt được chỗ tốt. Nhạc chính lâm người này nhìn lên cũng không sẽ không nghĩ tới điểm này. Vẫn có cái khác mục đích, nhưng là hắn tới nơi này có thể làm cái gì? Nhạc tiên sinh, làm phiền ngươi lại giúp tiểu tuyết nhìn một chút lăng mụ mụ nói ra những ngày qua nàng và trượng phu một mực tại tìm ngày đó cứu lăng nhược tuyết người thế nhưng một mực không có đầu mối chút nào hôm nay đột nhiên có người đến nói với nàng tìm tới nóng ruột nàng vẫn không có thông báo trượng phu liền trước đem nhạc chính lâm mang tới này bệnh của nữ nhi một ngày không được trái tim của bọn họ liền một mực thật cao nhắc theo được hôm nay ta tới mục đích đúng là vì cái này nhạc chính lâm sang sảng đáp tiếp lấy hắn đến gần lăng nhược tuyết vì nàng tỉ mỉ dò xét mạch. Sau đó hắn nói ra, lăng bệnh của tiểu thư đã không phải là phổ thông dược vật có thể trị hết, hiện tại cũng chỉ có minh hộ mạch đan có thể cứu nàng một mạng, lần trước ta chính là dùng minh hộ mạch đan cứu lăng tiểu thư. Nhạc chính lâm lấy ra một cái nho nhỏ lọ thủy tinh, bên trong chứa một ít màu xanh lam viên thuốc, màu sắc rất là tươi đẹp. Hắn từ đó đổ ra một hạt, đưa cho lăng nhược tuyết, ra hiệu tiếp tục ăn. Lăng mụ mụ các nàng đều không có hoài nghi, Lăng mụ mụ trả lại lăng nhược tuyết rót một chén nước, dục lăng nhược tuyết nhanh ăn vào. Lăng nhược tuyết cũng không có hoài nghi, tiếp nhận nước, liền muốn nuốt vào đi xuống. Đúng lúc này tô chiết từ nhạc chính lâm ánh mắt nhìn ra có chút vội vàng cần, đồng thời còn có thể nhìn ra một loại mục đích nhanh đạt tới vẻ vui thích. Tại lăng nhược tuyết mau đưa viên thuốc bỏ vào miệng thời điểm, tô chiết lên tiếng ngăn cản, chờ một chút, trước tiên cho ta nhìn một chút. Nhạc chính lâm ánh mắt tránh qua một tia căm tức, còn có một tia lo lắng tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng một mực chú ý nhạc chính lâm tô chiết, lại nhìn thấy, khiến hắn càng thêm vững tin nhạc chính lâm có vấn đề, đan dược này cũng có vấn đề, hiện tại quyết không thể để lăng nhược tuyết ăn đi. Lăng tiểu thư bây giờ bệnh tình rất là nghiêm trọng, hiện tại tuyệt đối không thể làm lỡ, nhạc chính lâm nói ra, ngữ khí biểu hiện thực vì lăng nhược tuyết lo lắng. Lăng nhược tuyết đúng là không có trần chờ, cầm trong tay viên thuốc đưa cho tô chiết. Tô chiết cầm lấy viên thuốc, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, đột nhiên đối với nhạc chính lâm lớn tiếng nói này căn bản không phải minh hộ mạch đan người có mục đích gì vì sao đến hại lăng nhược tuyết nghe được tô chiết lời nói tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc toàn bộ xem hướng về nhạc chính lâm nhạc chính lâm đột nhiên nổi lên duỗi tay một cái hướng về trên giường lăng nhược tuyết tóm tới mà ở bên cạnh tô chiết đã sớm chuẩn bị cũng lắc mình lại đây chặn lại rồi nhạc chính lâm nhìn mình tiến đường bị ngăn trở chỉ thấy nhạc chính lâm đổi trảo là quyền một quyền hướng về tô chiết oanh ra, quyền kia gió gào thét hướng về tô chiết mà tới. Tô chiết cũng bỗng nhiên ra quyền đánh hướng nhạc chính lâm. Qua trong giây lát tô chiết nắm tay phải đã va vào nhạc chính lâm quyền. Cứng đối cứng sau, tô chiết không khỏi lui về phía sau một bước, hắn bây giờ tay phải không ngừng run rẩy, nếu trong khoảng thời gian ngắn không dùng được khí lực. Trái lại nhạc chính lâm lại không có chút nào chịu ảnh hưởng, kết quả này để tô chiết giật nảy cả mình, sức mạnh của đối phương chỉ ít là của mình gấp đôi nhạc chính lâm mới vừa thu hồi quyền, một tiếng hử nhẹ, lại một chân đá ra. Tô chiết kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể nhấc lên tay trái, đi gắng đón đỡ nhạc chính lâm một cước này. Một tiếng vang trầm thấp, nhạc chính lâm chân ầm ầm đánh vào tô chiết trên cánh tay, tô chiết không khỏi kêu rên một thân. Nhạc chính lâm chân sau dẫm một cái tiếp tục tiến lên nửa bước, hướng về tô chiết ép tới, từ lâu nắm chặt nắm tay phải mạnh mẽ vung ra, cực kỳ cuồng trở đánh về phía tô chiết ngực. Tô chiết, cẩn thận, dư tố y kinh hô. Tô chiết còn không tới kịp làm ra phòng ngự, nhạc chính lâm nắm tay phải đã đánh chúng vào tô chiết sườn phải, may là tô chiết tạm thời di chuyển một cái thân thể mới không có bị đánh trúng chỗ yếu. Đồng thời tô chiết bị này một nguồn sức mạnh đánh bay ra ngoài, nặng nề va ở trên vách tường. Tô chiết khóe miệng không khỏi tràn ra một tia tiên huyết, đòn đánh này sức mạnh thật sự là quá cường đại. Chết đi, nhạc chính lâm một tiếng giống to, như một cái hung mãnh giết gào mãnh hổ, lại đấm một quyền đánh về phía tô chiết. Tô Chiết hiện tại liền né tránh đều làm không đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhạc chính lâm đánh về phía mình. Đúng lúc này, đột nhiên có người một cước đá hướng về nhạc chính lâm. Nhạc chính lâm vì né tránh, bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi của mình quyền, lùi về sau vài bước. Người đến thừa thắng xông lên, liên tục hướng về nhạc chính lâm công tới, nhạc chính lâm mệt mỏi ứng phó, càng không phải đến đối thủ của người. Cuối cùng nhạc chính lâm một chiêu hư chiêu, đem người đến bức lui. Nhạc chính lâm mượn cơ hội này, nhảy ra mở cửa sổ trốn, người đến cũng đuổi theo. Dư tố y vội vàng đi đỡ tô chiết, tô chiết hiện tại mới khôi phục một chút khí lực, hắn xoa xoa ngực phải của chính mình, nơi này bây giờ còn mơ hồ làm đau. Vừa nãy tên kia là ai? Tô chiết hỏi, vừa nãy may là người kia xuất thủ cứu hắn, không phải vậy hắn hiện tại khả năng đã làm mất mạng. Hắn là hình thúc, là chuyên môn bảo vệ lăng gia. Dư tố y là tô chiết giới thiệu. Lăng mụ mụ lúc này mới phản ứng được, nàng không nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ trở thành như vậy nàng vội vàng đi hướng lăng nhược tuyết hỏi dò lăng nhược tuyết có hay không thu được thương tổn bảo đảm lăng nhược tuyết bình yên vô sự sau mới xoay người nói với tô chiết tô tiên sinh cảm ơn ngươi nếu không phải ngươi ở nơi này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì hiện tại lăng mụ mụ còn lòng vẫn còn sợ hãi nếu như không phải tô chiết khám phá nhạc chính lâm quỷ kế hiện tại lăng nhược tuyết khả năng đã gặp bất chắc không bao lâu hình giang long trở về rồi hắn ánh mắt ác liệt, dáng người mạnh mẽ, người mặc vải thô sau lưng, lộ ra bắp thịt cân xứng. So với tô chiết cao hơn nửa cái đầu, đứng ở nơi đó rất có cảm giác một ngạt. Hình giang long trầm giọng nói, phu nhân, người kia chạy. Hắn vừa nãy đuổi theo, nhạc chính lâm tuy rằng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là cực kỳ nhanh nhẹn, làm người lại giảo hoạt, rất nhanh sẽ chạy trốn không có vô ảnh. Hắn lại lo lắng lăng nhược tuyết các nàng lại bị thương tổn, chỉ có thể từ bỏ tìm tòi. Lăng mụ mụ gật gật đầu, ngồi ở lăng nhược tuyết bên cạnh, nhìn xem chính mình con gái bất chi bất giác lại lưu lại nước mắt. Vốn cho là hiện tại có hy vọng có thể trị hết lăng nhược tuyết, không nghĩ tới lại là một cái âm mưu, suýt chút nữa hại lăng nhược tuyết. Hình giang long nhặt lên tô chiết vừa nãy tranh đấu thời điểm, rơi trên mặt đất viên thuốc. Dư tố y tiến lên một bước, hỏi, Lý Thúc, người biết này thuốc gì sao? Vừa nãy nhạc chính lâm nói là minh hộ mạch đan, có thể trị hết nhược tuyết. Hình giang long tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, còn đem đan dược đặt ở mũi người một cái, cuối cùng hắn hơi hơi dùng lực một chút, đem viên thuốc niết nát tan, vắt ra như máu chất lỏng, hắn kinh hãi đến biến sắc nói ra, này đó là cái gì minh hộ mạch đan, mà là những kia tà ác người dùng để khống chế ăn người huyết linh mê hoặc đan. Ta cũng là tại một bản cổ thư nhìn đến, nghe nói huyết linh mê hoặc đan là luyện đan người, dùng chính mình tiên huyết phối hợp quý giá dược liệu luyện chế mà thành, ăn huyết linh mê hoặc đan người sẽ phục tùng vô điều kiện luyện đan người đồng thời sẽ cho người sức mạnh trong thời gian ngắn đạt được tăng lên, thế nhưng là sẽ tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, cuối cùng tiêu hao hết sinh mệnh lực mà chết. Hình Giang Long nói ra, này ta ác chi thuốc, hắn trước đây cũng chỉ là từng nghe nói. Nghe được huyết linh mê hoặc đan tác dụng, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Này nhạc chính lâm mục tiêu không phải là vẻn vẹn tại lăng nhược tuyết trên người, mà là muốn thông qua khống chế lăng nhược tuyết đến hoàn thành một ít chuyện. Xem lăng mụ mụ tự trách khổ sở, dư tố y mới như tới, hôm nay tới nơi này mục tiêu là cái gì? Nàng vội vàng nói, cô cô, hôm nay ta mang tô chiết đến, chính là đến giúp lăng nhược tuyết chữa bệnh. Dư tố y vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại tô chiết trên người. Tô tiên sinh, người thật sự có biện pháp chữa khỏi tiểu tuyết sao? Lăng mụ mụ tràn ngập hy vọng mà hỏi. Nếu như các người tin tưởng lời nói của ta, ta có thể thử một lần. Tô chiết nói ra. Hôm nay hắn mục đích tới nơi này chính là xem có thể hay không cứu được lăng nhược tuyết ta tin tưởng, ta tin tưởng, hiện tại liền phiền phước tô tiên sinh giúp một chút tiểu tuyết rồi. Lăng mụ mụ vội vàng nói, xuất hiện tại bất cứ hy vọng nào, nàng đều sẽ không bỏ qua, bằng không nàng cũng sẽ không dễ dàng đã bị nhạc chính lâm lừa. Tô chiết vẫn không nói gì, dự tố y trước khi nói ra, ta rõ ràng quy tắc của ngươi, cô cô, hình thúc, chúng ta ra ngoài bên ngoài các loại, tô chiết chính là gia truyền y thuật không thể lộ ra ngoài. Lăng mụ mụ cùng hình giang long rất phối hợp đi ra khỏi phòng, dư tố y xuất trước khi đi còn đóng cửa lại nếu không phải vừa nãy tôi chiết cứu lăng nhược tuyết lăng mụ mụ không thả tâm lưu lăng nhược tuyết một người ở trong phòng Tô chiết giờ khóc giờ cười nhìn dư tố y biểu diễn hắn căn bản không có ý định này gian phòng lại chỉ còn lại tôi chiết cùng lăng nhược tuyết hai người rồi tôi y sinh phải hay không cần trước tiên đem ta gây tê rồi lăng nhược tuyết nói ra nàng muốn nếu như tôi chiết y thuật không thể tiết lộ lời nói phải giúp nàng chữa bệnh chỉ có trước tiên đem nàng làm ngất đi, như vậy mới sẽ không tiết ra ngoài. Không cần phiền toái như vậy, ta ra tay đem người đánh ngất là được rồi, như vậy so sánh bất lo. Tô Chiết cười nói, nói xong hắn còn thật sự đưa tay ra, thật giống thật sự muốn đem lăng nhược tuyết đánh ngất đi. Lăng nhược tuyết cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì lạnh nhạt, âm thanh đều mang khẽ run, không nên đánh ngất ta, có thể hay không uống thuốc, ta sợ đau. Lăng tiểu thư, ta đùa giỡn, không cần nghiêm túc như vậy. Tô Chiết không khỏi thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới này Lăng Nhược Tuyết đơn thuần như vậy, nếu tin tưởng hắn lời nói, còn thật sự cho rằng hắn sẽ đem nàng đánh ngất. Lang Nhược Tuyết nghe vậy không khỏi trợn nhìn Tô Chiết một mắt, bất quá trong lòng nhưng không có trách tội hắn. Lang Nhược Tuyết cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nàng cảm giác cùng với Tô Chiết rất thoải mái, giống như là quen biết đã lâu.